La Quân thương tâm, lập tức bay đến La Quân trước mặt, dùng đầu đến cọ La Quân. Đây là hắn biểu đạt thân cận một loại phương thức. Đến là chuyện gì xảy ra? Tiêu Vũ trầm giọng hỏi. La Quân dưng dưng nói ra, Vân Thiên Tông bên trong. La Quân đem sự tình chân tướng một năm một người nói ra. Khi hắn nói đến Tiểu Linh bị không động trưởng lão nhất trưởng đánh chết thời điểm, Tiêu Vũ không khỏi giận tím mặt. Lão thất phu, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Tiêu Vũ nổi giận mắng, hắn luôn luôn là ôn tồn lễ độ, giờ phút này lại là thế nào cũng không chịu nổi. La Quân cúi đầu, không nói một lời. "Ngươi đứng lên." Tiêu Vũ bỗng nhiên nói ra. La Quân ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vũ. "Việc này cũng không trách ngươi được." Tiêu Vũ nói ra, "Ta ngược lại cái này không nghĩ tới, cái này Vân Thiên Tông chính là thiên hạ đệ nhất tiên môn, không có nghĩ tới đây mà thế mà tàng long ngọa hổ, có như thế không biết xấu hổ người." La Quân đứng lên. Tiêu Vũ tiếp tục nói, ta lúc đầu vốn nên liền không đồng ý các ngươi mang đi tiên hạc, ta biết các ngươi chính là thiên mệnh giả, trong số mệnh nhiều cướp. Bọn họ đi theo ngươi, sẽ chỉ đưa tới họa sát thân. Nào biết, cái này họa sát thân thế mà đến nhanh như vậy. Hắn đón đến, nói ra, người đem ba đồ lưu tại nơi này, người đi đi. Về sau lại không nên quay lại. Cà 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 cà, ba đồ tựa hồ là nghe hiểu tiêu vũ lời nói, lập tức liền kích động kêu lên. Tiêu Vũ lại là nghe hiểu được ba đồ lời nói, hắn lạnh giọng nói với ba đồ, người muốn đi theo hắn. Người đi theo hắn, sớm muộn cũng sẽ chết, tựa như mẹ ngươi một dạng. Ba đồ tiếp tục cà 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 cà. Tiêu Vũ nổi nóng nói ra, việc này không phải do ngươi, ngươi nhất định phải lưu lại, ta định. Ngươi đi xuống cho ta đợi, không cho phép ra tới. Ba đồ bỗng nhiên quay người xông ra cửa sổ, bay thẳng đi. Tiểu gia hỏa này tuy nhiên còn nhỏ, nhưng tính tình lại là quật cường cực kỳ. Tiêu Vũ thật đúng là không tốt theo ba đồ động mạnh, thấy thế cũng là im lặng. Tiền Bối yên tâm, ta hội khuyên ba đồ lưu lại. La Quân tuy nhiên từ ở sâu trong nội tâm là vô cùng hy vọng ba đồ giữ ở bên người, nhưng hắn cũng biết, lưu tại bên cạnh mình người, không có mấy cái sẽ có kết cục tốt. Cho nên liền xem như vì ba đồ, hắn cũng phải đem ba đồ lưu lại. Tiêu Vũ thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là phất phất tay. Ý tứ cũng là cút đi. La Quân liền cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Rất nhanh, La Quân thì ra đại nhạn tháp. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống. Trăng sáng ở trên trời, gió mát nhẹ nhẹ. La Quân trong lòng một mảnh phiền muộn, những năm này, hắn vẫn luôn rất lạc quan, nhưng ở Thiên Châu mấy ngày này, lại là hắn vô tận thống khổ thời gian. Hắn trở nên trầm mặc ít nói đứng lên. La Quân nhìn khắp bốn phía, lại là không có gặp ba đồ bóng dáng. Cũng không biết tiểu gia hỏa này đến đi nơi nào. Là quần bất đắc dĩ, cất bước liền đi. Hắn đi ra ước chừng 300 mét, liền cũng tại lúc này, một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ xâm nhập mà đến. Là quần hãi nhiên, hắn tập trung nhìn vào, liền thấy phía trước có một gã áo đen trường sam nam tử. Nam tử này trường thân ngọc lập, giàu có khí chất. Hắn chính là lôi vân tổ sư đại đệ tử, Hoa Thiên Anh. Hoa thiên anh sắc mặt nhàn nhạt, hắn quay người trở lại nhìn về phía La Quân, mở miệng nói ra, người chính là La Quân. Ngươi là người phương nào? La Quân cảnh giác vô cùng. La Quân cảm giác không ra Hoa Thiên Anh tu vi có bao nhiêu lợi hại, nhưng trong lòng của hắn có loại cảm giác, tu vi của người này không kém Lăng Vân Phong. Đối mặt dạng này người, hắn trên cơ bản là không cần chống cự. Trừ chết, không có bất kỳ cái gì may mắn. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy chống cự cùng mánh khóe đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vân Thiên Tông người, là quần ôm sau cùng một tia ảo tưởng, hỏi, hắn nghĩ, nếu như người này không phải tới giết chính mình đâu. Nếu như hắn không phải trời cao người đâu. Chỉ tiếc, rất nhanh, hắn sau cùng một tia ảo tưởng cũng tuyên cáo tan biến. Hoa Thiên Anh nói ra, không sai, hắn đón đến, nói ra, người là rất lợi hại thông minh người trẻ tuổi, có thể nói là thiếu niên thiên tài. Chẳng qua đáng tiếc, Người gặp gỡ ta, đây là người bất hạnh. Người là muốn tự sát, vẫn là muốn ta xuất thủ. La quân như rớt vào hầm băng. Tuy nhiên biết rõ không thể trốn đi đâu được, nhưng hắn lại không phải thúc thủ chịu trói tính tình, càng sẽ không ướt ức đến tự mình kết. La quân hít sâu một hơi, nói ra, mặc kệ ta nói cái gì, làm cái gì, người cũng không thể không giết ta. Hoa thiên anh gật gật đầu. Ta có thể hay không tại trên tay người đem mệnh ta mua về. La Quân hỏi. Ngươi muốn làm sao mua? Hoa Thiên Anh hỏi. Ta chính là thiên mệnh chi vương, ta có khí vận tại thân. Chỉ cần ngươi không giết ta, ngày sau ta có thể thụ ngươi khống chế, vì ngươi bán mạng. La Quân hiện tại thật sự là đem chính mình hèn mọn đến trong đất bùn, nhưng là không có cách, hết thảy hết thảy, hắn đều phải nghĩ biện pháp sống sót. Vì sống sót, hắn đã không tiếc hết thảy. Cái gì tôn nghiêm đều có thể không muốn. Hoa Thiên Anh nghe xong nhìn kỹ hướng La Quân, sau một hồi khá lâu, hắn cười một tiếng, nói ra, thiên mệnh chi vương cái này danh hiệu rất không tệ, bất quá tránh thức tại thiên nhân, xem các ngươi không có để ý nhiều. Chẳng qua là tùy theo các ngươi sinh trưởng thôi, tựa như là trí tôn, hắn chưa hẳn không biết đây hết thảy, nhưng hắn dù cho nhìn lấy người chết cũng sẽ không nhúng tay. Bởi vì thiên mệnh là cái rất vi diệu đồ, vật, cũng có lẽ bây giờ ở trên thân thể ngươi, đợi chút nữa thì không tại. Ý hắn rất rõ ràng, ta như giết ngươi, đợi chút nữa ngươi liền không phải thiên mệnh chi vương. La quân ngược lại quất một ngụm hàn khí, nói ra, cho nên hôm nay, vô luận ta nói cái gì làm cái gì, ngươi cũng là không thể không giết ta. Hoa thiên anh khẽ nhíu mày, nói ra, ta cùng ngươi ở giữa nói nhảm nói quá nhiều, xem ra ngươi là không nguyện ý tự sát. Vậy ta liền tiến ngươi lên đường đi. Hiển nhiên, Hoa Thiên Anh là cái rất thẳng thắn người. Trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một sợi hàn quang, sau đó ngón tay bóp pháp ấn. Cái kia trên ngón tay lập tức dần hiện ra hàn quang tới. Tiếp theo, Hoa Thiên Anh cong ngón búng ra. La Quân liền gặp một đạo bén nhọn hàn băng kiếm khí thiểm điện đâm giết tới. Cái này hàn băng kiếm khí lực lượng so La Quân địa sát chi cảnh đều không thua bao nhiêu. La Quân nhanh chóng phản ứng, thiểm điện thi triển ra thái cực sinh tử luân. Trong một chớp mắt, thái cực trận ấn hình thành, 36 tầng địa sát kình biên cuồng rào sát. Cái kia Hàn Băng kiếm khí đâm vào đến Thái Cực trận ấn bên trong, La Quân liền cảm giác cái kia Hàn Băng kiếm khí có một loại không thể khó lường hàn ý cùng bén nhọn chi ý. Tại cái này hai tầng hàm nghĩa bên trong, còn có một cỗ Hồng Đại tinh thần tồn tại. Căn vốn không thể tới. Mạnh đại Hàn Băng kiếm khí như bẻ gãy nhìn nát, trong nháy mắt liền đem La Quân 30 tầng địa sát kình phá hư hầu như không còn. Cái kia Hàn Băng kiếm khí trong nháy mắt phá Thái Cực sinh tử luân, lại hướng phía La Quân tập sát mà đến cái này một cái chớp mắt, là quân đối mặt cường đại như thế hàn băng kiếm khí, hắn một điểm sức chống cự đều không có. Là quân tâm lý rõ ràng, chỉ cần hắn bị cái này hàn băng kiếm khí đâm trúng, hắn cả thân thể sẽ lập tức bị đóng băng thành cặn bã, toàn thân đều sẽ bị đóng băng hoại tử. Vô luận hắn là quân có cường đại tới đâu sức khôi phục, cái này một cái chớp mắt đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng đúng lúc này, tại là quân cho là mình hẳn phải chết thời điểm, lúc này la quân trong đầu là trống rỗng hắn lần thứ nhất cảm giác hắn cách tử vong là gần như thế đúng lúc này một đạo kiếm quang đột nhiên tại la quân trước mặt thoáng hiện kiếm quang này phanh một tiếng đụng giết tại cái kia hàn băng kiếm khí phía trên trong nháy mắt liền đem cái kia hàn băng kiếm khí chém giết thành phấn vụn la quân nhìn ngay lập tức thanh đây là một ngụm long văn bảo kiếm đồng thời một bóng người lóe lên xuất hiện tại la quân trước mặt người đến chính là tiêu vũ tiêu vũ một tay nắm lấy hắn long văn bảo kiếm bảo kiếm này trên thân khắc có thần long sinh động như thật nhưng nó tên cũng không phải là long văn kiếm mà chính là hóa long kiếm tiêu vũ toàn thân áo trắng chắc mà đứng trong mắt của hắn tràn đầy sắc mặt giận dữ nói ra người nào dám ở ta đại nhạn tháp dương oai hoa thiên anh lạnh lùng nhìn lấy tiêu vũ hắn trầm mặc nửa ngày về sau nói ra ngươi là hạc vương tiêu vũ tiêu vũ nói ra không sai ta giết người giống như chuyện không liên quan ngươi hoa thiên âm nhạt lạnh nói ra la quân chính là là bằng hữu ta người muốn giết hắn trước qua cửa ải của ta tiêu vũ đã quyết tâm muốn vì la quân xuất thủ bằng hữu hoa thiên anh nam nam thì thầm sau đó hắn nói ra người tu đạo chỉ nói lợi ích ta còn lần đầu tiên nghe được có người giảng bằng hữu hai chữ riêng là giống tiểu tử này loại tu vi này còn tại bộ người không có chút giá trị Người thế mà nguyện ý cùng hắn làm bằng hiếu, không thể không nói, người ngu xuẩn đến có chút đáng yêu. Tiêu vũ trầm mặt, Hoa Thiên Anh nói tiếp, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ở chỗ này hướng ta dập đầu ba cái, sau đó rời đi. Không phải vậy lời nói, hôm nay ngươi sẽ chết tại gia hỏa này phía trước. Vân Thiên Tông người, quả nhiên cuồng vọng, tiêu vũ cười lạnh một tiếng, theo rồi nói ra, tới đi, ta nhìn ngươi có bản lãnh gì, có thể cuồng đến tình cảnh như vậy hắn sau khi nói xong, liền lập tức thi triển sát chiêu. Chỉ gặp cái kia hóa long kiếm thiểm điện bay ra, trong một chớp mắt, hóa long trên thân kiếm thần long bay ra. Nhất thời, gió dục mây vần, cái kia thần long phẫn nộ bạo giống, kim quang đầy trời. Thần long quấn chặt lấy hoa thiên anh, đồng thời, hóa long kiếm hình thành kiếm trận, thi triển ra hóa long kiếm thuật. Kiếm quang như tấm lụa, ẩn chứa thần long chi khí. Tiêu vũ tuyệt thế pháp bảo, chính là cái này một ngụm hóa long kiếm. Thần long phát ra vô cùng chân long chi khí, hóa long kiếm thuật vận chuyển chân long chi khí, kể từ đó, cái này trong kiếm trận chính là hóa long kiếm đạo trận. Người ở chính giữa, pháp lực bị cực độ suy yếu, vô cùng khó có thể ứng phó. Tiêu Vô Tại biết rõ Hoa Thiên Âm chính là tuyệt thế cao thủ về sau, y nguyên dám đến cứu chàng, rất lớn trình độ chính là ỷ vào cái này miệng hóa long kiếm. Lúc này hoa thiên anh thân ở hóa long kiếm trận bên trong sắc mặt hắn đạm mạc không bị ảnh hưởng chút nào kia kiếm quang như tấm lụa chém giết điên cuồng khi đi tới đợi hắn đột nhiên sách trưởng chỉ gặp hắn thế trưởng xoay lại khoảng chừng vận chuyển lập tức phát ra một cỗ hàn băng chi khí tới cái này hàn băng chi khí như du long uyển chuyển vòng quanh hoa thiên anh điên cuồng xoay tròn liền đem kia kiếm quang đón đỡ ở bên ngoài hoa thiên anh bàn tay đảo ngược cái kia cỗ hàn băng chi khí càng phát ra hùng hậu cái này thực cũng là hoa thiên anh nhất tôn hàn băng nguyên thần cái kia hàn băng nguyên thần càng phát ra cường đại liền để hiện trường bên trong nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống bốn phía trong vòng trăm thước thế mà bắt đầu tuyết rơi đứng lên tuyết hoa nhao nhao mà tiêu vũ hóa long kiếm trận thụ hàn băng nguyên thần ảnh vang lại là càng ngày càng chậm ngưng hoa thiên anh bỗng nhiên mở miệng răng rắc một tiếng cái kia thần long cùng hóa long kiếm trận cùng vô cùng kiếm khí đột nhiên thì đứng im ở toàn bộ đều bị đóng băng đứng lên phá hoa thiên anh lại hô một chữ trong một chớp mắt thần long vỡ vụn thành vụn băng hóa long kiếm hóa long kiếm trận kiếm khí cũng toàn bộ bị đông cứng thành toái phiến cái kia mặt đất liền tràn đầy băng tuyết bã vụn hoa thiên anh tay vừa lộn chuyển liền đem cái kia hàn băng nguyên thần thu trong tay tiêu vũ không khỏi thất sắc hắn không có nghĩ đến cái này hoa thiên anh thế mà lợi hại đến nước này. Người đây là cái gì công? Tiêu vũ nhịn không được kiêng kỵ nói nói. Hoa thiên anh lạnh lùng nói ra, người còn không có tư cách biết. Hắn sau khi nói xong, đột nhiên xòe tay ra. Tay kia bên trong hàn băng nguyên thần trong nháy mắt hình thành một cơn lốc. Gió lốc quá cảnh, chính là từ trên người tiêu vũ thổi qua qua. Gió lốc thổi qua qua về sau, tiêu vũ liền không nhúc nhích, vị này bát trọng thiên đỉnh phong cao thủ tại hoa thiên anh trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích tiêu vũ biến thành nhất tôn băng điêu sau một chốc băng điêu vỡ nát co quắp trên mặt đất thành một đống vụn băng thế gian lại không tiêu vũ tiêu tiền bối la quân thấy thế nhất thời cực kỳ bi ai muốn tuyệt hắn hai mắt đỏ bầm gào thét nói hoa thiên anh lạnh lùng nhìn lấy la quân hắn cũng không nói chuyện nhưng là rất nhanh Hoa Thiên Anh một tay triệu hồi Hàn Băng Nguyên Thần, tiếp lấy lại nhất trưởng đẩy. Thế là cỗ này gió lốc lại như thiểm điện hướng La Quân thổi qua qua. Như là La Quân bị thổi bên trong, như vậy La Quân cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. La Quân lấy vì lần này lại không may mắn. Thế nào biết ngay vào lúc này lại có kỳ tích phát sinh. Một bóng người đột nhiên lóe lên, liền xuất hiện tại La Quân trước mặt. Người tới lại là Thiên Cô Phong Phong chủ, Lăng Vân Phong cũng là la quân tiện nghi sư phụ. Lăng Vân Phong cũng là một thân nho nhã áo trắng, hắn ngạo mà đứng, đối mặt cái kia hàn băng gió lốc, hắn đột nhiên vươn tay. Liền gặp Lăng Vân Phong trong lòng bàn tay lóe ra một cỗ đế hoàng bạch kim chân khí, cỗ này đế hoàng bạch kim chân khí là thật sự khí, cái kia hàn băng gió lốc phanh đụng vào, lập tức liền bị thiêu. Cái này một cái chớp mắt cảm giác rất kỳ diệu, chỉ ít là quân cảm thấy rất kỳ diệu. Tựa như hắn cùng Lăng Vân Phong là đá ngầm, mà cái kia hàn băng gió lốc chính là dao động sóng lớn. Sóng lớn va chạm lên, tóe lên bọt nước vô số, nhưng là đá ngầm cũng không có việc gì. Hoa thiên anh một tay khẽ vẫy, liền đem cái kia hàn băng nguyên thần thu hồi qua. Hắn hơi hơi ngoài ý muốn nhìn về phía Lăng Vân Phong, lại là hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân Phong lại đột nhiên xuất hiện. Lăng Vân Phong, hoa thiên âm nhạt lạnh nói ra. Đúng vậy, Lăng Vân Phong từ tốn nói. Hoa thiên anh nói ra, thú vị thú vị, nghĩ không ra chúng ta hội tại dạng này chàng cảnh dưới gặp mặt. Ngươi không phải nên xưng hô ta một tiếng sư thúc sao? Lăng Vân Phong từ tốn nói, hôm nay gặp mặt, người ta đều là việc tư. Vân Thiên Tông quy củ, không đề cập tới cũng được. Hoa Thiên Anh nói ra, ngươi sai, ta giết là Quân, chính là là công sự. Mà ngươi đến đây cứu hắn, là trái với Vân Thiên Tông luật pháp, quy củ. Một khi việc này bị trí tôn biết, ngươi chạy không khỏi thiên hình ti trừng phạt. Lăng Vân Phong nói ra, không nói gạt ngươi, ta tuyệt không sợ trí tôn biết. Nếu là trí tôn biết được việc này, cũng đúng lúc, chúng ta liền đem tất cả mọi chuyện, cùng chân tướng tại trí tôn trước mặt náo cái rõ ràng, rõ ràng. Ta không biết đến lúc đó sợ là lôi vân tổ sư, vẫn là không động trưởng lão. Dù sao, ta là không có gì có thể sợ, nếu là sợ, cũng sẽ không tới. Hoa Thiên Anh cười ha ha một tiếng, nói ra, Lăng Vân Phong, người thật là người thông minh." Lăng Vân Phong nói, "Không dám." La Quân chính là tránh sau lưng Lăng Vân Phong, cái này một cái chấp mắt, hắn cũng biết mình hôm nay cái mạng này là kiếm về. Hắn cảm kích Lăng Vân Phong xuất thủ, bi thương tiêu vũ hy sinh. Lúc này La Quân là có chút nản lòng thoái chí, hắn cảm thấy hắn mình tựa như là một cái tai tinh một dạng, đi tới chỗ nào thì cho người ở nơi nào mang đến tử vong cùng thương tổn. Hoa Thiên Anh nói ra, "Lăng Vân Phong người thật là một cái dị loại. Trong hàng đệ tử đời thứ hai, người đủ để xưng hùng. Cho tới nay, tất cả mọi người muốn biết, đến là Hoa Thiên Anh lợi hại, vẫn là người Lăng Vân Phong lợi hại. Như vậy hôm nay ngay ở chỗ này, chúng ta so cái cao thấp. Lăng Vân Phong nói ra, ta cũng vẫn luôn muốn lĩnh giáo ngươi cửu U huyền minh chân kinh. Tốt, Hoa Thiên Anh cười ha ha một tiếng. Lăng Vân Phong bỗng nhiên nhỏ giọng đối sau lưng La Quân nói ra, lui ra phía sau. Là quân nào nào, sau đó lập tức tỉnh ngộ lại. Hắn cấp tốc lui ra phía sau, lui ra phía sau ra 300 mét bên ngoài. Hắn cái mạng này, được đến quá không dễ. Bây giờ, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, nhận hết bất luận cái gì khuất nhục, nhưng hắn quyết không thể chết. Nếu là chết, hắn là quân cả đời liền đều là thất bại. Chỉ có còn sống, mới có thể đem cái này sở hữu khuất nhục rửa sạch rơi. Đây là Lăng Vân Phong cho hắn dẫn dắt. Lăng Vân Phong cùng Hoa Thiên Anh trong nháy mắt đánh nhau. Hàn băng nguyên thần, theo ý ta, một thể bắt, nguyên thần cầm nã thủ. Hoa Thiên Anh một tay cầm ra. Cái kia hàn băng nguyên thần trong tay hắn điên cuồng xoay tròn, đồng thời càng lúc càng lớn. Hàn ý bức người, trong nháy mắt để phương viên 300 mét đều là tuyết hoa nhao nhao. Sau đó, cái kia hàn băng nguyên thần hóa thành một cái to lớn tay hướng phía Lăng Vân Phong chụp tới. Trong không khí biến đến mức dị thường lạnh lẽo, là quần tại 300 mét bên ngoài đều cảm nhận được loại này nhiệt độ. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn lấy hiện trường, đây mới thực là thần tiên đấu pháp A. Lăng Vân Phong trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn trong nháy mắt thi pháp, nhất thời không chung từ trường nhảy vọt, trong tay hắn bắt pháp quyết, cấp tốc bắn ra vô cùng đế hoàng bạch kim kiếm khí. Đế hoàng bạch kim kiếm khí xuất hiện ngàn ngàn vạn vạn nói, cấp tốc hình thành một cái hình cầu. Hỗn nguyên chém, vô luận là quân thái cực sinh tử luân, vẫn là thái cực huyền thiên trảm, trong lúc này không thể rời bỏ một cái vòng xoáy, một cái vòng tròn. Mà Lăng Vân Phong hỗn nguyên trảm cũng là một cái hình cầu. Mà tại trong cuộc sống hiện thực, khoan điện là vòng xoáy chui giết. Lốp xe cũng là tròn, phàm là muốn động kim mặc ngọc, muốn tạo thành cực lớn thương tổn, đều không thể rời bỏ vòng xoáy cùng tròn. Đây là hằng cổ bất biến trí lý. Hỗn nguyên trảm hình cầu tràn ngập kiếm nhận, những này kiếm nhận trong nháy mắt liền đem hoa thiên anh nguyên thần đại thủ ấn vỡ nát. Lăng vân phong lại tay vừa lộn, hỗn nguyên chảm thiểm điện lôi đình vô giết về phía hoa thiên anh. Hoa thiên anh thân hình khoảng chừng lóe lên, tiếp lấy đại thủ một bổ. Liền gặp hắn đại trong tay như xuất hiện một đạo bá thiên sấm sét. Đây là một cỗ huyền minh chân khí tụ tập mà thành kiếm khí. Oanh một chút, huyền minh kiếm khí liền đem hỗn nguyên chảm từ giữa đó chém vỡ. Sau đó, Hoa Thiên Anh lập tức chủ động tiến công. Hắn một tay chỉ thiên, đem toàn thân huyền minh chân khí thôi phát đến cực hạn. Cái này đại mùa hè bên trong, bốn phía phương viên 5.000 mét thế mà dưới dậy tuyết lông ngỗng. Nhân lực đến nước này, quả thực cũng là không thể tưởng tượng. Đây cũng là thiên đạo lực lượng, nhưng lại bị nhân loại vốn có. Cũng khó trách người tu đạo muốn trời không chứa đường ở giữa. Nhanh như vậy thì thi triển ra tuyệt chiêu, lăng vân phong khẽ nhíu mày. Hoa Thiên Anh lạnh giọng nói ra, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi tiếp tục rông dài? Cửu U18 thần chém. Hoa Thiên Anh hét lớn một tiếng. Cái kia không trung tuyết hoa trong nháy mắt tập hợp tập hợp một chỗ, hình thành một đường to lớn vô cùng tuyết hoa vòi rồng. Cỗ này vòi rồng cao có chừng 300 gạo, liền giống như là đã tiếp đón được đám mây phía trên. Vòi rồng đoạn trước dần hiện ra vô cùng hàn băng kiếm khí, chính là như vậy hướng phía Lăng Vân Phong đỉnh đầu chém giết mà đến. Lăng Vân Phong biết được Hoa Thiên anh cái này cửu U18 thần trảm lợi hại, hắn lại không đón đỡ, chỉ là thân thể nhoáng một cái, lập tức liền tại 50 mét bên ngoài. Một tiếng ẩm vang, thứ nhất đạo lôi đình điện trảm hướng Lăng Vân Phong chém giết mà đến. Mặc kệ Lăng Vân Phong tốc độ bao nhanh, nhưng cái này thần chém mất bổ chuẩn xác vô cùng. Đây cũng không phải là đơn thuần lôi điện, trong này ẩn chứa huyền minh chân khí lạnh lẽo đạo cực điểm. Một khi bị chém trúng, Lăng Vân Phong kinh mạch toàn thân lập tức sẽ bị huyền minh chân khí đóng băng đứng lên. Loại này lạnh lẽo, không phải sức người có khả năng chống cự. Hoa Thiên Anh vì luyện thành cái này huyền minh chân khí, thế nhưng là đi không ít địa phương, sau cùng tại cửu U Chi địa bên trong, trọn vẹn thối luyện 77 đến 49 ngày, như thế mới luyện thành huyền minh chân khí. Cái này huyền minh chân khí so với địa sát chi tinh đều muốn kinh khủng hơn nhiều. Mà lại, Hoa Thiên Anh trên thân huyền minh chân khí số lượng, cái kia so la quân địa sát chi tinh không biết nhiều hơn bao nhiêu lần đây. Lăng Vân Phong lúc này bị kinh ngạc, hắn gặp tránh cũng không thể tránh, ngay sau đó cũng liền không lại né tránh. Đối mặt cái này thứ nhất chạm, Lăng Vân Phong trong nháy mắt liền thi triển ra đế hoàng chém. Hắn tu luyện bản mệnh chi kiếm bay ra ngoài, bản mệnh chi kiếm cấp tốc đem cái kia đạo thứ nhất thần đánh chém nát. Đồng thời, bản mệnh chi kiếm ngưng tụ vô cùng đế hoàng bạch kim kiếm khí bản mệnh chi kiếm cấp tốc hình thành ngập trời cử kiếm. Cái này ngập trời cự kiếm liền hướng phía cái kia cửu U18 thần chảm chỗ ngưng tụ vòi rồng chém giết tới. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, nhất thời kích thích chói lọi tia lửa tới. Thiên diêu địa động, sơn hà thất sắc. Hoa thiên anh sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Mà lăng vân phong cũng là phi thường nghiêm túc. Hai người liều mạng thi triển pháp lực, lẫn nhau đụng nhau. Lăng vân phong bản mệnh chi kiếm không ngừng bị mài mòn, lại bị Lăng Vân Phong không ngừng chữa trị. Chữa trị về sau, liền điên cuồng rảo sát cái kia vòi rồng. Vòi rồng bị không ngừng rảo sát thành phấn vụn, nhưng rất nhanh lại ngưng tập hợp một chỗ. Song phương chiến cái tương xứng. Thu, ngay vào lúc này, Hoa Thiên Anh thu thần thông. Lăng Vân Phong cũng không có tiếp tục đuổi giết, hắn cũng thu bản mệnh chi kiếm. Bốn phía nhiệt độ không khí lập tức tăng lên, tuyết cũng ngừng. Bất quá trên mặt đất đã có một tầng bạch tuyết, Hoa Thiên Anh nhìn về phía Lăng Vân Phong, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, Lăng Vân Phong, người tử ta đại khái rõ ràng. Ngày sau, bút chướng này tự sẽ tính với người cái rõ ràng. Hắn nói xong quay người muốn đi gấp. La Quân bỗng nhiên nói ra, đợi một chút. Hoa Thiên Anh lạnh lùng nhìn về phía La Quân, nói, người có lời gì muốn nói. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, Hoa Thiên Anh, ta muốn cùng ngươi định dưới một vụ cá cược. Hoa Thiên Anh cảm thấy mình phảng phất là nghe lầm. La Quân nói ra, ba năm về sau, Vân Thiên Tông Thiên Hình thai bên trên, ta muốn khiêu chiến ngươi. Chỉ bằng ngươi, Hoa Thiên Anh nói ra. Ngươi có dám cho ta thời gian ba năm, La Quân cắn răng nói ra. Hoa Thiên Anh cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, ngươi bất quá là thất trọng thiên tu vi, ngươi đại khái còn không biết, ngươi khoảng cách ta đến lớn bao nhiêu khoảng cách, chớ nói cho ngươi thời gian ba năm, chính là cho ngươi mười năm, 30 năm lại như thế nào? Nói như vậy, ngươi là đáp ứng? La Quân nhìn chằm chằm Hoa Thiên Anh hỏi. Hoa Thiên Anh cười lạnh, nói ra, "Chờ ngươi có mệnh sống đến 3 năm sau này hãy nói đi. Bất quá đã ngươi cùng ta định ra vụ cá cược này, như vậy trong 3 năm này, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không chọc tới ta, ta tuyệt không tìm làm phiền ngươi." "Tốt." La Quân nói ra, "Ta là Quân liền ở đây thề với trời, 3 năm về sau, ta nếu không thể giết Hoa Thiên Anh, liền ngay tại chỗ tự vận chết. Vĩnh viễn, không được siêu sinh. Cái này một cái chớp mắt, là quân trong mắt tránh hiện ra là cửu hận cùng kiên nghị. Hoa thiên anh hơi hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới là quân hội phát dạng này thể độc. Bất quá hắn rất nhanh liền cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt, ta chờ ngươi. Sau khi nói xong, liền quay người lấy nguyên thần bay đi. Hoa thiên anh giết tiêu vũ, đối với là quân tới nói là một khoản cửu hận. Nhưng La Quân cừu hận thật là nhiều qua, hắn tại sao muốn hết lần này tới lần khác khiêu chiến Hoa Thiên Anh đâu? Đây cũng là bởi vì giờ khắc này, La Quân biệt khuất đến đầy đủ. Hắn muốn ép mình, ép mình không ngừng đi tu luyện. La Quân lựa chọn là thảm liệt, là không thành công liền muốn xả thân. Nhưng là, hắn đã không có ý định cho mình lưu đường lui. Lúc này, Lăng Vân Phong từ tốn nói, ta hiểu ngươi ý nghĩ, bất quá lấy ngươi trước mắt tu vi, trong vòng 3 năm muốn siêu việt hoa thiên anh, chẳng khác gì là nói chuyện viển vông. Ta biết, người tại rất lợi hại trong thời gian ngắn, từ thân thể tu luyện tới thất trọng thiên đỉnh phong. Cái này nhìn tiến triển thần tốc, đồng thời cách cửu trọng thiên cũng không xa. Nhưng thực, thất trọng thiên đỉnh phong cùng cửu trọng thiên tu vi so ra, thật sự là ngày đêm khác biệt. Có lẽ, cho người 30 năm còn có chút hy vọng. 3 năm, là quân trầm mặc. Lăng Vân Phong nói ra, Hoa Thiên Anh cũng là tuyệt đối thiên tài, Hắn hiện tại tu vi là Cửu Trọng Thiên trung kỳ. Vừa rồi hắn nói không sai, ta như lại cùng hắn đấu nữa, ta không phải đối thủ của hắn. Hắn sở dĩ không đánh, là bởi vì hắn cảm thấy hiện tại còn không muốn cùng ta đánh nhau chết sống. Hắn tuy nhiên có thể đánh bại ta, nhưng hắn cũng sẽ nhận tổn thương, đây là hắn cảm thấy được trả bằng mất. Nhưng là La Quân, hắn bây giờ tư nguyên phong phú, pháp lực vô biên. Thời gian 3 năm, hắn có thể tiến bộ không gian so ngươi lớn hơn huống chi cũng là hắn đứng tại chỗ chờ ngươi ngươi cũng không đuổi kịp hắn a à. Là quân đau thương cười một tiếng nói ra bây giờ nói những này đều vô dụng đổ ước đã thành lập nhân đại không phải liền là vừa chết mà lăng vân phong khe khẽ thở dài nói ra thôi được có lẽ thời gian ba năm thật có thể cho ngươi xông ra một cái kết quả đến đây Là quân hướng lăng vân phong sâu kho người bái thật sâu nói ra đa tạ ngươi tới cứu ta lăng vân phong nói ra không cần cảm ơn, ta làm việc ưa thích đến nơi đến chốn. Mà lại, hiện tại Vân Thiên Tông thật là quá trướng khí mù mịt. Có lẽ ngươi sẽ trở thành tương lai chỉnh đốn Vân Thiên Tông một cái phục bút, đây là một kiện rất lợi hại có ý tứ sự tình. Là quân biết Lăng Vân Phong ý tứ, nhưng hắn cũng không nói nhiều. Sau đó, Lăng Vân Phong nói ra, ta đi, người tự giải quyết cho tốt đi. Hắn sau đó liền khống chế nguyên thần, trong nháy mắt bay đi. Cái này Lăng Vân Phong cùng Hoa Thiên Anh, liền đều là chân chính tiên nhân, cưỡi mây đạp gió, được không lợi hại. La Quân tại nguyên chỗ ngây người, người thật lâu, sau đó liền lại trở về đại nhạn tháp. Hắn cũng không có muốn qua mang đi một đầu tiên hạc, bởi vì trong lòng hắn biết, tiêu tiền bối là không muốn để cho chính mình làm như thế. La Quân chỉ là nói cho những tiên hạc đó, tiêu tiền bối đã chết, nơi này cũng đã mất đi tiêu tiền bối che chở. Tin tức này một khi truyền đi về sau, liền sẽ có cao thủ đến săn bắt chúng nó la quân hy vọng chúng nó mau chóng rời đi những tiên hạc đó nghe nói tiêu vũ đã chết từng cái bi thiết vô cùng la quân trong lòng ảm đạm quay người rời đi trong bóng đêm la quân chẳng có mục đích mà đi gió đêm quét mà đến la quân cảm nhận được một hơi khí lạnh hắn đưa mắt nhìn lại bốn phía lại là hoàn toàn hoang lương hắc ám cái này một cái chớp mắt la quân tâm lý đối thế giới bao la tưởng niệm tới cực điểm hắn nghĩ, giờ phút này nếu là có Linh Nhi ở bên người, thì tốt biết bao. Giờ phút này nếu là ở Đinh Hàm bên người, thì tốt biết bao. Thế giới bao la bên trong có ta ấm áp nhà, nhưng ta tại sao muốn lang bạt ghi hồ ở chỗ này đây? Ta là vì cái gì? Cái này một cái chớp mắt, là quần nhịn không được hỏi mình nội tâm. Là quần rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Hắn tới nơi này, không chỉ là bởi vì, hắn muốn cứu vãn thế giới bao la đó là quá vĩ mô nhiệm vụ hắn còn không có vĩ đại như vậy hắn tới nơi này đây là bởi vì nơi này tuy nhiên tàn khốc tới cực điểm nhưng cùng lúc cũng tràn ngập cơ hội thế giới bao la pháp lực mức độ đã đến một cái bình cảnh nếu như còn muốn tiếp tục đột phá vậy thì nhất định phải đi ra ngoài tìm tìm máy mới gặp tại tiến bộ trước đó kinh lịch một ít khổ sở khó tra tấn khuất nhục lại có cái gì không được chứ cái này một cái chớp mắt la quân là hoàn toàn nghĩ rõ ràng sau đó hắn liền ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi bất quá hắn vừa đi ra một đoạn bên kia cánh bay nhảy thanh âm chuyển đến ba đồ miệng bên trong phát ra cả cả âm thanh hắn cấp tốc bay tới đồng thời đứng tại la quân trên bờ phai la quân không khỏi vừa mừng vừa sợ nói ba đồ ba đồ cũng là hoan hỉ dùng đầu dùng sức cọ la quân la quân ôm lấy ba đồ chỉ kém không có rơi ra nước mắt tới hai người thân mật sau một hồi khá lâu la quân tỉnh táo lại nói ra ba đồ người đi đi không muốn đi theo ta ba đồ ngẩn ngơ sau đó liền liều mạng diêu đầu trong mắt của hắn chứa đầy nước mắt hắn từ xuất sinh bắt đầu liền là theo chân la quân hiện tại hắn mẫu thân cũng đã không tại nếu như la quân lại không muốn hắn hắn sẽ cảm thấy hắn đã bị trên đời này để lại vứt bỏ nhưng đối với la quân tới nói hắn đã kinh lịch quá nhiều đau xót lưu ở bên cạnh hắn người không có một cái có kết cục tốt cho nên hắn lại ưa thích ba đồ cũng không hy vọng ba đồ giữ ở bên người người đi đi la quân hờ hững quyết tâm hắn lạnh lùng nói ra ba đồ lại là không đi hắn cứ như vậy nhìn lấy la quân la quân đột nhiên thì nâng tay lên hắn muốn một bàn tay đánh xuống ba đồ trong mắt lóe lên sợ hãi chi sắc nhưng hắn lại không tránh không tránh la quân tâm nhất thời rốt cuộc hung ác không đi xuống Ba đồ, người biết hay không? Mẫu thân người cũng là bởi vì ta mà chết. Ngươi hẳn là hận ta, không nên lại đi theo ta, biết không? La Quân nhẹ nói nói. Ba đồ lắc đầu, dù sao cũng là không đi. La Quân thở dài, xoay người rời đi. Ba đồ thì theo ở phía sau. La Quân nghĩ thầm, chính mình chỉ cần không để ý tới hắn. Thời gian lâu dài, hắn liền sẽ cảm thấy không thú vị mà rời đi a. À. Tại là La Quân thì như vậy hành tẩu hiện tại la quân là chẳng có mục đích đến lúc nửa đêm đợi la quân ở trong vùng hoang dã chi cái lều vải hắn ở bên trong ngủ ba đồ muốn tiến đến lại bị la quân đuổi đi ra về sau ba đồ cũng không hề ý đồ tiến đến nhưng đến buổi sáng thời điểm la quân nhịn không được thăm dò nhìn lại liền gặp ba đồ đan đứng thẳng một chân đang ngủ la quân trầm mặc xuống dưới ba đồ tới la quân ngẫm lại hô một tiếng ba đồ lập tức bừng tỉnh hắn cũng không mang thù hoan hỉ cà cạc hai tiếng sau đó thì chạy tới ba đồ người nhất định muốn đi theo ta cũng có thể nhưng là lúc sau chúng ta muốn ước định cẩn thận một việc ngươi nếu không nghe ta ta lập tức thì đuổi ngươi đi ngươi cũng không cho tại như vậy vô lại thế nào la quân nói ra ba đồ cuồng hỉ gật đầu hắn đại khái là cảm thấy chỉ cần chịu để hắn lưu lại mặc kệ ước định cái gì hắn đều là không có vấn đề La Quân liền nói ra, hắn thời điểm, người không nhất định phải nghe ta lời nói. Nhưng nếu như ta để ngươi trốn thời điểm, ngươi nhất định phải lập tức bay lên không trung, rời đi xa xa. Không được ta triệu hoán, liền không cho phép quay lại, có thể sao? Ba đầu nghi hoặc nhìn về phía La Quân, hắn hiển nhiên không phải rất lợi hại có thể hiểu được La Quân lời nói. La Quân liền giải thích nói ra, ba đồ, ta ý là, gặp được nguy hiểm thời điểm, ta sợ ta không thể bảo hộ đến ngươi, Ngươi muốn trước bay lên không trung, để cho địch nhân giết không đến ngươi. Dạng này ta mới có thể an tâm đối địch, hiểu chưa? Ba Đồ lúc này thì minh bạch, hắn gật gật đầu. La Quân thở phào, liền nói ra, "Vào đi." Ba Đồ hoan hỉ tiến lều vải, bất quá hắn vẫn còn có chút sợ La Quân, không dám lên đến thân mật. La Quân xuất ra một chút dược thảo linh chi, nói ra, "Nhanh ăn đi, nhất định đói chết a." Ba Đồ nhìn thấy thực vật, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng hoan hỉ vô cùng bắt đầu ăn ăn xong về sau ba đồ liền một điểm phiền não đều không có lại tới theo la quân thân mật la quân nằm tại trên giường lúc này tiên nắng ban mai vẩy chiếu đại địa la quân thầm nghĩ luôn để ba đồ bay lên không trung cũng không phải chuyện này trên tay mình còn có mấy mai giới tu di đâu riêng là từ ấn nguyệt lạt ma trong tay lấy cái viên kia giới tu di bên trong không gian rất lớn chỉ tiếc là cái này giới tu di bên trong không có có không khí ba đồ giấu vào qua khó mà sinh tồn là quần nhớ kỹ tại mê thất đại lục thời điểm cũng đã gặp qua loại vấn đề này như vậy hiện tại chính mình có thể hay không đem giới tu di nội bộ cải tạo một chút để ba đồ đi vào cũng có thể hô hấp đâu một khi đem ba đồ giấu ở giới tu di bên trong na đích đồ thì an toàn nhiều kiểu tưởng tượng là quần lập tức hưng phấn lên hắn ngồi xuống ba đồ lúc đầu tại trên lồng ngực của hắn nằm ngủ một chút liền bị gạt mở ba đồ được không ủy khuất phiền muộn nhìn lấy la quân la quân cười ha ha một tiếng nói ra ba đồ ta muốn làm cho ngươi cái nhà ba đồ tràn đầy nghi hoặc hiển nhiên là không hiểu nhiều la quân ý tứ la quân cũng không để ý nữa ba đồ hắn bắt đầu nghiên cứu dạy ấn nguyệt lạt ma cái viên kia giới tu di tới cái này giới tu di cấu tạo cùng mê thất đại lục bên trong những chữ vật giới chỉ đó cấu tạo có khác biệt lớn. Tại mê thất đại lục bên trong, ngũ hành nguyên tố tràn ngập. Đi qua trận pháp vững chắc, ngũ hành nguyên tố có thể trèo chống ra rất đại không ở giữa tới. Mà giới tu di bên trong nhưng không có ngũ hành nguyên tố, lại là thông qua một chút vi diệu trận pháp, sử dụng thời gian, không gian quy tắc chờ một chút, cùng từ trường phần tử, từ đó cấu tạo ra một cái tiểu tiểu không gian giới tu di chất liệu là hái lấy thiên ngoại tinh bên trong kỳ lạ chất liệu. Tại thế giới bao la bên trong là không có loại này chất liệu. Loại này chất liệu gọi là tinh thần cương. Chỉ có tinh thần cương mới có thể đem trận pháp cùng từ trường cho ổn định lại. Là quân dùng pháp lực chậm rãi tìm tòi, hắn trước kia đều không có phương diện này ý nghĩ, nhưng lần này, ý nghĩ này nhưng rất mạnh liệt. Dưới mắt, là quân muốn làm sự tình, dị thường gian nan. Lịch đại sáng tạo giới tu di các tiền bối cũng chưa chắc không có nghĩ qua muốn để bên trong có thể hô hấp, có thể là như thế này giới tu di chung quy là không có chế tạo ra. Cũng may là là quần đang bố trí trận pháp phương diện, nhưng cũng là cái nhân vật thiên tài. Là quần muốn hồi lâu, hắn trầm tư buồn giàu, cứ như vậy ở chỗ này trọn vẹn một ngày. Hắn phát hiện muốn để giới tu di bên trong có thể hô hấp không phải việc khó, khó chính là một khi hô hấp thông miệng mở ra như vậy ngoại lai khí lưu sẽ phá hư bên trong trận pháp trận pháp một hỏng không gian tự nhiên là hội đổ sụp la quân trầm tư suy nghĩ một trận về sau đột nhiên thì có cái chủ ý cái chủ ý này rất lợi hại mạo hiểm cũng rất lớn gan làm không tốt cái này giới tu di thì hỏng một cái giới tu di đó là cực vật chân quý la quân lúc này cũng không muốn quá nhiều hắn quyết định vẫn là muốn thử một lần dù sao hắn cũng không phải chỉ có cái này một cái giới tu di. Là quân nghĩ biện pháp chính là sử dụng huyền hoàng thần cốc hạt giống đến ngột rửa giới tu di, đem hỗn độn chi khí dẫn vào giới tu di bên trong. Chờ kết cấu bên trong bị cải biến về sau, lại đi vào khí lưu, cũng có thể bị đồng hóa. Kể từ đó, giới tu di liền có thể hô hấp không khí. Cái này là La Quân suy nghĩ bước đầu, bởi vì huyền hoàng thần cốc hạt giống lớn nhất công hiệu cũng là gột rửa, có thể đem hết thảy sự vật, lực lượng gột rửa đúng chỗ la quân sử dụng. Cái kia địa sát chi tinh cùng hỏa sát chi tinh sở dĩ có thể bị la quân sử dụng, cũng là bởi vì huyền hoàng thần cốc hạt giống tác dụng. Không phải vậy lời nói, la quân pháp lực làm sao có thể đầy đủ thúc đẩy hai loại tinh sát. Nghĩ tới liền làm, la quân lập tức đem cái kia giới tu di để vào đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Sau đó, la quân dẫn hỗn độn chi khí nhập giới tu di bên trong. Đồng thời, la quân cải biến trận pháp. Ước chừng nửa giờ sau, giới tu di đã bị La Quân cải tạo hoàn tất. Tiếp theo, La Quân cẩn thận từng ly từng tí đem giới tu di lấy ra. Hắn tâm niệm nhất động. Thế là cái này một cái chớp mắt, chuyện quỷ dị phát sinh. La Quân cả người bỗng nhiên hư không tiêu thất. Hắn tự nhiên không phải biết ẩn thân thuật. Trên đời này, trừ nguyên thần có thể tụ tán vô thường. Người thật có thể nào ẩn thân đâu. La Quân là cả người trốn vào giới tu di bên trong. Cái này giới tu di bên trong là cái trống trải gian phòng, gian phòng khá lớn. Cái này ấn nguyệt lạt ma giới tu di là so tầm thường giới tu di còn lớn hơn, là quân sau khi đi vào liền cảm nhận được trận pháp lưu động, cái kia hỗn độn chi khí gột rửa bên trong về sau, liền chảy xuống một mùi thơm. Mà lại, là quân lập tức liền cảm nhận được tuần hoàn bất tức không khí chui vào tiến đến. Quả nhiên là có thể hô hấp. Là quân không khỏi đại hỷ. Trong này không gian, cho dù là ba đồ về sau lớn lên cũng có thể miễn cưỡng ở lại. Là quần hoàn hỉ không thôi, hắn cũng biết cái này dưới tu di sở dĩ có thể hô hấp hoàn toàn là bởi vì hỗn độn chi khí cải tạo. Hỗn độn chi khí chính là vạn vật khí chi tổ, có lớn lao công hiệu thần kỳ. Chỉ là đáng tiếc hỗn độn chi khí chỉ có thể ở huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong sinh tồn, một khi rời đi huyền hoàng thần cốc hạt giống lập tức hội hóa thành tầm thường khí nhưng là sự vật tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong, đi qua hỗn độn chi khí cải tạo về sau, cái kia lấy ra lại là sẽ không cải biến. Giới tu di bên trong khí đã dung hợp bên ngoài khí lưu, đây chính là hỗn độn chi khí nổi lên đến tác dụng. Là quân còn cố ý quan sát một phen, bên trong lại tại tiếp tục sinh ra huyền hoàng dịch. Cái kia huyền hoàng dịch là có thể đem người nguyên thần rửa đi, đó là cực công hiệu thần kỳ. Là quân nghĩ tới, tương lai nếu là thật sự không được, hắn có thể cho Linh Nhi tìm nhất tôn thân thể, đem thân thể dùng huyền hoàng dịch gột rửa, như thế, Linh Nhi liền có thể hoàn mỹ dung hợp đi vào. Lúc trước, ngày đó tôn cũng là muốn như thế đến bảo chế la quân đây. Bất quá, cái này thủy chung là một đầu đường tà đạo. Không đến bị bất đắc dĩ, la quân là sẽ không như thế làm. Sau đó, la quân rời đi giới tu di. Hắn ý thức được giới tu di một chỗ tốt, một khi mình muốn giấu đi, Liền giấu ở chiếc nhẫn kia bên trong, như vậy thường nhân là rất khó phát hiện. Cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ, cái kia cũng khó có thể phát hiện cái này bên trong huyền cơ. Là quân đối tương lai mình chạy trốn kỹ năng lại nhiều một hạng nắm chắc. Như thế về sau, là quân liền thu lều vải tiến một cái khác giới tu di bên trong. Ta tay này bên trên mang hai cái giới chỉ luôn luôn không tốt, là ta đem không thể hô hấp giới chỉ phóng tới cái này đại giới tu di bên trong qua. Lúc cần phải đợi lại đem lấy ra. La Quân vừa nghĩ như thế, chính là rộng mở trong sáng. Chính hắn đều có chút bội phục mình cơ chí. Sau đó, La Quân lại huấn luyện ba đồ tiến giới tu di. Đó cũng không phải một việc khó, chỉ cần La Quân lấy pháp lực thúc đẩy, ba đồ rất dễ dàng thì đi vào. Đi vào đi ra, tự nhiên mà thành. Khi ánh mặt trời chiếu sáng tại mảnh này trên cánh đồng hoang thời điểm, La Quân một lần nữa đạp vào thuộc về hắn hành trình. Tương lai có phải hay không tinh thần đại hải, là quân không biết. Nhưng hắn dù sao cũng phải cước đạp thực địa, từng bước một đi xuống. Liên tiếp đi 10 ngày, là quân ước chừng đi 5.000 dặm đường, sau cùng mới đi đến hơi phồn hoa khu vực. Ngẫm lại cái này đại khang vương triều thật là xa xỉ lãng phí. Nhiều như vậy địa phương đều không trải qua khai phát, toàn bộ hoang phế. Như vậy, quốc gia này tuy nhiên danh xưng có ốc thổ vạn lý, nhưng thực tránh thức lợi dụng cũng không nhiều. Đương nhiên, đây cũng là phong kiến vương triều cùng sở hữu bệnh chung. Bởi vì khoa học kỹ thuật không phát đạt, liền sẽ dẫn đến phồn hoa khu vực quá độ tập trung. La Quân đi vào Khúc Lăng. Khúc Lăng là đại khang vương triều dựa vào phía nam một cái phát đạt thành thị. Cùng loại với thế giới bao la bên trong tỉnh lỵ thành thị. La Quân từ người qua đường trong miệng đối Khúc Lăng dù sao cũng hơi giải. Hắn biết Khúc Lăng là cái phong hoa tuyết nguyệt thành thành phố, trong này nổi danh nhất cũng là thuyền hoa nhiều, còn có phong nguyệt tràng sở nhiều. Nơi này là rất nhiều nhân vật nổi tiếng công tử rất lợi hại ưa thích đến chỗ này phương, cũng có thật nhiều rất lợi hại phụ nổi danh hồng bài. Là quân là 10 giờ sáng nhập khúc lăng, cổng thành mở rộng, đối người qua đường cũng không kiểm tra. Chỉ là gặp được bộ dạng khả nghi người, sẽ thêm hỏi hai câu. Là quân đã hoàn toàn là thiên châu người cách ăn mặc, cho nên rất lợi hại thuận lợi nhập khúc lăng. Về phần ba đồ, ba đồ đã trốn vào dưới tu di bên trong, bởi vì La Quân tâm lý rõ ràng, ba đồ loại này tiên hạc tại toàn bộ thiên châu bên trong đều tính toán quý giá. Nếu là có tâm người đến ngấp nghé ba đồ, như vậy lại là không tất yếu phiền phức. Cho nên La Quân dứt khoát liền để ba đồ giấu đi. Nhập trong thành trì, liền gặp một phen cảnh tượng nhiệt náo. Nơi này nghiêm chỉnh tựa như là cái kia thanh minh thượng hà đồ bên trong miêu hội cảnh tượng, muôn hình muôn vẻ lái buôn, bách tính, còn có phụ đạo nhân ra mang theo hài tử các loại giống như tại cái này đại khang vương triều bên trong đối với nữ nhân cũng không có nghiêm khắc như vậy rất nhiều phụ nhân đều chọn đồ vật đến trên đường đến buôn bán là quân đi ở chính giữa thấy phía trước có một con sông cùng trung gian chính là một tòa cầu hình vòm cầu hình vòm hai bên dương liễu thanh thanh là quân đi vào cầu hình vòm phía trên liền gặp hai bên trong sông quả nhiên có không ít thuyền hoa bất quá bây giờ là ban ngày thuyền hoa cũng không có mở cửa thuyền nhỏ bỏ neo tại bên bờ có lẽ bên trong các cô nương đều nghỉ ngơi. Là Quân cái bụng có chút đói, hắn muốn ta cũng nên ăn đồ, vật. Những ngày gần đây, mỗi ngày đều ăn lương khô, luôn luôn khiến người ta cảm thấy có chút không có tư vị. Bây giờ đến bực này chàng sở, tự nhiên muốn tìm chút đồ ăn ngon. Bất quá, là Quân cảm thấy vẫn còn có chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Bởi vì hắn không biết bên này tiền tệ là cái gì, cũng không có bên này tiền tệ. Dược thảo cũng nhanh nếu không có, không được ta phải trước làm chút tiền tới cũng phải cấp ba đồ mua chút dược thảo để hắn ăn hắn hiện tại chính là vươn người thể thời điểm ta cũng không thể thua thiệt hắn la quân nghĩ như vậy có thể muốn đi chỗ nào mõ tiền đâu đoạt la quân sẽ không làm chuyện loại này cũng không biết khúc lăng nơi này có hay không lợi hại một chút cầm đồ la quân thầm suy nghĩ trên tay hắn vẫn có một ít đáng tiền đồ vật tỷ như tại trong biển thời điểm nhân hoàng chi tử bách lý bất khí cho la quân viên kia to lớn ngọc xanh. Đây chính là cực phẩm tốt bảo thạch, đại khái ở chỗ này cũng là đáng tiền. Mà lại la quân trên tay còn có dư thừa mấy cái giới tu di, đây là khẳng định đáng tiền. La quân hướng nhìn bốn phía, lập tức liền nhìn thấy một cái mặt thiện nam tử. Nam tử kia nhìn chừng 30 tuổi, la quân cản tiến lên. Huynh đài, la quân ôm quyền chắp tay, lộ ra nho nhã lễ độ nam tử kia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bất quá cũng ôm quyền hoàn lễ nói: các hạ là, là quân liền nói ra: huynh đài tốt, ta là người bên ngoài, nhiều lần quay vòng mới đi đến quý bảo địa. a, à, nam tử bừng tỉnh đại ngộ nói ra: người kém chút vòng vo đúng hay không? là quân hơi sướng sờ, cái quỷ gì? nam tử kia móc ra hai hạt bạc vụn nói ra: nhưng ta cũng không giàu có, nhìn huynh đài ngươi nói chuyện cử chỉ, không phải người thô kệch. Ta có thể giúp ngươi thì chỉ có nhiều như vậy, huynh đài không cần thiết ngại ít." Nam tử kia rất nhiệt tình đem hai hạt bạc vụn nhét vào La Quân trên tay. "Ban đầu tới nơi này tiền tệ là bạc a, La Quân rốt cục có cái đại khái giải, bất quá hắn cũng không biết, một lượng bạc đến là cái gì sức mua." "Ta không phải muốn bạc." La Quân ngay lập tức đem những bạc vụn đó đẩy trở về. "Hắn nói ra, ta là muốn hỏi, chỗ này ở nơi nào có thể đi khi đồ vật?" "Hả?" huynh đài ngươi là muốn tìm cầm đồ a à. nam tử kia bừng tỉnh đại ngộ la quân cười một tiếng nói ra ách là như thế này huynh đài ta không tìm phổ thông cầm đồ bởi vì ta trên thân đồ vật những này cầm đồ trả giá không được nghiên cứu ta muốn biết khúc lăng bên này có hay không đặc biệt lợi hại loại này cầm đồ nam tử kia cười một tiếng nói ra xem ra huynh đài trên người có bảo bối a à. la quân cũng không phủ nhận nam tử kia nói ra đúng, ta gọi mã bá vũ, xin hỏi huynh đài. Tại hạ La Quân, La Quân nói ra, mã bá vũ liền nói ra, ta minh bạch La Huynh người ý tứ, người muốn tìm loại kia cầm đồ, khúc lăng đương nhiên là có. Người tìm ta cũng coi là tìm đúng người, bởi vì cái chỗ kia, không có người dẫn kiến, là tuyệt đối qua không. La Quân cười ha ha, hắn nói ra, vậy làm phiền mã huynh, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không thiếu mã huynh chỗ tốt. Mã Bá Vũ cười ha ha một tiếng, nói ra, khách khí. Hắn đón đến, nói, bất quá La huynh trên thân đến có bảo bối gì, phương không tiện lộ ra một hai đâu. La Quân nói ra, cái này, ở chỗ này không tiện lắm. Mã Bá Vũ nói ra, ta hiểu được, ta hiểu. Hắn nói ra, cái kia La huynh đi theo ta đi. La Quân gật đầu. Lúc này, La Quân cũng liền rõ ràng, chẳng trách mình cảm thấy Mã Bá Vũ rất lợi hại hiền hòa hóa ra cái này mã bá vỗ chính là cái thương nhân thương nhân tự nhiên là cười tủm tỉm mã bá vỗ đối với mình nhiệt tình như vậy dĩ nhiên không phải trời sinh nhiệt tình mà chính là hắn ngửi được kỳ ngộ la quân tự nhiên cũng không quan trọng hắn không lo lắng bị lừa hắn chỉ là không có phương pháp mà thôi la quân tuy nhiên tại hoa thiên anh tại vân thiên tông chỗ đó nhận hủy diệt tính đả kích nhưng là tại cái này đại khang vương triều bên trong hắn tin tưởng cũng không có người nào có thể tùy tiện đến khi nhục đến hắn. Mã bá vũ mang theo la quân qua cầu hình vòm, một đường đi, vừa nói, la huynh là nơi nào người. La quân nói ra, bất quá là sơn giã người thô cạch a. À. Mã bá vũ nơi nào sẽ tin tưởng, bởi vì nhìn la quân khí chất này phong độ liền không phải loại kia sơn giã người thô cạch. Bất quá hắn cũng biết la quân nói như vậy chính là không nguyện ý trả lời. Cho nên mã bá vũ cũng liền lại tiếp tục hỏi, bởi vì hắn vốn là cái khéo léo người la quân nói ra mã huynh là muốn mang ta đi đâu mã bá vũ mỉm cười nói ra tại chúng ta khúc lăng có một chỗ gọi là thiên trì các thiên trì các bên trong chuyên môn thu kỳ chân dị bảo bọn họ có vô số đếm không hết tiền bạc tài phú mà lại cũng có các loại bảo vật chân quý dược tài các loại chỉ cần ngươi cầm được ra bảo vật bọn họ liền có thể cho ngươi đổi lấy ngươi muốn muốn đồ vật đương nhiên Điều kiện tiên quyết là muốn bọn họ cảm thấy người vật này đáng giá đổi bọn họ bảo bối. La Quân không khỏi đại hỷ, hắn muốn thì làm một chỗ như vậy. Vậy làm phiền Mã Huynh, La Quân nói ra. Mã Bá Vũ nói, không dám. Hắn đón đến, lại nói, thiên trì các nhãn giới luôn luôn rất cao, người bình thường không có dẫn tiến, đó là tuyệt đối không thể tiến vào. La Quân nói ra, lần này nhờ có Mã Huynh đây. Mã Bá Vũ cười ha ha một tiếng, nói ra. Thực ta cũng rất tò mò, La Huynh Ngươi đến có bảo bối gì đây? Trong lúc nói chuyện, Mã Bá Vũ cản chiếc tiếp theo qua đường xe ngựa. Xe ngựa này cùng loại với thế giới bao la sĩ, Mã Bá Vũ mang theo La Quân lên xe. Sau đó thì đối Mã Phu kia nói ra, đến thiên chỉ các. Mã Phu nói một tiếng được rồi, sau đó liền dơ roi rủi ngựa. Trên đường đi, Mã Bá Vũ rất là nhiệt tình, thực là nghĩ hết biện pháp đến bộ La Quân lời nói. Nhưng La Quân lại là biểu hiện được giọt nước không lọt, cái này khiến Mã Bá Vũ có chút không thể làm gì. Nửa giờ sau, xe ngựa tại một cái ngõ nhỏ trước dừng lại. Mã Bá Vũ cùng La Quân xuống xe, Mã Bá Vũ kết tiền xe, liền dẫn La Quân tiến vào ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ kia hai bên đều là chút cùng loại tứ hợp viện nhà, đi đến bên trong một tòa tòa nhà trước, Mã Bá Vũ dừng bước lại. Tòa nhà này chiều cao 3 tầng, kiến trúc rộng rãi, nhìn thì rất không bình thường mà tại tòa nhà trên cửa có bảng hiệu, bảng hiệu bên trên liền viết ba chữ to, thiên chỉ các. Mà tại môn hai bên còn có một đôi câu đối, câu đối bên trên viết bảo bối môn có thể chứa, cho thiên hạ khó chứa chi vật. Vế dưới thì là miệng cười thường mở, tiếu thiên dưới buồn cười người. Hoành phi thì là hải nạp bách xuyên. Sơn son đại môn là đóng chặt. Mã bá vô tiến lên đem môn kia vòng gõ ba lần, dừng lại về sau, lại gõ hai lần. Hóa ra vẫn là có ám ngữ rất nhanh, môn thì mở. Mở cửa là một tên gia đình, gia đình gặp Mã Bá Vũ, lại là nhạt lạnh nói ra, ngươi là người phương nào. Mã Bá Vũ ngay lập tức mặt bên trên tươi cười, nói ra, tại hạ Mã Bá Vũ, từng cùng quý các tam lão gia từng có gặp mặt một lần. Tam lão gia nói qua, nếu có bảo bối, có thể đến đây gặp nhau đây. Gia đình liền nói ra, ngươi chờ một chút. Sau đó, đại môn phanh một tiếng đóng lại. Mã bá vũ nhất thời thì lộ ra có chút mặt mày xám xịt, là quân không khỏi im lặng, hóa ra cái này mã bá vũ theo thiên chỉ các chỉ có ngần ấy giao tình a. Bất quá đến giờ này khắc này, là quân đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, càng sẽ không biểu lộ cái gì. Gia đình kia qua ước chừng 5 phút đồng hồ, sau 5 phút, đại môn mở ra, gia đình vẻ mặt cứng đờ như gỗ nói ra, mời đến. Mã bá vũ liền cười làm lành lấy tiến vào, là quân theo ở phía sau. Nếu là lúc trước La Quân nhìn thấy loại này nổ banh trời gia đình, hắn nhất định sẽ mở miệng mỉa mai đối phương. Nhưng bây giờ, hắn kinh lịch thương hải tang điền lại là cái gì cũng không nguyện ý nói. Không muốn lại tăng thêm không tất yếu phiền phức. Tiến vào tòa nhà về sau, trước gặp một cái xinh đẹp đình viện, trong đình viện có đình đài lâu các, mai thuộc từ từ. Ánh mặt trời chiếu sáng, cơn gió thổi qua, trong lỗ mũi lại tràn đầy hoa mùi thơm. Tiến vào phòng khách về sau, là quân cùng mã bá vũ nhập tòa. Cái này trong phòng khách càng là cổ kính, mặt đất trải danh quý thảm, thượng thủ có một chương ghế dựa thái sư, trên mặt ghế thái sư trải ra cọp. Là quân cùng mã bá vũ sau khi ngồi xuống, có nha hoàn lên trà bánh. Mã bá vũ cẩn thận từng ly từng tí chờ, là quần uống một ngụm trà, bỗng nhiên nói ra, mã huynh, ngươi tùy tiện dẫn ta tới nơi đây, nếu là ta trong tay bảo bối bất quá là chuyện tiếu lâm, vậy ngươi hôm nay há không xấu hổ. Mã Bá Vũ nao nao, sau đó lại cười một tiếng, nói ra, không có việc gì, dù cho La huynh ngươi không bảo bối tốt, vậy chúng ta thì cùng đi chứ sao? Cũng sẽ không rơi khối thịt không phải. La Quân liền biết Mã Bá Vũ thật sự là người thông minh, hắn đem La Quân nhìn rất lợi hại chuẩn. Nhưng dưới mắt lại cố ý nói như vậy, dùng cái này đến theo La Quân giao hảo. Bất quá, La Quân cảm thấy Mã Bá Vũ mặc dù là cái không tệ thương nhân, nhưng lại quá nóng vội một chút bố cục cũng không tính lớn không có quá đại thành thì đương nhiên đây hết thảy đều không phải là la quân muốn cân nhắc vấn đề cái kia thiên chỉ các bên này rất nhanh liền đi ra một lão giả lão giả một thân trường sa xa màu xanh khuôn mặt gầy gò hắn ánh mắt sắc bén cử chỉ ở giữa đều có một cỗ uy nghiêm lão giả này cũng không phải là mã bá vỗ chỗ nhận biết tam thúc hắn sau khi đi ra cười nhạt một tiếng nói ra vị này là mã công tử a ta nghe tam ca đề cập qua ngươi. Mã bá vũ nhất thời thụ sủng nhược kinh, hắn bận bịu chiếm đứng lên, nói ra, tam lão ra nâng đỡ. Lão giả kia nói ra, ta gọi đảm nhiệm chín, trên giang hồ người cất nhắc, kêu một tiếng cửu ra. Mã bá vũ nói gấp, cửu ra tốt. Đảm nhiệm chín mỉm cười, ánh mắt của hắn tại la quân trên thân quét mắt một vòng, sau đó nói, vị công tử này xưng hô như thế nào. La quân sớm cũng đi theo đến, hắn ôm quyền nói ra, tại hạ la quân. Nguyên lai là Trần Công Tử, đảm nhiệm chín nói ra, hai vị mời ngồi. Thế là chủ khách nhập tọa, đảm nhiệm chín hiển nhiên là người bận biểu, không có quá nhiều thời gian cây nấm. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, Mã Công Tử, Trần Công Tử, các người đều biết thiên chỉ các là mở cửa làm ăn. Hôm nay đã tới nơi này, không biết trong tay các người có cái gì tốt bảo bối đâu. Chỉ muốn các người bảo bối đủ tốt, như vậy thiên trì các thì nhất định có thể cho các người muốn. Mỹ nhân tài bảo, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đều có thể. Mã bá vũ liền nhìn về phía La Quân, có chút chờ mong nói ra, La Huynh. La Quân nói ra, ta xác thực có một ít bảo bối, còn mời cửu ra xem trước một chút vật này có thể đáng giá mấy đồng tiền. Hắn sau khi nói xong, liền đem cái kia cực phẩm ngọc xanh, cũng chính là vĩnh hằng ngôi sao lấy ra. Bên cạnh gia đình lập tức tới ngay lấy vĩnh hằng ngôi sao, sau đó đưa hiện lên đến nhận trước chín trong tay. Đảm nhiệm chín cầm lấy vĩnh hằng ngôi sao, bắt đầu tinh tế dò xét. Hắn dò xét thật lâu, là quân lúc này liền bắt đầu quan sát hắn biểu lộ. Mã bá vỗ nhịn không được tán thưởng, nói ra, thế gian lại có bực này cực phẩm bảo thạch ha à. Đảm nhiệm chín sắc mặt đang dần dần biến hóa, bất quá sự biến hóa này rất nhỏ bé, nếu không tỉ mỉ quan sát, ngoại nhân là phát hiện không. Sau cùng, đảm nhiệm chín liền nói ra, Trần Công Tử, người cái này bảo thạch rất là không tệ. Ngươi nói cái giá đi, hắn không nhanh không chậm, cũng không vội nóng nảy, lộ ra mặc dù nặng xem, nhưng cũng không phải tuyệt đối coi trọng. La Quân liền nói ra, vẫn là tính toán, cửu thúc, nhìn ngài thần sắc, lại là chưa phát hiện ta cái này bảo thạch chỗ chân quý. Ta nếu nói ra một cái giá tiền đến, ngược lại sẽ bị cửu thúc ngài cảm thấy ta là đang cố ý gây chuyện. Như vậy, ta không nói cũng được. La Quân hiển nhiên cũng là lão lạt người, thế mà lấy lui làm tiến. Đảm nhiệm chín không khỏi hơi biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới La Quân như vậy khôn khéo. Trần Công Tử, người nói như vậy, cũng quá độc đoán. Đảm nhiệm chín cười một tiếng, nói ra, người đi vào thiên trì các, xuất ra bảo bối. Chúng ta đây chính là sinh ý, làm ăn nha, người có thể ngay tại chỗ lên giá, ta đương nhiên cũng có thể ngay tại chỗ ép giá. Nhưng là đầu tiên, chúng ta phải đàm mà ngươi nói đi, ngươi cảm giác được bao nhiêu tiền bạc phù hợp. La Quân cười một tiếng, nói ra, tiền bạc, chỉ sợ vô pháp đến thể hiện bảo vật này thạch giá trị. La Quân cũng không ngốc, trong lòng của hắn rõ ràng, cái này vĩnh hằng ngôi sao chất liệu là cực kỳ tinh khiết cùng cứng rắn. Tại thế giới bao la bên trong, khả năng chỉ là thưởng thức phẩm, nghệ thuật giá trị cực cao. Tại cái kia thế giới bao la bên trong, pháp lực mức độ không cao, khả năng còn không có người nào nghĩ tới dùng vật này đến chế tạo pháp khí nhưng là ở chỗ này nơi này cao nhân luyện kim thuật sĩ cũng không ít thứ này là quân thông qua quan sát đảm nhiệm chín hơi biểu lộ liền biết vĩnh hằng ngôi sao giá trị cũng không phải tiền tài có thể đánh giá đảm nhiệm chín hơi hơi biến sắc hắn sau đó cười một tiếng nói ra xem ra trần công tử là cái người biết chuyện là quân nói ra không tính người biết chuyện nhưng ít ra còn không tính quá hồ đồ Đảm nhiệm chín nói ra, công tử ra điều kiện đi, cái này bảo thạch, chúng ta thiên chỉ các muốn. Là quân nói ra, ta muốn đan dược, có thể khiến người ta từ thất trọng thiên đỉnh phong đột phá đến bát trọng thiên đan dược. Mặt khác, ta còn muốn hoàng kim một vạn lượng, nhân sâm một ngàn cây, hà thủ ô một ngàn cây, linh chi một ngàn cây. Chỉ những thứ này. Đảm nhiệm chín hơi hơi biến sắc, hắn nói ra, hoàng kim mười vạn lượng cũng không có vấn đề gì, nhân sâm, hà thủ ô. Linh chi những này càng không có vấn đề. Thế nhưng là Trần Công Tử, người muốn đan dược, loại đan dược này, người có biết hay không ý vị như thế nào? Là quân nói ra, ta đương nhiên biết, không phải vậy, ta sẽ không tới cái này thiên trì các. Đảm nhiệm chín nói ra, tức khiến cho chúng ta cho người đan dược, người cũng chưa chắc phải nhất định có thể đột phá. Đến lúc đó, người chẳng phải là hội trách chúng ta đan dược không được. Là quân nói ra, ta có thể hay không đột phá, đó là ta vấn đề chỉ muốn các ngươi đan dược hàng thật giá thật liền có thể, chẳng lẽ thiên trì các còn sợ ta chơi xấu hay sao? Đảm nhiệm chín nói ra, chuyện này, quá trọng đại. Ta còn không có cách nào trả lời ngươi, Trần Công Tử, không bằng ngươi hôm nay tạm thời ở chỗ này, ta muốn trước qua cùng mặt trên thương lượng một phen. La Quân nói ra, không có vấn đề, bất quá ta thời gian không nhiều, còn mời cử thúc mau mau. Đảm nhiệm chín điểm đầu. Sau đó, đảm nhiệm chín để gia đình đem vĩnh hằng ngôi sao trả lại La Quân. Đảm nhiệm chín lại phân phó gia đình cực kỳ an trí La Quân cùng Mã Bá Vũ. Mã Bá Vũ ở một bên có chút ngốc, hắn mặc dù biết La Quân là có bảo bối, nhưng không nghĩ tới La Quân bảo bối thế mà chân quý đến trình độ như vậy. Hắn nhưng là nghe được đảm nhiệm chín nói 10 vạn lượng hoàng kim cũng không có vấn đề gì. Mã bá vũ ngấm lại chính mình cũng cảm thấy bi ai, hắn bận rộn nửa đời, nghĩ hết biện pháp luồn cúi, trong nhà tích xúc không hơn trăm lượng hoàng kim. Mà cái này nhìn có chút chán nản la huynh, lại có thể có nhiều như vậy hoàng kim. Mã bá vũ nhất thời thì cảm thấy mình là nhặt được bảo bối. Gia đình kia gọi là A Phi, A Phi mang la quân cùng mã bá vũ nhập trong phòng, cũng an bài phòng nhỏ. Sau đó, A Phi lại cho mã bá vũ cùng la quân an bài đồ ăn. La quân cùng mã bá vũ thì trong phòng ăn cơm, cái kia đồ ăn có chút phong phú. Bất quá những vật này, là quân là sẽ không cho ba đồ đến ăn. Ba đồ hiện tại đang thời kỳ sinh trưởng, hắn ăn cái gì, cái kia nhất định phải kinh hỉ. Không thể lưu lại tạp chất ở trong cơ thể hắn. Cái này ngũ cốc hoa màu, na đích đồ là phanh đều không thể chạm vào. Lúc ăn cơm đợi, là quân bỗng nhiên nói với mã bá vũ, mã huynh, người cảm thấy thiên chỉ các có thể hay không tìm người đến đem ta giết, sau đó cướp ta bảo bối đâu. Mã bá vũ không khỏi giật mình, sau đó hắn nói ra, La Huynh vì sao lại có bực này ý nghĩ? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, chẳng lẽ không có thể có ý nghĩ này sao? Mã bá vũ nói ra, thiên trì các mở ra nhóm làm ăn, luôn luôn già trẻ không gạt, bọn họ rất lợi hại chú trọng danh dự, sẽ không làm chuyện thế này. Và lại, nơi này thiên trì các bất quá là nhà chi nhánh. Tại Hoàng Thành chờ này địa phương, đều có thiên trì các. Thiên trì các sở dĩ có thể phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, cũng là bởi vì bọn họ chú trọng danh dự, để người yên tâm. La Quân mỉm cười, nói ra, vậy ta cứ yên tâm. Sau khi ăn cơm xong, mã bá vũ trở về phòng nghỉ ngơi. La Quân liền đóng cửa lại, hắn đem ba đồ phóng suốt thông khí, lại lấy ra một chút dược thảo cho ba đồ ăn. Ba đồ rất là vui sướng, hắn ngược lại là cái không tim không phổi ra hỏa. Chỉ cần tại La Quân bên người, mặc kệ như thế nào đều rất vui vẻ. La Quân sờ sờ ba đồ đầu, nói ra rất nhanh liền có đồ tốt cho ngươi ăn ngươi nhanh lên lớn lên chờ ngươi lớn lên ta cũng không cần đi khổ cực như vậy ba đồ liền trọng trọng gật đầu hắn đều sốt ruột muốn còng la quân bay vào mây trời đây ba đồ ăn cái gì về sau la quân liền nói ba đồ ta hiện ở chỗ này không quá an toàn ngươi còn tiếp tục đợi tại giới tu di bên trong biết không ba đồ nhu thuận gật đầu sau đó liền chui nhập giới tu di bên trong như thế về sau, là quân mới hơi khẽ thở phào một cái. Là quân tại thế giới bao la thời điểm, hắn có rất ít cẩn thận như vậy. Ở nơi nào, hắn có cái, hắn biết mình tu vi có thể ứng phó rất nhiều chuyện. Dù cho có đánh không lại, nhưng là đào tẩu vấn đề là không lớn. Thế nhưng là đi tới nơi này thiên châu, hắn lòng tự tin đã bị phá hủy, hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận. Tuy nhiên mã bá vũ nói thiên chỉ các rất không có khả năng làm sát nhân đoạt bảo sự tình, nhưng La Quân vẫn là không quá yên tâm. La Quân cùng Mã Bá Vũ một mực chờ đến trời tối. Sau khi trời tối, A Phi mời La Quân cùng Mã Bá Vũ về phía sau lầu Các gặp mặt. La Quân tuy nhiên trong lòng đề phòng, nhưng trên mặt cũng không nói cái gì. Rất nhanh, La Quân thì cùng Mã Bá Vũ đi vào đằng sau trong lầu Các. Cái kia trong lầu Các đèn đuốc sáng trưng, cái này trong lầu Các công trình chuẩn bị lộ ra hào hoa cùng xa xỉ. Cả phòng đều là dạ minh châu Lấy dạ Minh Châu đến phát ra những ánh sáng này Là quân cùng mã bá vỗ tại trong lầu các cũng không nhìn thấy người Bất quá hai người cũng không có đợi bao lâu liền nghênh đón đảm nhiệm chín Đảm nhiệm chín cũng không là một người đến Cùng hắn cùng đi còn có một nữ tử Nữ tử này ăn mặc một thân quần màu đen Nàng xem ra hơn 20 tuổi Khí chất chắc tuyệt Khí khái anh hùng hừng hực Nữ tử này cho người ta một loại cực kỳ mỹ lệ cảm giác Nhưng là nam nhân ở trước mặt nàng lại hơn phân nửa là không dám có bất kỳ khinh nhờn chi tâm. Cửu ra, là quân cùng mã bá vỗ trước ôm quyền khách khí hô. Đảm nhiệm chín mỉm cười, hắn nói ra, để Trần Công Tử cùng mã công tử đợi lâu, thật sự là ngượng ngùng. Là quân cũng cười một tiếng, nói ra, cửu ra dễ nói. Đảm nhiệm chín nói ra, ta tới cấp cho hai vị giới thiệu một chút. Vị này là chúng ta thiên chỉ các khúc lăng phân các người phụ trách tội yên nhiên tiểu thư, Tô tiểu thư tốt, La Quân lập tức ôm quyền, nói ra. Tô yên nhiên mỉm cười, nàng xem ra thì rất khô luyện, trước cười một tiếng, theo rồi nói ra, ta có thể nhìn xem tôn giá bảo thạch sao. La Quân nói ra, đương nhiên có thể. Sau đó, La Quân liền lấy ra bảo thạch. Tô yên nhiên tiếp nhận bảo thạch, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. La Quân âm thầm dò xét cái này Tô yên nhiên, hắn lập tức phát hiện cái này Tô yên nhiên thế mà tu vi thâm hậu. Còn đến sâu bao nhiêu giày, là quân cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là cái này tô yên nhiên tu vi trên mình. Khó trách nàng tuổi còn trẻ, liền có thể là cái này phân các người phụ trách. Là quân lúc này cũng không nói lời nào, mã bá vũ cũng cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy tô yên nhiên. Tô yên nhiên nhìn chăm chú vĩnh hằng ngôi sau nửa ngày, là quân chú ý tới nàng trong mắt lộ ra hưng phấn quang mang. Đó là một loại vô pháp che giấu quang mang. La Quân liền càng thêm khẳng định chính mình vĩnh hằng ngôi sao ở trên trời châu tới nói, một nhất định có một loại nào đó quý giá tác dụng. Không phải vậy lấy tôi yên nhiên cùng đảm nhiệm chín kiến thức tới nói, không hội kích động như thế. Lúc này, tôi yên nhiên đem vĩnh hằng ngôi sao trả lại cho La Quân. Nàng hắng giọng nói ra, Trần Công Tử, người chỗ đưa yêu cầu ta đều biết. Cũng không tính quá phận, những này chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. La Quân không khỏi nội tâm vui vẻ, hắn cũng không hề ý hối hận cảm thấy mình vĩnh hằng ngôi sao bán coi khinh hắn là cái nhấc tay không hối hận người tô yên nhiên tiếp tục nói bất quá người muốn đan dược chúng ta nơi này không cần đến tổng bộ mới có nói cách khác hoặc là ngươi đi với ta một chuyến hoàng thành hoặc là ta để hoàng thành người đem đan dược đưa tới nàng đón đến nói ra thì nhìn trần công tử ngươi lựa chọn thế nào la quân trầm ngâm một cái chớp mắt hắn hỏi hoàng thành người đem đan dược đưa ở đây, cần muốn bao lâu thời gian. Ít nhất phải xế chiều ngày mai mới đến, chủ yếu là trong lúc này cần một chút trình tự. Dù sao công tử ngươi chỗ muốn đồ, vật liên quan trọng đại. Tô Yên Nhiên nói ra, mà lại, tốt nhất tình huống là, ngươi cùng đi với ta một chuyến hoàng thành, ở trước mặt để tổng bộ người nhìn thấy phần này bảo thạch. Kể từ đó, động tác hội nhanh rất nhiều. La Quân nói ra, vẫn là tính toán, ta liền ở chỗ này chờ một chút đi. Tô Yên Nhiên ánh mắt đẹp nhất chuyển, cười cười, nói ra, "Trần công tử là cái rất lợi hại cẩn thận người." La Quân nói ra, "Xin hãy tha lỗi." Tô Yên Nhiên nói ra, "Có thể lý giải." Nàng đón đến, nói ra, "Như vậy Trần công tử đêm nay thì ở lại nơi này a?" À. La Quân nói ra, "Có thể." La Quân vốn cũng không muốn rời đi Thiên Trì Các, rời đi, Thiên Trì Các nếu để cho người hướng hắn ra tay, cái kia Thiên Trì Các cũng có thể bỏ qua một bên liên quan nếu là ở chỗ này, bọn họ ngược lại muốn bảo vệ mình. dù sao thiên trì các là chú trọng chính mình danh dự. bất quá là quân cũng biết, nếu là thiên trì các nhất định muốn giết người cướp hàng, vậy bọn hắn trung quy là có cơ hội. bọn họ có thể đem đan dược giao cho mình về sau, sau đó chờ mình rời đi thiên trì các mới hạ thủ. loại này đại ngạch giao dịch, làm sao đều sẽ có phong hiểm ở bên trong. tôi yên nhiên theo rồi nói ra, bất quá, sư đông tây, tỷ như hoàng kim vạn lượng còn có công tử muốn nhân sâm, linh chi, hà thủ ô chúng ta bây giờ liền có thể giao phó. La quân nói ra, được. Tô Yên Nhiên liền nói ra, vậy thì tốt, những sự tình này ta để cử thúc đến xử lý, công tử còn có gì cần, đều có thể tìm ta. An bài như thế một phen về sau, Tô Yên Nhiên liền rời đi. Đảm nhiệm chín để La Quân cùng Mã Bá Vũ về phòng trước hơi chút chờ đợi. La Quân cùng Mã Bá Vũ liền cũng liền rời đi lầu các. Tại trở về phòng thời điểm, Mã Bá Vũ nói ra, La Huynh, xem ra người bảo bối này thật là không như bình thường, thế mà liền tội yên nhiên đều kinh động. Nàng thế nhưng là chúng ta khúc lăng phòng vân nhân vật đây. La Quân nói ra, há, làm sao cái phong vân phương pháp đâu. Trong lúc nói chuyện, hai người đã về đến phòng bên trong. Mã Bá Vũ trước tiên ở La Quân trong phòng theo La Quân nói chuyện phiếm. Mã Bá Vũ nghe vậy, liền nói ra, tôi yên nhiên tại chúng ta khúc lăng còn có một gian hoa lâu. Cái kia hoa lâu gọi là tán hoa lâu, tôi yên nhiên chính là tán hoa lâu đầu bài, nhiều ít phương tôn quý tộc muốn gặp nàng một mặt mà không thể được. Có người nguyện hoa vạn kim, chỉ vì cùng nàng có thể xuân tiêu một đêm đây. Là quân không khỏi ngoài ý muốn, hắn chẳng thể nghĩ tới, tôi yên nhiên dạng này khí chất mỹ nữ lại là hoa lâu đầu bài. Đương nhiên, là quân cũng minh bạch, giống tội yên nhiên loại người này, khẳng định là sẽ không bồi ân khách qua đêm. Tại cái này phong kiến thời đại hoa lâu bên trong muốn làm đầu bài cũng không phải giống thế giới bao la bên trong những tiểu thư đó đơn giản như vậy. Thế giới bao la bên trong, xinh đẹp, vóc người đẹp thì có thể bán ra giá tốt. Mà ở chỗ này đầu bài nhưng phải cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, theo muốn thì trạng nguyên giống như. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại thế giới bao la bên trong, đại học sinh đi làm tiểu thư đó còn là so với người bình thường muốn đáng tiền một chút. Không nhân, ngôi sao thì càng đáng tiền một chút. Là quân làm sao đều không có cách nào đem tôi yên nhiên cùng đầu kia bài hai chữ liên hệ với nhau. Tán hoa lâu, hoa lâu, là quân nam nam đọc lấy. Mã bá vũ lập tức ngầm hiểu nói ra, là huynh, người ban đêm có phải hay không muốn đi cái này tán hoa lâu uống hoa tử. Nếu không, chúng ta cùng đi, chúng ta ở chỗ này cũng không phải phạm tội, muốn đi ra ngoài, bọn họ còn có thể ngăn đón chúng ta." La Quân cười một tiếng, nói ra, vẫn là tính toán, miễn cho dẫn suất không tất yếu phiền phức tới. "Ngày mai đi, chờ ngày mai ta đem đồ vật toàn bộ lấy, thiên trì các cũng không xen vào chúng ta, không phải sao?" Mã Bá Vũ nói ra, "Tốt a, à, đều y la huynh ngươi." La Quân nói ra, "Vẫn là đa tả Mã huynh đoạn đường này chăm sóc." "La huynh khách khí," Mã Bá Vũ cười ha ha một tiếng. Sau đó mã bá vỗ trở lại gian phòng của mình Là quân ngồi xếp bằng hắn rốt cục nghĩ thông suốt một việc cái kia chính là vì cái gì tôi yên nhiên là tán hoa lâu chủ nhân cùng đầu bài bởi vì mặc kệ là tại cổ đại vẫn là tại hiện đại hoa lâu phong nguyệt tràng sở đều là đủ hạng người ẩn hiện địa phương ở loại địa phương này có thể tiếp xúc đến rất nhiều rất nhiều người cũng có thể đạt được rất nhiều tin tức thiên trì các là lấy dựa vào mua bảo vật bán bảo vật đến dành to lớn lợi nhuận bọn họ cần tin tức a à. đây chính là vì cái gì tôi yên nhiên muốn ở chỗ này làm một cái tán hoa lâu nguyên nhân những vật này cùng la quân đều không có quan hệ gì hắn cũng lười suy nghĩ nhiều bất quá tại sau một tiếng đảm nhiệm chín đi vào la quân gian phòng trong tay hắn có một cái giới tu di công tử người chỗ muốn đồ vật đều tại chiếc nhẫn này bên trong đảm nhiệm chín bữa ăn ngừng lại nói ra bất quá chiếc nhẫn kia cũng quá chân quý cho nên ta không thể đưa cho công tử. Ta nhìn công tử trên tay cũng có giới tu di, vậy liền chính mình đặt vào đi. Hắn sau khi nói xong, liền đem giới tu di bên trong đồ, vật toàn bộ rời ra ngoài. Trong nháy mắt, là quân trước mặt thì xuất hiện một đống tiểu sơn. Một vạn lượng ánh vàng rực rỡ hoàng kim, còn có vô số thuốc tàn, linh chi, nhân sâm các loại. Đảm nhiệm chín sau đó liền rời đi. Là quân cầm lấy một lượng hoàng kim nhìn một chút, Hắn rất nhanh xác định hoàng kim đều là hàng thật giá thật. Còn có dược tài, cũng đều là thượng phẩm. Từ một điểm này cũng cũng có thể thấy được, thiên trì các vẫn rất có tín dự. Là quân đem hoàng kim, dược tài thu sạch tiến giới tu di bên trong. Sau đó, hắn phải đi mã bá vũ trong phòng. Mã huynh, một vạn lượng hoàng kim đã đến trên tay của ta. Là quân nói thẳng. Mã bá vũ không khỏi đại hỷ, nói ra, thiên trì các thật đúng là sảng khoái, là huynh ta thật mừng thay cho ngươi." Hắn đón đến, còn nói thêm, "Bất quá La huynh, thiên trì các tích cực như vậy, xem ra bọn họ vẫn cảm thấy có thể có lợi a. À. Ngươi điều kiện là không phải mở thiếu a." À. La Quân mỉm cười, nói ra, "Cái này đều không trọng yếu, người sợ sẽ nhất là lòng tham không đáy mà." Mã Bá Vũ khuôn mặt hơi đỏ lên, hắn gượng cười hai tiếng. La Quân lại hỏi, "Đúng, một lượng hoàng kim tương đương nhiều ít lượng bạc." Mã Bá Vũ sững sờ, sau đó theo nhìn ngoại tinh nhân giống như nhìn La Quân, nói ra, cái này La huynh ngươi cũng không biết. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, mỗi người đều có bí mật, không phải sao? Mã Bá Vũ liền thì càng phát ra nhìn không thấu La Quân, hắn liền nói ra, Đại Khang Vương triều lão tổ tông, triều đế định ra tiền tệ chế. Một lượng hoàng kim tương đương 10 lượng bạch ngân, một lượng bạch ngân tương đương 100 cái đồng tiền. A, à, La Quân có chút hiểu, nói ra một lượng bạch ngân có thể mua bao nhiêu mét? Một lượng bạch ngân có thể mua lưỡng thạch thóc gạo, mã bá vũ nói ra. Lưỡng thạch thóc gạo tương đương thế giới bao la 240 cân gạo. Lấy một cân thóc gạo hai khối tiền để tính, như vậy một lượng bạch ngân đại khái cũng là thế giới bao la 500 khối tiền. La quân ở trong lòng yên lặng tính toán sức mua, như vậy, một lượng bạch ngân 500 khối tiền, một lượng hoàng kim cũng là 5.000 khối tiền. Một vạn lượng hoàng kim là được. 5 ngàn vạn A. À. Mã bá vũ gia đình tiếp tục là 100 lạng vàng, cái kia chính là 50 vạn NDT. Cũng coi là khá giả gia đình. Là quân đương nhiên sẽ không bởi vì cái này 5 ngàn vạn mà đắc chí cái kia vĩnh hằng ngôi sao tại thế giới bao la, giá trị 10 tỷ cũng không chỉ đây. Là quân cũng biết, cho dù là ở trên trời châu, cái này vĩnh hằng ngôi sao giá trị sẽ chỉ lớn hơn thế giới bao la. Nếu để cho thiên chỉ các xuất tiền, bọn họ là rất lợi hại nguyện ý đan dược mới là bảo vật vô giá a à. lúc này là quân móc ra hoàng kim hắn trực tiếp xuất ra một ngàn lượng hoàng kim nói ra mã huynh cái này cho ngươi a à, mã bá vũ nhất thời ngốc Là quân vẫn luôn là cái xem tiền tài như cặn bã người đây cũng là bởi vì hắn căn bản thì không thiếu tiền hắn cười một tiếng nói ra tiền tài với ta mà nói bất quá phủ vân mã huynh không muốn khách khí với ta bởi vì ngươi một khách khí ta hội coi là thật Tiền tuy nhiên cho ngươi, nhưng ngươi là nơi này địa chủ, được thật tốt mời ta sống phóng túng." Mã Bá Vũ khuôn mặt hưng phấn đến phát hồng, hắn trọng trọng gật đầu, nói năng lộn xộn, nói ra, "La huynh, La huynh, người thật sự là quá bạn trí cốt." La Quân mỉm cười. Mã Bá Vũ lập tức tìm bao phục đem hoàng kim thu lại, hắn nói ra, "Cái này, ta nhưng làm sao bây giờ? Thả đến nơi đâu đâu?" Hắn đón đến, nói ra, "Đúng, Thiên trì các cũng có dự trữ hoàng kim nghiệp vụ." Ta có thể đi đem những này hoàng kim đổi thành kim phiếu." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Con ngựa kia huynh liền đi nhanh đi." Mã Bá Vũ liền cố hết sức sách hoàng kim, nhưng hắn đi ra hai bước thì thở hồng hộc. La Quân nói ra, "Ta giúp ngươi." Hắn nói xong cũng đi bắt Mã Bá Vũ trong tay hoàng kim. Mã Bá Vũ thân thể run lên, lại là chết không buông tay. Da hỏa này mặt đều đỏ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Mã huynh yên tâm." Ta đều cho ngươi, còn có thể đoạt lại đi không được. Như muốn cướp về qua, làm gì cho ngươi? Mã bá vũ lúc này mới ngượng ngùng buông tay. Đảm nhiệm chín bên kia ngược lại là rất tình nguyện, rất nhanh liền cho mã bá vũ đổi lấy kim phiếu. Mã bá vũ thu kim phiếu, cả người vừa lòng thỏa ý tới cực điểm. Một đêm này, mã bá vũ là hưng phấn vô cùng. La quân lại là rất bình tĩnh. Lúc nửa đêm đợi, la quân cho ba đồ ăn hai cây linh chi, ba đồ ăn rất là vui vẻ hắn ưa thích cũng là loại thức ăn này, không có bao nhiêu tạp chất, dinh dưỡng phong phú. Hắn loại này tiên hạc, ăn ngũ cốc hoa màu những vật kia, căn bản không có khả năng trưởng thành là tránh thức tiên hạc. Bởi vì ngũ cốc hoa màu tuy nhiên có thể no bụng, nhưng lại có mỡ, chờ một chút một ít gì đó. Sẽ để cho hắn hình thể không thành có quan hệ trực tiếp. Một đầu béo tiên hạc là không bay lên được. Audio điện tử võ tấn bền ăn không ngại tinh quái không ngại mảnh một đầu tránh thức có thể mang người phi thiên nhập địa tiên hạc cũng không phải đơn giản như vậy thì có thể bồi dưỡng được đầu tiên chủng loại muốn tốt đẹp thứ hai dù cho chủng loại tốt đẹp sinh ra tới về sau chỗ ăn cái gì cũng là muốn thật to coi trọng tựa như tiểu cầu sinh ra tới liền có thể ăn chẳng phải coi trọng nó đồng dạng sẽ lớn lên mà người sinh ra tới nếu như ăn không coi trọng một chút như vậy đứa trẻ này liền sẽ đến đủ loại bệnh các loại dinh dưỡng không đầy đủ chờ một chút, người, còn cũng là dễ hỏng rất nhiều. Ba đồ chỗ ăn, cái kia so với người bình thường loại càng phải để ý. Cho nên hắn một khi sau khi lớn lên, IQ cũng sẽ không tại nhân loại phía dưới. Một đêm này, rất là yên tĩnh, cũng rất là bình tĩnh. Là quân muốn rất nhiều, ngày mai nếu là cầm tới đan dược, ngược lại cũng không thể lập tức ăn hết. Bởi vì chính mình hiện tại tuy nhiên thất trọng thiên đỉnh phong, thế nhưng là cơ duyên chưa đến còn không có đột phá loại kia xúc động, cho nên lúc này ăn vào đan dược, cũng chưa chắc liền có thể thành công. Cái này theo viết văn một dạng, linh cảm không có tới, lại thế nào qua viết, đều khó mà viết ra. Là quân muốn chờ cũng là linh cảm đến. Như vậy, ngày mai cầm đan dược, muốn làm gì qua đâu? Rời đi khúc lăng. Rời đi khúc lăng lại đi nơi nào đâu. Là quân có chút mờ mịt, hắn là phải cố gắng tăng cao tu vi, nhưng không có một cái cụ thể quy hoạch chiến đấu nguy hiểm cơ duyên la quân lập tức liền có suy nghĩ ta thiếu không phải công pháp mà chính là cơ duyên dĩ vãng ta mỗi lần tu vi đề bạt đều là tại trong nguy cơ tìm tới chân ý cho nên ta vẫn là cần phải đi lịch luyện trải qua sinh tử phương đến thủy chung la quân thầm nghĩ cho nên ta không thể nhu nhược tránh né giờ này khác này la quân dần dần có một ít minh ngộ khoảng không ngồi dưới cây thiền túng tu ngàn năm cũng uổng công a. Vô luận là Lăng Vân Phong vẫn là Hoa Thiên Anh, bọn họ tu vi đều là tại sinh tử bên trong lịch luyện ra. Đoạn thời gian này đến nay, là quân luôn luôn gặp được những cái kia không thể chống cự cao thủ, cái này khiến hắn dần dần mất đi lòng tin. Nhưng mà, lòng tin này là tuyệt đối không thể mất đi. Lúc này, là quân trong lòng dần dần có hình dáng, hắn bắt đầu không hề mê mang. Tuy nhiên còn không có rất rõ ràng xác thực mục tiêu, nhưng hắn biết hắn không nên lại trốn tránh những nguy hiểm đó vòng xoáy bởi vì những cái kia vòng xoáy tuy nhiên nguy hiểm nhưng cũng giấu kỳ ngộ chỉ cần mình pháp lực đến cửu trọng thiên chính là dựa vào chính mình già lam thái cực kính giống nhau là không cần e ngại hoa thiên anh cho đến lúc đó chính mình mới có ngưng tụ nguyên thần ngưng tụ thân ngoại hóa thân tư cách cái này cửu trọng thiên cùng thất trọng thiên nhìn như không xa trung gian khoảng cách lại là để người tuyệt vọng riêng là hoa thiên anh Lăng Vân Phong những người này, bọn họ đều có thể trực tiếp tiến vào sinh mệnh chi thụ bên trong hấp thu linh khí. Bọn họ tốc độ phát triển là la quân mong muốn mà không thể thành. Bọn họ có lẽ mỗi một ngày liền có thể nhiều khai phát ra trăm vạn tế bào, mà lại bọn họ tự thân còn bất chi bất giác. Nhưng la quân muốn khai phát trăm vạn tế bào đi ra, lại là khó như lên trời. Đây cũng là vì cái gì Lăng Vân Phong nói La quân muốn tại trong vòng 3 năm khiêu chiến Hoa Thiên Anh là không thực tế nguyên nhân căn bản không có khả năng này mà. Người ta đã tiến vào nước công nghệ cao thời đại, người còn lưu tại sông Yalu bên kia cựu thời đại. Người khoa học kỹ thuật làm sao đuổi theo người ta khoa học kỹ thuật. Người ta tiến bộ, đó là người không thể tưởng tượng. Nhưng là cho tới bây giờ, là quân cũng chỉ có buộc chính mình, không ép mình, kia liền càng là một tia hy vọng đều không có. Ngày thứ hai buổi chiều thời điểm, tôi yên nhiên đến đúng giờ la quân gian phòng. Trần Công Tử, người nhìn một chút, đây là chúng ta thiên chỉ các vị số không nhiều hoàng cực trọng thiên thần đan. Tô Yên Nhiên xuất ra một cái hộp gấm nhỏ. Là quân tiếp nhận hộp gấm nhỏ, hắn mở ra hộp gấm, liền gặp ở trong đó có một cái màu đen đan hoàn. Thường thường không có gì lạ đan hoàn, nhìn cũng không cái gì chỗ xuất sắc. Bất quá là quân nhưng không có xem thường cái này đan hoàn, hắn đã từng ăn một cái thần đan, cho nên cũng biết thần đan phẩm tính. Là quân cầm lấy cái này mai hắc đan, sau đó ngửi một ngụm lại lấy pháp lực thăm dò vào. Cái này tìm tòi nhập vào qua, lập tức cảm nhận được bên trong vô cùng vô tận dinh dưỡng chảy xuôi. Mà lại tự có linh khí mở mịt, tựa như bên trong có cái tinh linh sắp tu luyện ra ý thức. Từ xưa đến nay, thật là có thần đan thành tinh cố sự. Là quân lập tức liền khẳng định, cái này là chân thần đan. Là quân liền nói ra, đan dược không sai, bảo thạch cho ngươi. Hắn rất lợi hại sảng khoái giao ra vĩnh hằng ngôi sao. Tô Yên Nhiên hài lòng tiếp nhận vĩnh hằng ngôi sao, nàng dò xét một phen về sau, liền đem vĩnh hằng ngôi sao thu vào giới tu di bên trong. Trần Công Tử, người cũng đã biết cái này bảo thạch đến chân quý cỡ nào sao? Tô Yên Nhiên đột nhiên hỏi. Nàng ánh mắt đẹp lưu chuyển, lúc này, nàng hào hứng lại là rất tốt. Ta biết nó rất lợi hại chân quý, nếu không chân quý, cũng không đổi được cái này một cái thần đan. Bất quá người muốn hỏi ta, nó đến chân quý ở nơi nào, ta nói không ra. La Quân như nói thật nói. Tô Yên Nhiên mỉm cười, nói ra, cái này bảo thạch chính là chân quý cái giỏ màu tinh thạch, loại tài liệu này là có thể đem ra ngưng luyện ra tuyệt thế thần khí. Cũng có thể thông qua luyện kim thuật sĩ phối hợp dược tài, ngược lại luyện hóa ra trăm viên thần đan tới. La Quân sắc mặt không nhúc nhích chút nào, hắn cười một tiếng, nói ra, mặc kệ như thế nào, ta sẽ không hối hận đem cái này bảo thạch cho các ngươi. Nó lại chân quý, tại trên tay của ta cũng không thể hiện được tới. Nhưng ta thông qua nó lại tại trên tay các ngươi đạt được ta muốn đồ vật. Tô Yên Nhiên hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía La Quân, nói ra, nghĩ không ra Trần công tử như thế thoải mái. La Quân nói ra, từ ngươi xuất hiện, đến các ngươi không chút do dự đáp ứng ta điều kiện lúc, ta dù cho có ngu đi nữa, cũng biết ta ra điều kiện là tiện nghi. Bất quá, ta không có ngay tại chỗ lên giá, bởi vì ta cảm thấy người, không thể lòng tham không đáy. Tốt, Trần Công Tử quả thật là cái dây người. Tô Yên Nhiên cười to hai tiếng. La Quân nói ra, bất quá, Tô Tiểu Thư, người có thể lại cho ta một chút phổ thông đan dược sao? Đương nhiên, người có thể không cho. Bởi vì ta nếu là thật sự muốn như thế nào, lại ở cho ngươi bảo thạch trước đó nói. Ta hiện tại muốn, cũng là lấy một cái nhân tình mà thôi. Tô Yên Nhiên nói ra, cho dù là phổ thông đan dược, cũng là giá trị liên thành. Mười cái phổ thông đan dược, cũng làm vạn lượng hoàng kim. Bất quá Trần Công Tử là cái thẳng thắn người, chúng ta đã chiếm người lớn như vậy tiện nghi, như vậy nhân tình này vẫn là muốn cho. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm 10 cái phổ thông đan dược, không thể lại nhiều. Bởi vì ta chỉ có lớn như vậy quyền hạn. Đa tà tô tiểu thư, la quân thành tâm cảm ơn. Dễ nói, tô yên nhiên nói ra, nếu là Trần Công Tử còn có bảo bối, về sau cũng có thể tìm chúng ta. La Quân đầu linh cơ nhất động, hắn nói ra: "Tô tiểu thư, các người nơi này buôn bán giới tu di sao?" Tô Yên Nhiên nao nao, theo rồi nói ra: "Tự nhiên là buôn bán." La Quân nói ra: "Bao nhiêu tiền một cái?" Tô Yên Nhiên nói ra: "Ngươi không phải có giới tu di sao? Còn muốn mua, nàng tiếp lấy cười một tiếng, nói: 'Nói thực ra, người cái kia chín ngàn lượng hoàng kim thật là mua không được một cái giới tu di. La Quân nói ra: "Ta cũng là không cần mua." Ngươi thì nói cho ta biết, bao nhiêu tiền một cái a? À. Chẳng lẽ ngươi muốn bán? Tô Yên Nhiên đến hứng thú. Ta cũng không bán, bất quá thật có cái thú vị sinh ý cùng ngươi làm." La là Quân nói ra. Tô Yên Nhiên không rõ nội tình, bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, nói ra, "10 vạn lượng hoàng kim, một cái phổ thông giới tu di. Nếu là không gian lớn hơn 10 mét vuông, giá cả đạt tới trăm vạn lượng hoàng kim." La Quân nói ra, cái giá tiền này giống như thật có chút đắt đỏ. Có người mua sao? tôi Yên Nhiên nói ra, người bình thường, hoặc phổ thông quan to quyền quý, vậy dĩ nhiên là mua không nổi. Muốn mua giới tu di người, vậy cũng là một chút tiên gia tu sĩ, bọn họ tài phú là không thể tưởng tượng. Mà giới tu di chính là hành tẩu giang hồ thiết yếu phẩm, cho nên, chúng ta cái giá tiền này cũng không tính quý, còn rất lợi hại công đạo. La Quân nói ra, một cái phổ thông giới tu di có thể bán 10 vạn lượng hoàng kim, như vậy giả dụ cái này mai giới tu di bên trong có thể lưu thông không khí, có thể còn sống người sống nào. Tô tiểu thư người cảm thấy dạng này một cái giới tu di, giá cả có thể hay không đắt một chút. Tô yên nhiên nhãn tình sáng lên, nói ra, đó là đương nhiên. Mà lại, một khi giới tu di có thể lưu thông không khí, như vậy chúng ta thiên chỉ các giới tu di sinh ý chính là duy nhất cái này một nhà. Chỉ cần duy nhất cái này một nhà, liền có thể ngay tại chỗ lên giá. Nàng đón đến, lại hồ nghi nhìn một chút la quân nói ra bất quá qua nhiều năm như vậy ta có thể chưa từng nghe nói ai có thể để giới tu di bên trong lưu thông không khí nhiều như vậy luyện kim thuật sĩ công tượng cao thủ đều là bất lực chẳng lẽ ngươi có thể hay sao la quân cười một tiếng hắn nói ra ba đồ đi ra thế là ba đồ liền từ giới tu di bên trong chạy đến tô yên nhiên nhất thời giật mình ba đồ cảnh giác nhìn một chút tô yên nhiên sau đó thì trốn đến La Quân sau lưng. La Quân nói ra, Tô Tiểu Thư, chính ngươi cảm giác cảm giác đi. Hắn nói xong cầm trong tay giới tu di gỡ xuống, đưa hiện lên đến Tô Yên Nhiên trước mặt. Tô Yên Nhiên tiếp nhận giới chỉ, hiện trường bỗng nhiên lóe lên, cái kia giới chỉ rơi xuống mặt đất, mà Tô Yên Nhiên bỗng dưng không thấy. Tô Yên Nhiên tự nhiên không phải biến mất, mà chính là trốn vào đến giới tu di bên trong. Cái này thật có chút giống là ẩn thân pháp. Tô Yên Nhiên tại giới tu di bên trong đợi một hồi liền đi ra, trên mặt nàng hiện lên ngạc nhiên cùng vẻ hưng phấn, ngươi là làm sao làm được. La là Quân nói ra, đây là bí mật, không thể trả lời. Bất quá ta có thể giúp ngươi làm ra 10 cái dạng này giới chỉ tới. Nhưng là ngươi phải trả cho ta thù lao. Tô Yên Nhiên nói ra, thù lao sao? Tin tưởng ta cho ngươi tiền, ngươi sẽ không quá quan tâm. Như vậy đi, ta qua cùng mặt trên thương lượng một chút, sau đó lại trả lời cái ngươi, Người thấy thế nào? La quân nói ra, không có vấn đề. Tô yên nhiên rất nhanh liền ra ngoài. Về phần tô yên nhiên đến là thế nào cùng mặt trên thương lược, la quân tự nhiên không biết. Mà lại la quân có chút kỳ quái, tô yên nhiên phía trên người, chẳng phải là hẳn là tại trong hoàng thành sao. Giữa bọn hắn lại không có điện thoại liên lạc, cái kia là như thế nào bắt được liên lạc. Hẳn là pháp lực sung làm tín hiệu A. Tựa như Lăng Vân Phong sư phụ mang theo chính mình đám người này thông qua trận pháp truyền tống về Thiên Châu một dạng. Chắc hẳn Hoàng Thành cùng bên này đều có đồng dạng tín hiệu cơ chạm đi. Là quân nghĩ như thế. Tô Yên Nhiên tại sau nửa giờ quay lại, nàng thoảng qua hưng phấn nói ra, chỉ cần ngươi có thể làm ra 10 cái dạng này giới chỉ, chúng ta có thể cho ngươi 100 mai quy nguyên đan tới. Khó mà làm được, là quân cười ha ha, nói ra, 10 cái quy nguyên đan các người bán vạn lượng hoàng kim đúng không, 100 mai cũng mới 10 vạn lượng hoàng kim. Nhưng là cái này giới tu di xuất ra qua, các người một cái thì không ngừng tăng gấp đôi đây. Tô Yên Nhiên không khỏi cười một tiếng, nói ra, Trần Công Tử, chúng ta cũng còn có rất lớn vận chuyển thành bản. Thiên trì các gia đại nghiệp đại, không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. La Quân nói ra, ai, ta ngược lại thật ra biết, ta cái kia 100 mai thần đan cho các ngươi lợi nhuận cũng không biết có thể duy trì bao nhiêu năm. Tô Tiểu Thư, Người cái này thương nhân trục lợi tính tử, nhưng cũng không thể rất rõ ràng lộ ra nha. Tô yên nhiên che miệng cười khẽ, nàng nói ra, tốt như vậy đi, ta đem tuyến nói cho ngươi, chúng ta có thể cho ngươi 500 mai quy nguyên đan, nhiều thì thật không được. Đương nhiên, ngày sau chúng ta nếu như còn tìm ngươi tiếp tục làm cái này nghiệp vụ, chúng ta hội mặt khác tính sổ sách. Là quần cũng liền dứt khoát nói ra, tốt, thành giao. Tô yên nhiên nói ra, Trần Công Tử, ngươi thật đúng là không tính là đần độn La quân sờ mũi một cái, có chút cổ quái nói ra, đây chính là làm người thành thật chỗ xấu, đại tiện nghi cho các người chiếm, trong lòng các người còn muốn cảm thấy ta khờ. Tô xinh đẹp cười nói, Trần Công Tử có thể tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. La quân cười một tiếng, hắn mới không quan tâm những này đây. Đã làm quyết định sửa tình, là kiếm lời là thua thiệt đều không cần suy nghĩ nhiều, nghĩ nhiều nữa cũng là một ngạt. Cùng ngày, tôi yên nhiên liền tìm đến 10 cái giới tu di cho La Quân là quân đem tôi yên nhiên mời đi ra ngoài, nói ra, việc này bí ẩn, ta không hy vọng ngoại nhân biết. Cũng hy vọng các người không muốn tiết lộ ra cá nhân ta tình huống cấp. Tôi yên nhiên nói ra, cái này Trần Công Tử thỏa thích yên tâm, đây là độc nhất vô nhị buôn bán cơ mật, chúng ta đương nhiên sẽ không tiết lộ. Sau đó, tôi yên nhiên liền rời đi. Là quân xe nhẹ đường quen, một lần đem 10 cái giới tu di đều bỏ vào huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong chỉ một giờ liền đem cái kia 10 cái giới tu di toàn bộ cải tạo thành công. Sau đó, là quân gọi tới Tô Yên Nhiên, liền đem 10 cái giới tu di trả lại cho Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên kiểm tra một phen, sau đó chính là hoan hỷ lấy làm kỳ. Nàng nhịn không được hưng phấn nói ra, Trần Công Tử, người thật là một cái người tuyệt vời, trên người có quá bao nhiêu thần kỳ tồn tại. Là quân cười ha ha, hắn nói ra, dễ nói dễ nói. Tô Yên Nhiên lập tức cũng liền đem 500 mai Quy Nguyên đan cho La Quân. La Quân liền nói ra, chúng ta cũng coi là bạc hàng hai bên thỏa thuận xong, vậy ta liền cáo từ. Tô Yên Nhiên nói gấp, Trần công tử, làm gì đi vội vã đây? La Quân cười một tiếng, nói ra, chúng ta là làm ăn, sinh ý làm xong, cũng không thể còn nói cảm tình a. À. Tô Yên Nhiên mỉm cười, nói ra, cái kia cũng không phải là không thể đàm, đúng hay không? La Quân nói ra, nói thế nào? Tô Yên Nhiên nói ra, Trần Công Tử, ta hy vọng chúng ta thiên chỉ các có thể cùng ngươi trở thành thời gian dài bằng hữu. Chúng ta thiên chỉ các tại đại khang đế quốc cùng đại thuận đế quốc có được chi nhánh vô số. Ta chỗ này cho ngươi xòe tay ra bài. Nàng nói xong liền lấy ra một tờ màu đen thủ bài. Ta dựa vào, hắc tạp A, La Quân thầm nghĩ. Hắn cảm thấy buồn cười, mặc kệ là tại cổ đại vẫn là tại hiện đại, loại này thẻ đã sớm dùng khác biệt phương thức tồn tại. Là quân tiếp nhận thủ bài, liền thấy phía trên có ngày ao hai chữ. Tay này bài có chỗ lợi gì? Là quân hỏi. Tô nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, tác dụng có thể lớn. Tay này bài có thể tại chúng ta thiên chỉ các ngân hàng tư nhân bên trong duy nhất một lần rút ra một vạn lượng hoàng kim. Hàng năm cũng có thể rút ra một lần, không cần hoàn lại. Mà lại cũng có thể đại bút vay mượn, không thu lợi tức chỉ cần tại quy định kỳ hạn bên trong còn liền có thể. Mặt khác, cầm tay này bài, có thể tìm thiên chỉ các tìm hiểu tin tức. Chúng ta thiên chỉ các mạng lưới tình báo, đó là đại khang hướng cùng đại thuận triều đô muốn dựa vào. Là quân lập tức liền phát giác ra tay này bài chi chân quý, hắn vừa cười vừa nói, loại này thủ bài, thiên chỉ các hẳn là sẽ không tùy tiện cấp cho A. Đó là đương nhiên, tay này bài hết thảy thì 30 tấm, ta có một chương. Ta cũng chỉ có quyền hạn phát ra ngoài một chương, hiện tại thì phát cho Trần Công Tử ngươi. Tô Yên Nhiên nói ra. La Quân nói ra, vậy ta thật là muốn nhiều tả tô tiểu thư ngươi nâng đỡ. Trần Công Tử khách khí, Tô Yên Nhiên vừa cười vừa nói. La Quân nói ra, vậy bây giờ ta là hẳn là đi. Tô Yên Nhiên nói ra, Trần Công Tử, ngươi cái này coi như quá không tử tế. Ta cho ngươi đưa như thế một phần trọng lễ, ngươi tốt xấu nên mời ta ăn bữa cơm. La Quân cười một tiếng, nói ra, không phải, ta chủ yếu là sợ các ngươi đem ta cho sát nhân diệt khẩu đi. Tô Yên Nhiên kèn kẹt cười một tiếng, nói ra, Trần Công Tử, người thật là một cái khôi hài người. Chúng ta muốn giết người diệt khẩu, đã sớm thúc ngươi rời đi. Ai sẽ tại nhà mình giết người đâu, thiên chỉ các làm lớn như vậy sinh ý, nếu là đồ trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ, cái kia còn có thể phát triển lâu dài sao. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, nói giỡn mà thôi. Tô Yên Nhiên nói ra, "Như vậy đi, Trần công tử, ban đêm ta tại tán hoa lâu bên trong có cái yến hội, nếu không ngươi cũng cùng đi tham gia đi." Nàng đón đến, nói ra, "Đương nhiên, ngươi nếu là khăng khăng muốn đi, vậy ta thì không lưu ngươi." La Quân nói ra, "Đã Tô tiểu thư đượm tình thương thỉnh, ta làm sao còn có thể tránh xa người ngàn dặm đây?" Cái kia Trần công tử là đáp ứng rồi, Tô Yên Nhiên cười. La Quân nói ra, "Ừm." Tô Yên Nhiên sau khi đi là quân thì hô ba đồ đi ra. Hắn cho ba đồ ăn một cái quy nguyên đan. Ba đồ ăn về sau, rất là vui vẻ. Là quân nhớ kỹ tại âm diện thế giới thời điểm, cái kia một đầu chết thảm tiên hạc cũng là rất lợi hại thích ăn dạng này đan dược. Ba đồ liền ăn ba cái, ba cái về sau, hắn toàn bộ hạc thỏa mãn tới cực điểm. Sau đó liền trực tiếp về giới tu di ngủ. Là quân hơi khẽ thở vào một cái, tối thiểu thời gian ngắn ngủi bên trong, là quân không cần lo lắng ba đồ ăn cái đó. Mã Bá Vũ sau đó tìm đến La Quân, ý hắn là, giao dịch đã hoàn thành, có hay không có thể rời đi. Mã Bá Vũ thịnh tình mời La Quân qua trong nhà hắn ở mấy ngày. Đây đương nhiên là Mã Bá Vũ một loại khách sáo, trên thực tế, Mã Bá Vũ đến nhiều tiền như vậy, sớm muốn rời đi La Quân, sau đó về nhà thỏa thích phát tiết ý vui mừng. Nhưng hắn không dám làm như thế, sợ La Quân tức giận liền đem tiền lấy về. La Quân tất nhiên là không có thời gian cùng Mã Bá Vũ đến chuyện nhà chuyện cửa. Hắn cười một tiếng, nói ra, "Mã huynh đi về trước đi, ta ở chỗ này còn có chuyện phải xử lý. Đợi xử lý xong, ta còn muốn qua càng xa địa phương. Trong thời gian ngắn, ta là không có cách nào bồi Mã huynh ngươi." Mã Bá Vũ mừng thầm trong lòng, trên mặt lại là giả ra khổ sở bộ dáng, "Dạng này a, à, cái kia cái này." "Ai?" Mã Bá Vũ thở dài thở ngắn về sau, còn nói thêm, "Cái kia La huynh, ngươi nếu có rảnh rỗi, nhất định muốn đến trong nhà của ta nhiều nấn ná mấy ngày. La Quân cười một tiếng, nói ra, nhất định. Thế là như vậy, La Quân đưa đi Mã Bá Vũ. La Quân đều có thể tưởng tượng, Mã Bá Vũ sau khi rời đi, sẽ là như thế nào mừng rỡ như điên. Hắn thực thật hâm mộ Mã Bá Vũ loại người này, hạnh phúc có thể là đơn giản như thế một việc. Ban đêm thời điểm, đảm nhiệm chín tìm La Quân. Trần Công Tử, Tô Tiểu Thư đã sớm qua tán hoa lâu lão hủ đến đưa ngài tiến đến tán hoa lâu, đảm nhiệm chín nói như vậy. La quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Đảm nhiệm chín nói ra, đúng, Trần Công Tử, tô tiểu thư để lão hủ chuẩn bị cho ngài một bộ quần áo, ngài nhìn muốn hay không thay đổi. La quân biết người dựa vào y phục, Phật dựa vào kim trang đạo lý. Chính mình y phục vẫn là tại Vân Thiên Tông, cho nên đổi một chút vẫn là tốt. Tại là La Quân nói ra, tốt. Trong lòng của hắn còn nghĩ tới một vấn đề, hắn không biết Vân Thiên Tông người vẫn sẽ hay không tiếp tục đuổi giết chính mình. Chuyện này, Lăng Vân Phong đã ra mặt ngăn cản, còn có, chính mình cùng Hoa Thiên Anh đạt thành đổ ước, phải nói song phương sẽ có một cái ăn ý. Bọn họ hẳn là sẽ đem chuyện này làm nhạt đi xuống đi. Chỉ cần mình không xuất hiện tại Vân Thiên Tông, là quân âm thầm nghĩ. Mà lại, chuyện này, bọn họ khẳng định là không muốn đi kinh động trí tôn. Là quân tâm lý có ẩn ẩn lo lắng, nhưng là hắn cũng không muốn thay đổi thân phận các loại. Dưới mắt đến lúc này nơi đây, sớm đã thoát Ly Vân Thiên Tông có thể dám thị phạm vi. Chính mình như gặp nguy cơ, cũng là một phần kỳ ngộ. Hoa Thiên Anh là sẽ không lại đến, những lão tổ kia nhóm cũng không tiện đến đây làm to chuyện. Gặp gỡ người khác, mình coi như đánh không lại, chạy trốn tổng là có chút cơ hội. La Quân cảm thấy mình cần phải có dạng này một phần cảnh giác tới nhắc nhở chính mình, nhất định phải nỗ lực cố gắng nữa thay xong y phục về sau, là quân chính là một thân hoa phục, khí vũ huyên ngang. Đầu hắn phát cũng lớn lên. Chiếu chiếu gương đồng, là quân hoảng hốt một cái chớp mắt, hắn đều không biết mình đến là người cổ đại vẫn là người hiện đại. Hắn cảm thấy mình đang dần dần bắt đầu dung nhập vào ngày này châu bên trong. Thiên chỉ các bên ngoài chuẩn bị ngựa xe, là quân ngồi lên xe ngựa sang trọng. Đảm nhiệm chín cũng không có lên xe, trên xe có một tên sai vặt bồi bạn tả hữu mà mã phu có người khác, cái kia gã sai vặt là ngồi ở bên ngoài, cũng không tiến vào. Là quân hiểu được, gã sai vặt này gọi là hỷ tử. Tán hoa lâu cũng không ở trên mặt hồ, mà là tại nghênh vui trên đường. Nghênh vui trên đường, thật nhiều hoa lâu, nhưng là tán hoa lâu lại là nhất gia độc đại, không có cách, thiên trì các nhân lực, tài lực quá cường đại. Đây là tiên thiên ưu thế. Xe ngựa tiến vào nghênh vui đường phố, là quân liền cảm nhận được loại kia pháo hoa trận sở độc hữu bầu không khí. Hai bên trên lầu, các cô nương làm điệu làm bộ, hấp dẫn khách hàng. Loại kia làm điệu làm bộ, phần lớn là một chút tiểu hoa lâu. Mà đại hoa lâu lại là quy tắc nhiều, trước cửa công trình chờ một chút, cũng là hiển thị rõ cao quý. Đây là bên đường cửa hàng cùng chuyên nghiệp cửa hàng khác nhau. Xe ngựa rốt cuộc tại tán hoa lâu trước dừng lại, tán hoa lâu bề ngoài có 8 cái, khắp nơi đến tài trước cửa sắc màu rực rỡ cái kia tán hoa lâu ba chữ to long phi phượng vũ xem xét cũng là cao nhân thủ bút chỉ là nhìn tán hoa lâu ba chữ này liền biết trong này cấp bậc không kém kim ti tuyến thảm nhanh trải ra mặt đường bên trên chuyên nghiệp quy công bên ngoài tiếp khách bọn họ tuyệt sẽ không qua mặt đường bên trên kiếm khách la quân cùng hỷ tử xuống xe ngựa hỷ tử dẫn la quân nhập tán hoa lâu đến trước cửa lúc hỷ tử lấy ra một tờ thủ bài quy công lập tức khách khí cho đi nhập môn về sau, chính là một cái như vậy phòng khách lớn. Cái kia trong phòng khách oanh oanh yến yến, hứa nhiều cô nương xinh đẹp ăn mặc váy, cũng không lộ hàng. Bọn họ bồi tiếp khách nhân được tủ lệnh, uống hoa tử. Nơi này là có chút món tiền nhỏ khách nhân, như là ưa thích, uống rượu qua đi, liền có thể đến đằng sau trong phòng cùng chung đêm đẹp các loại. Muốn đến tại cái này Đại Khang Vương Triều vẫn còn có chút chỗ tốt, bởi vì nơi này phong nguyệt tràng sở là chính quy kinh doanh sẽ không bị cảnh sát kiểm tra phòng, khách nhân đến cũng không cần nơm nớp lo sợ. Sau đó, lại có tú bà đến đây, hỷ tử liền cầm ra bài, nói ra, vị này Trần Công Tử là tiểu thư khách quý. Tú bà gặp hỷ tử trong tay thủ bài, không khỏi bị kinh ngạc. Sau đó, nàng thái độ chính là cung kính. Công tử xin mời đi theo ta, tú bà nói ra. La quân nói ra, tốt. Cái kia hỷ tử làm theo nói ra, Trần Công Tử, ta đã đưa người đưa đến, như vậy ta liền trở về là quân nao nao sau đó liền cũng nói tốt hỉ tử xoay người rời đi tú bà liền dẫn là quân trực tiếp bên trên lầu ba cái này tán hoa lâu hết thảy cũng là ba tầng lầu cái kia lầu hai là các loại phòng chính là cùng loại với cổ đại loại kia bố cục lầu hai bên trong các cô nương trong hành lang sen kẽ cái kia trong gian phòng trang nhã thỉnh thoảng truyền đến cô nương tiếng cười duyên cùng khách quan đáng tiếng cười đến lầu ba lại là nhã tĩnh nhiều cái kia lầu ba bên trong đàn hương lượn lờ rất là dễ ngửi trong phòng khách có tám cái bàn nhỏ bên trong bảy cái bàn nhỏ trước đều ngồi người những người này tất cả đều là khí chất xuất chúng ăn mặc lộng lẫy hạng người có bàn nhỏ trước ngồi bốn người bên cạnh lại đứng gã sai vặt cùng người hầu có là chỉ ngồi một người nhưng bên cạnh cũng có người hầu những người này là quân liếc một chút chú ý tới lại là một cái công tử áo trắng cái kia công tử áo trắng là một người ngồi, bên cạnh hắn đứng hai tên áo đen lão giả. Cái kia hai tên áo đen lão giả ánh mắt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Là quân cảm giác được cái này hai tên áo đen lão giả khí tức hùng hậu, lại là chỉ ít thất trọng thiên tu vi. Đến thiên châu cái này khu vực bên trong đến, tựa hồ thái hư thất trọng thiên là càng phát ra không đáng tiền. Trên thực tế, thiên châu vốn cũng không cùng với thế giới bao la. Thế giới bao la bên trong, đan dược thưa thớt dược tài thưa thớt kỳ ngộ càng ít mà tại ngày này châu bên trong hệ thống tu luyện cùng phương pháp còn có đan dược chân quý dược tài chờ một chút đều là lưu thông nơi này vân thiên tông phú hóa môn chờ một chút tiên môn vậy liền giống như là cái huấn luyện trường học hơn nữa còn cung cấp dược vật cho nên thiên châu thái hư trọng thiên cao thủ là tầng tầng lớp lớp bất quá thiên châu thái hư trọng thiên cao thủ tuy nhiên tầng tầng lớp lớp nhưng là đến bát trọng thiên cùng thất trọng thiên nơi này, lại là cái cự đại đường danh giới. Bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên càng là một cái cự đại đường danh giới. Tựa như thất trọng thiên là ngàn vạn phú ông, mà bát trọng thiên là ức vạn phú ông. Nhưng cửu trọng thiên cũng là 10 tỷ cấp bậc nhà giàu. Đến tầng 10, đó là trăm tỷ cấp bậc. Thế giới bao la lớn như vậy, trăm tỷ cấp bậc nhà giàu tổng cũng không tính là rất nhiều. Mà trăm tỷ cùng 10 tỷ, 10 tỷ cùng ức vạn, tuy nhiên chỉ cách một cái cấp bậc, nhưng trên thực tế, cái kia lại là khác nhau rất lớn A1. Tại thất trọng thiên giai đoạn này bên trên, lại có rất lớn phân chia. Tựa như tất cả mọi người là ức vạn phú ông, có là một tỷ, có là một trăm triệu, cái này khác nhau cũng là rất lớn. Mà lại, những người này so hợp lại, còn coi trọng pháp bảo, cơ duyên, công pháp và gặp thời năng lực ứng biến các loại. Đây đều là biến hóa chi nhân tố. Là quân lại nhìn cái kia công tử áo trắng, cái này công tử áo trắng nhìn hơn 20 tuổi. Hắn diện mục anh tuấn, trong mắt bao hàm thần quang. Đó là cái rất có mị lực nam nhân. Lại nhìn hắn ôn nhuận nhĩ nhã, không lộ hỗn nguyên. Rõ ràng vẫn là một tên cao thủ. Chí ít, tu vi không kém chính mình. La Quân trong nháy mắt đạt được như thế cái kết luận. Đương nhiên, La Quân cũng biết cái này công tử áo trắng mặc dù không tệ, nhưng cũng còn không thể cùng cái kia Hoa Thiên Anh những nhân tướng đó so la quân cảm thấy mình muốn là theo cái này công tử áo trắng đối đầu ngược lại là có sức liều mạng nói không chừng còn có thể đánh thắng la quân quét mắt một vòng về sau tiếp lấy liền tại cái kia trương không trước bàn ngồi xuống hắn nên tính là duy cái không mang người hầu tiến đến người la quân sau khi ngồi xuống rất nhanh liền có nha hoàn dâng trà điểm rực rỡ muôn màu trà bánh hoa quả các loại mà ở trên thủ lại là có một tầng màu trắng màn tre tại màn tre đằng sau bóng hình xinh đẹp tung bay tiếng đàn mịt mờ hiển nhiên cái kia đằng sau là tôi yên nhiên đang khải đàn có thể làm cho tôi yên nhiên tự mình đi ra đánh đàn tiếp khách cũng đã nói lên lầu ba này tôn quý có thể đến lầu ba cùng tôi yên nhiên tiếp xúc gần gũi cũng là phi phạm chi nhân vật la quân không tiếp tục để ý tới hắn hắn ổn định lại tâm thần nghe tôi yên nhiên đánh đàn cầm là cổ cầm cầm âm biến ảo khôn lường dư vị vô cùng một khi ổn định lại tâm thần, La Quân cảm thấy được tội yên nhiên cầm nghệ thật là cao minh tới cực điểm. Cái kia cầm âm nhẹ nhàng lúc như cuồn cuộn nước chảy, chảy vào nhân tâm phi bên trong. Đắt đỏ lúc tựa như đại bằng triển xí, nhất phi trùng thiên. Chuyển âm lúc, lại như chín ngày thác nước, phi lưu trực hạ tam thiên xích. Rất nhanh, một khúc cầm âm hoàn tất. Đông đảo công tử nhao nhao vỗ tay, nhưng lại không người lớn tiếng khen hay. Muốn đến tất cả mọi người là người tao nhã nhã khách, đương nhiên sẽ không giống những phàm tục chi nhân đó, vỗ tay lớn tiếng khen hay, lớn tiếng gọi tốt. Lầu ba này, tất cả mọi người tuân thủ một cái nhã chữ. Lúc này, màn che về sau, tôi yên nhiên lại là đứng dậy rời đi. La Quân không rõ nội tình, thầm nghĩ, chẳng lẽ cũng là nghe nàng một khúc cầm âm, liền coi như xong việc sao? Hắn còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, tiếp lấy cái kia màn che kéo ra một tên mỹ mạo nha hoàn đứng ra. Nàng nói ra, hôm nay tiểu thư nhà ta vấn đề là, cái gì là đường? Mọi người có thể đem đáp án viết tại trên tuyên chỉ, tiểu thư nếu là tìm tới hài lòng nhất đáp án, hội mời chính xác công tử tiến tiểu thư khuê phòng một lần. Những công tử kia nhóm nghe vậy, chính là hưng phấn lên. Tại khúc lăng, nam nhân kia không muốn đi vào tội yên nhiên khuê phòng đâu. Thế nhưng là, mặc kệ ngươi là bao lớn đại quan quyền quý, người đều nhất định muốn tuân thủ tội yên nhiên quy củ. Không phải vậy, người làm sao cũng vào không được. Đây cũng chính là tội yên nhiên khuê phòng vì cái gì làm cho nam nhân phát của nguyên nhân. Bởi vì càng là không chiếm được, thì càng nghĩ ra được. Đã từng có hoàng thành đại quan cưỡng ép muốn nhập tội yên nhiên khuê phòng, có thể cái kia đại quan sau cùng lại là mặt mày xám xịt. Mà lại tại ngày thứ hai còn nhận đương kim tam hoàng tử nghiêm khắc gian dậy. Sự kiện kia về sau, Người trong thiên hạ cũng đã biết cái này tán hoa lâu phân lượng. Rốt cuộc không ai dám đến động tán hoa lâu hoặc là tô yên nhiên lệch ra đầu óc. Phải vào tô yên nhiên khuê phòng, liền chỉ có thông qua trả lời tô yên nhiên vấn đề, tô yên nhiên hài lòng, cái kia liền có thể đi vào. Là quân tính toán là gặp qua tô yên nhiên, có thể cái này khúc lăng rất nhiều quý công tử, lại có thật nhiều người liền tô yên nhiên mặt đều chưa thấy qua đây. Nhưng mỗi một cái tiến vào tô yên nhiên khuê phòng người đều sẽ đem Tô yên nhiên sợ hãi thán phục là thiên nhân. Mà khi hiếu kỳ mọi người hỏi bọn hắn tại Tô yên nhiên trong khuê phòng đến làm gì, từng cái lại là chết cũng không chịu nói. Rất nhanh, thì có bọn nha hoàn phân biệt tại la quân bọn người trước mặt trải giấy tuyên thành, bút mặc. Bút mặc nghiên mực, cái này bút lông chữ, la quân nhưng thật ra là biết. Bất quá nơi này vẫn là lưu hành chữ nguyên thể, nhưng chữ nguyên thể, la quân tuy nhiên không tính quá tinh thông, cũng là hội viết một chút, Lúc này, dư công tử nhóm đã bắt đầu múa bút thành văn Thiên Châu là cái thượng võ thành gió địa phương Xác thực nói, Thiên Châu chính là tiên giới Người ở đây đều biết tiên môn chi lợi hại, cũng nhìn quen thần tiên thủ đoạn Cho nên cho dù là mã bá vỗ nhìn thấy la quân sử dụng giới tu di lúc Cũng một điểm vẻ ngạc nhiên đều không có Những quý tộc này công tử, càng là từ nhỏ ăn dược vật, đan dược các loại Cho nên, bọn họ đối đường cái chữ này đều là có rất sâu lĩnh ngộ. Mỗi người trong lòng nói chữ, đều không hoàn toàn giống nhau. La Quân lại là đối tiến tội yên nhiên khuê phòng không nhiều hứng thú lắm, nếu là lúc trước hắn không biết tội yên nhiên, lúc này có lẽ sẽ lòng ngứa ngáy. Nhưng dưới mắt, một điểm lòng hiếu kỳ đều không có. La Quân nghĩ một hồi, sau cùng lại là đại bút múa bút viết mấy chữ. Sau đó sách cuốn nói ra, ta viết tốt. Nhất thời, mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía La Quân. La quân thản nhiên chỗ chi, nhà hoàn tới lấy đi la quân giấy tuyên thành, nhà hoàn kia nhìn thấy la quân viết đồ, vật, cũng hơi hơi kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Sau nửa giờ, chúng vị công tử toàn bộ đều đã nộp bài thi. Cái kia tôi yên nhiên thiếp thân Mỹ lệ nhà hoàn băng linh đến thượng thủ nói ra, hiện tại cho mời chúng vị công tử qua lầu 2 nghỉ ngơi, chỗ đó đã vì chúng vị công tử chuẩn bị nhã gian cùng cô nương, bọn công tử có thể thỏa thích hưởng dụng một vị quý công tử liền nói ra, chúng ta một lòng trung can, đều là tại tô tiểu thư trên thân, nơi đó có thể đi cùng hắn cô nương làm vui. Không biết tô tiểu thư phải bao lâu mới có thể định ra nhân tuyển tốt nhất đâu. Băng Linh nói ra, cái này ta làm nô tỳ lại là nói không chính xác, bất quá hẳn là sẽ không vượt qua một giờ. Cái kia quý công tử nghe vậy liền nói ra, cái kia không có việc gì, ta liền ở chỗ này chờ tô tiểu thư một giờ chính là. Hắn nói xong cũng lại ngồi xuống sư công tử nhóm trong lòng nhất thời thì ngày chó lúc đầu đều nghĩ tiếp. nhưng gia hỏa này ngồi ở chỗ này bọn họ lại chỗ đó có ý tốt xuống dưới tìm cô nương uống rượu làm vui đây thế là liền cũng nhao nhao biểu thị ngay ở chỗ này chờ lấy tô tiểu thư làm quyết định la quân cũng không muốn đặc lập độc hành liền cũng liền ngồi xuống cái kia bên cạnh một vị công tử nhịn không được tiến đến la quân trước mặt nói ra huynh đài ta nhìn ngươi lạ mặt tựa hồ không phải chúng ta khúc lăng người a La quân mỉm cười, nói ra, xác thực không phải. Vậy công tử cũng không lấy làm lạ, bởi vì thật có bó lớn hắn địa phương đến quan to quyền quý ngưỡng mộ tô yên nhiên. Cái kia huynh đài là nơi nào người? Lệnh tôn là, vậy công tử tiếp tục hỏi. Hiển nhiên, đây cũng là cái liều cha phương, muốn là cha ngươi, gia tộc của ngươi như bức. Như vậy vì công tử này khẳng định phải kết giao một phen, đây là một cái mạng lưới quan hệ. Lưới xử lý tốt, mọi người liền có thể đôi bên cùng có lợi la quân nhìn người công tử này liếc một chút cười một tiếng nói ra ta là cô nhi a à, vậy công tử xứng sờ xứng sờ nửa ngày chưa tỉnh hồn lại la quân liền cũng không để ý nữa ra hỏa này quá lớn ước nửa giờ băng linh đi ra tiểu thư nhà ta đã tuyển ra tốt nhất đáp án mời trần công tử đi theo ta cái gì là hắn phía dưới lập tức ồn ào cùng kích động lên đừng nhìn trước đó tất cả mọi người rất nhã nhưng trên thực tế ai không phải tục nhân đâu nhã chỉ có thể là học đòi văn vẻ thời điểm then chốt kích động lên chính là tục nhân thế nào lại là hắn gian lận đi ta không phục các loại thanh âm đều nhảy ra la quân cũng là ngoài ý muốn nhưng lúc này hắn cũng không để ý đến thanh âm này thản nhiên đứng dậy hướng băng linh đi đến đây là trần công tử bài thi mọi người có thể nhìn một chút tiểu thư nhà ta nói Hiểu tự nhiên hiểu, nếu là không hiểu, vậy cũng càng không có gặp mặt tất yếu. Băng Linh sau khi nói xong, liền nhìn về phía đi tới La Quân, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra: "Trần công tử, xin mời đi theo ta." La Quân gật đầu, nói ra: "Tốt." Băng Linh rất nhanh liền mang theo La Quân rời đi phòng khách. Mà còn lại công tử nhóm đều cấp tốc nhìn về phía La Quân tấm kia bài thi. Mọi người liền đã nhìn thấy, cái kia màu trắng giấy tuyên chỉ phía trên quanh có khúc khuỷu viết ba chữ. Ba chữ này lại là, không biết, cái này tính là gì đáp án, có công tử ca không khỏi buồn bực. Cái này, có công tử ca chăm bề không được giải, có công tử ca như có điều suy nghĩ. Diệu, chỉ có tên kia công tử áo trắng lại là nói một chữ. Hắn là cái ôn tồn lễ độ người, ngay sau đó cười một tiếng, nói, tâm phục khẩu phục. Hắn quay người liền đi. Cái kia sau lưng hai tên áo đen lão giả lập tức liền theo sau. Cái này công tử áo trắng gọi là Lan Kiếm Một, chính là đương triều vũ hầu thứ sáu tử. Lan Kiếm Một thâm thụ vũ hầu sủng ái, mà lại vì đại khang vương triều đánh đông dẹp bắc, lập xuống không ít công lao hãn mã. Bây giờ Lan Kiếm Một, không chỉ là vũ hầu Lan con trai của thiên cơ, mà lại càng là đại khang vương triều đương kim hoàng đế, thiên lâm đại đế thân phong hạo uy tướng quân. Lan Kiếm vừa đã là quan viên bái tứ phẩm, có thể đeo đao vào cung. Đó là vô thượng vinh quang. Lan kiếm một cũng không hề rời đi tán hoa lâu, mà chính là đến lầu hai trong gian phòng trang nhã. Đi theo lan kiếm dậy hai tên lão giả đóng lại nhã gian cửa phòng. Cái này trong gian phòng trang nhã, công trình trang nhã mà vắng vẻ, hiển thị rõ điệu thấp xa hoa. Mà lại, còn có giường chiếu. Lan kiếm một tại trước bàn ngồi xuống, hắn rót cho mình một ly trà. Mà lúc này, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, hai tên lão giả kia, một cái tên là cổ lớn lên quân, một cái tên là Cổ Trường Lâm, chính là hai huynh đệ. Lan Kiếm vừa nghe đến tiếng đập cửa, không khỏi nhíu mày. Cổ lớn lên quân tiến đến đem cửa kéo ra một đường nhỏ, hắn lập tức đã nhìn thấy bên ngoài là cái cô nương xinh đẹp. "Làm gì?" Cổ lớn lên quân lạnh giọng hỏi. Cô nương kia thấy một lần bên trong lại là cái lão đầu, không khỏi cũng là nhíu mày. Bất quá cái này Cổ lớn lên quân khí trận quá mạnh, nàng cũng không dám nổi giận, liền nén giận nói ra là liễu mụ mụ an bài ta tới hầu hạ Lan công tử. Cho chút tiền bạc, đuổi nàng đi, Lan kiếm một uống một ngụm trà, đối cổ lớn lên quân nói ra. Cổ lớn lên quân liền xuất ra một thỏi năm lượng trọng tiền bạc, đưa tới, nói ra, không cần, người đi đi. Cô nương kia gặp cái này xuất thủ như thế hào phóng, không khỏi đại hỷ, vội vàng cầm bạc, cũng luôn miệng nói tạ. Mà cổ lớn lên quân làm theo đem cửa phòng trực tiếp đóng. Sau đó, cổ lớn lên quân cùng cổ trường lâm đi vào lan kiếm một thân một bên. Cổ lớn lên quân nhịn không được nói ra, thiếu ra, cái này tôi yên nhiên biết rất rõ ràng ngài đến, thế mà không thấy ngài. Xem ra nàng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, thế mà liền ngài mặt mũi cũng không cho. Lan kiếm một cười nhạt một tiếng, nói ra, lớn lên quân thúc, người phải biết, thiên hạ này rất lớn. Vũ Hầu Phủ cũng không phải là thiên hạ đệ nhất dám không nể mặt chúng ta người, đi thêm hắn đón đến, nói ra, mà lại, tôi yên nhiên còn thật là chúng ta đắc tội không được. Ngươi cho rằng, nàng sẽ sợ sợ chúng ta vũ hầu phủ sao. Cổ trường lâm nhịn không được nói ra, thiếu ra, chúng ta hầu ra chính là trước mặt Hoàng thượng Đại Hồng Nhân. Vũ hầu phủ ba chữ, ở đâu, những địa phương quan viên đó không phải dọa đến té cứt té đái. Mà thiên chỉ các cư việc sinh ý làm rất lớn, cái kia cũng bất quá là chút kinh doanh người. Chọc giận chúng ta, liền đem bọn họ thiên trì các phong cũng không phải không thể mà lan kiếm xem xét cổ trường lâm cùng cổ lớn lên quân liếc một chút hắn khe khẽ thở dài diêu đầu nói ra các ngươi a à, thật sự là quá không rõ thiên trì các thiên trì các thế lực là thường nhân khó có thể tưởng tượng riêng là thiên trì các khu vực trung tâm cùng thiên trì các chủ nhân thiên trì các chủ nhân chính là trong truyền thuyết trường sinh đại đế liền xem như đương kim thánh thượng hoặc là những tiên môn đó trí tôn cái kia đều muốn đối trường sinh đại đế kiêng kỵ mấy phần. Mà lại, thiên trì các nội bộ, còn có trường sinh đại đế truyền nhân. Bọn họ cái này sinh ý làm lớn như vậy, các người coi là chỉ là may mắn, chỉ là bởi vì bọn họ khéo léo sao. Quá ngây thơ. Cái này, cổ lớn lên quân cùng cổ trường lâm không khỏi thất sắc. Trường sinh đại đế, cổ lớn lên quân hít một hơi hàn khí, nói ra, viễn cổ tứ đế. Lan kiếm nói chuyện nói, không sai viễn cổ tứ đế coi là thật tồn tại thiếu ra người sao sẽ biết những này cổ trường lâm nói ra lan kiếm nói chuyện nói luân hồi viễn cổ tứ đế lúc là một thời đại bây giờ mọi người ai cũng không nghĩ tới lại một lần nữa tứ đế buông xuống lại là tại cái kia hạ giới bên trong thế giới bao la chúng ta thiên châu chính là tiên giới tiên giới có tứ đế thế giới bao la có tứ đế cái này bên trong đến đại biểu cái gì ta lại là thấy không rõ lắm những bí ẩn này ta cũng đều là từ phụ thân nơi đó biết. Hắn đón đến, bỗng nhiên hướng phương xa liền ôm quyền, nói ra, "Chúng ta đương kim thánh thượng chính là hùng tài đại lược." Nhưng nói là thiên cổ nhất đế, lão nhân gia ông ta đã định hạ quyết tâm, muốn để thiên hạ đại nhất thống, muốn mang trên đầu tiên môn trói buộc khứ trừ, cho nên, đối với Viễn Cổ tứ đế, cùng Ma Môn chờ một chút, thánh thượng đều làm rất nhiều giải. Cổ Trường Lâm nói ra, "Đương kim thánh thượng tu vi đã quan tuyệt thiên hạ, chỉ sợ là so với cái kia vân thiên tông trưởng giáo trí tôn vân hóa ảnh cũng là không thua bao nhiêu thánh thượng có quyết tâm này vậy liền nhất định có thể đạt thành bọn họ trong lúc nói chuyện đối tại phía xa hoàng thành thánh thượng lại là cung kính vô cùng lúc này cổ lớn lên quân lại nhịn không được nói ra cái kia hạ giới bên trong linh khí mỏng manh cùng chúng ta thiên châu không thể so sánh nổi cái kia hạ giới bên trong tứ đế chỉ sợ là chuyện tiếu lâm a à. lan kiếm nói chuyện nói lớn lên quân thúc, người quá không rõ này thiên đạo biến hóa. Cái kia hạ giới tứ đế tên đã thành, cửu cửu số lượng đã thành tránh quả. Đây là thiên đạo tán thành tứ đế, người cho rằng, bọn họ đại đế tên là mình cho mình phong. Cổ lớn lên quân nói ra, vậy bọn hắn tu vi đến như thế nào? Lan kiếm nói chuyện nói, khác không nói, ta chỉ biết là, liền xem như đương kim thánh thượng cũng từng nói qua, từ xưa đến nay, trên trời dưới đất, cái kia thần đế đã là không người nào có thể siêu việt chúng ta thiên châu thiên bảng, căn bản là thu nhận sử dụng không viễn cổ tứ đế cùng thế giới bao la cái kia tứ đế. Cho nên, thiên trong bảng, không có bọn họ bài danh. Cái kia thần đế chính là đi khắp hư không, đều đại không gian, chưa từng có địch thủ tồn tại. Cổ lớn lên quân cùng cổ trường lâm không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí. Đúng, thiếu ra, cổ lớn lên quân bỗng nhiên nói ra, chúng ta trước tiên nói trước mắt, cái kia tội yên nhiên bây giờ không thấy chúng ta, vậy chúng ta làm sao bây giờ lần này hầu ra để thiếu ra ngài đến điều tra đại diệt chùa dư Nghiệt nếu không có tô yên nhiên hỗ trợ chúng ta lại là có chút khó lấy hạ thủ lan kiếm nói chuyện nói hôm nay gặp không thành vậy liền ngày mai gặp tốt cái này có cái gì tốt buồn giàu hôm nay không gặp được tô yên nhiên ta tâm phục khẩu phục tâm phục khẩu phục cổ trường lâm tâm giận nói ra cái kia họ trần thanh niên bất quá là viết ba chữ không biết đây có gì ca ngợi chỗ Lan Kiếm một cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, mỗi người đường cũng khác nhau, nhưng năm đó lão tử truyền đạo, từng có một đoạn văn để cho ta trí nhớ khắc sâu. Thượng sĩ nghe đạo, cần mà đi chi, trung sĩ nghe đạo, như lưu giữ như vong, hạ sĩ nghe đạo, cười to chi, không cười không đủ thành đạo. Như thế nào nói, vạn pháp bên trong, ta lại nói, không biết. Đây mới là cảnh giới tối cao, cái kia họ Trần thanh niên muốn so ta có tuệ căn, ta không bằng hắn. Thiếu gia Ngài là chúng ta hoàn thành nhân vật thiên tài, ngài cũng không thể rèm pha chính mình. Cái kia trần tính làm sao có thể cùng ngài so sánh đâu. Cổ trường lâm nói ra. Lan kiếm một mỉm cười, lại không nói thêm lời. Là quân đi vào truyền thuyết kia bên trong, thuộc về tội yên nhiên nhà ở. Cái kia trong hương khuê, tự nhiên mà vậy có một loại hương khí. Trong phòng rất là nhã tính, phía trên điểm mấy cây nến đỏ, bầu không khí lại là có mà tôi yên nhiên lấy một thân quần màu lục liền tại cái kia trước khay trà tự mình pha trà nàng động tác nhẹ nhàng trong lúc phất tay đều mang nhiếp nhân tâm phách mị lực băng linh đem la quân dẫn sau khi đi vào liền lui ra ngoài thuận tiện đóng cửa lại la quân đi ra phía trước hắn lại không vì tôi yên nhiên mỹ mạo mà mà thay đổi hắn cười một tiếng nói ra chúng ta đã ở thiên chỉ các bên kia gặp mấy lần mặt cũng không cần phải ở chỗ này lại gặp mặt a mà lại Người càng không cần làm những này tư thái, ta lại là biết. Tô tiểu thư ngươi chính là hiên ngang tư thế oai hùng, không thua kém đấng mảy dâu nữ tử. Như vậy yếu đuối như thế nào thích hợp với ngươi? Tô yên nhiên nhìn một chút La Quân, sau đó khẽ cáu, nói ra: Trần công tử, người thật đúng là không hiểu phong tình a. À. Ngươi cũng đã biết có bao nhiêu quan to quyền quý nguyện ý xuất tấn vạn kim đến đến nơi này của ta. Ngươi là nhà thiên đại tiện nghi vẫn còn đang ra vẻ a. À. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, tô tiểu thư, người tới tìm ta, tổng không phải chỉ vì luận phong nguyệt A. À. Hắn nói ngồi vào tô yên nhiên đối diện. Tô yên nhiên đem nấu trà ngon cho La Quân cùng chính nàng đều rót một ly. Người trước nếm thử trà này, tô yên nhiên nói ra. La Quân liền cũng liền nhịn dưới tính tình uống trà, hắn uống hai miệng về sau, nói ra, người trà nghệ rất không tệ. Há, giỏi chỗ nào, tô yên nhiên liền hỏi. La Quân cười một tiếng, nói ra, nước là thu thập thần lộ đúng không? Loại này thần lộ vị đạo, chỉ cần tinh tế nhấm nháp, liền có thể nếm đến bên trong một tia trong veo. Còn có, lá trà là cái gì lá trà, ta không rõ lắm. Bất quá lá trà bên trong, không có chút nào nhân khí. Nói rõ tại ngắt lấy thời điểm, dưới đại công phu. Người không có tiếp xúc đến lá trà, để lá trà bảo trì thiên nhiên khí tức. Người dùng lửa nhỏ nấu đến bảy phần nóng, sau đó đóng hỏa, đợi thêm đợi 2 phút đồng hồ. Như thế về sau, mới chính thức đem cái này lá trà thiên nhiên khí tức, cùng thần lộ sở hữu vị đạo bảo lưu lại tới. Cửa vào là cực khổ, nhưng qua đi cái kia đầu lưỡi trong veo mới là tuyệt vời nhất thời điểm. Tựa như là uống rượu, tử tuy khó uống, nhưng uống qua về sau, cái kia một tia choáng mới nhất là hưởng thụ. Tô yên nhiên không khỏi kinh ngạc, nói ra, nghĩ không ra Trần Công Tử vẫn là trà đạo cao thủ. Là quân cười ha ha một tiếng, Nói ra, ta sẽ chỉ uống trà. Tô Yên Nhiên nói ra, ta trà, há không phải liền là nấu cho hội uống người. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, Tô tiểu thư, người gọi ta tiến đến, không riêng chỉ là mời ta uống trà a. À. Tô Yên Nhiên ánh mắt đẹp lưu chuyển, nói ra, nhập ta phòng bên trong, đương nhiên không chỉ là uống trà. Mỹ nhân ở trước, chẳng lẽ Trần công tử không muốn làm những gì sao? Không muốn, La Quân rất thẳng thắn nói ra. Tô Yên Nhiên không khỏi kinh ngạc, nói ra, vì cái gì? La Quân cười một tiếng, nói ra, bởi vì ta không muốn chết. Há, Trần Công Tử cứ gì nói ra lời ấy? Tô Yên Nhiên nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, bởi vì ta biết, nhập tô tiểu thư phòng bên trong, tuyệt đối không có ngủ cùng cái này một cái khâu. Ngươi làm sao lại cảm thấy như vậy? Tô Yên Nhiên nhiều hứng thú hỏi. La Quân cười một tiếng, nói ra, tán hoa lâu nổi tiếng bên ngoài, tô tiểu thư ngươi xưa nay đều cho mời người nhập nhà ở thói quen. Bất quá, ta lại biết, nhập ngươi nhà ở người, tuyệt đối là ngươi cả ngón tay đều không đụng phải. Cho nên, ta lại có thể ngoại lệ. Ngươi dựa vào cái gì sẽ cho rằng, bọn họ ngay cả ta ngón tay đều không đụng phải. Tô yên nhiên kỳ quái hỏi. La quân cười cười, nói ra, không nói cũng được. Tô yên nhiên nói ra, như vậy sao được, lời nói cũng không thể chỉ nói một nửa. La Quân nói ra, thật muốn ta nói. Tô Yên Nhiên rất lợi hại khẳng định nói ra, đương nhiên. La Quân nói ra, cái kia ta nói ra, người cũng đừng nói ta khinh bạc. Tô Yên Nhiên khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, người đến muốn nói cái gì? Ta sở dĩ có thể nhìn ra, là bởi vì ta phát hiện, Tô Tiểu Thư ngươi thế mà còn là một cái xử nữ. La Quân nói ra, cái này một cái chớp mắt, Tô Yên Nhiên khuôn mặt nhất thời thì đỏ. Nàng tuy nhiên trưởng quản tán hoa lâu, tuy nhiên nhìn quen phong nguyệt cùng các loại nhân vật. Nhưng là nàng cuối cùng vẫn là cái xử nữ, lại là không thể theo la quân loại này bụi hoa lão thủ đánh đồng. Tô Yên Nhiên vừa thẹn lại giận, thật lâu về sau, lại nhịn không được hiếu kỳ nói, người cái này cũng có thể nhìn ra. La quân khẽ cười một tiếng, nói ra, xử nữ cùng phi xử tử bước đi tư thái, còn có khí chất là tuyệt đối có khác nhau. Cái này rất tốt phân biệt. Tô Yên Nhiên nói ra, nhìn không ra, Trần Công Tử ban đầu tới vẫn là phong nguyệt lão thủ. La Quân cười ha ha một tiếng, lại không nhiều làm giải thích. Tô Yên Nhiên vội ho một tiếng, nàng uống một ngụm trà, chủ động nói ra, chúng ta trở lại chuyện chính đi. La Quân liền cũng liền nghiêm mặt nói ra, nguyện nghe tường. Tô Yên Nhiên nói ra, người hôm nay ở phòng khách thời điểm, có thể có phát hiện gì? Phát hiện cái gì? La Quân hỏi, người chỉ là cái gì? có hay không để người khác sâu ấn tượng người tô yên nhiên nói ra là quân như nói thật nói những công tử kia bên trong có một cái công tử áo trắng hẳn là lai lịch không cạn là hoàng thành bên kia tới Người biết hắn tô yên nhiên không khỏi kinh ngạc không biết là quân nói ra tô yên nhiên nói ra vậy ngươi sao sẽ biết hắn đến từ hoàng thành là quân nói ra sang trọng trên người hắn loại kia trời sinh sang trọng là người khác khó mà bắt trước được tới lấy hắn tu vi cùng phía sau hai tên bảo tiêu, cho nên ta đoán hắn nhất định là trong hoàng thành quý nhân. Không sai, Tô Yên Nhiên nói ra, hắn là đương triều vũ hầu thứ sáu tử lan kiếm nhất. Là quân cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, hắn nói ra, hắn là ai, ta đều không có hứng thú. Tô Yên Nhiên cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú? Tóm lại đối nam nhân hứng thú không lớn, là quân cười cười. Tô Yên Nhiên nói ra, vậy ta cũng chưa thấy người đối ta nhiều có hứng thú. La Quân nói ra, bởi vì ta biết tô tiểu thư là hoa hồng có gai, tùy tiện chạm đến không được. Tô yên nhiên nói ra, ngươi là phong nguyệt lão thủ, lão thủ không phải hẳn phải biết, một nữ nhân mạnh hơn, nàng thủy chung đều là nữ nhân. Nữ nhân chính là muốn dựa vào một người nam nhân. La Quân nói ra, nhưng ta cũng biết, một người nam nhân nếu là lấy vì hắn có thể chinh phục giống tô tiểu thư dạng này nữ nhân, đó nhất định là 10 phần sai chí ít, ta không có bản sự này. Tô Yên Nhiên giận La Quân liếc một chút, nói ra, người thật đúng là cái kỳ quái nhân đâu. La Quân mỉm cười. Tô Yên Nhiên lập tức trở về về chủ đề, nàng nói ra, Trần Công Tử, ngươi là người thông minh. Vậy ta thì không cùng ngươi quanh co lòng vòng, thân phận của ngươi, chúng ta đã rất rõ ràng. La Quân bị kinh ngạc, hắn kinh nghi bất định nhìn về phía Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi chính là thiên mệnh giả, đến từ thế giới bao la. Bị Vân Thiên Tông người mời đến Vân Thiên Tông bên trong, cũng bái Lăng Vân Phong làm thầy. Trước mắt, ngươi là phản bội sư môn mà ra, tuy nhiên Vân Thiên Tông cũng không bởi vì ngươi mưu phản mà làm to chuyện, thậm chí bên trong còn có người đang cực lực che giấu. Nhưng là, cái này trung quy là phiền phức, nếu có người thật muốn đến dùng điểm này đối phó ngươi, ngươi sẽ rất bị động. Mà lại, Người tại Vân Thiên Tông bên trong thụ cực lớn vũ nhục. Ngươi muốn rửa sạch sỉ nhục này, cho dù người tu vi đạt tới thái hư cửu trọng thiên, thậm chí tầng 10, đều rất không có khả năng. Bởi vì không động trưởng lão, lôi vân trưởng lão những người kia đại biểu là vân thiên tông cao tầng. Thủ hạ bọn hắn còn có đệ tử đông đảo, cho dù là thần đế, viễn cổ tứ đế như thế nhân vật, cũng không có khả năng qua bước bách đến vân thiên tông dạng này quái vật khổng lồ. Cho nên, là quân trong lòng chấn kinh, hắn không nghĩ tới cái này thiên chỉ các thần thông quảng đại như vậy. Lúc này mới chuyện phát sinh, bọn họ thế mà liền biết đến rõ ràng. Cái này năng lực tình báo, đã không thua gì tại thế giới bao la công nghệ cao giám sát. Thiên chỉ các là làm sao làm được. Trong nháy mắt, là quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Vâng, Vân Thiên Tông bên trong nhất định có thiên chỉ các người. Mà lại người kia tại Vân Thiên Tông bên trong còn có không vùng đất thấp vị. Ta cùng Hoa Thiên Anh sinh tử đổ ước, bọn họ lại là không biết. Bởi vì Hoa Thiên Anh cũng khinh thường nói với người lên. Mà tại Vân Thiên Tông bên trong, chính mình cùng không động lão thất phu những nhân sự đó tình, lại không phải cái gì thiên đại bí mật. Là quân trong lòng lập tức có số. Tô Yên Nhiên nói ra, cho nên, bằng ngươi lực lượng một người không được. Nhưng ngươi có thể mượn lực. Mượn thế nào, là quân bất động thanh sắc hỏi. Tô Yên Nhiên nói ra, Đương Kim Thánh Thượng, Thiên Lâm Đại Đế Hùng Tài Vĩ Lược, Tu Vi Công Tham Tạo Hóa. Hắn đã thu nạp bồi dưỡng rất nhiều cao thủ đồng thời cũng nắm giữ một chút phiến cổ thần linh các loại. Hắn hữu tâm muốn đem Vân Thiên Tông lật đổ, người như đi đầu quân triều đình, cái này bên trong chẳng những có rất nhiều kỳ ngộ, cũng có thể giúp người báo thù. Thiên trì các vẫn là triều đình người, là quân nói ra, người tựa hồ là muốn trợ giúp triều đình đến chiêu hàng tại ta. Ha ha, tô yên nhiên cười ha hả, nàng cười nhánh hoa run rẩy, sau đó mới lên tiếng, người muốn sai. Làm sao sai, là quân hỏi, Tôi yên nhiên nói ra, Thiên trì các tuyệt đối không phải triều đình lực lượng, chỉ bất quá Thiên trì các cũng cần minh bạch triều đình một ít chuyện cùng quyết định. Chúng ta xếp vào không ít người tiến vào triều đình, nhưng là bọn họ một mực không có đến quá khu vực trung tâm. Nói đến, thực Thiên Lâm đại đế người này trong lòng cũng thanh sở một ít gì đó, hắn chỉ là cho Thiên trì các mặt mũi mới không có đem chúng ta người thanh trừ đi ra, mà người khác biệt, người không phải Thiên trì các người, dựa theo người thuyết pháp đường kim hướng lên trời nhân tài đông đúc, bằng vào ta điểm ấy nông cạn tu vi, muốn đi vào triều đình hạch tâm, chỉ sợ không có khả năng này. La Quân nói ra, Tô Yên Nhiên nói ra, chúng ta đối người ước định qua, lấy người thiên mệnh giả thân phận, người sẽ trưởng thành rất nhanh. Có lẽ phải không năm năm, người liền có thể tại trong triều đình lông cánh đầy đủ. Người tiến vào triều đình, mà phía sau sẽ có thiên chỉ các đối người trợ giúp. Mặc kệ là tu vi vẫn là nhân thủ chờ một chút, cái này đều có thể các ngươi chen chân tiến đến, thiên lâm đại đế chỉ sợ cũng sẽ không tin mặc ta. La quân nói ra, tô yên nhiên nói ra, chúng ta sẽ làm rất lợi hại bí ẩn, ngươi lai lịch theo vân thiên tông dính líu quan hệ, bọn họ không quá hội hoài nghi ngươi cùng thiên chỉ các có rất sâu quan hệ. La quân nói ra, ta tuy nhiên cùng vân thiên tông một số người có thù, nhưng cũng còn không đến mức nguyên nhân quan trọng này đi đối phó toàn bộ vân thiên tông. Cho nên, người đề nghị này, ta không có hứng thú gì. Tô Yên Nhiên nói ra, người cự tuyệt, không có đạo lý có thể nói. La Quân nói ra, ồ. Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi là bị oan uổng, có thể ngươi cho rằng ngươi tu luyện tới cửu trọng thiên, liền có thể giết đến tận vân thiên cung, giết đến tận tiếp thiên đài sao. Ngươi cho rằng khi đó ngươi thì có lý có thể giảng sao. Sẽ không, những cái kia sợ hãi bị vạch trần người hội bước nhanh tới giết ngươi. Hiện tại bọn hắn bất động ngươi, là bởi vì còn muốn cố kỵ lăng vân phong, cũng là cảm thấy ngươi bất quá là cái tiểu nhân vật. Ra ngoài thì ra ngoài, nhưng một khi ngươi tu vi đến có thể uy được bọn họ cấp độ, bọn họ hội bước nhanh tới đối phó ngươi. Nhưng nếu như sau lưng ngươi là triều đình, khi đó, bọn họ liền muốn cân nhắc một chút. Mà lại, ngươi cũng có cùng vân hóa ảnh đàm phán thẻ đánh bạc. Cũng có thể đưa ngươi oan khuất hoàn toàn rửa sạch. Là quân nói ra, đại khang triều đình liền có tư cách cùng vân thiên tông khiêu chiến. Ngươi đừng quên, đại khang cùng đại thuận, vậy cũng là vân thiên tông cấp dưới nước. Tô Yên Nhiên nói ra, đại khang triều đình trước kia xác thực không có tư cách cùng vân thiên tông khiêu chiến. Nhưng là bây giờ thiên lâm đại đế đăng cơ, hết thảy đều chỉ sợ khó nói. Vẹn vẹn thời gian 10 năm, thiên lâm đại đế đã đem đại khang biên giới bên trong rất nhiều môn phái, bao quát tiên môn, còn có phật môn đều cho diệt. Ý hắn đổ rất rõ ràng, trước đem biên giới bên trong thế lực toàn bộ thống nhất, sau đó, hắn mục tiêu cũng là vân thiên tông. Là quân nghe vậy không khỏi giật mình, nói ra, Thiên Lâm Đại đế là người thế nào, lại có lớn như vậy bản sự. Tô Yên Nhiên cười một tiếng, nói ra, chúng ta đối Thiên Lâm Đại đế điều tra qua rất nhiều, hắn lúc tuổi còn trẻ, thực rất là bình thường, mềm yếu. 20 năm trước, bỗng nhiên sinh một cơn bệnh nặng, hắn hôn mê 3 ngày ba đêm, tất cả mọi người cho là hắn muốn chết. Có thể về sau, hắn đột nhiên thì tỉnh, mà lại cái này vừa tỉnh dậy, đã xảy ra là không thể ngăn cản hắn trở nên khôn khéo vô cùng, mà lại tu vi tại trong vòng 3 năm liền đến bát trọng thiên đỉnh phong, bây giờ hắn tu vi chỉ sợ đã là tầng 10 đỉnh phong. Thiên lâm đại đế là một cái khiến người ta đoán không ra mê, những năm gần đây, hắn không ngừng bồi dưỡng thế lực, câu thông thần linh các loại. Tại hắn chân áp xuống, biên cảnh bình an, các phương tiểu quốc cũng không dám có bất kỳ ý đồ không tốt. La quân cũng là không hiểu, nói ra, một người hôn mê mấy ngày sau, tỉnh lại thì đại thay đổi đây chẳng lẽ là bị đoạt xá, vẫn là vượt qua, trọng sinh. Tô Yên Nhiên nói ra, người nói những vật này, dù sao chúng ta cũng là không thể nào khảo cứu. Mười năm trước, đại khang biên giới bên trong, nổi danh nhất chính là đại diệt tự. Đại diệt tự bên trong cao thủ như mây, biển tàng vô số. Cái kia đại diệt tự bên trong, to lớn vô cùng, các hòa thượng ban đêm cần bào mã điểm hương. Thiên lâm đại đế chính là cùng đại diệt tự cùng một chỗ hợp tác, đem trong nước vô số tiên môn toàn bộ hoặc chu sát hoặc thu phục thiên lâm đại đế nói với vân thiên tông rất tốt chính là nói muốn đem một chút tiểu môn tiểu phái toàn bộ diệt sau đó độc tôn vân thiên tông thượng tôn vân thiên tông mà ở trong nước liền chỉ thừa nhận đại diệt tự sở hữu bách tính đều muốn thờ phụng đại diệt tự đây cũng là đại diệt tự nguyện ý hợp tác với thiên lâm đại đế một cái điều kiện bất quá tiệc vui chóng tàn tôi yên nhiên khe khẽ thở dài nói ra ba năm trước đây thiên lâm đại đế cùng vũ hầu đột nhiên phát động tập kích, đem đại diệt tự một đêm cho diệt. Đại diệt tự rất nhiều cao thủ, hơn phần nửa đều chết tại cái kia một trận diệt chùa đồ sát bên trong. Chó săn chết, thỏ khôn nấu, la quân không khỏi thở dài, nói ra, cái này thiên lâm đại đế thật đúng là đầy đủ đáng sợ vô tình. Bất quá vân thiên tông thủy trung vẫn là lông tóc không thương, hắn có phải hay không đối đại diệt tự động thủ quá nhanh. Tô Yên Nhiên nói ra, thiên lâm đại đế là muốn trên dưới một lòng tới đối phó vân thiên tông hắn không hy vọng tại đối phó vân thiên tông thời điểm phía sau còn có một thanh đao hắn chưa bao giờ tín nhiệm qua đại diệt tự lúc trước cùng đại diệt tự hợp tác cũng bất quá là một loại sử dụng cái này thiên lâm đại đế thế nhưng là cái nhân vật tuyệt đỉnh cái kia đại diệt tự bên trong điển tịch vô số tăng vô số người có thể thiên lâm đại đế thì là một thanh hỏa đem cái kia sở hữu điển tịch cùng tăng nhân đốt sạch sẽ la quân không khỏi cảm thán Nói ra, từ xưa đến nay, người thành đại sự không khỏi là chân đạp vạn thiên bạch cốt. Câu nói này thật không lừa ta. Tô Yên Nhiên nói ra, Thiên Lâm đại đế càng mạnh, đối với ngươi mà nói càng là chuyện tốt. Ngươi đi theo hắn, cơ hội mới càng nhiều, cho nên ta nói, ngươi cự tuyệt là không có đạo lý. Ngươi đi theo Thiên Lâm đại đế, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp. Thiên Lâm đại đế cũng có thể cung cấp cho ngươi kỳ ngộ, của ngươi vị càng cao, như vậy Vân Thiên Tông thì càng có thể coi trọng ngươi mặc kệ ngươi là muốn mạnh lên, còn là muốn rửa sạch oan khuất, như vậy vào triều đình cũng sẽ không là sai lầm lựa chọn. Là Quân nói ra, Vân Thiên Tông chẳng lẽ cảm giác không thấy Thiên Lâm Đại Đế dã tâm sao? Vì sao lại ngồi nhìn Thiên Lâm Đại Đế như vậy lớn mạnh? Tô Yên Nhiên nói ra, Vân Thiên Tông bây giờ bị ma môn nhìn chằm chằm, ma môn bây giờ thế nhưng là nhất tâm muốn chiếm đoạt Vân Thiên Tông cùng Vũ Hóa Môn, một lần nữa thành lập trật tự, đồng thời muốn lấy đời thế giới bao la chủ đạo vị trí. Người đây cũng biết, là quân không khỏi giật mình. Tô Yên Nhiên nói ra, có đồ vật gì, là thiên chỉ các không biết. Là quân nói ra, Vân Thiên Tông hiện tại nội bộ là phản ứng gì, bọn họ không có khả năng thì lựa chọn dạng này ngồi chờ chết ha. Tô Yên Nhiên nói ra, Vân Thiên Tông đương nhiên sẽ có phản ứng, bọn họ đang cùng Vũ Hóa Môn nói chuyện hợp tác. Mặt khác, Vân Thiên Tông tại thầm chỉ sử đại thuận triều đình bên kia hướng đại khang phát động tiến công. Bên ngoài, Đại khang đối vân thiên tông một mực kính cần nghe theo, mà lại đại khang thực lực càng ngày càng mạnh. Vân thiên tông tạm thời là sẽ không thật xuất thủ, một khi bọn họ xuất thủ, chính là cùng đại khang hoàn toàn chiến tranh. Đây là vân thiên tông không muốn nhìn thấy. Cái này vân thiên tông người đừng nhìn là thiên hạ đệ nhất thiên môn, nhưng là thi triển dậy cái này quyệt sóng quỷ dị thủ đoạn đến, đó cũng là âm hiểm cùng cực. Tại những này thượng tầng người trong mắt chỉ có lợi ích, xưa nay sẽ không qua quản người bình thường chết sống. La Quân nói ra, Vũ Hóa Môn cùng Vân Thiên Tông giống như ân oán đã sâu, bọn họ hội hợp làm sao? Lại ân sâu oán niệm, cùng sinh tồn so ra, đều không có ý nghĩa. Không có vĩnh viễn cửu nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Tô Yên Nhiên nói ra. La Quân nói ra, không nói những này, người làm sao lại cảm thấy, ta đi đầu quân triều đình lại là lớn nhất thí sinh thích hợp. Tô Yên Nhiên nói ra, từ các hạng trên số liệu phân tích, người thật là rất thích hợp. Mà lại, nói thực ra chúng ta đều là phụ trách gieo hạt về phần cây này đến có thể thành hay không lớn lên chúng ta ai cũng không dám cam đoan bây giờ thiên lâm đại đế thế lực ngày mạnh chúng ta thiên trì các cần một cái tâm phúc nhân tuyển đến biết thiên lâm đại đế đến đang suy nghĩ gì su cát tị hung thiên trì các có thể sống tới ngày nay phát triển cho tới hôm nay tất nhiên là có một ít lý do la quần trầm ngâm một cái chớp mắt về sau hắn cũng không phải loại kia gian ngoan không thay đổi người liền nói ra Nói như vậy, ta tóm lại vẫn là đang vì các ngươi làm việc. Chuyện này, cũng không thể dăm ba câu thì giải thích thành là ta tại tìm kiếm mình kỳ ngộ. Muốn ta đi đầu quân triều đình, cũng được, ta có thể tại các ngươi nơi này được cái gì hồi báo. Tô Yên Nhiên nói ra, cho ngươi thêm một cái thần đan, chờ ngươi một năm về sau, nếu là phát triển không tệ. Trả lại cho ngươi một cái thần đan, mà lại ngươi tại nguy nan thời điểm, chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp nhất định giúp trợ đợi đến người tránh thức tiến vào triều đình hạch tâm về sau, thiên chỉ các hội hoan nghênh ngươi. Cho đến lúc đó, hết thảy chỗ tốt, từ không cần nhiều lời. Là quân nhìn nhiều tô yên nhiên, hắn theo rồi nói ra, tốt, một lời đã định. Thần đan dụ hoặc, là quân thực sự không thể cự tuyệt. Mà lại, thực đánh ngay từ đầu, là quân không có ý định cự tuyệt. Hắn muốn trong vòng 3 năm siêu Việt Hoa Thiên Anh, hiện tại xem ra, thật đúng là không thể rời bỏ thiên chỉ các trợ giúp thần đan lúc nào cho ta? La Quân lập tức lại hỏi Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên cười một tiếng, nói ra, ngươi đừng vội, chờ ngươi trước xong xuôi trước mắt chuyện này, tự nhiên là sẽ cho ngươi thần đan. La Quân nói ra, tốt, hắn đón đến, lại nói, vậy sau này ngươi chính là thiên trì các bên này đại biểu, ta mỗi lần đều chỉ cần cùng ngươi liên hệ đúng không? Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi thật là để ta tới phụ trách. Thậm chí liên quan tới ngươi kế hoạch này, cũng là ta nói ra phía trên đáp ứng, ta mới đến thực hành. Ngươi thì khẳng định như vậy ta nhất định sẽ đáp ứng. La Quân nói ra, Tô Yên Nhiên nói ra, điểm ấy nắm chắc ta vẫn là có, ngươi không có lý do cự tuyệt mà. La Quân nói ra, cái kia dưới mắt ta phải hoàn thành cái gì? Tô Yên Nhiên nói ra, Lan Kiếm một lần này tới là truy tra đại diệt tự dư nghiệt. Hắn đến ta nơi này, cũng là muốn hướng ta vào tay tình báo. Ngày mai ta gặp mặt Lan Kiếm một, nói cho hắn biết liên quan tới đại diệt tự dư nghiệt một chút tình huống sau đó ngươi tìm đúng cơ hội theo lan kiếm một đáp lên quan hệ cái này độ người đến nắm chắc ngươi tiếp cận lan kiếm một sau đó lấy được lan kiếm một tín nhiệm đây là bước đầu tiên sau đó ngươi xác định hắn có thể mang ngươi về hoàn thành vì ngươi an bài một cái quan chức như vậy người nhiệm vụ thứ nhất liền coi như là hoàn thành là quân sở mũi một cái nói ra đã ngươi sớm có này an bài người thì không nên đem ta gọi tiến đến nha. Ta ra người cái cửa này, lại đi tiếp xúc lan kiếm một. hắn khẳng định sẽ đem ta theo thiên chỉ các liên hệ với nhau. Tô yên nhiên nói ra, trước ngươi thì tiếp xúc qua chúng ta, đây là phiết không ra. Ta tận lực không cùng ngươi liên lạc, ngược lại để người sinh nghi. trong lúc này độ nhìn ngươi làm sao nắm chắc, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có biện pháp. La quần hơi hơi thở dài. Tô yên nhiên nói ra, đêm nay cũng liền không có việc khác người đã đến, cũng liền chứa đi. Là quân sắc mặt nhất thời cổ quái, nói ra, ngươi là muốn lưu ta qua đêm. Tô Yên Nhiên nói ra, đúng, bất quá là lưu ngươi tại lầu hai qua đêm. Ta sẽ để cho băng linh an bài cho ngươi cô nương. Đó còn là tính toán, là quân lập tức khoát tay, hắn nói xong cũng đứng lên. Tô Yên Nhiên nói ra, vì cái gì tính toán, nam nhân phong lưu, chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa sao. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, một người gặp Sơn Hào hải vị về sau, sao lại đối dưa muối bánh bao lại cảm thấy hứng thú. Ta như là đã gặp Tô Tiểu Thư người kinh diễm tài tình, như thế nào lại đi xem những cái kia rong chi tục phấn đâu. Tô Yên Nhiên hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó liền cười một tiếng, nói ra, người cái miệng này ngược lại là biết nói chuyện, bất quá bây giờ bắt đầu, ta là người người lãnh đạo trực tiếp, người những này ngôn từ, đối ta không có tác dụng. Tuy nhiên ngươi là ta người lãnh đạo trực tiếp, nhưng ta nói tới lại cũng đều là câu câu phát ra từ phế phủ. Hắn nói xong quay người liền đi. Vậy đại khái thì là la quân bệnh cũ, lúc nào đều không quên muốn đi trêu chọc một chút mỹ nữ trái tim. La quân tại băng Linh An bài xuống, đến lầu hai một cái nhã gian. Trong gian phòng trang nhã, trang nhã mà tinh xảo, hơn nữa còn rất lợi hại yên tĩnh. Băng Linh hỏi la quân, Trần Công Tử, thật không cần an bài cho ngài một vị cô nương sao? La Quân cự tuyệt nói ra, thật không cần. Tuy nhiên La Quân là thật thích nữ nhân, nhưng là đối với loại này lấy ra thịt mà sống ý, dây chuyền sản xuất làm việc nữ tử, hắn vẫn là chẳng thèm mó tới. Người nha, đến có chút chính mình tuyến. Đóng cửa lại về sau, La Quân đem ba đồ phóng xuất. Ba đồ ngủ rất là thơm ngọt, sau khi đi ra, liền lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Vòng quanh La Quân cà 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 gọi. La Quân cười một tiếng, lại lấy ra ba cái quy nguyên đan đi ra ba đồ theo ăn hạt đậu giống như một hơi ăn sau đó hắn liền vừa lòng thỏa ý đánh ở no nê la quân phát hiện ba đồ lông chim tựa hồ phá lệ có sáng bóng đây đại khái là bởi vì ba đồ từ xuất sinh về sau chỗ ăn cái gì vẫn rất tinh xảo mà lại hắn là đi qua huyền hoàng dịch ngâm ba đồ sau khi ăn xong liền muốn đi ra ngoài dạo chơi la quân nhìn ra ý hắn bất quá la quân lại là cự tuyệt hắn nói ra, ta hôm nay vẫn phải chờ đợi ở đây, người cũng chỉ có thể trong phòng chơi. Bên ngoài cũng không có người muốn như vậy an toàn, vạn vừa gặp phải cái gì thần thông nhân vật, trực tiếp đem người bắt đi, vậy người phải khóc chết đều vô dụng. Ba đồ gặp La Quân nói như vậy, hắn chính là cuối phía dưới, một mặt uể oải. Bất quá hắn cũng không có kiên trì muốn đi ra ngoài. La Quân sau đó trên giường ngồi xếp bằng. Hắn nhắm mắt lại ngưng thần nín hơi. Trong chấp nhoáng này, là quân trong lòng rất là cổ quái. Gió thổi báo rông bão sắp đến, tương lai thế giới, tương lai đại môn đã mở ra. Mình lập tức liền muốn đưa thân vào nguy hiểm vòng xoáy bên trong. Vừa nghĩ như thế, là quân liền cảm giác toàn thân phát nhiệt, hắn lại là có chút hưng phấn lên. Linh cảm tới, là quân âm thầm vui vẻ, hắn lập tức xuất ra cái kia một cái thần đan. Cũng chính là dùng vĩnh hằng ngôi sao theo thiên chỉ các chỗ đổi lấy viên đan dược kia la quân đem đan dược nuốt vào trong bụng trong nháy mắt cái kia đan dược liền hóa thành vô cùng vô tận dược lực cùng dinh dưỡng tựa như là minh mông biển lớn cuốn vào đến la quân trong não vực la quân não vực bên trong tế bào tiếp nhận cơn mưa xuân này những tế bào đó liền như mang mọc sau mưa phá đất mà lên la quân tâm thần quy nhất hắn mặc cho trong não vực gió dục mây vần nhưng hắn bản tâm lại là sừng sững bất động trong một chớp mắt hắn trong não vực ma đầu tuôn ra liền xuất hiện nóng rực băng lãnh, thống khổ, mỹ diệu các loại tư vị. Khi thì mỗi ngày nữ đột kích, làn gió thơm trận trận. Khi thì gặp quỷ la sát hung trợt phun ra đầu lưỡi, nhắm người muốn nuốt. Khi thì lại gặp các loại giết chết người thất khiếu chảy máu, khi thì lại gặp linh nhi ai oán. Đủ loại huyền ảo, mà đầu cùng nhau tuôn ra đem lên tới. Là quân thủ bình tĩnh tâm thần, mặc kệ hắn. Lúc này, là quân bỗng nhiên cảm giác được kỳ diệu vậy liền giống như là trong đầu có một cái khiếu, một cỗ lực lượng đem cái này khiếu cho sông mở. trong nháy mắt, tất cả lực lượng tế bào phát ra lực lượng, dinh dưỡng hỗn hợp lại cùng nhau. là quần não tử bên ngoài toát ra vô số nhỏ bé màu đen mồ hôi. hắn cảm giác trong não vực, cái kia cỗ từ trường chi lực lượng càng phát ra lớn mạnh. lúc trước pháp lực tại trong não vực, chỉ cần nhắm mắt lại, liền cảm giác được một cái hồ nước kích cỡ tương đương tồn tại, cái kia pháp lực ở bên trong vô cùng vô tận mà bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại liền cảm giác trong não vực có một cái người tu đạo phàm là đến thần thông cảnh về sau vừa nhắm mắt lại thì có nội thị cùng bên ngoài xem bản sự nội thị liền gặp ngũ tạng lục phủ của mình cùng não vực rất nhiều tế bào còn có thể gặp tế bào chỗ phát ra từ trường sóng điện từ trường sóng điện liền là linh hồn người sau khi chết không thấy thân thể các bộ vị chỉ có tư tưởng tồn tại cho nên nói, tư tưởng liền là linh hồn, đa số người linh hồn theo não vực tử vong, liền cũng phiêu phiêu miểu miểu, ai đi đường nấy. Mà người sống thời điểm, những ngày sóng điện não, tư tưởng là tại trong não vực hoạt động. Cho nên, tại người suy nghĩ thời điểm, là cảm giác suy nghĩ đồ, vật tại trong đầu hoạt động. Mà người tu đạo liền đem loại tư tưởng này hóa thành lực lượng. Nội thị là một loại. Bên ngoài xem chính là lấy tự thân sóng điện não lực lượng cảm giác biết rõ ngoại giới hết thảy tồn tại. Linh hồn là một loại, người bình thường đều có linh hồn. Người tu đạo đem sóng điện não tu luyện tới độ mạnh, có thể để hình thành tự tại thể hoặc là tự do ra ngoài, chính là nguyên thần. Cho nên, người bình thường linh hồn chỉ có nhất tôn, mà người tu đạo, nguyên thần có thể có vô số tôn. La Quân hiện tại chính là cảm giác được trong đầu từ trường sóng điện đã như một đầu tiểu hồ bạc cỡ như vậy. Trong hồ kia, từ trường vận chuyển, theo hắn tâm niệm nhất động, có thể nhấc lên ngập trời gợn sóng. Cái này một cái chớp mắt, La Quân tế bảo não khai phát đã đạt tới 800 vạn mai. Hắn thực sự trở thành bát trọng thiên cao thủ. La Quân đã đạt tới giống như Lâm Hạo Hiên cảnh giới. Lâm Hạo Hiên tu luyện mấy trăm năm, dựa vào phong hỏa phất trần rốt cục mới tại gần nhất đột phá đến bát trọng thiên. Mà La Quân bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền tu luyện tới bát trọng thiên. Không thể không nói, hắn kỳ ngộ vận khí thật sự là tốt không lời nói. La Quân trong lòng tuôn ra cuồng hỉ. Hắn biết mình lại bước ra rất lợi hại quan trọng một bước. Tuy nhiên La Quân trong lòng cũng rõ ràng, hắn tuy nhiên cùng Hoa Thiên Anh những người kia chỉ có nhất trọng thiên chi cách. Nhưng lẫn nhau lực lượng lại là một trời một vực, tựa như tiêu vũ tiền bối, Tiếp cận bát trọng thiên niên phong lực lượng, giống nhau là bị Hoa Thiên Anh nhẹ nhõm giết. Bát trọng thiên đỉnh phong cũng mới 3.000 vạn mai não tế bảo lực lượng. Mà cửu trọng thiên sơ kỳ cũng là 74 triệu mai. Như Hoa Thiên Anh đã đạt tới 150 triệu mai lực lượng. Về phần tầng 10 sơ kỳ, đó chính là 740 triệu mai não tế bảo lực lượng. Trong lúc này tranh lệch thật không phải có thể tùy tiện tính ra. Mà lại một khi Hoa Thiên Anh đến cửu trọng thiên đỉnh phong, đó chính là 300 triệu não tế bào lực lượng. Cái kia ma đế trước đó chính là cửu trọng thiên đỉnh phong, mà bây giờ, ma đế chỉ sợ sớm đã đạt tới tầng 10. Về phần thần đế, đến đến loại cảnh giới nào, đã không người biết được. Là quân nhìn như bát trọng thiên đã không tệ, thực Hoa Thiên Anh thực lực chính là hắn 50 lần. Nhưng là bất kể như thế nào, là quân đều cảm thấy mình cách thành công lại gần một bước. Một đêm này, là quần an ổn mà ngủ. Ngày thứ hai, La Quân còn là ở vào không có việc gì trạng thái. Hắn còn đang chờ đợi Tô Yên Nhiên đến ra lệnh đây. Bất quá ở trên buổi chưa đợi Tô Yên Nhiên mời La Quân cùng một chỗ dùng cơm. Tô Yên Nhiên tại lầu ba nhìn thấy La Quân lúc không khỏi giật mình nói ra: "Trời ạ, à, trong vòng một đêm, người thế mà đột phá đến Bát Trọng Thiên." La Quân hơi hơi kinh ngạc nói ra: "Người ánh mắt rất lợi hại độc a." À. Tô Yên Nhiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đây như cũng nhìn không ra, sao dám tại cái này khúc lăng đặt chân. Vậy người tu vi đến đến loại nào tình trạng? La Quân nhịn không được hỏi. Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi coi như nhìn không ra, cái kia cũng cần phải đoán được a. À. Bát Trọng Thiên đỉnh phong, La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên mỉm cười, lại không trả lời. Cái này cả ngày, La Quân đều không có chuyện gì. Hắn cũng một mực không có rời đi tán hoa lâu. Cái này tán hoa lâu bên trong, ban ngày ngược lại là rất lợi hại thanh tính. Bất quá cũng có thật nhiều khách nhân căn bản không rời đi, ngay ở chỗ này sống phóng túng. Tại loại này xã hội phong kiến bên trong, có tiền nam nhân sinh hoạt xác thực giống như là thiên đường. Coi như trong nhà có thê thất lại như thế nào, bọn họ một dạng có thể quang minh chính đại, công khai ở tại nơi này trong thanh lâu, cả đêm không về. Trở về đều không mang theo giải thích, cái kia thê tử, tiểu thiếp còn muốn cung cung kính kính hầu hạ dạng sáng thời điểm, là quân bị Tô Yên Nhiên gọi vào nàng trong hương khuê. Vừa thấy mặt, Tô Yên Nhiên lại là một thân quần áo bó màu đen, lúc này Tô Yên Nhiên lộ ra tư thế hiên ngang. Nàng nói ra, vừa rồi ta đã cùng Lan Kiếm vừa thấy mặt. Là quân nói ra, thật sao, nhìn ngươi bộ dáng này, tựa hồ cũng phải hành động. Tô Yên Nhiên nói ra, không sai, đại diệt tự dư nhiệt đã trước một bước tra được Lan Kiếm một. Bọn họ muốn đối lan kiếm một chút tay ta đã cùng Lan Kiếm nói chuyện, Lan Kiếm một thỉnh cầu ta trợ giúp hắn đối phó những này đại diệt tự dư nghiệt. La Quân nói ra, người đáp ứng. Tô Yên Nhiên nói ra, Lan Kiếm một phụ thân Lan Thiên Cơ chính là quyền khuynh triều dã nhân vật, nhân tình này, thiên chỉ các là muốn bán. Mà đại diệt tự dư nghiệt, đã là mặt trời lặn hoàng hôn, chúng ta không có đạo lý không dẫm bọn họ một chân. Dù sao, chúng ta là người làm ăn. Người làm ăn cuốn vào triều đình phân tranh, thích hợp sao? La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên cười một tiếng, nói ra, vậy phải xem là làm cái gì sinh ý, chính thương không phân biệt, thương nhân nhiễm phải chính trị rất nguy hiểm, nhưng thương nhân như người đem chính trị lợi dụng được, liền có đại lợi ích. Thiên trì các cũng không e ngại đại khang triều đình, người hiểu không? Ta hiểu, La Quân cười một tiếng, nói ra, có lẽ cái gì Vân Thiên Tông, đại khang triều đình, mà môn chờ một chút đều coi nhẹ thiên trì các. Có lẽ thiên trì các mới là sức mạnh đáng sợ nhất cái kia ngược lại sẽ không, chúng ta là thương nhân, cùng bọn hắn truy cầu đồ vật khác biệt. cái này cũng là bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ chúng ta tồn tại nguyên nhân. tô yên nhiên nói ra, là quần nói ra, vậy tối nay ta nên đóng vai cái gì nhân vật? tô yên nhiên nói ra, ta theo lan kiếm nói chuyện, ngươi là bằng hữu ta, đêm nay có thể cùng một chỗ hỗ trợ. là quần nhíu mày, nói ra, kể từ đó, ta và các ngươi thiên chỉ các liền có nói không rõ liên quan như vậy thì coi như ta cùng lan kiếm một lần hoàn thành, cái tầng quan hệ này ở chỗ này, thiên lâm đại đế chỉ sợ cũng sẽ không trọng dụng ta đi. Tô Yên Nhiên nói ra, chúng ta như là đã trước đó thì có tiếp xúc, hiện tại thì không cần che che lấp lấp. Càng là che che lấp lấp, càng là khiến người ta sinh nghi. Chẳng thoải mái, hiểu chưa? Mà lại, về sau có thể hay không lấy được tín nhiệm, chúng ta cái này một mối liên hệ không phải quan trọng. Đến lúc đó thì nhìn người chỗ thực hiện cá nhân giá trị. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, theo rồi nói ra, vậy được rồi. Đi, chúng ta đi gặp Lan Kiếm Một, Tô Yên Nhiên nói ra. La Quân nói ra, tốt. Tiếp theo, Tô Yên Nhiên liền dẫn La Quân đến lầu hai cùng Lan Kiếm Một tụ hợp. Vẫn là tại cái kia trong gian phòng trang nhã, Tô Yên Nhiên cùng La Quân tiến gian phòng. Cái kia cổ trường lâm liền đi đóng cửa lại. Lan Kiếm Một lập tức ôm quyền, nói ra, Tô Cô Nương, hôm nay đã tạ người trưởng nghĩa xuất thủ. Tô Yên Nhiên cũng liền ôm quyền, nói ra, "Lan huynh không cần phải khách khí." Lan kiếm một lại hướng La Quân ôm quyền, nói ra, "La huynh, ta nghe Tô cô nương nhắc lên ngươi, vô cùng cảm tạ ngươi lần này có thể trước đến giúp đỡ." La Quân liền là ôm quyền, hắn nói ra, "Lan huynh không cần phải khách khí, Tô cô nương sự tình chính là chuyện của ta." Nghĩa bất dung từ. Tô Yên Nhiên hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó liền bắt đầu cảm thấy La Quân thật sự là cao minh. Kể từ đó liền sẽ để lan kiếm một thiếu một tầng lòng nghi ngờ lan kiếm một sẽ cảm thấy nguyên lai la quân không phải nàng tôi yên nhiên người bất quá là vị người ngưỡng mộ a à. cái này một cái chớp mắt tôi yên nhiên lần nữa đối la quân lau mắt mà nhìn ta lần này đến bất quá là thay phụ thân ta đến điều tra một phen bởi vì chúng ta nghe được tuyến báo đại diệt tự dư nhiệt tại cái này khúc lăng đang có một phen mới mưu đồ bọn họ bất quá là bách túc chi trùng tử nhi bất cương không nghĩ tới, đám người này thế mà trước tiên đem chủ ý đánh tới trên đầu ta tới. Lan Kiếm nói chuyện nói. Lan Kiếm một ý nghĩ thực rất đơn giản, hắn bất quá là cái tiên phong quan, tới điều tra tình huống, cũng không định thật theo đại diệt tự dư nghiệt khai chiến. Không nghĩ tới là, đại diệt tự dư nghiệt lại muốn trước đối Lan Kiếm một chút tay. Tô Yên Nhiên nói ra, đại diệt tự mặc dù nhưng đã bị diệt mấy năm, nhưng là vẫn có một ít cao thủ tồn tại đêm nay chúng ta ngàn vạn không thể khinh thường. Lan kiếm gật gật đầu, nói ra, nơi này là tô cô nương của người bàn, người nói nên làm cái gì, chúng ta chiếu làm liền là. Tô yên nhiên nói ra, Lan huynh, có một chút ta muốn thanh minh. Chúng ta thiên chỉ các là không chen chân bất luận cái gì ân oán bên trong. Ngươi đến chúng ta khúc lăng đến, chính là khách, cho nên ta mới chịu đáp ứng giúp ngươi, bảo hộ ngươi. Nhưng chúng ta chỉ là cam đoan ngươi không tại khúc lăng xảy ra chuyện, cũng không phải là muốn giúp người đi tiêu diệt đại diệt tự dư nhiệt. Lan Kiếm nói chuyện nói, "Tô cô nương, người yên tâm, điểm này ta là rõ." Tô Yên Nhiên nói ra, "Đại diệt tự người, vô pháp vô thiên." Bọn họ lúc đầu dự tính là dạng sáng 5 giờ tại Tán Hoa lâu bên trong động thủ, bất quá ta không muốn để cho bọn họ quấy nhiễu Tán Hoa lâu sinh ý. Cho nên hiện tại, Lan huynh người trước giả ý biết không ổn, hỏa nhanh rời đi Tán Hoa lâu, cũng làm ra rời đi khúc lăng bộ dáng. Ta hội trong bóng tối bố cục, tất bảo đảm ngươi chu toàn." Lan Kiếm nói chuyện nói, "Được. Tô Yên Nhiên nói ra, bên ngoài đã chuẩn bị tốt hỏa long câu, các ngươi lập tức đi thôi." Nàng đón đến, nói ra, "Trần công tử, làm phiền ngươi cùng Lan huynh bọn họ cùng một chỗ." La Quân gật đầu, nói ra, "Tốt, không có vấn đề." Sau đó, Lan Kiếm một liền cùng La Quân còn có Cổ Trường Lâm, cổ lớn lên súng ống đạn dược nhanh ra tán hoa lâu vậy bên ngoài đã chuẩn bị bốn con hỏa long câu. Cái này hỏa long câu phá lệ thần tuấn, cao lớn, cường tráng, một khi bắt đầu chạy, nhanh như thiểm điện. Loại này hỏa long câu, một thất thì đáng giá ngàn vàng. Đại khang triều đình đều không có bao nhiêu hỏa long câu, mà thiên trì các tùy tiện xuất thủ cũng là bốn con, như thế liền cũng gặp cái này thiên trì các chỗ bất phàm. Là quân bốn người liền sách trên háng hỏa long câu, sau đó điều khiển một tiếng, hỏa long câu thiểm điện biêu phi ra qua la quân cùng lan kiếm một đi song song cái này bốn con hỏa long câu vừa đi ra ngoài cái kia tán hoa lâu phụ cận liền có đại diệt tự dư nhiệt bắt đầu gửi đi tín hiệu tô yên nhiên lại là mắt lạnh nhìn đây hết thảy lan huynh phi nhanh bên trong la quân bỗng nhiên mở miệng lan kiếm nói chuyện nói la huynh muốn nói cái gì la quân nói ra ta bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề vấn đề gì lan kiếm hỏi một chút la quân nói ra đại diệt tự dư nghiệt vì cái gì dám gan to như vậy, chủ động xuất kích. Chẳng lẽ bọn họ thật không sợ triều đình sao? Lan Kiếm nói chuyện nói, đám này dư nghiệt, đều là dân liều mạng, không sợ triều đình cũng không kỳ lạ a. À. La Quân nói ra, nhưng là đại diệt tự dư nghiệt thực có can đảm cùng triều đình đối kháng chính diện sao? Lan Kiếm một hừ một tiếng, nói ra, đại diệt tự toàn thịnh thời kỳ cũng phải nhìn triều đình sắc mặt làm việc, huống chi là hiện tại. La Quân nói ra, cho nên ta cảm thấy đại diệt tự dư nhiệt lần này là muốn giết lan huynh ngươi đến lập uy nhưng tiếp đó bọn họ khẳng định là muốn chạy trốn bởi vì nơi này đã đả thảo kinh xa như vậy lan huynh ngươi lần này cho dù là yên ổn trốn về hoàng thành đó cũng là mặt mày xám xịt mà lại người ủng có tình báo cũng đã không hề có hiệu lực bởi vì đại diệt tự dư nhiệt hội lựa chọn lần nữa địa phương ẩn nặc bọn họ mỗi lần xuất thủ chính là định vứt bỏ khúc lăng cái này xào huyệt lan kiếm một không từ run lên Hắn nói ra, La huynh nói không phải không có lý, như vậy La huynh cho là ta giờ phút này nên làm như thế nào đâu. La Quân nói ra, phản sát. Lan kiếm một đạo, há làm sao phản sát? Ta lần này đến không mang nhân thủ, mặc dù có La huynh người hỗ trợ, chỉ sợ cũng hoàn toàn không phải đại diệt tự dư nhiệt đối thủ a." À. La Quân mỉm cười, nói ra, "Chẳng lẽ Lan huynh quên thiên chỉ các? Chúng ta bây giờ không phải là đã đem bọn họ lôi xuống nước sao?" lan kiếm một nao nao sau đó liền là hiểu la quân ý tứ hắn cũng là thông minh người rất nhanh lan kiếm một còn nói thêm la huynh có vẻ như ngươi thật giống như là tô cô nương người bên kia đi vì cái gì ngươi hội ngược lại giúp ta la quân cười ha ha một tiếng nói ra vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh trong nội tâm của ta xác thực là ưa thích tô cô nương bất quá lan huynh cảm thấy một cái người hầu có thể vào tay đến nàng nhân vật như vậy trái tim sao ta hiện tại đã kết bạn lan huynh liền có lòng muốn tới đi theo lan huynh ngươi làm ra một phen sự nghiệp ngày khác ngày tự nhiên muốn để cho nàng đối ta lau mắt mà nhìn lan kiếm một còn không nói chuyện la quân còn nói thêm tôi yên nhiên mời qua ta thiên trì các cho điều kiện rất lợi hại hậu đãi bất quá ta cực tuyệt ta nếu không phải ngưỡng mộ trong lòng nàng liền thì thế nào bất quá ta đã muốn lấy nàng vậy dĩ nhiên là tuyệt đối không thể đến thiên trì các bên trong qua là sao lan kiếm hỏi một chút la quân nói ra tôi yên nhiên tu vi cao hơn ta ở thiên chỉ các lại thụ trọng dụng ta sau khi đi vào há không khắp nơi thấp nàng nhất đẳng nữ nhân kia không thích cường giả nữ nhân kia sẽ thích so với chính mình kém nam nhân riêng là tôi yên nhiên có khả năng này sao lan kiếm càng nhiều nhìn la quân liếc một chút hắn bỗng nhiên cười một tiếng nói ra la huynh là người thông minh hết thảy đều nhìn rất lợi hại thấu La Quân nói ra, thực không dám giấu giếm, ta trước đó liền đã biết Lan Huynh người chính là đương triều vũ hầu thứ sáu tử. Ta đến đây, liền có lòng kết giao, bất quá ta đến có thể hay không để cho Lan Huynh thấy vừa mắt, vậy tối nay liền xem như ta giao cái đầu danh trạng đi. Lan kiếm một cười ha ha một tiếng, nói ra, có thể đến La Huynh dạng này hữu dũng hữu mưu nhân tài, đó là ta Lan kiếm khẽ trào phân. Hắn đón đến, lại nói, cái kia La Huynh đêm nay có gì chỉ giáo. La quân nói ra, không có gì chỉ giáo, đợi chút nữa tùy thời mà động, nói cái gì cũng phải để thiên trì các người rơi vào cái này bùn trong đàm. Lan Huynh, ngươi phải biết, lần này ngươi đến nếu là chạy trở về, đó là mặt mày xám xịt, tình báo cũng vô dụng. Nhưng ngươi như thì độc thân đến đây, lại đem đại diệt tự dư nghiệt cho bắt. Đây cũng là phần thiên đại công lao A, à. đến muốn lấy loại nào thân phận về hoàng thành, Lan Huynh tâm lý hẳn là có cái phổ đi. Tốt đêm nay chúng ta thì giết cái thống thống khoái khoái lan kiếm lúc thì nhưng cười lên ha hả cái kia cổ trường lâm cùng cổ lớn lên quân ở một bên nghe không khỏi hơi hơi thất sắc cổ trường lâm nói ra thiếu ra cái này chỉ sợ không ổn quá mức mạo hiểm a à. lan kiếm liếc một chút thần lạnh lùng nói ra các ngươi hết thảy không cần nhiều lời trong nội tâm của ta tự nhiên nắm chắc rất lợi hại hiển nhiên lan kiếm một cũng là sát phạt quyết đoán người ước chừng sau 20 phút, là quân bốn người đã đến khúc lăng ra khỏi thành chỗ. Cái kia cổng thành lại là mở ra, lúc này, cổng thành vốn nên là quan bế. Nhưng là thiên trì các đã chuẩn bị tốt hết thảy, cho nên cổng thành là mở. Mà lại, chờ la quân bốn người ra khỏi cửa thành về sau, thành này môn thì sẽ lập tức quan bế. La quân bốn người một đường phi nhanh, liền trực tiếp ra khúc lăng. Vậy bên ngoài lại là một đầu quan đạo, quan viên hai bên đường còn có phòng ốc chờ một chút, nơi này cũng coi là vùng ngoại thành khu vực. Liền cũng tại lúc này, mọi người trên không bỗng nhiên phong vân dũng động, một cỗ vòi rồng gió lốc treo tới. Là nguyên thần gửi vận chuyển, không tốt, lại có cửu trọng thiên cao thủ tồn tại. Là quân thấy thế không khỏi thất sắc. Lan kiếm một cũng là sắc mặt cấp biến. Sau đó, cái kia vòi rồng gió lốc ở trước mặt mọi người dừng lại. Vòi rồng gió lốc hình thành nhất tôn nguyên thần, cái kia nguyên thần lại là cái tám mười mấy tuổi thiền sư lão thiền sư diện mạo buông xuống mặt mũi hiền lành lấy vải xám tăng y bất quá lập tức nguyên thần liền chính thức trở lại một tên lão hòa thượng trên thân mà đồng thời giữa sân còn nhiều sáu người chính là sáu tên nam tử bọn họ ăn mặc tầm thường trường sam trên đầu cũng có tóc nhìn lại không giống như là người xuất gia này cũng không kỳ quái đại diệt tự bị thiêu hủy về sau các hòa thượng trốn sau khi đi ra đương nhiên sẽ không lại làm hòa thượng trang phục cái kia 6 tên nam tử bên trong, lớn nhất khoảng 40 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 15-16 tuổi. Cái kia khoảng 40 tuổi trung niên nam tử chính là đại diệt tự khoảng không thiền sư, Tu Vi đã là bát trọng thiên trung kỳ. 1.500 vạn mai tế bào não Tu Vi. Lần này Tu Vi cũng coi như là rất không tệ. Mà còn lại mấy tên nam tử, Tu Vi đều là tại thất trọng thiên, lục trọng thiên ở giữa. Còn có một cái là bát trọng thiên sơ kỳ. Đại diệt tự bên trong, có thể chạy đi, hiển nhiên không phải là quá kém mức độ. Mà dưới mắt, kinh khủng nhất cho là lão hòa thượng kia, lão hòa thượng chính là cửu trọng thiên tu vi. Một khi gặp được cửu trọng thiên cao thủ, mọi người cũng chỉ có thể là mặc người chém giết. Bất quá cũng may, là quân bọn người còn có tội yên nhiên cái này ỉ vào. Lan kiếm nhất đẳng hạ nhân lập tức, cái kia vài thất hỏa long câu có phần thông nhân tính, xoay người chạy mở. Chúng nó đại khái cũng biết cái này vũng nước đục lội không được lan kiếm một không hổ là vũ hầu con trai của huyền thiên cơ hắn lúc này lại là bình thản tự nhiên không sợ cười lạnh một tiếng nói ra năm đó đại diệt tự cao thủ cửu trọng thiên trở lên đều bị giết nguyên thần cũng là bị hủy lại không nghĩ rằng nơi này thế mà còn có một cái cá lọt lưới chắc hẳn ngươi lão hòa thượng này cũng là mới đột phá không lâu a à. lão hòa thượng kia liền cũng liền ngẩng đầu nói ra a di đà phật lão nạp chiêu minh cùng tiểu công tử cái này toa hữu lễ Triều Minh Lan Kiếm một nhạt lạnh cười một tiếng nói ra người lão hòa thượng này cũng là hiểu chút lễ nghĩa. Bất quá hôm nay người dẫn người đến ngăn trở bổn công tử đường đi ý muốn như thế nào? Triều Minh thiện sư nói ra tiểu công tử lần này đến đây chẳng phải là muốn cha chúng ta hạ lạc? Phải thì như thế nào? Lan Kiếm lạnh lẽo lạnh nói ra bổn công tử phụng là hoàng mệnh các người đại diệt tự dư nghiệt gặp bổn công tử liền nên thúc thủ chịu trói. Triều Minh Thiện Sư nói ra, A-di-đà Phật, tiểu công tử ngôn ngữ hùng hổ dọa người, chẳng lẽ không biết, thế gian này còn có miệng nhiệt câu chuyện. Hôm nay tiểu công tử đã đến, liền thì ở lại đây đi. Lan Kiếm ha ha cười lớn một cái, nói ra, rốt cuộc lộ ra kế hoạch. Vốn là đến làm giết người hoạt động, làm gì trong miệng đọc lấy A-di-đà Phật, lại là làm bẩn Phật tổ. Cái kia khoảng không hòa thượng không khỏi giận dữ, nói ra, Sư Thúc cùng cái này cuồng vọng hạng người dông dài cái gì, liền để đệ tử qua đem hắn giết. Cũng coi là cảm thấy an ủi chúng ta đại diệt tự chư vị tiên hiền tiền bối chi vong linh. triều Minh Thiện Sư nói ra, a di đà Phật, hắn sau đó nói, động thủ đi. Lan kiếm một bên này liền cũng là dương cung bạt kiếm. Ngay vào lúc này, mấy đạo nhân ảnh thiểm điện tới. Lại là cái kia tôi yên nhiên mang đảm nhiệm chín, còn có mã bá vũ một mực sách tam lão ra cái kia tam lão ra liền gọi là tạ sùng lâu. Ba người này vừa đến, chiêu minh thiện sư bọn người không khỏi hơi hơi thất sắc. Khoảng không hòa thượng không khỏi giọng căm hận nói ra, tôi yên nhiên, chúng ta đại diệt tự cùng ngươi thiên chỉ các từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay chẳng lẽ người muốn lội cái này vũng nước đục. Tô yên nhiên cao giọng nói ra, khoảng không, người không nên hiểu lầm. Chúng ta thiên chỉ các vô ý quản các ngươi những người này phân tranh, chỉ bất quá lan công tử chính là đương triều vũ hầu chi tử lại là mệnh quan triều đình hắn nếu là ở chúng ta khúc lăng xảy ra chuyện thiên trì các là có trách nhiệm cái gì trách nhiệm khoảng không hòa thượng nói ra thật sự là cho cười thiên trì các cũng không phải triều đình quan phủ các người bất quá là làm ăn cũng không phải địa phương quan cùng các người có cái gì trách nhiệm tô yên nhiên nói ra lời nói cũng không phải nói như vậy vũ hầu lại là quyết định thiên trì các con của hắn nếu là chết tại khúc lăng Vũ Hầu chỉ sợ sẽ không theo chúng ta giảng đạo lý này. Chẳng lẽ thiên trì các sẽ còn sợ một cái Vũ Hầu? Khoảng không hòa thượng nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, nói lời này chính là khoảng không hòa thượng ngươi ngoài nghề, thiên trì các làm ăn, phổ biến kết thiện duyên, há lại có sợ cùng không sợ đạo lý. Bất quá, rất lợi hại hiển nhiên, chúng ta thiên trì các còn thật không sợ đắc tội các người đại diệt tự. Khoảng không hòa thượng bọn người không khỏi xúc động phẫn nộ khoảng không hòa thượng bi vẫn nói ra, đều nói tường đổ mọi người đầy, nếu là chúng ta đại diệt tự là toàn thịnh thời kỳ, há từ người cái này tạp nữ tử càn dỡ. Tô yên nhiên cười một tiếng, nói ra, người làm ăn, chỉ từ sinh ý góc độ đi ra, lại nói, khoảng không hòa thượng, chúng ta thiên chỉ các thế nhưng là cùng ngươi không có nửa phần giao tình. Ngược lại là cùng triều đình có không ít giao tình đâu, cho nên hôm nay, chúng ta không có đạo lý không giúp triều đình. Nàng đón đến, nói ra, bất quá thiên trì các có thiên trì các quy củ, chỉ muốn các ngươi chịu thả lan công tử bọn họ rời đi, chúng ta thiên trì các liền tuyệt không xuất thủ. Không có khả năng, khoảng không hòa thượng cả giận nói, hôm nay, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Hắn sau khi nói xong, liền đối với tội yên nhiên ngang nhiên xuất thủ. Yên nhiên cẩn thận, là quân cái thứ nhất nhào tới. Là quân muốn tại lan kiếm một mặt trước biểu hiện ra yêu tội yên nhiên, cho nên lúc này, hắn động tác so với ai khác đều nhanh cái kia khoảng không hòa thượng trong tay lại là kim cương sử. Cái kia kim cương sử lấp lóe kim quang, cũng tản mát ra hùng hồn vô cùng khí thế. Oanh một tiếng, chính là mang theo vạn quân lực hướng phía tội yên nhiên đầu đập tới. Tội yên nhiên cũng không sợ khoảng không hòa thượng, bất quá là quân cái này liều mạng tới cứu ngược lại để nàng có chút ngộng. Thái cực huyền thiên trảm, là quân lại là trực tiếp thi triển ra thái cực huyền thiên trảm. Thiểm điện ở giữa, thái cực trận ấn hình thành, 36 đạo địa sát kinh hình thành. Oanh một tiếng, cái kia kim cương sử trực tiếp bị thái cực huyền thiên trảm phá hủy. Sau đó, thái cực huyền thiên trảm, cái kia mạnh đại thái cực lốc xoáy đợt công kích hướng phía khoảng không hòa thượng đánh giết tới. ầm ầm khí lãng cuồn cuộn, không khí xé rách. Thái cực huyền thiên trảm, 36 tầng địa sát kinh. Băng hàn chi lực tăng thêm lốc xoáy chi lực, đây là cực kỳ khủng bố lợi hại. Riêng là dưới mắt là quân tu vi đến bát trọng thiên sơ kỳ, cái này thái cực huyền thiên chảm liền càng thêm bất phàm. Cái kia khoảng không hòa thượng cũng là bị kinh ngạc, không nghĩ tới là quân vừa ra tay liền hủy hắn pháp khí kim cương sử. Mà lại cái này thái cực huyền thiên chảm khí thế hung hung, tựa hồ không phải bất luận cái gì chiêu thức có thể hóa giải. Khoảng không hòa thượng chính là bát trọng thiên trung kỳ tu vi, hắn tự nhiên không có khả năng liền la quân một chiêu thái cực huyền thiên chảm đều ứng phó không. Trong lúc nguy cấp, khoảng không hòa thượng pháp tướng trang nghiêm, kết trí tuệ pháp ấn. Hắn ngữ điệu cấp tốc, phát động toàn thân pháp lực. Trong nháy mắt, bốn phía từ trường cuồng mãnh vận chuyển, bàn nhược ba la mật, có biện pháp tướng, vô pháp tướng, như lai pháp tướng. Oanh một tiếng, tại cái kia từ trường lốc xoáy bên trong, một đạo trưởng ấn bỗng nhiên chui ra. Một trường này kim quang lấp lóe, tựa như cái kia như lai Phật tổ đại thủ ấn đánh ra tới. Tiếp theo, cái này như lai pháp tướng ấn liền cùng la quân thái cực huyền thiên chảm đụng giết cùng một chỗ. Ừm, la quân lập tức cảm nhận được cái kia như lai pháp tướng ấn bên trong cuồn cuộn tinh thần. Ở trong mắt la quân, như lai pháp tướng ấn ẩn chứa hết thảy vĩ đại ảo nghĩa, vô cùng vô tận, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Cỗ lực lượng này, quá cường hãn. Thái cực huyền thiên chảm cùng như lai pháp tướng ấn đụng vào nhau. Oanh, thái cực huyền thiên chảm 36 tầng kình bị trong nháy mắt phá hư, mà lại, cái kia như lai pháp tướng ấn còn hướng lấy la quân ngực bụng đụng giết tới. La quân tuy nhiên có vô lượng phù ấn tại thân, nhưng cái này như lai pháp tướng ấn thật đúng là vô lượng phù ấn ngăn cản không. Cho nên la quân căn bản cũng không trông cậy vào vô lượng phù ấn. Thái cực sinh tử luân, la quân cấp tốc thi triển ra một cái khác tầng công pháp. Hắn tâm niệm nhất động, chỗ có pháp lực đuổi ra, cái kia địa sát chi tinh cùng hỏa sát chi tinh cấp tốc nghe theo triệu hoán. Là quân tay kết pháp ấn, trong mắt tuôn ra hàn quang. Trong một chớp mắt, từ trường phần tử cuồng bạo phun trào, ở trước mặt hắn, thái cực trận ấn hiển hiện ra, cự đại thái cực lốc xoáy bầy ra. 30 tầng địa sát kình cùng hỏa sát kình dung hợp, tầng tầng lớp lớp. Cái kia như lai pháp tướng ấn rảo sát đi vào, lập tức liền đem tầng kia tầng địa sát kình vỡ nát. Là quân không khỏi thất sắc, hắn cảm nhận được như lai pháp tương ấn bên trong tinh thần cùng ảo nghĩa cỗ này cuồn cuộn chi tinh thần bao hàm hết thảy tồn tại cho nên mặc kệ chính mình địa sát kình như thế nào đóng băng như thế nào rào sát nhưng thủy chung đều hủy diệt không bằng tới pháp tương ấn như lai pháp tương ấn chính là pháp lực hình thành nếu là phá hư không tinh thần như vậy địa sát kình cùng hỏa sát kình liên hợp lại cũng không phá nổi tầng này pháp ấn lực lượng là quân chính là có nhanh trí người tinh thần ảo nghĩa, là quân bỗng nhiên rộng mở trong sáng, ta làm sao lại quên mình tinh thần, ta tại mê thất đại lục bên trong lúc, không phải sớm đã bao hàm hết thảy ảo nghĩa sao. Đại thánh đạo tràng, dung nhập, là quân trong nháy mắt đem chính mình đạo trận tinh thần dung nhập vào cái kia thái cực sinh tử luân bên trong. Trước đó, là quân chú trọng già lam thái cực kính kỹ xảo, lại là quên dung nhập tinh thần đi vào. Lại hoa lệ bài văn, nếu là không có tinh thần cùng cảm động, vậy cũng là xác rỗng. Đại thánh đạo tràng chính là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật một loại tinh thần. Chính là phá vỡ hết thảy trói buộc phẫn nộ. Khi cái kia như lai pháp tướng ấn hung mãnh mà đến, vô pháp vỡ nát thời điểm. Đại thánh đạo tràng thật mạnh đấu hung ác chi tinh thần cũng bày ra. Ngay tại như lai pháp tướng ấn phá 36 tầng địa sát kinh lúc, vò thẳng vào đến hỏa sát kinh trước. Oanh một tiếng, cái kia hỏa sát kinh bộc phát ra vô cùng nhiệt lược, bên trong còn có đại thánh đạo tràng tinh thần ảo nghĩa trong chớp mắt, như lai pháp tướng ấn liền bị phá hủy hầu như không còn. Lúc này, là quân lại là chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Cùng lúc đó, còn lại người chiến đấu cũng đã bắt đầu. Tô Yên Nhiên lại là đối trận bên trên chiêu minh thiện sư. Mà Lan Kiếm một lại là cùng một tên thất trọng thiên đỉnh phong hòa thượng giết cùng một chỗ. Cổ Trường Lâm, cổ lớn lên quân còn có đảm nhiệm chín, tạ sùng lâu đều chiến đấu. Là quân bên này cũng không thoải mái, Tuy nhiên bọn họ đối chiến những này hòa thượng cũng không chiếm hạ phong. Nhưng muốn mạng là, tại đại diệt tự dư nghiệt bên trong lại có một vị cửu trọng thiên cao thủ. Một cái cửu trọng thiên cao thủ liền có thể để La quân bọn họ bên này đoàn diệt. Đây cũng là đại diệt tự dư nghiệt dám đến ám sát nguyên nhân vị trí. Hiện tại thắng bại thiên bình thì quyết định bởi tại Tô Yên Nhiên có thể hay không chiến thắng Chiêu Minh Thiện Sư. Nhưng điều này hiển nhiên rất khó, bát trọng thiên cao thủ cho dù tôi yên nhiên đến đỉnh phong, cái kia cũng bất quá là ba ngàn vạn mai tế bảo não. Mà chiêu minh thiện sư mặc dù là sơ kỳ, đã là bảy ngàn vạn mai tế bảo não. Bất quá, đáng giá nói chuyện là, chiêu minh thiện sư là vị từ bi đại sư, lại không quá am hiểu sát nhân chi thuật. Mà tôi yên nhiên trên thân lại có một kiện vô cùng lợi hại thần khí. Cho nên tôi yên nhiên có sức liều mạng, không phải vậy lời nói, tôi yên nhiên cũng sẽ không tùy tiện đến đây. Tô Yên Nhiên trong tay thần khí gọi là xã tắc thần đao. Xã tắc, cái gì gọi là xã tắc? Giang Sơn xã tắc, xã tắc chi phúc, xã tắc vững chắc làm theo Giang Sơn vững chắc. Xã vì thổ, tắc vì cốc. Xã tắc thần đao, chính là xã tắc chi thần khí. Tô Yên Nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, đuổi ra xã tắc thần đao. Nàng cấp tốc vận chuyển pháp lực, cái kia xã tắc thần đao lập tức bay ra, xã tắc thần đao tại Tô Yên Nhiên pháp lực thôi vận dưới, Tuôn ra lóa mắt quang hoa tới. Tại thần trong đao, còn ẩn dục cuồn cuộn vô cùng xá tắc chính khí. "Giết!" Tô Yên nhiên tay bắt pháp quyết, cong ngón búng ra. Cái kia xá tắc thần đao bên trong xá tắc chính khí đột nhiên hóa thành nhất tôn nguyên thần. Cái này nguyên thần một thân màu đen khôi giáp, uy phong lẫm liệt, không giận tự uy. Hắn đem cái kia xá tắc thần đao nhấc trong tay, chính là trên không trung liền hướng Chiêu Minh Thiện sư bổ một đao đi qua. Nhất thời cuồn cuộn xã tác chính khí mang theo lóa mắt đao mang hung ác chém giết tới. Triều Minh Thiện Sư đột nhiên duỗi ra một tay, hắn cũng là bình bình phàm phàm một cái tay, đột nhiên đem đao mang kia nắm trong tay. Sau đó, Triều Minh Thiện Sư tay phải đánh ra nhất trưởng. Thế mà cũng là như lai pháp tương ấn. Triều Minh Thiện Sư một trưởng này thật không có khoảng không hòa thượng như thế uy thế, bình bình đạm đạm hư không nhất trưởng. Cũng không thấy trưởng ấn, liền gặp cái kia khoảng không trong không khí tựa như là mặt nước sinh ra gợn sóng một dạng. Tiếp theo, một trường này chính là hướng Tô Yên Nhiên bản thể từng đánh chết tới. Tô Yên Nhiên lập tức liền cảm nhận được cái này như lai pháp tướng ấn lợi hại, đây đã là tránh thức vô pháp tướng cảnh giới. Nhưng lại có thể trong nháy mắt đem sở hữu pháp tướng, lực lượng, ảo nghĩa bạo phát đến Tô Yên Nhiên trên thân. Đây mới thực sự là đại thừa công phu. Lão hòa thượng quả nhiên Tô Yên Nhiên thầm nghĩ một tiếng, nàng khẩn cấp đưa tay, cái kia xá tắc thần đao đột nhiên thì xuất hiện tại trong tay nàng. Sau đó, Tô Yên Nhiên toàn lực bổ ra một đao. Đao mang tuôn ra, ẩn chứa xá tắc chính khí, oanh một tiếng, liền đem chiêu minh thiện sư một trưởng này như lai pháp tương ấn cho phá vỡ. Chiêu minh thiện sư nhất trưởng thất bại, tiếp lấy cổ tay khẽ đảo, bóp cái tâm ấn. Liền gặp hắn trong não vực đột nhiên thoát ra nhất tôn nguyên thần, cái này nguyên thần bay ra, sau cùng hóa thành đại cầm nã thủ vồ bắt hướng tô yên nhiên xá tắc thần đao tô yên nhiên gặp nguy không loạn cũng chỉ có nàng bây giờ mới có thể cùng chiêu minh thiện sư chống lại ngũ cốc xá tắc lấy chính càn khôn tô yên nhiên pháp tướng trang nghiêm đột nhiên liên tục bổ ba đao ba đao ra ba đạo lóe ra kim sắc quang mang đao mang chém giết tới ba đao về sau cái kia đại cầm nã thủ liền hóa thành hư vô Chiêu Minh Thiện Sư Nguyên Thần thì như vậy bị xã tắc thần đao chỗ phá hủy. Cái kia Chiêu Minh Thiện Sư không khỏi hơi hơi thất sắc, hắn không nghĩ tới cái này xã tắc thần đao bén nhọn như vậy. Vừa rồi cái kia tam đao chảm giết tới, thế mà giống như cửu ngũ trí tôn tay cầm xã tắc thần khí chảm giết tới, ở trong đó sát ý cùng tinh thần, trực tiếp đem hắn Nguyên Thần sụp đổ. Chiêu Minh Thiện Sư lúc này cũng là động thật giận, hắn bạo giống một tiếng, đột nhiên thân thể vào tới, như thiểm điện đi vào tô yên nhiên trước mặt. Tiếp theo, Triều Minh Thiện Sư bỗng nhiên nhất quyền từng đánh chết tới. Đem chỗ có pháp lực đều hóa thành lực lượng, vô luận là tốc độ vẫn là phản ứng, đều nhanh đến mức khó mà tin nổi chi địa bước. Triều Minh Thiện Sư là cái không có pháp bảo người. Tô Yên Nhiên bị kinh ngạc, đối mặt cái này đối diện nhất quyền, nàng chỉ cảm thấy còn không có kịp phản ứng, nhưng quyền đã đến nàng bụng. Tô Yên Nhiên vội vàng thối lui, đồng thời khu động xã tắc thần đao. Cái kia xá tắc thần đao khí linh cấp tốc hình thành xá tắc khải giáp đem tô yên nhiên bao trùm, trong nháy mắt, tô yên nhiên tựa như thủy thủ mặt trang xây lơ biến thân. Đồng thời, tô yên nhiên lấy xá tắc thần đao đến đón đỡ chiêu minh thiện sư một quyền này. Phanh một tiếng, chiêu minh thiện sư nhất quyền nện ở xá tắc thần đao trên thân đao. xá tắc thần đao anh một chút, tuôn ra vô cùng xá tắc chính khí, nhưng là cái này xá tắc chính khí cũng không có thể triệt tiêu chiêu minh thiện sư quyền lực. Tiếp theo, cỗ này quyền lực thì nện ở Tô Yên Nhiên trên phần bụng. Tô Yên Nhiên sớm có sở liệu, thiểm điện rời khỏi 3.000 mét. Cái kia xã tắc khải giáp bản thân thì có sức mạnh, cho nên cái này vừa lui phía dưới, chiêu minh thiện sư quyền lực có 8 tầng đều bị như vậy hóa giải. Nhưng còn lại hai tầng lực lượng còn tại chi tiết nện ở Tô Yên Nhiên trên thân. Tô Yên Nhiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, khuôn mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch. Cái kia chiêu minh thiện sư mặc dù là thiền sư, mặc dù là lòng dạ từ bi, nhưng người ta cũng không phải cái lão hồ đồ cùng người bảo thủ. Lúc này nơi nào sẽ có lòng thương hương tiếc ngọc, tiếp lấy liền lại là nhất quyền đánh giết tới. Tô yên nhiên không khỏi hãi nhiên, nàng cái này là đứng trước sinh tử tồn vong. Nếu là hơi không cẩn thận, liền muốn máu phun ra năm bước. Đáng giận, Tô yên nhiên hét lớn một tiếng, nói tiếp, ngu cốc xã tắc đại trận. Trong nháy mắt, cái kia xã tắc khải giáp cùng xã tắc thần đao sinh ra biến hóa, Chiêu Minh Thiện Sư vừa xài bước tiến một cái khác biệt trong không gian, trước mắt là một mảnh hắc vụ. Mà Tô Yên Nhiên cũng liền biến mất. Tô Yên Nhiên cũng không phải thật sự là biến mất, mà chính là nàng trong nháy mắt trốn vào đến ngũ cốc xã tắc đại trận bên trong. Cái này ngũ cốc xã tắc đại trận chính là là năm đó xã tắc thần đao chủ nhân chỗ bố trí đưa. Xã tắc thần đao chủ nhân chính là Thiên Châu bên trong, một vị rất có tài hoa đế hoàng. Ngũ cốc xã tắc đại trận bố thành, chính là hắc vụ cuồn cuộn, Bên trên có cửu trọng thiên, dưới có 9 tầng địa. Xá tắc chính khí ở chính giữa xuyên tới xuyên lui, cuồn cuộn bốc lên, sinh sôi không ngừng. Triêu minh thiện sư mắt thấy cái này xá tắc đại trận, hắn liền cấp tốc xê dịch biến hóa. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện chính hắn bất kể thế nào biến hóa, làm sao khu động nguyên thần phi hành, mà hắn nhưng thủy chung là tại ngũ cốc xá tắc đại trận bên trong. Dây leo, tô yên nhiên tại trận pháp chỗ bí mật, khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt cái kia chiêu minh thiện sư dưới chân bắt đầu sinh trưởng ra vô số dây leo. Ngũ cốc xá tắc, ngũ cốc cũng không chỉ nói là hạt thóc, mà chính là bao hàm hết thảy thực vật. Dây leo lít nha lít nhít, cấp tốc đem chiêu minh thiện sư quấn chặt lấy. Chiêu minh thiện sư bị kinh ngạc, cái kia dây leo cấp tốc đem hắn chăm chú quấn quanh. Trong lúc nhất thời, chiêu minh thiện sư bị cuốn lấy như cái lục sắc bánh trưng. Cái này cũng chưa hết, rất nhanh, phía trên kia không gian đột nhiên sinh trưởng ra vàng rực vàng cây lúa tuệ những cái kia cây lúa tuệ cấp tốc thành thục tiếp lấy hạt thóc tựa như mưa to lít nha lít nhít bắn trộm hướng chiêu minh thiện sư những này hạt thóc cùng cái kia dây leo cũng không bài xích trực tiếp xuyên thấu dây leo chiêu minh thiện sư trong lúc nhất thời tứ phía thụ địch nhưng lúc này chiêu minh thiện sư không chút kinh hoàng hắn tâm thần thủ nhất đột nhiên đem toàn thân pháp lực cùng lực lượng tụ tập thành một cái điểm giống Chiêu minh thiện sư bạo giống một tiếng, đột nhiên nhất quyền tuôn ra. Cái kia sau đó, hắn một cái khác quyền cũng xuyên thấu dây leo. Tiếp theo, hai tay nắm lấy những dây leo đó, mãnh liệt xé rách. Chỉ chốc lát về sau, những dây leo đó tại chiêu minh thiện sư bạo lực xé rách dưới, nhao nhao lui bước. Còn có những cái kia hạt thóc, liền bị chiêu minh thiện sư toàn bộ hút bám ở trên người. Chỉ chốc lát về sau, chiêu minh thiện sư tựa như mặc một bộ hạt thóc khải giáp đây cũng là chiêu minh thiện sư tu vi chỗ cao minh hắn đem pháp lực dày đặc tại quanh thân hình thành một cái màng bảo hộ những này màng bảo hộ đem hạt thóc hấp thụ ở cứ như vậy hạt thóc ngược lại thành hắn trợ thủ chiêu minh thiện sư tại cái này liên quan khóa thời khắc nguy cơ lại là có đại trí tuệ ngũ cốc xá tắc đại trận không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tôi yên nhiên là không muốn thi triển bởi vì chỉ cần thi triển trận pháp này như vậy xã tắc thần đao xá tắc chính khí liền sẽ hao hết như vậy xá tắc thần đao liền không còn là thần đao, mà chính là một kiện phàm phẩm. Chỉ là giờ này khắc này, tôi yên nhiên là bị buộc đến không có đường lui. Mà lại liền xem như như vậy, cái này ngũ cốc xá tắc đại trận cũng là không làm gì được chiêu minh thiện sư. Cũng không phải xá tắc thần đao không thật lợi hại, chủ yếu là chiêu minh thiện sư tu vi quá cao. Nếu như đổi thành lăng vân phong đến thi triển xá tắc thần đao, chỉ là mấy đạo đao khí liền có thể muốn cái này chiêu minh thiện sư mệnh thần khí lợi hại hơn nữa, dù sao chỉ là vũ khí, tựa như một chiếc xe lợi hại hơn nữa, tài xế mức độ không được, đó cũng là không có cả. dưới mắt, tôi yên nhiên chủ trì ngũ cốc xá tác đại trận trận tâm, nàng cảm thấy đau đầu vô cùng. tuy nhiên nàng còn có thể tạm thời đem chiêu minh thiện sư vây khốn, nhưng là nàng đem hết sát chiêu, nhưng cũng là không làm gì được chiêu minh thiện sư a. cùng lúc đó, ngoại giới chém giết cũng đã chuẩn bị kết thúc. La quân tại đem đại thánh đạo tràng dung hợp tiến giả lam thái cực kính về sau, hắn lực sát thương lại lần nữa tăng cường. La quân lúc này lại một chiêu thái cực huyền thiên trảm hướng khoảng không hòa thượng đánh giết tới. Khoảng không hòa thượng cũng thi triển ra như lai pháp tương ấn. Bất quá lần này, khoảng không hòa thượng như lai pháp tương ấn lại bị la quân trực tiếp phá mất. Mà lại, khoảng không hòa thượng liều mạng trốn tránh, sau cùng mới tránh đi thái cực huyền thiên chảm. Liền cũng tại lúc này, la quân thân hình chấp động gấp tốc tiến lên. Hắn tiếp lấy một chiêu thái cực ba tắc kình đánh đánh tới. Khoảng không hòa thượng nghênh đón một trưởng này, sau cùng oanh một tiếng, hắn liền bị đánh té xuống đất, cũng miệng phun máu tươi. Khoảng không hòa thượng liền cũng coi là mất đi chiến đấu lực. Sau đó, Lan Kiếm một cũng rất trực tiếp chế phục đối thủ. Lại nói tiếp, là quân cùng Lan Kiếm một nhìn nhau, đồng thời xuất thủ, liền đem còn lại mấy tên hòa thượng toàn bộ hàng phục. Một cái đều không giết, là quần ôm đồm khoảng không hòa thượng, lan kiếm một mấy người cũng đều đều cưỡng ép một tên hòa thượng. ngay vào lúc này, lan kiếm xông lên trận kia bên trong chiêu minh thiện sư quát, chiêu minh lão hòa thượng, người đồ tử đồ tôn toàn bộ đều tại tiểu gia ta trên tay, người như lại không thúc thủ chịu trói ta lập tức liền muốn mạng bọn họ. tô yên nhiên thấy thế, nàng lập tức thu ngũ cốc xá tắc trận. kể từ đó, liền cũng coi là vì xá tắc thần đao giữ lại một tia đáng thương xá tắc chính khí nếu như được bảo dưỡng khi, có lẽ xã tắc thần đao sau cùng còn có thể khôi phục lực lượng. Nhưng trong thời gian ngắn, cái này xã tắc thần đao khí linh cũng coi là hủy, mà lại cũng không tính thần khí, biến thành nhị lưu pháp khí. Cái này khiến tôi yên nhiên là đau lòng vô cùng. Triều minh thiện sư lúc này được từ từ, hắn vừa liếc mắt, liền gặp chúng đệ tử đều đã bị bắt. Triều minh thiện sư ánh mắt âm trầm xuống, hắn tại cái này một cái chớp mắt, tránh thức động sát ý, Lan kiếm một cười lạnh một tiếng, nói ra, chiêu minh lão hòa thượng, người muốn như nào? Người nếu dám vọng động, tiểu gia ta lập tức để ngươi những này đồ tử đồ tôn máu tươi tại chỗ. A-di-đà à Phật, chiêu minh thiện sư ngâm một tiếng niệm Phật, theo rồi nói ra, lão nạp những này đồ tử đồ tôn, sớm đã làm tốt vì Phật tổ hiến thân chuẩn bị. Tiểu công tử, người một mực giết đi. Lan kiếm một không từ ngẩn ngơ, hắn lại là không nghĩ tới cái này chiêu minh thiện sư lại là như thế tâm ngoan, hừ lão hòa thượng lan kiếm một sau đó lạnh hừ một tiếng nói ra người chẳng lẽ coi là bổn công tử không dám xuống tay sao hắn sau khi nói xong liền đối với cổ trường lâm nói ra đem trong tay ngươi hòa thượng trước cho bổn công tử giết đi cổ trường lâm nói là thiếu gia hắn nói xong liền muốn động thủ chờ một chút la quân mở miệng lan kiếm một cùng mọi người đều nhìn về la quân la quân lại là nhìn về phía chiêu minh thiện sư hắn nói ra thiền sư ta có mấy lời, không nhả ra không thoải mái, không biết thiền sư có hứng thú hay không nghe. Lan kiếm nhất đẳng người không khỏi ngoài ý muốn, bao quát tội yên nhiên. Tất cả mọi người đoán không được la quân đến muốn làm gì. Khoảng không hòa thượng lạnh hừ một tiếng, nói ra, người cái này triều đình ưng khuyển, đáng giận cùng cực. Hắn tiếp lấy hướng chiêu minh thiện sư hô lớn, sư thúc, chúng ta sớm đã làm tốt vì Phật tổ hiến thân chuẩn bị. Ngài hiện tại cứ việc động thủ, chúng ta chết không sao, chỉ cần ngài đem đám người này đều giết, vậy chúng ta liền chết cũng không tiếc. Chiêu Minh Thiện Sư trong mắt nhất thời thoáng hiện vẻ phức tạp. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, khoảng không hòa thượng, người yêu cầu chết, đây chính là người ý tứ. Nhưng người lại làm không người khác người, ai cũng là nương cha đẻ mẹ dưỡng, sống một lần, không dễ dàng. Người dựa vào cái gì có thể đoạn bọn họ sinh tử. Khoảng không hòa thượng đang muốn nói chuyện, cái kia Chiêu Minh Thiện Sư trước khi nói ra, tiểu thí chủ, người có lời gì muốn cùng lão nạp nói. Là quân liền nói ra, thiền sư, người nào cũng không chết. Chiêu minh thiện sư không khỏi xứng sờ, hắn nửa ngày chi rồi nói ra, lão nạp biết, có một ít viễn cổ ma thần sống mấy ngàn năm, nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là bọn họ có thể không chết. Trên đời này sinh linh, chỉ cần có sống, liền sẽ có chết. La quân nói ra, thiền sư nói xong, không có người có thể vĩnh sinh bất tử cũng không có bất kỳ cái gì môn phái có thể vĩnh viễn tồn tại, tương đồng, đại diệt tự cũng không có khả năng mãi mãi cũng lập phái tại nhân gian, có đúng hay không. Coi như không có có triều đình tiêu diệt, tại tương lai một ngày nào đó, đại diệt tử cũng sẽ vẫn lạc, liền xem như Vân Thiên Tông, Vũ Hóa Môn, mà môn lại như thế nào, bọn họ lại có thể vĩnh viễn còn sống sao. Triều Minh Thiện Sư nói ra, tiểu thí chủ, người đến muốn nói cái gì? Là Quân nói ra, ta chỉ là muốn nói cho thiền sư, đã đại diệt tự khí số đã chỉ, các ngươi vì cái gì còn muốn chấp nhất đâu? Như trong lòng các ngươi thật đã buông xuống đại diệt tự, như vậy Triều Đình lại thế nào sẽ còn theo đuổi không bỏ? Triều Minh Thiện sư nói ra, Triều Đình là sẽ không dễ dàng tha thứ đại diệt tự còn có người còn sống. Thiền sư sai, Triều Đình không thể chịu đựng, có lẽ chỉ là thiền sư ngươi còn có rảnh rỗi hòa thượng. Còn còn lại hạng người bình thường, Triều Đình là sẽ không để ý. Là Quân nói ra, đã đại diệt tự đã không có, hết thảy liền đều nên có cái kết thúc. Hôm nay, chỉ cần thiền sư cùng khoảng không hòa thượng lưu lại, như vậy còn lại người, chúng ta đều có thể thả đi. Mà lại, triều đình về sau cũng sẽ không lại truy cứu đại diệt tự dư nghiệt. Hắn đón đến, lại hướng Lan Kiếm nói chuyện nói, Lan Huynh, người cứ nói đi. Lan Kiếm một là người thông minh, hắn con người đảo một vòng, liền lập tức nói, không sai. Hôm nay chỉ cần lão hòa thượng ngươi cùng khoảng không hai người lưu lại, còn lại người, chúng ta đều có thể không truy cứu. Triều Minh thiện sư trầm mặc xuống dưới. Cái kia khoảng không hòa thượng không khỏi vội la lên, sư thúc không muốn, ngài cũng không thể bên trên bọn họ làm ác. Đám này triều đình ưng khuyển, không có một cái tốt. Mà lúc này, cái kia dư hòa thượng nhóm lại là trầm mặc xuống dưới, cũng không nói gì. Đại khái, bọn họ không phải thật sự không sợ chết. Dưới mắt có còn sống cơ hội, bọn họ tự nhiên là muốn sống. La Quân lập tức nói, thiền sư, người xem bọn hắn đều không nói lời nào. Điều này nói rõ bọn họ không muốn chết, Phật Tổ từng nói qua, ta không xuống địa ngục, người nào xuống địa ngục. Ngài là đại thiền sư, chẳng lẽ không có cái này một phần lòng dạ sao? Người cái này chó giữ, ta giết ngươi. Khoảng không hòa thượng giận tím mặt. Cái kia chiêu minh thiện sư lại là không nói một lời, hắn nhìn về phía dư hòa thượng những hòa thượng kia cả đám đều cúi đầu. Khi Chiêu Minh Thiện Sư nhìn về phía cái kia lớn nhất tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng kia mới 18 đến tuổi, trên mặt hắn còn có ngây thơ. Sau một hồi khá lâu, Chiêu Minh Thiện Sư ngâm một tiếng niệm Phật, nói, a di Đà Phật, tiểu thí chủ nói đúng, lão nạp không xuống đất ngục, ai vào địa ngục. Hắn đón đến, nói, các ngươi thả người, đem khoảng không cũng thả, lão nạp liền tùy ý các ngươi xử trí. Khoảng không không thể thả, La Quân nói ra, khoảng không chính là nhất là chấp nhất người, hắn như thả, hoặc là còn sống, liền sẽ tiếp tục khuyến khích bọn họ đến làm chuyện điên rồ. Người thiền sư kia ngươi hy sinh chính là hy sinh vô ích. Tiểu thí chủ, người ngôn ngữ tại sao phải khổ như vậy ngoan độc? Chiêu minh thiện sư nhìn về phía La Quân, nói ra, chúng ta vốn là đại diệt tự người cơ khổ, người tội gì muốn như thế đuổi tận giết tuyệt. La Quân không có nhìn chiêu minh thiện sư, hắn hít sâu một hơi, nói ra, thiền sư, ta lời tuy không xuôi tai, nhưng là câu câu là thật. Chó giữ, khoảng không hận tới cực điểm. La quân trong lòng thở dài, hắn biết, hắn hiện tại làm, có lẽ là sai. Nhưng là, hắn như là đã lựa chọn muốn đi đầu quân triều đình, hắn lúc này liền không thể nhân từ nương tay. Hắn như một mực nhân từ nương tay, liền đem nhất định chẳng làm nên trò chống gì. Mở cung không quay đầu lại tiễn A. Lúc này, tôi yên nhiên đối La Quân lại lần nữa lau mắt mà nhìn, nàng không nghĩ tới, sau cùng định càn khôn, lại là la quân ba tắc không nát miệng lưỡi. Cái kia chiêu minh thiện sư trầm mặc nửa ngày về sau, nói ra, tốt, các người đem còn lại người thả. Lan kiếm nói chuyện nói, khó mà làm được, người trước tiên cần phải bị chúng ta khống chế lại. Chiêu minh thiện sư diêu đầu, nói ra, không có khả năng. La quân nói ra, Lan huynh, thiện sư chính là người đáng tin, chúng ta không cần hoài nghi. Thả người đi, lan kiếm một do dự bất quá hắn cũng là có quyết đoán người nửa ngày về sau nhân tiện nói thả người thế là mọi người liền đem những hòa thượng kia thả cái này bốn tên hòa thượng được từ từ bọn họ cũng không có lập tức rời đi mà chính là đi vào chiêu minh thiện sư trước mặt bốn người đều quỳ đi xuống lệ rơi đầy mặt bọn nhỏ các ngươi đều đi thôi về sau quên đại diệt tự quên đây hết thảy đi chiêu minh thiện sư khe khẽ thở dài đầy mắt tự ái nói ra Audio điện tử võ tấn bền. Sư thúc tổ, chúng đệ tử khóc giống nghẹn ngào. Một cỗ bi thương tâm tình lan tràn. Chiêu minh thiện sư phất phất tay, mất hết cả hứng nói ra, đi thôi, đi thôi. Những đệ tử kia cuối cùng vẫn là đứng lên, quay người xảy bước rời đi. súc sinh, súc sinh, các người đều là một đám súc sinh. Khoảng không hòa thượng thấy thế bi phẫn không thôi. Người người đều có quyền lựa chọn lực, là quân đối không hòa thượng nói ra, càng là tính mạng mình, người sao có thể bởi vì bọn hắn lựa chọn sống sót, mà chú mắng bọn hắn là súc sinh đâu. Người triều đình này chó săn, chó săn, ta muốn giết ngươi. Ngựa không bên trên phẫn hận nói với La Quân. La Quân khe khẽ thở dài, liền không nói thêm lời. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cảm thấy có chút khổ sở. Hắn trước kia nhìn một chút truyền hình thời điểm, lớn nhất căm hận cũng là triều đình ưng khuyển. Nhưng hắn không nghĩ tới, nhiều năm về sau, người khác hội là như thế này đến chú chửi mình người một khi lớn lên thì thật sẽ trở thành cái kia người chán ghét người sao lúc này lan kiếm một nói với triều minh thiện sư lão hòa thượng người chúng ta đã thả người bây giờ hẳn là tuân thủ lời hứa a triều minh thiện sư nói ra a di đà phật lão nạp đã không cầu gì khác cũng chỉ hy vọng chư vị thi chủ có thể giữ lời hứa hắn sau khi nói xong bỗng nhiên ngồi xếp bằng triều minh thiện sư nhắm mắt lại không lâu sau đó hắn nghẹo đầu chính là như vậy tỏa hóa chiêu minh thiện sư chết sư thúc khoảng không hòa thượng hai mắt phun ra máu và nước mắt bi phẫn gào thét hắn liều mạng rằng co là quân nhưng cũng là ngây người hắn tự nhiên mà vậy liền đem khoảng không hòa thượng buông ra khoảng không hòa thượng đã bị thương nặng cũng không sợ hắn đào tẩu lúc này khoảng không hòa thượng chạy tới ôm lấy chiêu minh thiện sư thi thể sau đó gào khóc đứng lên nghe làm cho người đều giàu dĩ. Lan kiếm một lại là không quan tâm những chuyện đó, sắc mặt hắn rất lạnh, đối cổ trường lâm cùng cổ lớn lên quân nói ra, không thể toàn bộ đều chết, qua đem hắn khống chế lại. Chúng ta hiện tại thì trở về hoàng thành. Cổ trường lâm cùng cổ lớn lên quân nói ra, vâng, thiếu ra. Hai người rất nhanh hơn trước, liền đem cái kia khoảng không hòa thượng chế phục. Lan kiếm vừa tiếp xúc với lấy lại đem chiêu minh thiện sư thi thể cất vào giới tu di bên trong, như thế về sau, hắn mới đi đến La Quân cùng Tô Yên Nhiên trước mặt. Tô Cô Nương, La Huynh, chuyện hôm nay, tất cả đều là dựa vào các ngươi. Đối đãi ta về Hoàng Thành về sau, chắc chắn sẽ hướng phụ thân ta báo cáo các ngươi công lao. Tô Yên Nhiên nói ra, Lan Công Tử, công lao cái gì, thế thì không quan trọng. Chúng ta thiên chỉ các chỉ là muốn hộ vệ ngươi chu toàn, bây giờ ngươi nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta cũng nên đi. Lan kiếm một nao nao, hắn nói tiếp, vậy được rồi. Ta lúc này vội vã về hoàng thành, ngày khác lại đến đến nhà nói lời cảm tạ. Còn tô cô nương ngươi tổn thất, ta khác trong tâm khảm, nhất định sẽ không để cho tô cô nương bạch uổng phí. Hắn đón đến, ánh mắt lại đến la quân trên thân, la huynh, chuyện hôm nay, cũng nhiều lại ngươi trải qua diệu kế. Hiện tại ngươi cùng ta cùng một chỗ về hoàng thành A. La quân diêu đầu, nói ra, ta tạm thời trước thì không đi. Lan kiếm một không từ kinh ngạc, nói ra, La Huynh, ngươi. Yên nhiên thụ chút thương tổn, bây giờ rời đi, ta không yên lòng. Chờ yên nhiên sau khi thương thế lành, ta sẽ đi qua cùng Lan Huynh tụ hợp. La Quân nói như vậy. Tô yên nhiên không khỏi kinh ngạc, nói ra, Trần Công Tử, ngươi muốn đi hoàng thành làm gì? Lan kiếm một mỉm cười, nói ra, La Huynh có ý muốn nhập sĩ đây. Tô yên nhiên không khỏi tức giận, nói ra, Trần Công Tử, Ta cho ngươi điều kiện không thể bảo là không hậu đãi đi, ngươi tại sao phải như thế? La Quân nói ra, lại hậu đãi điều kiện, lại đều không phải là ta muốn. Ngươi, Tô Yên Nhiên khó thở. Lan Kiếm một lại là hiểu ý cười một tiếng, sau đó ôm quyền nói, vậy thì tốt, Tô cô nương, chúng ta xin từ biệt. Hắn tiếp lấy lại nói với La Quân, La huynh, chúng ta hoàng thành lại gặp nhau. Ngươi đến hoàng thành, liền trực tiếp qua Vũ Hầu phủ tìm ta. Ta sẽ an bài người tại cửa ra vào thời khắc chờ ngươi. Làm phiền, La là Quân cũng ôm quyền nói ra. Tiếp theo, lan kiếm nhất đẳng người liền cưỡi hỏa long câu, hỏa tốc rời đi. Trong bóng đêm, chờ lan kiếm nhất đẳng người sau khi đi, tôi yên nhiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Trong một chớp mắt, nàng Mỹ lệ khuôn mặt một mảnh trắng bệch. Đó có thể thấy được, tôi yên nhiên lần bị thương này tuyệt đối không cản cái kia đảm nhiệm chín cùng tạ sùng lâu ở một bên cũng là hãi nhiên thất sắc. sau khi trở về lại nói, tô yên nhiên nói ra. sau một tiếng, thiên trì các phân các trong nhà. tô yên nhiên sau khi trở về liền lập tức tiến gian phòng, liền để cho người nào cũng không nên quấy dày. là quân liền cũng liền về phòng của mình. trở về phòng về sau, là quân một trận sợ sệt. chiêu minh thiện sư chết cho hắn không nhỏ trùng kích, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? trên đời này thế mà thật có như thế vĩ đại nhân cách tồn tại la quân đột nhiên cảm giác được chính mình cực kỳ ti tiện cái kia khoảng không hòa thượng cũng không phải người xấu nhưng hắn rơi vào lan kiếm một tay thượng hạ trận nhất định thê thảm la quân trong lòng rất là không dễ chịu hắn sau đó đem ba đồ phóng xuất ba đồ cũng không biết sầu tư vị hoan hỉ dùng đầu đến cọ la quân tay la quân đem quy nguyên đan xuất ra ba hạt đến cho ba đồ ăn lại để cho ba đồ uống một chút nước sau đó ba đồ bay ra ngoài bài tiết một phen về sau liền lại bay trở về ba đồ la quân hô một tiếng ba đồ liền lập tức ngửa đầu nhìn lấy la quân la quân cười một tiếng đem ba đồ ôm vào trong ngực ba đồ liền như đứa bé con một dạng cực kỳ hưởng thụ nằm hắn thích vô cùng la quân ôm ấp ba đồ ta hôm nay bức tử một vị lão thiền sư vị này lão thiền sư là cái người tốt hắn hy sinh vì nghĩa mà ta lại bị ổi sử dụng hắn nhược điểm ngươi nói ta có phải hay không rất lợi hại đáng hận cũng rất đáng chết la quân hỏi ba đồ ba đồ nghe được cái hiểu cái không lại là cái gì cũng đáp không được la quân cũng không trông cậy vào ba đồ nghe hiểu được hắn nói ra ta phát hiện cái thế giới này quy tắc rất đơn giản cái kia chính là muốn muốn thành công không ai có thể chỉ làm người tốt mỗi người đều cần một chút xíu không từ thủ đoạn ta chỉ là muốn làm tốt trước mắt sự tình nhưng trong lúc vô hình lại qua thương tổn đến người tốt ta cũng biết, tương lai của ta trên đường, có thể sẽ thương tổn càng thật tốt hơn người. Nhưng ta không thể nhân từ nương tay, bởi vì còn muốn rất nhiều chuyện đang chờ ta. Nói đến đây, La quân hít sâu một hơi, hắn thu thập một phen tâm tình, liền không hề vì thế mà xoắn suýt. Ba đồ rất nhanh cũng liền tại La Quân trong lồng ngực ngủ, La Quân liền nhẹ chân nhẹ tay đem ba đồ bỏ vào giới tu di bên trong. Sau 2 giờ, tôi yên nhiên triệu kiến La Quân. La Quân đi vào Tô Yên Nhiên trong phòng, Tô Yên Nhiên ngồi xếp bằng, chính đang nhắm mắt liệu thương. Trong gian phòng đó một mảnh u ám, cái kia băng linh cũng không có tới nơi này. La Quân sau khi vào cửa, Tô Yên Nhiên mở to mắt, nói ra, đóng cửa lại. La Quân liền đóng cửa lại, hắn sau đó đi vào Tô Yên Nhiên trước mặt, đồng thời rất lợi hại tự cảm thấy mình chuyển cái ghế ngồi xuống. Tô Yên Nhiên sắc mặt có chút tiểu tụy, nhưng nàng mở miệng lại là nói ra, người hôm nay vì cái gì không theo lan kiếm một lần hoàn thành. Đó là cái rất lợi hại cơ hội tốt. La Quân lại không trả lời, ngược lại hỏi, người thương thế như thế nào? Tô Yên Nhiên nao nao, theo rồi nói ra, không chết, bất quá cần tính dưỡng một đoạn thời gian. La Quân liền nói ra, vậy là tốt rồi. Tô Yên Nhiên nói ra, người vẫn chưa trả lời ta vấn đề. La Quân nói ra, tại sao muốn theo Lan Kiếm một lần hoàn thành? Tô Yên Nhiên ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta mục đích? Ta chưa quên, La Quân nói ra, ta như là đã đáp ứng ngươi, thì nhất định sẽ đi làm tốt. Hiện tại không đi hoàng thành, bất quá là lấy lui làm tiến. Bất cứ chuyện gì, đều muốn làm tự nhiên một điểm, đem công danh lợi lộc tính thả thấp một chút, dạng này đối mới có thể thiếu sinh nghi lo. Qua hoàng thành sự tình, ta từ sẽ xử lý tốt. Tô Yên Nhiên gật gật đầu, nói ra, tốt ha, à, người có người đạo để ý ta tin tưởng ngươi có thể đem nắm tốt cái này phân tắc. Đi qua theo là quân cái này trải qua tiếp xúc, tôi yên nhiên đối là quân trí tuệ là bội phục vô cùng. Sau đó, tôi yên nhiên cười một tiếng, nói ra, ta lúc đầu tính toán hôm nay đánh cái ngang tay, chúng ta bên này thả người, để chiêu minh thiện sư dẫn người yên ổn rời đi liền tốt, không nghĩ tới ngươi lại có bản lĩnh buộc chiêu minh tự vận. Là quân, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Là quân từ tốn nói, chiêu minh thiện sư là chân chính từ bi người, đây là ta tôn kính hắn địa phương. Chỉ là đáng tiếc, ta sử dụng hắn từ bi. Tô Yên Nhiên nói ra, được làm vua thua làm giặc, cái này không có gì để nói nhiều. Ngươi sẽ không phải còn tại ái náy a à. Là quân lắc đầu, nói ra, không có. Tô Yên Nhiên nói ra, không có liền tốt, lề mề chậm chạp, nhân từ nương tay, cái kia còn có thể làm được sự tình gì, ngươi nói có đúng hay không? Không sai, là quân nói ra. Tô Yên Nhiên nói tiếp, Trước đó đáp ứng ngươi, còn muốn cho ngươi một cái thần đan. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, hiện tại ta đem thần đan cho ngươi." Nàng nói xong liền xuất ra hộp gấm, đưa hiện lên cho La Quân. La Quân tiếp nhận, mở ra hộp gấm nhìn một chút về sau, liền nói ra, "Cảm ơn." Xem ra thần đan đều đã không thể để cho ngươi hưng phấn a. À. Tô Yên Nhiên không khỏi có chút thất vọng, La Quân mỉm cười, nói ra, "Không có chuyện." Tô Yên Nhiên nói ra, "Vậy được rồi." người không có việc gì thì đi xuống đi. Nàng cũng cảm thấy có chút mất hết cả hứng. La Quân chợt nhớ tới cái gì, nói ra, người thụ thương, vì cái gì không ăn thần đan liệu thương đâu. Tô Yên Nhiên bạch La Quân liếc một chút, nói ra, người đạo cái này thần đan là rau cải trắng a. Ta hết thảy thì từng ăn một cái thần đan, đó còn là phía trên cho ta vô cùng lớn ban thưởng. Lần này, cũng là phía trên đủ rất coi trọng ngươi, mới có thể cho ngươi ban thưởng thần đan. Ta lại là không có là quân kém chút thốt ra nói muốn đem thần đan đưa cho tô yên nhiên cũng may hắn kịp thời nhịn xuống cái này thần đan có thể là đồ tốt a à? đại ca cách bát trọng thiên cũng là điểm tới hạn chính mình đến cho đại ca giữ lại a à? không thể tới lạm làm cái này người tốt về phần tô yên nhiên nàng tự nhiên cũng sẽ không muốn là quân đem thần đan đưa cho nàng bởi vì cái này thần đan thật sự là quá chân quý là quân lại nghĩ tới cái gì nói ra đúng, người kiện pháp khí kia giống như bị hao tổn rất nghiêm trọng. Tô Yên Nhiên nghe vậy không khỏi ảm đạm, nàng thở dài một tiếng, nói ra, cái này miệng xã tắc thần đao, chỉ sợ là đã bị hủy. Nàng vết thương tuy nhưng không nhẹ, nhưng là dùng một hai tháng, vẫn là có thể khôi phục. Nhưng là cái kia xã tắc thần đao lại là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức a. La Quân liền nói ra, người có thể cho ta xem một chút, có lẽ ta có biện pháp giúp người chữa trị đây. Tô Yên Nhiên kinh hỉ vạn phần, nàng thanh âm nói chuyện đều mang vẻ run rẩy. Tu Vi lại cao hơn người, đều là có chấp nhất cùng quan tâm đồ, vật A. À. Tô Yên Nhiên có thể xem tiền tài như cặn bá, có thể đối với thiên hạ đàn ông đều là đối xử lạnh nhạt. Nhưng xã Tắc Thần Đao lại là nàng tâm đầu nhục A. À. Như là người khác nói có thể chữa trị xã Tắc Thần Đao, Tô Yên Nhiên tự nhiên không tin, nhưng La Quân trên thân lại có quá nhiều thần bí. La Quân liền nói ra bất quá ta cũng không có nắm chắc, chỉ là thử một chút. Có thể thành hay không, ta cũng không dám cùng ngươi cam đoan. Tô Yên Nhiên nói ra, ta đây tự nhiên biết, ngươi có thể giúp ta chữa trị xã tắc thần đao, mặc kệ được hay không được, ta đều vô cùng cảm kích. Là quân sau đó liền cầm Tô Yên Nhiên xá tắc thần đao trở về phòng qua. Trên thực tế, Tô Yên Nhiên vẫn rất không yên lòng. Cái kia xá tắc thần đao tuy nhiên bị hủy hơn phân nửa, nhưng cái này cục cưng quý giá thả tại đảm nhiệm trên tay người nào nàng đều không yên lòng nhưng tôi yên nhiên cũng biết la quân có chút bí mật không muốn để cho hắn người biết nàng cũng phải cố gắng nhịn xuống la quân trở lại trong phòng liền bắt đầu vì tôi yên nhiên chữa trị xã tắc thần đao hắn chỗ ỉ lại tự nhiên cũng chỉ có cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống la quân liền đem xã tắc thần đao trước để vào đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong sau đó hắn liền khu động hỗn độn chi khí bắt đầu chữa trị xã tắc thần đao. Hỗn độn chi khí chính là thiên địa sơ khai lực lượng, liền là tương đương có thể thích ứng bất luận cái gì nhóm máu một loại máu tươi. Liền là đối với xã tắc chính khí tới nói, hỗn độn chi khí giống nhau là có thể đảm nhiệm. Thế là tiếp xuống hiệu quả chính là lạ thường tốt, chữa trị quá trình cũng là lạ thường thuận lợi. Là quân chỉ dùng nửa giờ, xã tắc thần đao bên trong xã tắc chính khí liền đã hoàn toàn khôi phục. Duy nhất có điểm để tôi yên nhiên mộng bức chính là, bên trong khí linh đã không có bất cứ trí nhớ gì. Bất quá cái này đều không muốn gấp, khí linh không cần có quá nhiều trí nhớ, có thể nghe lời là được. Là quần chữa trị tốt xã tắc thần đao về sau, hắn đem xã tắc thần đao cầm trên tay giò xét một phen, sau đó liền cảm giác có chút không ổn. Tốt như chính mình lại xen vào việc của người khác. Mà lại, chuyện này coi như tôi yên nhiên không đi nói với phía trên nhưng xá tắc thần đao đột nhiên được chữa trị việc này đều sẽ làm người ta sinh nghi sau cùng đám lửa này vẫn có thể đốt tới trên đầu mình tới la quân cảm thấy thật sâu lo lắng hắn vốn là cái lòng nhiệt tình người gặp không thể giúp tô yên nhiên liệu thương liền muốn lấy giúp nàng đem xá tắc thần đao khôi phục cái này cũng không phải bởi vì la quân đối tô yên nhiên có ý tưởng cho dù tô yên nhiên là cái nam hắn cũng sẽ làm như vậy thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý này la quân nơi nào sẽ không hiểu la quân biết mình tu vi bây giờ còn chưa được như để người ta biết trên người mình có dị bảo vậy khẳng định sẽ rước lấy không ít phiền phức nhưng dưới mắt xã tắc thần đao đã khôi phục la quân thế nhưng không có bản sự để xã tắc thần đao lại tổn hại trở về la quân hít sâu một hơi hắn cũng không lo được nhiều như vậy ngay sau đó liền đi tìm tô yên nhiên tại tô yên nhiên trong phòng tô yên nhiên vừa thấy được la quân tiến đến Lập tức hoàn hỉ đứng lên, nói ra, thế nào? Là quần đem xã tác thần đao xuất ra, hắn nói ra, ngươi xem một chút đi. Sau đó liền đưa đem đi qua. Tô Yên Nhiên cầm lấy xã tác thần đao, nàng vận chuyển pháp lực xem xét. Rất nhanh, Tô Yên Nhiên liền phát giác xã tác thần đao đã hoàn toàn khôi phục, mà lại phẩm chất, lực lượng tựa hồ lại bên trên một bậc thang. Trời à, Tô Yên Nhiên không khỏi sợ hãi thán phục vô cùng. Ngươi là làm sao làm được? cái này quá bất khả tư nghị. Tô Yên Nhiên nói như vậy. Ách, La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, xã tắc thần đao tuy nhiên chứa trị, nhưng ta hy vọng người có thể đáp ứng ta một việc. Sự tình gì, Tô Yên Nhiên gặp La Quân mặt sắc mặt ngưng trọng, liền cũng liền nghiêm mặt nói ra. Bất quá sắc mặt nàng vẫn là mang một tia hồng nhuận phơn phớt, thật sự là quá mức hưng phấn. La Quân nói ra, xã tắc thần đao được chữa trị sự tình, người không muốn nói với ngoại nhân, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Tô Yên Nhiên lập tức cũng liền ngưng trọng, nàng là người thông minh, rất nhanh liền minh bạch bên trong then chốt, tốt, ta biết, người yên tâm, bí mật này ta nhất định bảo thủ. La Quân nói ra, liền xem như bên cạnh ngươi người, bao quát đảm nhiệm chín bọn họ, lấy cùng bên trên, đều không thể biết. Tô Yên Nhiên nói ra, ta minh bạch người ý tứ, người giúp ta đại ân, yên tâm đi. La Quân hơi hơi thở dài, hắn không biết tôi yên nhiên là có hay không có thể thủ tín, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này. Tôi yên nhiên nói ra, trên thực tế, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ không đem xá tắc thần đao đã chữa trị sự tình nói ra. Bởi vì đây là cái đại nhân mời, là lan kiếm một thiếu nợ ta. La quân cười một tiếng, hắn nói tiếp, không có việc gì, ta đi ra ngoài trước. Tô yên nhiên gật đầu, nói ra, được. La quân đi ra khỏi cửa thời điểm, tôi yên nhiên trịnh trọng nói ra, La Quân, cảm ơn ngươi. Nhân tình này, ta tội yên nhiên nhớ kỹ. Là Quân cười nhạt một tiếng, không làm hắn nói. Về đến phòng về sau, là Quân thầm nghĩ, chờ qua cái một năm nửa năm, tội yên nhiên xá tắc thần đao lại bày ra, tin tưởng mọi người cũng sẽ có điều quên lãng đi. Hy vọng cho đến lúc đó, ta có thể ứng phó những này khó khăn. Cái này là La Quân Mỹ hảo nguyện vọng. Sau đó, là Quân liền ở thiên trì các trong nhà đợi 5 ngày. 5 ngày sau đó, La Quân liền chuẩn bị qua hoàng thành. Trước khi đi, Tô Yên Nhiên thiết yến tiễn biệt La Quân. Tô Yên Nhiên thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, bất quá nhìn từ ngoài, cũng đã nhìn không ra manh mối gì. Lần này đi hoàng thành, nhiệm vụ sâu nặng, đi đường cẩn thận. Tô Yên Nhiên nói ra. Sau đó, nàng kính La Quân một chén rượu. La Quân nói ra, hết thảy ta đều sẽ tùy cơ ứng biến. Bất quá, ta nếu không có đúng giờ qua hoàng thành đưa tin, các ngươi sẽ không phải thu hồi thần đan a tôi yên nhiên hơi hơi kinh ngạc nói ra chẳng lẽ ngươi không phải chuẩn bị qua hoàng thành la quân nói ra hoàng thành là muốn đi bất quá không bảo đảm trên đường có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ta hiện tại nhất tâm nghĩ là tăng cao tu vi đây mới là ta quan trọng vị trí tôi yên nhiên nói ra ta lời nói thật muốn nói với ngươi đi phía trên rất xem trọng ngươi không phải vậy lời nói cũng không có khả năng xuất ra nhiều như vậy thần đan tới. Người vẫn là trước trung thực qua hoàng thành đưa tin thì tốt hơn, mà lại, người muốn nhiều dụng tâm nghĩ ở trên đây. Nếu như thời gian dài, phía trên không chiếm được hồi báo lời nói. Không bài trừ bọn họ đến lúc đó sẽ tìm làm phiền ngươi. Chẳng lẽ còn muốn ta hoàn lại ăn hết thần đan hay sao? La Quân cảm thấy có chút nhức cả trứng. Tôi yên nhiên nói ra, cái kia ngược lại sẽ không, nhưng là chúng ta thiên chỉ các thượng tầng làm việc, từ trước đến nay không chịu nhiều làm ăn lỗ vốn. Ngươi nếu để cho bọn họ cảm thấy không hài lòng, có lẽ. Hắn lời nói, đã không cần tôi yên nhiên nói tiếp. Là quân không khỏi cười khổ, nói ra, trước ngươi mời chào ta thời điểm, lại không nói những vật này. Hiện tại xem ra, ngươi ngược lại là khiến cho ta càng phát ra bị động. Làm không tốt, ta trong địch nhân lại nhiều ngày ao cắt như thế một cái cường đại đối thủ. Tô Yên Nhiên nói ra, loại này tỷ lệ cũng không lớn, mà lại ta tín nhiệm ngươi năng lực, ta sở dĩ cùng ngươi đem lời nói như thế thấu, chính là sợ ngươi không đem việc này để ở trong lòng. La Quân nói ra, tốt, ta minh bạch. Trên thực tế, La Quân cũng thật chưa quá đem thiên trì các huy để ở trong lòng, chủ yếu là nợ nhiều không lo, còn giận nhiều không ngứa a. À. La Quân cảm thấy mình là người còn rất khá, cũng liền mẹ nó không hiểu rõ vì sao lại có nhiều như thế địch nhân. Tỷ như Trần Thiên Nhai, tỷ như Trần Diệt Hàn tỉ như Trần Gia Hồng. Ánh sáng theo họ Trần thì đòn khiêng bên trên nhiều như vậy. Lại tỷ như trước đó Trình Kiến Hoa, Thích Vĩnh Long, Dương Lăng, còn có nhạc đại bằng chờ nhất đại gia đầu địch nhân. Bên này đâu, còn vừa mới đến Thiên Châu, cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Trong lúc bất chi bất giác, lại làm Vân Thiên Tông cường đại như vậy địch nhân xuất hiện. Là quần cũng không khỏi đến đối thiên mệnh chi vương bốn chữ này viết kép một cái chữ phục. Cái gọi là thiên mệnh chi vương, cũng là đi tới chỗ nào, phiền phức thì theo ở nơi nào. Hóa giải tốt, thì có cơ hội tấn thăng, không thể hóa giải tốt, thì ở ra rắm. Là quân chỉ có thể may mắn chính mình cùng nhau đi tới, thế mà còn sống. Tô yên nhiên cho La quân một thất hỏa long câu, La quân liền cưỡi hỏa long câu lên đường. Toàn bộ đại khang biên giới địa đồ, La quân đều đã cất trên tay. Làm sao qua hoàng thành, hắn cũng là rõ ràng. Từ khúc lăng đến hoàng thành, thẳng tắp khoảng cách có 3.000 cây số. Như vậy thực tế đi qua khoảng cách, thì nói không rõ ràng. Cái kia thiên chỉ các sở dĩ có thể nhanh chóng đem thần đan đưa tới, không có đừng, người ta thiên chỉ các đa nghiêu tách ra a à. Khẳng định là có phi hành thần thú hoặc là nguyên thần loại hình đồ, vật. Mà la quân hiện tại vẫn là chỉ có thể đi. Ba đồ mặc dù là tiên hạc, nhưng hắn sinh trưởng tốc độ thật đúng là không vui. Bình thường phổ thông tiên hạc, trưởng thành cái mấy tháng thì có thể trưởng thành nhưng là ba đồ không thể được hắn sinh trưởng rất chậm mà lại cái này cũng mới không có mấy ngày đây cho nên trong thời gian ngắn la quân là cưới không ba đồ bất quá đoạn đường này tiến đến hoàng thành nhật quang long lanh hỏa long câu tốc độ nhanh như thiểm điện ba đồ cũng bị la quân phóng xuất ba đồ tại thiên không bay lượn nhưng cũng là tốt không vui liên tiếp ba ngày đi đường la quân cùng ba đồ đến khai nguyên phủ cái kia khai nguyên phủ cũng là phồn hoa thành thị. La quân đuổi tới khai nguyên phủ lúc đã là ban đêm thời gian, tại là la quân liền để ba đồ tiến vào giới tu di bên trong. Sau đó hắn dắt hỏa long câu tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi xuống tới. La quân tiến khách sạn, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống. Cái kia trong khách sạn làm ăn khá khẩm, la quân muốn một gian tốt nhất phòng nhỏ, cũng để tiểu nhị cực kỳ chăm sóc hỏa long câu. Tiểu nhị kia cúi đầu khom lưng, khách khí cùng cực đại khái cũng là nhìn ra hỏa long câu bất phàm, cái này đi theo thế giới bao la một dạng, hỏa long câu tại thế giới bao la bên trong, làm sao cũng coi như một cỗ Ferrari cấp bậc xe sang trọng A. Bất quá, còn có một cái khác nhau chính là, Ferrari tại thế giới bao la bình thường sẽ không bị trộm. Muốn trộm một cỗ Ferrari, đó cũng không phải là đơn giản sự tình. Nhưng là ở trên trời châu, trộm một thất hỏa long câu lại là đơn giản nhiều, không có nhiều như vậy dườm già thủ tục, La Quân cũng không có Hỏa Long Câu chứng nhận xe. Thế là tại lúc nửa đêm đợi, La Quân ngủ ở lầu 2, đột nhiên liền nghe đến Hỏa Long Câu nhẹ giọng gào thét một tiếng. Nhưng là rất nhanh, Hỏa Long Câu thanh âm liền bị dìm ngập ở. Ta dựa vào, có người muốn trộm lão tử lập tức. La Quân lập tức nhảy lên một cái, hắn nghe âm thanh mà biết vị trí, lập tức liền một chút từ lầu 2 nhảy đến trong viện. Tiếp theo, La Quân liền trông thấy chuồng ngựa bên kia, đại môn đã mở ra. La Quân tiếp lấy còn trông thấy hỏa long câu tựa như một đạo hỏa ảnh, thiểm điện lao ra. Đầu này ngu xuẩn lập tức, La Quân âm thầm oán thầm một tiếng, sau đó, hắn lập tức triển khai hư không xuyên toa bản sự đuổi theo. Trong nháy mắt liên tục truy ra ngoài ngàn mét, nhưng cái này hỏa long câu tốc độ cũng đúng là nhanh, La Quân thế mà hai lần đều không có đuổi kịp. Hắn hơi chút thở dốc, cái này hỏa long câu liền chạy xa. La Quân lập tức lấy thần thức khóa chặt hỏa long câu, sau đó liền ở phía sau gấp đuổi sát. đây là ngàn dặm tỏa hồn bản sự. lúc trước là quân liền bị thích vĩnh hổ như thế thi triển qua. bây giờ là quân cũng có thể tùy tiện thi triển đi ra. trong bóng đêm, trăng sáng ở trên trời, cái kia màu xám bạc ánh trăng vẩy chiếu ở trên mặt đất, bốn phía yên tĩnh lạ thường. đây chính là phong kiến thời đại ban đêm, tràn ngập yên tĩnh nhưng lại thiếu hiện đại thế giới náo nhiệt cùng đèn neon. là quân một đường đuổi theo sau cùng thế mà đến một mảnh rừng cây rậm rạp. Cây kia lâm chỗ ẩn ẩn còn có hỏa quang, lúc này, hỏa long câu cũng dừng lại. Khai nguyên phủ thành thành phố bên trong, chính là dựa vào ngọn núi, cho nên có rừng cây cũng không kỳ quái. La quân cũng không đợi đợi, trực tiếp đuổi theo, có thể trộm hỏa long câu mau tặc, hắn không cảm thấy cần phải có cái gì thận trọng. Ánh lửa kia chỗ, lúc này có đàm thiếu âm thanh truyền đến. Chỉ nghe một mau tặc nói ra, đại ca, ta vẫn luôn nhìn chằm chằm đây. Cái kia làm càn làm bậy thế mà có thể có dạng này một thất ngựa, ta cho tiểu nhị kia một chút chỗ tốt phí. Liền thì như vậy trộm ra, ha ha ha, cái này chúng ta có thể kiếm đại A. Vậy đại ca cười nói, hào tiểu tử, lần này ngươi lập đại công A. Ngựa tốt, thật sự là ngựa tốt, chúng ta lần này tuyệt đối kiếm bộn. La quân liền cũng đã nhìn thấy ánh lửa kia chỗ, hỏa long câu một mặt mộng bước bộ dáng. Mà vậy đại ca là cái tròm dâu dài, thủ hạ còn có 3 năm cái lưu manh. Ngay từ đầu nói chuyện lưu manh chính là cái gầy yếu lưu manh, mặc trên người kiện không rất thích hợp trường sam màu đen. Lúc này, là quân đi ra phía trước, vội ho một tiếng, nói, các người nói làm càn làm bậy, là ta sao? Cái kia trộm ngựa lưu manh gặp la quân, nhất thời như giống như gặp quỷ. Các huynh đệ, giết hắn, cái kia rìa mép đại ca ánh mắt lộ ra hung ác chi ý tới. Sau đó, cả đám liền lập tức rút đao động thủ, sát khí đằng đằng. Quả nhiên đều là chút dân liều mạng A. À. Là quân hơi hơi thở dài, hắn đột nhiên vung tay lên, liền tại cái này vung lên ở giữa, địa sát chi tinh bay ra, liền đem cái kia rìa mép đại ca băng đông thành băng côn. Sau đó, băng côn vỡ ra, toàn bộ thi thể đều thành phấn vụn. Là quân sắc mặt nhàn nhạt, còn lại lưu manh lại là lập tức sợ mất mật, quay người cũng là phi nước đại. Riêng là cái kia trộm ngựa lưu manh, cơ hồ là lộn nhào đào tẩu, La Quân cũng không tiếp tục hạ tử thủ, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này Rio Mép Đại Ca ra tay ngoan độc, mở miệng muốn mạng người, thực sự đáng chết. Còn người khác, tuy nhiên có tội, nhưng cũng còn chưa tới muốn đem bọn hắn giết chết cấp độ. Sau đó, La Quân qua dắt hỏa long câu, hắn vỗ xuống hỏa long câu đầu, nói ra, thật sự là đầu ngu xuẩn, người nào cưới ngươi, người thì với ai đi đúng không? Cái này hỏa long câu tự nhiên là ngây thơ vô tri lại là không thể trả lời La Quân. La Quân xoay người bên trên hỏa long câu, liền chuẩn bị rủi ngựa về khách sạn. Thế nào biết đúng lúc này, La Quân bỗng nhiên cảm giác được dị động. Rất kỳ quái dị động, là từ trường phần tử ba động. Là có cao thủ đang đối chiến, sau đó pháp lực liên lụy từ trường phần tử. La Quân thầm nghĩ, cái này hoang sơn dã lính, thế mà còn có cao thủ tại đấu pháp. Tính toán, cũng không liên quan chuyện của ta, chính mình phiền phức đã đủ nhiều, làm gì lội cái này vũng nước đục. La quân liền dắt chuyển đầu ngựa, chuẩn bị rời đi. Không được, có lẽ sẽ có chuyện tốt gì đây, chính mình há có thể sợ phiền phức, La quân biết rõ quá nhiều cơ duyên đều là cùng nguy hiểm đồng hành. Trong nháy mắt, La quân liền cải biến ý nghĩ, quyết định qua tìm hiểu ngọn ngành. La quân nhất chỉ đem hỏa long câu điểm ngất đi, sau đó liền đem hỏa long câu bỏ vào giới tu di bên trong lại để cho ba đồ nhìn lấy ra hỏa này, ngàn vạn không thể để cho nó tại giới tu di bên trong bài tiết. Sau đó, là quân liền theo từ trường ba động đuổi theo. Hắn một đường hướng lên trên, ước chừng sau 10 phút, liền tới đến ngọn núi bên trên. Lúc này cái kia trên núi, trăng sáng ở trên trời. Là quân giấu ở một khối đá lớn đằng sau, hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước một nữ tử cùng một tên nam tử đang đấu pháp nữ tử kia nhìn ước chừng 20 tuổi, tướng mạo xinh đẹp. Đương nhiên, cái này tuổi tác bất quá là nhìn mà thôi, tuổi thật nhiều ít, lại không phải thông qua biểu tượng có thể nhìn ra. Thiếu nữ này tu vi không yếu, lại là tại thất trọng thiên trung kỳ khoảng chừng Mà đối diện nam tử là cái chừng 30 tuổi người áo đen, người áo đen kia sắc mặt âm trầm, chiêu chiêu ngoan độc. Hắn tu vi đã là bát trọng thiên đỉnh phong. Người áo đen tu vi rõ ràng cao hơn thiếu nữ kia quá nhiều, bất qua thiếu nữ trong tay có một kiện vô cùng lợi hại pháp khí, chính là theo người áo đen kia thế mà còn chiến cái khó phân thắng bại. Thiếu nữ kia trong tay pháp khí chính là thượng cổ lôi phù. Cái kia thượng cổ lôi phù tại thiếu nữ trong tay lấy pháp lực khu động, lôi phù tựa như một tủ sách cỡ như vậy. Lôi phù phía trên, phù văn trật tự rõ ràng, loáng thoáng, như sơn xuyên đại địa uốn lượn. Nam tử áo đen kia mấy lần hung ác công kích, đều bị thượng cổ lôi phù phát ra điện quang chém giết nam tử áo đen kia không khỏi khó thở, hắn bỗng nhiên thu thần thông, nghiêm nghị nói ra, trăng sáng tiện tì, người khác không biết tốt xấu. Nhanh chóng đem cái này thượng cổ lôi phù giao ra, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, nếu là lại minh ngoan bất linh, liền để ngươi hôi phi yên diệt. Ngươi biết, ta có bản sự này. Gọi là minh nguyệt cô nương cũng lạnh hừ một tiếng, nói ra, lăng côn, này lôi phù chính là là tiểu thư của nhà ta, ngươi mơ tưởng cướp đi. Ngươi hôm nay lại dám ra tay với ta, ngày khác tiểu thư nhà ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ha ha, cái kia lăng côn lệ cười một tiếng, nói ra, tiểu thư nhà ngươi tại tứ đại yêu tiên bên trong, bất quá là cái vị trí cuối, ngươi cho rằng, ta sẽ sợ nàng sao. Liền xem như vị trí cuối, giết ngươi cũng là đầy đủ. Trang sáng nói ra, lăng côn nói ra, bản tôn hôm nay lười nhác cùng ngươi nói nhảm, xem ra ngươi là muốn ngoan cố chống lại đến. Vậy thì tốt, bản tôn liền thì liều toàn thân chân khí, cũng phải đưa ngươi hàng phục. Cái kia lăng côn nói xong, đột nhiên thân hình lay động, thế mà cả thân thể đều bành trướng. Nhật Nguyệt thần luân đại quyền thuật, lăng côn trong mắt tuôn ra vô cùng thần mang đến, hắn cách không bỗng nhiên liên tục phát quyền. Nhưng gặp hắn quyền pháp hùng hồn, mỗi phát ra nhất quyền, từ trường phần tử kịch liệt ba động. Đồng thời ẩn chứa một cỗ hùng hồn bằng bạc, xé nước thiên địa khí tức. Nhật Nguyệt thần luân, Nhật Nguyệt chi ý, luân hồi chi thuật. Nhật Nguyệt luân thay, ngày qua ngày, sinh sôi không ngừng, đời đời không nghỉ. Làm côn quyền pháp rất nhanh, trong nháy mắt liền đập nện ra hơn trăm quyền. Cái kia hơn trăm quyền, nhất quyền nhanh hơn nhất quyền, nhất quyền hung mãnh qua nhất quyền. Mỗi một quyền đều đập nện tại thượng cổ lôi phù phía trên. Cái kia trang sáng pháp lực đã hao tổn hơn phân nửa. Lúc này liền toàn bằng sau cùng pháp lực để duy trì thượng cổ lôi phù vận chuyển thượng cổ lôi phù bên trên lôi quang lấp lóe không ngừng chống cự lấy lăng côn đại quyền thuật la quân ở một bên nhìn rõ ràng hắn rốt cuộc minh bạch lăng côn vì sao lại nói dùng hết toàn thân chân khí bởi vì nhật nguyệt thần luân quyền thuật chính là xé rách hắn tự thân tiềm lực một môn quyền thuật cứng rắn như thế cương mãnh liên tiếp công kích nếu không phải đem toàn thân tiềm lực hao hết như thế nào trèo trống oanh một tiếng sau cùng Lăng Côn nhất quyền rốt cuộc đem cái kia thượng cổ lôi phù đánh bay ra ngoài. Cũng không phải thượng cổ lôi phù không được, chủ yếu là cái kia trang sáng pháp lực hao hết, lại khó trèo trống. Trang sáng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nàng nghẹo đầu, cư lại chính là như vậy kiệt lực mà chết. Mà cái kia thượng cổ lôi phù thì rơi trên mặt đất. Là quân mắt thấy tình này hình, hắn đột nhiên thì thoát ra ngoài. Cái kia thượng cổ lôi phù rơi trên mặt đất, là quân diêu không đưa tay chụp một cái, liền đem cái kia thượng cổ lôi phù bắt trên tay người nào lăng côn thấy thế không khỏi giận tím mặt hắn liều sống liều chết sốt cục đem đối thủ xử lý nào biết lúc này lại có thể có người đến ngựa ông đắc lợi cái này khiến lăng côn làm sao có thể nhẫn a à. la quân thủ trào thượng cổ lôi phù hắn lúc này thì cùng lăng côn chính diện tương đối đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng la quân đã hoàn toàn minh bạch cái thế giới này quy tắc mạnh được yếu thua mà Hắn trong mắt lóe lên sát ý. Cái kia Lăng Côn không khỏi hãi nhiên thất sắc, đơn giản là hắn lúc này đã pháp lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, chỗ đó còn là La Quân đối thủ a. Lăng Côn lập tức nói, "Lôi phù ngươi lấy đi, ta không tranh với ngươi là được." La Quân tự nhiên hiểu được cái này biến hóa vi diệu, hắn cũng không nói chuyện, gật gật đầu. Lăng Côn hơi hơi thở phào, ngay vào lúc này, La Quân đột nhiên thi triển ra Thái Cực Huyền Thiên Trảm. Oanh một tiếng, thái cực trận ấn hình thành, đại thánh đạo tràng tinh thần hòa tan vào. 36 tầng địa sát kình hung mãnh rảo giết đi qua, tầng tầng lớp lớp, rời núi lấp biển. Cái kia lăng côn liền gặp trước mắt giống như băng bạc cuồng quyển phong tập giết tới, bên trong ảo nghĩa, tinh thần cũng là hắn không thể chống cự. Lăng côn trong nguy cơ, một trường vỗ ra. Oanh! Lăng côn cả người liền bị đông thành băng côn, sau đó, băng côn vỡ vụn, hắn thi thể liền cạn bã đều nhìn không thấy bao quát trên người hắn giới tu di cũng toàn bộ bị hủy la quân không khỏi có chút hối hận không nên thi triển thái cực huyền thiên trảm không phải vậy lời nói còn có thể từ lăng côn trên thân vơ vét vài thứ đi ra la quân không kịp nhìn kỹ liền đem cái kia thượng cổ lôi phù thu vào giới tu di bên trong sau đó la quân vừa nhìn về phía cái kia trăng sáng thi thể ta cũng không thể liền để nàng như vậy phơi thây hoang dã vẫn là thì mà đưa nàng vùi lấp là quân ám đảo. Hắn nghĩ đến là làm, lập tức liền dùng địa sát kiếm đào một cái hố đi ra, tiếp lấy liền đem cái kia trăng sáng vùi lấp đi vào. Còn trăng sáng trên thân giới tu di chờ một chút, là quân cũng không lấy đi. Nói đến, là quân vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì đối phương là tên nữ tử. Là quân có thể tại lăng côn trên tay cưỡng đoạt, nhưng lại ngượng ngùng tại một cái chết đi nữ nhân trên người đem đồ, vật lục xoát đi. Là quân đem minh nguyệt mai táng về sau, trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi nghe, trang sáng chủ nhân chính là tứ đại yêu tiên bên trong một cái, mà lại bài danh tại cuối cùng. Bất quá nếu là yêu tiên, như vậy chính mình hiển nhiên không phải là đối thủ. Cái này thượng cổ lôi phù quá mức nhận ra tính, nếu là ở trên tay mình, chỉ sợ nàng sớm muộn là muốn tìm tới. Là quân đầu óc nhất chuyển, sau đó lại nói, tìm đến lại như thế nào, dù sao cũng nên là muốn giảng chút đạo lý. Trang sáng cũng không phải là ta giết chết, Nàng nếu muốn thượng cổ lôi phù, ta trả lại nàng là được. Đến lúc đó, cũng có thể đem hôm nay chi tình huống nói rõ. Trước giống như này xử lý đi. Là quân nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này về sau, liền không dừng lại thêm, quay người xuống núi, sau đó lấy ra hỏa long câu. Cũng đem hỏa long câu đánh tỉnh, sau đó cưới hỏa long câu chạy về khách sạn. Sau nửa giờ, là quân trở lại khách sạn, hắn đem hỏa long câu thắt ở trong chuồng ngựa tiếp lấy về đến phòng. Lúc này, là quân liền trên giường ngồi xếp bằng, lại đem cái kia thượng cổ lôi phù lấy ra nghiên cứu. Thượng cổ lôi phù, là quân đem pháp lực mình dung nhập vào thượng cổ lôi phù bên trong, hắn lập tức liền cảm thấy giật mình. Bởi vì cái kia lôi phù bên trong là cái cự đại không gian, bên trong có một cái lôi trì. Cái kia lôi trì có 300 mét vuông lớn nhỏ, lôi điện ở bên trong cuồn cuộn bốc lên, thì như hải dương một dạng. Thật là khủng khiếp lôi phù, là quân ám đạo ta nếu đem cái này lôi phù vận dụng tốt, nhất định uy lực đại tăng. La Quân cảm thấy không khỏi hoan hỉ, nghĩ không ra như vậy đi ra ngoài một chuyến, thế mà nhân họa đắc phúc, đạt được như thế một cái bảo bối tốt. Lôi trì lực lượng là vô cùng, chỉ cần pháp lực vận dụng thỏa đáng, có thể từ cái này lôi phù bên trong lôi điện dẫn động cửu thiên chi lôi. Càng có thể tùy ý ngưng tụ trong không khí lôi điện phần tử. Trong không khí là có điện lực phần tử. Tuy nhiên ở chỗ này không có ngũ hành nguyên tố, nhưng là ma sát vẫn có thể gây ra dòng điện đây chính là điện lực phần tử a la quân lần nữa hiểu được cổ lôi phù hắn pháp lực cũng không dám xuyên vào đến cái kia lôi trong ao qua cường đại như vậy điện lực có thể trong nháy mắt đem la quân pháp lực cho điện thành cho tàn như thế cũng hội thương tổn đến la quân bất quá cái kia muốn như thế nào mới có thể vận dụng lôi phù lực lượng đâu pháp lực nhất định phải cùng lôi phù bên trong điện lực dung hợp như thế mới có thể khống chế như ý a la quân thầm nghĩ trong này còn nhất định muốn có bí quyết cái kia trăng sáng tiểu nha đầu đều có thể vận dụng chẳng lẽ ta lại không thể vận dụng la quân là cái không tin tài nhân sau đó la quân liền bắt đầu nghĩ biện pháp tới hắn muốn nhiều loại biện pháp sau cùng đều là không công mà lui rơi vào đường cùng la quân chỉ có thể vận dụng ra huyền hoàng thần cốc hạt giống la quân đem lên cổ lôi phù để vào đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong rất nhanh hỗn độn chi khí liền xuyên vào đi vào. Là quân tự thân pháp lực là sớm đã qua hỗn độn chi khí gột rửa, cho nên, hắn có thể vận dụng địa sát chi tinh cùng hỏa sát chi tinh. Đó là bởi vì, địa sát chi tinh cùng hỏa sát chi tinh đã trải qua hỗn độn chi khí gột rửa. Ba cái ở giữa có tương đồng điểm. Dưới mắt, là quân chính là muốn để thượng cổ lôi phù bên trong cũng có được hỗn độn chi khí thừa số, kể từ đó, là quân pháp lực liền có thể khống chế lôi phù lực lượng quá trình này cũng không có tiếp tục thật lâu, là quân rất nhanh liền đem lên cổ lôi phù gột rửa hoàn tất. Tiếp theo, là quân pháp lực liền có thể tự do chui vào đến thượng cổ lôi phù bên trong. Là quân pháp lực bây giờ có thể cùng địa sát chi tinh, hỏa sát chi tinh, còn có thượng cổ lôi phù dung hợp. Nếu như không phải đi qua hỗn độn chi khí, hắn pháp lực một khi đụng chạm lấy những vật này, ngay lập tức sẽ bị đóng băng, thiêu đốt, hoặc là điện hóa. Đây chính là huyền hoàng thần cốc hạt giống thần diệu vị trí. Đáng giá nói chuyện là, là quân pháp lực còn cũng không có nghĩa là hỗn độn chi khí. Cho nên, hỗn độn chi khí có thể dung hợp bất luận cái gì nhóm máu, nhưng La Quân lại không được. Có thể hỗn độn chi khí tại cải tạo quá thượng cổ lôi phù về sau, liền chẳng khác gì là làm trên cổ lôi phù nhóm máu cùng La Quân nhóm máu một dạng, như thế liền có thể dung hợp. La Quân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tuy nhiên như thế, nhưng hắn thân thể còn là tuyệt đối không thể đụng vào trạm đất sát kiếm hỏa sát kiếm, còn có lôi phù điện lực. Những lực lượng này chém giết ở trên người hắn, một dạng có thể giết chết hắn. Là quần đem pháp lực chui vào đến trong lôi trì. Cái này đi vào, là quần lập tức liền cảm nhận được bên trong to lớn chi lực lượng. Cỗ này điện lực, chỉ cần vận dụng đến cực hạn, là có thể trong nháy mắt đem một tòa đại lâu san thành bình địa. Mà lại, bên trong trong nháy mắt bộc phát ra điện lực, là có thể cung ứng một cái khu vực thành thị dùng điện. Theo như truyền thuyết, thần đế liền có một kiện thần khí, gọi là bỉ ngạn các. Cái kia bỉ ngạn các giống như Titanic cái kia thật lớn, có thể xuyên toa hư không, phá vỡ vị diện không gian bình chướng, lui tới vũ trụ. Càng có thể ở trong hư không trôi nổi. Bỉ ngạn các tốc độ, là siêu việt tốc độ ánh sáng. Mà trèo chống bỉ ngạn các có thể cường đại như thế nguyên nhân chính là, tại bỉ ngạn trong các, cũng có một tòa lôi trì. Cái kia lôi trì điện lực tuần hoàn bất tức, chính là bỉ ngạn các vĩnh viễn động lực. Đương nhiên, tại phù hợp thời điểm, thần đế cũng sẽ qua thối luyện lôi trì, gia tăng lực lượng. Cái này cũng nói, cái này lôi phù bên trong lôi trì đến khủng bố đến mức nào. Cái này thượng cổ lôi phù, nếu như vận dụng thỏa đáng, là quân cảm thấy mình là có thể có đánh giết cửu trọng thiên cao thủ cơ hội. Bất quá là quân phát giác được, muốn đem lôi trì lực lượng trong nháy mắt toàn bộ thi triển đi ra, cái kia rất không có khả năng. Cái tốc độ này một khi chậm, vậy mình thì bị địch nhân làm được ngỏm củ tỏi nếu có cơ hội một mực ấp ủ đột nhiên tập kích cái kia là có thể thi triển ra sánh ngang cửu trọng thiên cao thủ lực lượng nếu như là cửu trọng thiên cao thủ đến thi triển cái này thượng cổ lôi phù vậy cũng không cần nhiều lời càng thêm cường đại la quân tìm tòi thượng cổ lôi phù nửa ngày sau hắn đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề chính mình sở dĩ có thể vận dụng lên cổ lôi phù cái kia là bởi vì chính mình có huyền hoàng thần cốc hạt giống như vậy cái kia trang sáng tiểu nha đầu là thế nào vận dụng La Quân rất nhanh suy tư minh bạch, là, tiểu nha đầu kia pháp lực khả năng cũng là lôi thuộc tính. Tựa như Trần Thiên Nhai Thái Ất Huyền Kim chân Kinh một dạng. Từ vừa mới bắt đầu, thì dung nhập Thái Dương chi hỏa lực lượng. Sau cùng, thân thể của hắn đều biến thành điện. Tỷ như cái này thượng cổ lôi phù nếu là rơi vào Trần Thiên Nhai trên tay, cái kia Trần Thiên Nhai khẳng định là như hổ thêm cánh, trực tiếp thì có thể vận dụng thượng cổ lôi phù. La Quân vốn còn nghĩ, nếu là cái kia trang sáng chủ nhân đến đòi hỏi thượng cổ lôi phù, chính mình còn đi qua chính là, nhưng dưới mắt cảm nhận được thượng cổ lôi phù mỹ diệu. Hắn lại là tuyệt đối không nỡ. Một đêm này rất nhanh liền đi qua, ngày thứ hai, khí trời sáng sủa. Là quân tiếp tục đi đường. Một đường mà đi, là quân cưỡi hỏa long câu, hắn tại mặt trời mọc thời điểm, đi qua một mảnh hồ nước, cái kia hồ trên ánh sáng, sóng nước lấp loáng. Nơi xa nhìn lại, mênh mông, gió sớm quét, không khí trong lành dạng này cảnh sắc lại là làm say lòng người năm ngày sau đó là quân liền đến hoàng thành cái kia hoàng thành cổng thành to lớn mà rộng lớn phía trên có hai cái lưu kim chữ lớn liền vì hoàng thành bên ngoài hoàng thành chính là hộ thành hà hộ thành hà bên trên một mảnh long lanh gợn sóng hai bên dương liễu thanh thanh tại hoàng thành cổng thành khoảng trừng thủ vệ kia binh lính tại dưới ánh nắng chó trang lại là người mặc thiết giáp cẩn thận tỉ mỉ Người qua lại con đường, lại là đều đi qua một phen kiểm tra vừa rồi bỏ vào. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như là người bình thường đến Yến Kinh về sau, cảm thụ Yến Kinh loại kia kiểm an cảm giác. Là quân lúc vào thành đợi không có gặp được phiền toái gì, hơi để ra nghi vấn một phen, liền bỏ vào. Ở chỗ này, không có khả năng mỗi người đều có thân phận chứng. Thật cho mỗi người làm đại biểu thân phận đồ, vật, cái kia thủ thành binh lính cũng kiểm tra không ra cái như thế về sau. Bởi vì không có mạng lạc cha ra tin tức A. À. Là quân nhập Hoàng Thành lúc, chính là 3 giờ chiều. Hoàng Thành đường đi chừng 8 thừa chi bao quát, mặt đường sạch sẽ, phiên chợ có thứ tự, phòng ốc san sát nối tiếp nhau. Là quân cảm nhận được đã lâu phồn hoa, Hoàng Thành xác thực không phải hắn thành thì có thể so sánh với. Mà lại mặt đường bên trên còn có thật nhiều quà vặt, khiến người ta cảm thấy tựa như là tiến vào lão yến kinh một dạng. Là quân cũng không có đi trước vũ hầu phủ, hắn xoay người đi một cái khách sạn, chuẩn bị ăn trước vài thứ. Cái kia khách sạn gọi là Vân Lai khách sạn, là quân lựa chọn tại lầu 2 nhập tọa. Cái kia trên lầu 2, thuyết thư tiên sinh lại là chính đang kể chuyện. Mà lại đúng lúc là, cái kia thuyết thư tiên sinh nói chính là đương triều vũ hầu. Là quân bắt đầu còn không sao cả nghe, một lát nữa về sau, cái kia thuyết thư tiên sinh mặt mày hớn hở, phía dưới liên tục lớn tiếng khen hay, hắn mới nghe ra một chút ý tứ. Chư vị khán quan, chúng ta đương kim thánh thượng, đó là Thiên Hạ ít có minh quân a. Đăng cơ năm thứ nhất, liền khởi đầu khoa cử khảo thí, này mới khiến chúng ta đại khang nước Thiên Hạ Hàn môn học tử có ra người ném địa cơ hội a. Nhắc tới khoa thi, thật sự là thiên hạ chi phúc a. Cái kia thuyết thư tiên sinh một thân trường sam màu đen, tay cầm phiến tử, nói như vậy. Phía dưới lập tức cũng liền theo lớn tiếng khen hay đương kim thánh thượng. Liền xem như tại thế giới bao la trong xã hội hiện đại, cũng không ai dám trước mặt mọi người nói người lãnh đạo quốc gia không phải. Kia liền càng đừng đề cập tại loại này phong kiến thời đại. Dám nói đường đại thuyết thư tiên sinh, đó nhất định là ca công tụng đức, không phải vậy lời nói sớm bị trảm thủ. Sau đó, cái kia thuyết thư tiên sinh nói ra, "Chư vị khán quan, các ngươi nhất định sẽ kỳ quái, cái này rõ ràng là chúng ta thánh thượng đại công đức, nhưng ta vì cái gì lại muốn nói lan hầu ra lợi hại?" "Đúng vậy a, à, vì cái gì a?" À? phía dưới lập tức phụ họa. Thuyết thư tiên sinh nói ra, đơn giản là a, à, chúng ta lan hầu ra, mọi người đều biết, lão nhân gia ông ta chính là võ công thiên hạ mạnh nhất. Nhưng là, tại 10 năm trước một lần vào chiều bên trong, chúng ta lan hầu ra thế mà bị lão thái sư ở trước mặt quát lớn làm một giới võ phu. Về sau, chúng ta lan hầu ra liền đem chuyện này nhớ ở trong lòng. Lan hầu ra sau khi trở về, liền khắc khổ công. Mọi người đoán làm gì, 3 năm về sau, Lan hầu gia lại là khoa thi hạng nhất A. Cái kia một mảnh văn thao vũ lược chi tinh yếu hiện tại cũng là khoa thi các cử tử thánh kinh a. Lan hầu gia thật sự là thiên hạ đệ nhất thần nhân a. Có người tán thưởng, muốn là ta có thể có Lan hầu gia vạn nhất vậy liền cũng là thỏa mãn. Cũng có người nói như vậy, lại có người đột nhiên nói ra, Lan hầu gia khoa thi thứ nhất, đây không phải cái gì chuyện mới mẻ a. Ngô lão tiên sinh ngài vẫn là nói một chút lan hầu ra là như thế nào tiêu diệt đại diệt tự đám kia yêu tăng đi. Ha ha, cái này nói đến, lời nói thì dài, nhớ ngày đó, cái kia đại diệt tự yêu tăng hà phòng ánh sáng, phách lối. Chúng ta đương kim thánh thượng cùng lan hầu ra ngay từ đầu cũng phải nhường bọn họ một chút. Có thể thánh thượng cũng là thánh thượng A, tìm đúng cơ hội, liền đem cái kia đại diệt tự cho nhổ tận gốc. Nghe nói lúc trước, đốt đại diệt tự hỏa, trọn vẹn đốt ba ngày ba đêm, ánh lửa ngút trời, Đem ngày đó một bên đều bốc cháy lên. Mà Lan Hầu ra cùng đại diệt tự thứ nhất phó tăng thiên nhẫn hòa thượng đại chiến, đó cũng là kinh thiên động địa. Hai người là từ dưới đất đánh tới trên trời, từ trên trời lại đánh tới hộ thành hà bên trong. Thiên nhẫn hòa thượng đang trong nước tế lên thủy long, cái kia thủy long chính là bát chảo thần long, hung ác vô song. Lan Hầu ra chính là tay áo tung bay, đứng thẳng trên mặt nước, chỉ giống to một tiếng, liền đem cái kia bát chảo thần long giống đến tan thành mây khói. Ngô lão tiên sinh, ngài sao sẽ biết đến như thế kỹ càng a? À, chẳng lẽ ngài lúc ấy tại hiện trường? Có người không khỏi hỏi. Người bên cạnh lập tức quát lớn cái này không có mắt ra hỏa, mẹ nó, nghe cố sự như thế chăm chỉ, người nghe cọng lông a. À. Cái kia ngô lão tiên sinh cũng là chấn tĩnh, hắn nói ra, ta khi lúc mặc dù không tại hiện trường, nhưng là những này nhưng đều là ta từ lan hầu ra nhà lão quản ra chỗ nào nghe tới. a, à, mọi người bừng tỉnh đại ngộ cái kia sau cùng thế nào có phải hay không lan hầu ra đem thiên nhẫn hòa thượng đánh bại có người hỏi ngô lão tiên sinh nói ra đó là đương nhiên a à. lan hầu ra võ công thiên hạ có bao nhiêu người có thể cùng cái này thiên nhẫn hòa thượng danh xưng đại diệt tự thứ nhất võ tăng gặp gỡ lan hầu ra đó cũng là tự rước nhục a à. la quân đồ ăn điểm cũng đã rất mau lên đây hắn điểm một bầu rượu liền liền tử ăn một tia thịt cá cái kia thịt cá chính là hoàng thành giấm cá thịt kho tàu nước canh nồng đậm phía trên chơi hành thái thịt cá cửa vào giã rời tươi non mồm miệng lưu hương lại thêm cái kia một ngụm tiểu mễ tử thật là nhân gian mỹ vị a Là quân cứ như vậy phẩm tử ăn thịt mà cái kia ngô lão tiên sinh kể chuyện cũng đã chuẩn bị kết thúc tiếp đó chính là cho tiền thưởng thời điểm một cái tiểu cô nương cầm khay đến lấy tiền thu đến la quân nơi này thời điểm tiểu cô nương ngọt lịm hô đại ca ca la quân mỉm cười Hắn từ không phải keo kiệt người, móc ra 10 lượng hoàng kim, trực tiếp ném đến trên khay. Lần này, tiểu cô nương kia lập tức liền mắt trợn tròn. Nàng chưa bao giờ tiếp thụ lấy qua lớn như vậy ngạch khen thưởng a. Cảm ơn đại ca ca." Tiểu cô nương sau một hồi khá lâu mới phản ứng được. Bốn phía người cũng là có chút oanh động, tất cả mọi người là khen thưởng cái mấy cái đồng tiền, một chút bạc vụn. Tựa như là NDT năm khối, 10 khối, là quần cái này vừa ra tay mẹ nó 6.000 người dân tệ A. À. Thổ hào A. À. Một đám khách nhân đều đối La Quân lau mắt mà nhìn, riêng phần mình tự mình xì xào bàn tán. La Quân lại là lười nhắc quản. Bất quá cái kia ngô lão tiên sinh lại là hiểu chuyện người, hắn lập tức kéo cháu gái nhỏ đi vào La Quân trước mặt, thật sâu chắp tay, nói ra, lão hủ đa tạ công tử khen thường. La Quân cũng không kiêu căng, hắn đứng lên, nói ra, lão tiên sinh không cần lớn như thế lễ, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Ngô lão tiên sinh nói ra, công tử hào phóng, lão hủ vô cùng cảm kích ha. La quân đột nhiên đến hứng thú, hắn nói ra, lão tiên sinh, người muốn là không có việc gì, có thể hay không tỏa hạ theo giúp ta uống hội tử đâu. Ngô lão tiên sinh nao nao, sau đó cười một tiếng, nói ra, tốt, tốt, đương nhiên là tốt. Nơi này kể chuyện hoàn tất về sau, nên tan cuộc cũng liền thì đều tan cuộc. Còn lại cũng là đều tìm đều vui qua ngô lão tiên sinh kéo cháu gái ngồi xuống la quân liền hô tiểu nhị tới điếm tiểu nhị kia lập tức tới hỏi đến rồi khách quan xin ngài phân phó la quân liền cười hỏi tiểu cô nương kia nói ra tiểu muội muội ngươi thích ăn cái gì một mực điểm đại ca ca mời ngươi ăn tiểu cô nương có chút sợ hãi nhìn về phía ngô lão tiên sinh cái kia ngô lão tiên sinh liền nói ra công tử hào phóng khen thưởng vậy hôm nay lão hủ liền tới làm chủ như thế nào La Quân cười một tiếng, nói ra, đều được, lão tiên sinh cao hứng liền tốt. Ngô lão tiên sinh cười ha ha một tiếng, nói ra, công tử khí vũ bất phàm, nhất định không phải người bình thường. Hắn tiếp lấy nói với điếm tiểu nhị, đem vịt quay đến một phần, ta cái này cháu gái nhỏ đều muốn thèm hỏng. Được rồi, điếm tiểu nhị kia ứng một tiếng. Ngô lão tiên sinh sau đó lại điểm hai cái đồ ăn. Như thế về sau, La Quân vì hắn rót rượu. Ngô lão tiên sinh cùng La Quân nâng chén, hai người uống một chén tử về sau, La Quân lại vì tiểu cô nương gấp thức ăn, cũng thuận miệng hỏi, tiểu muội muội, người tên gì? Tiểu cô nương kia liền nói ra, đại ca ca, ta gọi ngô tiểu hoa. Ngô lão tiên sinh tiếp lời nói ra, tiểu hoa vốn là lang thang đến hoàng thành, dù sao ta cũng là cái cô lão đầu tử, liền cùng ta làm người bạn, ta cũng liền thu nàng khi cháu gái đến dưỡng. La Quân mỉm cười, nói ra, thì ra là thế ngô lão tiên sinh nói ra còn chưa thỉnh giáo công tử đại danh đâu la quân nói ra lão tiên sinh ta họ trần tên một chữ một cái quân chữ há nguyên lai là trần công tử nghe trần công tử khẩu âm tựa hồ không phải hoàng thành bên này người ngô lão tiên sinh nói ra la quân thật lòng bẩm báo nói ra ta hôm nay vừa mới đến hoàng thành tới ngô lão tiên sinh nói ra trần công tử đến hoàng thành đến là du ngoạn vẫn là La Quân nói ra, vì nhập sĩ. Ngô lão tiên sinh nao nao, hắn nói ra, công tử muốn nhập sĩ. La Quân nói ra, không sai. Ngô lão tiên sinh uống một ngụm rượu gạo, lại là không nói gì. La Quân nói ra, lão tiên sinh, nhập sĩ không ổn sao. Ngô lão tiên sinh nói ra, cái kia thật không có, bất quá, cái này trong hoàng thành có 3.000 vạn nhân khẩu. Mà toàn bộ đại khang quốc hiếu 300 triệu nhân khẩu, mỗi ngày, có trăm vạn trở lên học sinh chen vỡ đầu muốn tại cái này trong hoàng thành đứng vững gót chân. Nhưng là phần lớn, bọn họ đều thất vọng mà về. Hoàng thành rất lợi hại phồn hoa, nhưng phồn hoa phía sau, càng nhiều là tàn khốc. La Quân trầm mặc xuống dưới. Ngô lão tiên sinh nói ra, bất quá Trần công tử ngươi người phi thường, nhất định sẽ có chỗ khác biệt. La Quân nói ra, thực không dám giấu giếm, lão tiên sinh, ta chính là người tu đạo. Trên thân cũng có chút thần tiên thủ đoạn trước đó ta cùng vũ hầu thứ sáu tử lan kiếm nhất tiểu công tử quen biết. Hôm nay đến đây, cũng là cùng lan kiếm một tiểu công tử có ước định, cho nên đến đây đầu nhập vào. Ngô lão tiên sinh lập tức sơ ly, hắn mừng rỡ nói ra, nguyên lai trần công tử đã có tính toán, lão hủ lo lắng lại là dư thừa. Bây giờ lan hầu ra chính là đương triều quyền quý, trần công tử theo lan tiểu công tử nhận biết, muốn nhập sĩ, vậy liền đơn giản nhiều. La quân nói ra, lão tiên sinh, chúng ta chỉ là nói chuyện phiếm ta cũng muốn biết nhiều hơn một chút liên quan tới vũ hầu sự tình ngài có thể nói với ta một chút mô lão tiên sinh nói ra trần công tử người cái này coi như làm khó lão hủ á lão hủ bất quá là kiếm miếng cơm ăn trên thực tế lan hầu ra như thế nhân vật như thế nào ta như vậy sơn giã thôn phu có thể tiếp xúc đến la quân mỉm cười nói ra cái kia cũng không sao chúng ta uống rượu Ngô lão tiên sinh liền đi theo uống rượu hắn nói ra, lão hủ biết rõ một ít gì đó, đều là tin đồn, cũng không dám nói cho Trần Công Tử ngươi nghe. La Quân nói ra, vậy cũng không có gì, chúng ta coi như là trà dư tử hậu để tài nói chuyện nha, đều không coi là thật. Ngô lão tiên sinh nói ra, vậy thì tốt, Trần Công Tử, vậy ta thì tùy tiện nói một chút. La Quân liền biết lão tiên sinh vẫn còn có chút hàng, hắn cười một tiếng, nói ra, ngài nói, ta nghe. Ngô lão tiên sinh liền nói ra, Lan Hầu Gia là vị rất lợi hại không tầm thường nhân vật, đương kim thánh thượng cũng là bởi vì có Lan Hầu Gia dạng này trợ thủ đắc lực, mới sẽ như thế suôn sẻ có hôm nay cục diện này. La Quân nói ra, Lan Hầu Gia thật là lợi hại. Ngô Lão Tiên sinh cười một tiếng, nói ra, mà lại, Trần Công Tử, Lan Hầu Gia lợi hại nhất, không phải võ công của hắn, tài học, người biết là cái gì không? La Quân nói ra, ta lại là không biết. Ngô Lão Tiên sinh nói ra, Lan Hầu ra lợi hại nhất cũng là trung thành, hắn có thể vì Thánh thượng làm mọi chuyện. Người nào như tại nói riêng một chút Thánh thượng nửa chữ không, hắn tất nhiên không buông tha. La Quân hơi hơi kinh ngạc, nói ra, lão tiên sinh, ngài lời này ngược lại có chút ý tứ. Ngô lão tiên sinh mỉm cười. Là Quân liền biết, đây là lão tiên sinh tại đề điểm chính mình. Dù sao mình là muốn đi đầu nhập vào Vũ Hầu phủ, cho nên lão tiên sinh tại nói với chính mình, Vũ Hầu phủ một ít gì đó ngô lão tiên sinh tiếp tục nói lan hầu ra cùng thánh thượng có tương đồng chí khí cái này là khó khăn nhất đến một đôi quân thần giữa hai bên không có bất kỳ cái gì ngờ vực vô căn cứ la quân nói ra ngài nói tiếp ngô lão tiên sinh nói ra bất quá lan hầu ra cũng có chính hắn phiền não há cái gì phiền não la quân hỏi ngô lão tiên sinh nói ra lan hầu ra hết thảy có bảy con trai một đứa con gái những mầm mống này nữ chung bên trong có một cái là con thứ đứa con trai này là hắn lớn nhất tiểu nhi tử gọi là lan đình ngọc cái này giống như cũng không tính là cái gì phiền não la quân nói ra ngô lão tiên sinh mỉm cười nói ra trần công tử người hãy nghe ta nói hết la quân nói ra được ngô lão tiên sinh nói ra lan hầu ra là cái công chính vô tư người vợ hắn lâm phu nhân trị gia nghiêm minh con của hắn nhóm còn có nữ nhi đều là thanh niên tài tuấn đã hiếu thuật, lại có thể làm. La là Quân nói ra, chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở Lan Đình Ngọc trên thân? Ngô Lão Tiên Sinh nói ra, Lan Đình Ngọc thân thế rất đặc thù. Như thế nào đặc thù? La Quân hỏi. Ngô Lão Tiên Sinh nói ra, Lan Đình Ngọc mẫu thân chính là tinh thần điện thánh nữ, năm đó tinh thần điện, trong mơ hồ, không thể so với đại diệt tự kém. Lan Hầu ra cùng thánh thượng muốn diệt tinh thần điện, nhưng lại không muốn tổn thương quá lớn thế là Lan Hầu gia cố ý tiếp cận Lan Đình Ngọc mẫu thân Diệp Loan Phượng. Diệp Loan Phượng cũng liền yêu Lan Hầu gia, đồng thời làm Lan Hầu gia tiểu thiếp. Diệp Loan Phượng vì Lan Hầu gia đem sao trời điện tuyệt học đại tinh thần thuật đều giao cho Lan Hầu gia. về sau tinh thần điện bị diệt, Diệp Loan Phượng cũng liền đợi tại Hầu gia phủ, đồng thời còn vì Lan Hầu gia sinh hạ Lan Đình Ngọc. La Quân nói ra, sau đó thì sao? Ngô Lão Tiên sinh nói ra, Diệp Loan Phượng rời đi tinh thần điện lúc công lực bị phế. Nàng là cái vĩ đại nữ nhân, đáng tiếc nàng yêu lầm người. Là quần trái tim siết chặt. Ngô lão tiên sinh nói ra, về sau, Diệp Loan Phượng tại Lan Đình Ngọc 6 tuổi thời điểm, đến bệnh nặng chết. Có người truyền, là Lâm Phu Nhân hại chết Diệp Loan Phượng. Nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, lại không người biết. Lan Đình Ngọc còn nhỏ, tự nhiên cũng không thể vì mẫu thân chủ trì công đạo. Có thể càng quá phận là, Lan Hầu ra hạ mệnh lệnh, cái kia chính là lan đình ngọc không được luyện võ vì cái gì không cho lan đình ngọc luyện võ la quân bị kinh ngạc trong nháy mắt la quân trong lòng bi thương hắn phảng phất tại lan đình ngọc trên thân nhìn thấy chính mình bóng dáng Ngô lão tiên sinh nói ra không biết vì cái gì dù sao cũng là không cho phép lan đình ngọc luyện võ la quân ánh mắt lộ ra nặng nề những năm này lan đình ngọc thụ không ít ủy khuất hắn tại hầu gia trong phủ không nhận chờ thấy Thời gian qua so hạ nhân còn khổ, liền xem như nha hoàn đều có thể khi dễ hắn, Ngô lão tiên sinh nói ra. La Quân nói ra, Lan Hầu gia chẳng lẽ không biết sao? Ngô lão tiên sinh nói ra, Lan Hầu gia có biết hay không, ta đây không rõ ràng. Nhưng Lan Hầu gia không có để ý qua. Tại sao muốn dạng này? La Quân hỏi. Ngô lão tiên sinh cười một tiếng, nói ra, ai có thể biết Lan Hầu gia tâm lý đang suy nghĩ gì đấy. La Quân thở dài, bất quá hắn lập tức nói có thể ngay cả như vậy cái này cũng không tính là lan hầu ra phiền não không phải sao ngô lão tiên sinh nói ra nếu là lan đình ngọc vẫn luôn như vậy khổ xuống dưới vậy dĩ nhiên không tính là lan hầu ra phiền não có thể vấn đề mấu chốt là là cái gì la quân không hiểu ngô lão tiên sinh nói ra lan hầu ra không cho phép lan đình ngọc luyện võ nhưng không biết làm sao đột nhiên lan đình ngọc tu vi biến vô cùng lợi hại lan hầu ra mấy cái nhi tử không có một cái là lan đình ngọc đối thủ mà lại lan đình ngọc còn đi tham gia khoa thi thi hạng nhất thánh thượng thân phong lan đình ngọc vì trấn viễn thiếu tướng quân quan viên bìa bốn phẩm đây la quân không khỏi giật mình trong lòng của hắn cảm thấy kỳ diệu cái này lan đình ngọc thật đúng là giống như là thế giới bao la bên trong một chút huyền huyễn nhân vật chính đây con thứ đột nhiên thì nhất triều dương mi thổ khí la quân lúc này nói ra Lan Đình Ngọc chẳng lẽ còn dám cùng Lan Hầu ra đối nghịch hay sao? Ngô Lão Tiên Sinh nói ra, bên ngoài không có cùng Lan Hầu ra đối nghịch, nhưng Lan Đình Ngọc trước mắt đã tự lập môn hộ. Hắn chính kiến bên trên, còn có rất nhiều phương diện, đều là tại cùng Lan Hầu ra đối nghịch. Mà lại, Lan Đình Ngọc nói riêng một chút qua, nếu là hắn cha ra năm đó mẫu thân cái chết nếu thật là Lâm Phu Nhân cách làm, tất nhiên sẽ qua chu sát Lâm Phu Nhân. Nếu là Lan Hầu ra đối với chuyện này cảm kích, Hắn cũng sẽ không bỏ qua Lan Hầu gia. La Quân nói ra, Lan Đình Ngọc khẩu khí ngược lại là rất lớn, Lan Hầu gia là công tham tạo hóa nhân vật, há lại hắn tu luyện mấy năm thì có thể so sánh với. Ngô lão tiên sinh cười một tiếng, nói ra, nhưng là, đừng nên xem thường người nghèo yếu a. À. La Quân nao nao, hắn thực ở trong nội tâm đối Lan Đình Ngọc đã cảm thấy hứng thú vô cùng. Thiếu niên này, tựa hồ cùng mình có một dạng kinh lịch chỉ là không biết ở trên người hắn đến phát sinh cái dạng gì kỳ ngộ lão tiên sinh cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này la quân nói ra ngô lão tiên sinh nói ra ta cũng là say rượu nói chuyện phiếm ngươi có thể không thể coi là thật la quân cười ha ha một tiếng nói ra ta rõ ngô lão tiên sinh nói ra uống rượu uống rượu sau đó la quân còn nói thêm thánh thượng không phải rất lợi hại coi trọng lan hầu ra à vì cái gì thánh thượng hội trọng dụng lan đình ngọc ngô lão tiên sinh nói ra điểm này không phải trần công tử ngươi suy nghĩ bởi vì thánh thượng nặng nhất cũng là nhân luân cùng hiếu đạo lan hầu ra muốn thủ nhân luân hắn sẽ không ở thánh thượng trước mặt nói hắn cùng lan đình ngọc ở giữa sự tình mà lại lan đình ngọc tại lan trước mặt hầu ra cũng là cung cung kính kính chỉ cần lan đình ngọc không có làm mặt ngỗ nghịch như vậy lan hầu ra liền không thể công khai đối phó lan đình ngọc mà lại Lan hầu gia tuy nhiên đối Lan đình Ngọc hờ hững, nhưng mặc kệ như thế nào, Lan đình Ngọc đều là Lan con trai của hầu gia. Đây cũng là Lan đình Ngọc một mực có thể sống tới ngày nay nguyên nhân. La quân bừng tỉnh đại ngộ, lão tiên sinh, ngài đối những vật này sao sẽ biết đến như thế kỹ càng? La quân không khỏi kỳ quái. Ngô lão tiên sinh cười to, nói ra: Ta nói qua, ta là tin đồn, người không thể coi là thật. La quân liền cũng đã biết ngô lão tiên sinh không phải như vậy phổ thông nhưng hắn cũng có chính hắn bí mật sau khi cơm nước no nê ngô lão tiên sinh liền dẫn cháu gái ngô tiểu hoa rời đi la quân cũng không có tiếp tục đuổi theo cha ngô lão tiên sinh bối cảnh dù sao mỗi người đều có bí mật lão tiên sinh lại nói với ta đoạn này bí mật chẳng lẽ là có ý riêng lão tiên sinh đến là thân phận gì la quân trong lúc nhất thời lại là nghĩ không rõ lắm bất quá la quân cũng liền lười nhắc nghĩ Lúc này đã là 5 giờ chiều. Trời chiều như lửa. La Quân liền tiến về Vũ Hầu phủ. Cái kia Vũ Hầu phủ xây to lớn mà huy hoàng, hầu phủ phía trước hai tôn thạch sư uy vũ cùng cực. La Quân đi vào hầu phủ trước, hắn còn chưa mở miệng, liền có một tên sai vặt nói ra, "Ngài nhất định là La Quân Trần công tử a." La Quân không khỏi khẽ giật mình, hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, "Ta chính là." Gã sai vặt nói ra lục thiếu gia đã sớm có phân phó, để tiểu chờ đợi ở đây công tử, mời công tử theo tiểu vào đi. La quân nói ra, vậy làm phiền. Sau đó, La quân liền theo cái kia gã sai và tiến vũ hầu phủ. Chợt vừa vào vũ hầu phủ, La quân liền gặp một to như vậy đình viện. Cái này trong đình viện có hồ nhân tạo, có dương liễu cúi xuống, có hoa vườn, tựa như một cái công viên. Vũ hầu phủ là tường trắng ngói đỏ, kiến tạo rộng rãi cái kia vũ hầu phủ ba chữ mang theo một loại sắc bén chi khí. Xung quanh còn có thật nhiều kiến trúc, hành lang gấp khúc cửu chuyển, đình viện thật sâu. Cái này cổ đại một cái hầu phủ, quả nhiên là giống như hoàng gia lâm viên. La quân theo gã sai vặt đi vào một tòa độc lập tòa nhà trước. Gã sai vặt đối tòa nhà trước nha hoàn nói ra, như ý tỷ vị này Trần Công Tử là lục thiếu ra bản giao muốn gặp người. Gọi là như ý nha hoàn nhìn một chút la quân, liền nói với gã sai vặt, "Tốt, ta biết." Gã sai vặt liền là rời đi, cái kia Như Ý đối La Quân cung kính khẽ chào, nói ra, "Trần công tử, thiếu gia vừa vặn ra ngoài, ngài trước tiến đến chờ một lát." La Quân nói ra, "Tốt." Sau đó, La Quân nhập vào nhà. Tiến trong nhà về sau, La Quân ngược lại là nhìn thấy một người quen, chính là lão giả kia Cổ Trường Lâm. Cổ Trường Lâm nhìn La Quân liếc một chút, hắn lại là không quá ưa thích La Quân chỉ là nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, Trần Công Tử thật đúng là đến. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, Trường Lâm thúc tựa hồ không quá hoan nghênh ta. Cổ Trường Lâm cười ha hả, nói ra, không có chuyện. Bất quá cái này vũ hồ phủ cũng không so bên ngoài, như là ưa thích tự ý tự làm chủ, cái kia một cái không tốt, đầu người liền muốn rơi. La Quân nói ra, Trường Lâm thúc tựa hồ có ý riêng. Cổ Trường Lâm nói ra, không có gì, không có gì, ha ha. Hắn cười cười, liền đi ra. La Quân cũng liền mặc kệ cổ trường lâm, hắn sau khi ngồi xuống, như ý dâng trà nước tới. La Quân cũng không có đợi bao lâu, ước chừng nửa giờ sau, Lan Kiếm nhất liền trở lại. Lan Kiếm thân thể áo trắng, hắn vừa tiến đến, gặp La Quân, lập tức cười to, nói ra, La Huynh, người có thể tính tới. Ta có thể chờ đến người tốt khổ a. À. La Quân cười một tiếng, nói lan huynh ta còn sợ ngươi không chào đón ta đây lan kiếm nhất cười to nói ra làm sao lại thế sau đó lan kiếm nhất nói ra người đường xa mà đến ta có thể nhất định muốn chỉ tận tình địa chủ hữu nghị đi ta dẫn ngươi đi chỗ tốt hắn nói xong liền sắn la quân tay la quân cũng không cự tuyệt rất nhanh lan kiếm nhất cùng la quân liền ra vũ hầu phủ bên ngoài hầu phủ mặt xe ngựa đã chuẩn bị tốt la quân cùng lan kiếm nhất lên xe ngựa xe ngựa lập tức liền thì khởi động la quân không khỏi kinh ngạc nói ra hôm nay lan huynh không mang theo tùy tùng sao lan kiếm nhất nói ra mang cái gì tùy tùng tất cả đều là vướng víu nơi này là hoàng thành chính là dưới chân thiên tử ta có cái gì tốt sợ la quân cười một tiếng nói ra lan huynh thật sự là thoải mái sau đó la quân nói ra lan huynh muốn mang ta đi chỗ nào Lan Kiếm Nhất nói ra, thiên nữ lâu. Là quân tâm đạo, đậu phộng, lại là phong nguyệt tràng sở. Lan Kiếm Nhất nói tiếp, chúng ta hoàng thành thiên nữ lâu, cũng không so tán hoa lâu phải kém hơn nha. Mà lại, thiên nữ lâu cũng có một vị đầu bài, gọi là Tiết Nhược Băng. Tiết Nhược Băng tại hoàng thành có chút nổi danh, rất nhiều vương tôn công tử, đều muốn nhập nàng nhà ở đây. Là quân cười một tiếng, nói ra, so với yên nhiên lại như thế nào. Lan kiếm nhất cẩn thận suy nghĩ, sau đó nói, không phân bá trọng. La quân nói ra, vậy ta ngược lại phải xem thử xem. Sau nửa giờ, La quân cùng Lan kiếm nhất liền tới đến thiên nữ lâu. Ngày đó nữ lâu phụ cận cũng đều là phong nguyệt tràng sở, ngược lại cùng tán hoa lâu bên kia không khác chút nào. Bất quá thiên nữ lâu quy mô so tán hoa lâu lớn hơn. Lúc này, đèn hoa nổi lên bốn phía, bốn phía đều là phi thường náo nhiệt. La Quân cùng Lan Kiếm nhất nhập thiên nữ lâu, vậy bên ngoài gã sai vặt nhiệt tình hoan nghênh. Gã sai vặt lại là nhận biết Lan Kiếm nhất, cho nên không chỉ có nhiệt tình, còn rất lợi hại tôn kính. Nhập thiên nữ lâu, Lan Kiếm nhất mang theo La Quân trực tiếp lên lầu 2. Mà để La Quân cùng Lan Kiếm nhất không nghĩ tới là, lầu 2 bên trong hiện tại chính là náo nhiệt cực kỳ. Lầu 2 bên trong, có thể nói là hò hét ẩm ý, hơn nữa còn có tiếng mắng. Là quân liền trông thấy chu vi không thiếu công tử bột, mà ở trong sân, một tên áo lam công tử ngồi tại trước bàn, trên tay hắn ôm một nữ tử eo thon. Nữ tử kia lại là một thân quần trắng, nàng có tuyệt mỹ chi tư, càng hiếm thấy hơn là nàng khí chất xuất chúng, cho dù là cười cũng làm cho người cảm thấy nàng là thiên thượng tiên tử, khiến người ta khó mà tới gần. Nhưng này áo lam công tử nhưng là như vậy ôm nữ tử này, là quân hầu như không cần đoán cũng đã biết nữ tử này chính là Tiết Nhược Băng. Chỉ bất quá, cái này áo lam công tử lại là người thế nào đâu. Tại cái bàn đối diện, hai tên công tử ca nổi giận đùng đùng. Bên trong một tên công tử ca nghiêm nghị nói ra, tiểu tiện trùng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ đến chút công danh, biết chút pháp thuật, liền có thể ở trước mặt ta lớn lối như thế. Ta là tam ca của ngươi, ngươi gặp ta, liền nên hành lễ, nếu không, chính là bất kính thánh thượng thống hận nhất cũng là bất trung bất hiếu hạng người người có tin ta hay không qua thánh thượng trước mặt phải tội ngươi một bản cái kia áo làm công tử mi thanh mục tú hắn ngẩng đầu nhìn về phía công tử này lại là cười lạnh một tiếng nói ra lan trung một người cũng sẽ ở trước mặt ta giảng đạo lý đây thật là hiếm lạ hiếm lạ a à, người trước kia gặp ta không phải sách roi thì đánh sao hắn đón đến còn nói thêm người cũng sẽ giảng trung hiếu đã muốn giảng trung hiếu Vậy ngươi chẳng lẽ không biết một câu sao? Huynh hữu để cung, ngươi há mồm gọi ta tiểu tiện trùng, ta còn muốn tôn trọng ngươi người ca ca này sao? Còn có, ngươi đàm trung hiếu, trung phía trước, trung là cái gì? Là thánh thượng. Ta chính là thánh thượng thân phong trấn viễn thiếu tướng quân, quan viên bái tứ phẩm. người phẩm giai đều không có, gặp ta, ngươi không hành lễ, chính là xem thường hoàng quyền. Ta ngược lại thật ra có thể đi vạch tội ngươi một bản. Ngươi Vậy công tử ca không khỏi khó thở. La Quân ở một bên nhất thời sắc mặt cổ quái. Trên đời này sự tình, thật sự là vô sảo bất thành thư a. Lan Trung một, đây nhất định cũng là Lan kiếm nhất ca ca a, mà tiểu tiện trùng, há không phải liền là lão tiên sinh kia nói tới Lan Đình Ngọc sao? Về phần cái này một tên khác công tử ca là ai đâu? La Quân nhìn cái kia một tên khác công tử ca trên trán lại cùng Lan kiếm nhất có chút tương tự chỉ sợ cũng vẫn là lan kiếm nhất huynh đệ A. Đây cũng là vũ hầu phủ ra sự A. Ngay vào lúc này, lan kiếm nhất đứng ra, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, lan đình ngọc, người tốt đại uy phong A. Thế mà tại các ca ca trước mặt, đùa nghịch dậy quan uy tới. Có phải hay không ta gặp ngươi, cũng phải hành lễ đâu. Lan Đình Ngọc nhìn Lan kiếm mắt, hắn từ tốn nói, ngươi nếu muốn hành lễ, ta cũng thụ lấy chính là. Ngươi, Lan kiếm nhất giận tím mặt, Lan Đình Ngọc từ tốn nói, thế nào, Lục ca là muốn giáo huấn ta. Lan Kiếm Nhất nói ra, người mục đích không huynh trưởng, bên ngoài cùng nhà mình ca ca cậy mạnh đấu hung ác, chính là ném phụ thân thể diện. Ta làm ca ca, có gì giáo huấn ngươi không được. Lan Đình Ngọc cười lạnh một tiếng, nói ra, Lan Kiếm Nhất, người thật đúng là kéo đến một tay tốt lệch cái. Người cái này vừa lên đến, không hỏi phải trái đúng sai, liền chỉ trích tại ta. Làm sao, huynh trưởng thì không cần giảng đạo lý ngươi thánh hiền chi thư chẳng lẽ đều là bạch sao lan kiếm nhất nói ngươi la quân ở một bên không khỏi âm thầm diêu đầu nhìn lan kiếm nhất những người này thật đúng là không bằng cái này lan đình ngọc a lan đình ngọc trong lúc nói chuyện câu câu đều là giảng đạo lý bày sự thật để cho mình rơi vào thế bất bại mà lan ra cái này còn lại tam huynh đệ thật đúng là kém xa a lan đình ngọc ôm tiết nhược băng vòng eo sau đó hắn không tiếp tục để ý lan kiếm nhất mà chính là đối tiết nhược băng mỉm cười nói ra tiết cô nương đã đánh cược ngươi đã thua vậy bây giờ ta có hay không có thể qua ngươi khuê phòng tiết nhược băng cười nhạt một tiếng nói ra qua đương nhiên là có thể đi ta chỉ sợ ngươi mấy vị này ca ca sẽ không để cho ngươi như vậy thuận lợi lan đình ngọc cười ha ha một tiếng nói ra bọn họ có thể có ý kiến gì tiết cô nương ngươi cũng không phải bọn họ thê tử hoặc tiểu thiếp ta cùng ngươi làm cái gì, đều không liên quan bọn họ sự tình đúng hay không. Lan Đình Ngọc lộ ra không coi ai ra gì, sau đó liền dắt tiết nhược băng tay đứng lên. Theo Lan Đình Ngọc cãi nhau lại là tam ca Lan Trung một, còn có tứ ca Lan Xây Huy. Bất quá, Lan Kiếm Nhất mặc dù là lão lục, nhưng Lan Trung vừa cùng Lan Xây Huy lại là muốn lấy Lan Kiếm Nhất như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này, Lan Kiếm Nhất nhíu mày hỏi Lan Trung một, nói, tam ca, đây là có chuyện gì? lan chung một lập tức oán hận nói ra cái này tiểu tiện chủng hiện tại cực kỳ phách lối vừa rồi tại trước mặt mọi người thế mà dùng thuật pháp nhục nhã tại ta ha ha lời này ngược lại là buồn cười lan đình ngọc dừng bước lại hắn nói ra tam ca ta người có thể còn ở nơi này ngươi muốn bàn lộng thị phi ít nhất phải chờ ta rời đi mới tốt đầy rõ ràng là ngươi vừa tiến đến liền nói cái này tiểu tiện chủng cũng xứng tới chỗ như thế sau đó Người muốn theo tiết cô nương thân cận, nhưng tiết cô nương ra câu đối người đáp không được. Ta lại đáp lên, về sau, người thẹn quá hóa giận động thủ với ta, bất đắc dĩ người học nghệ không tinh. Người sao dễ nói là ta tại trước mặt mọi người nhục nhã ngươi. Đây rõ ràng là người tại tự rước nhục mà, cái này ở đây rất nhiều công tử, lại đều là có thể làm chứng cho ta. Lan chung một không từ cả giận nói, ngươi. Lan Kiếm nhất là người thông minh, lập tức cũng liền minh bạch đại khái chuyện gì phát sinh. Trong lòng của hắn cũng có chút oán hận Lan Trung vừa cùng Lan Xây Vi bao cỏ. Bất quá, huynh đệ bọn họ sáu người từ trước đến nay đồng lòng, dưới mắt cái này tiểu tiện chủng Lan Đình Ngọc không khỏi rượu cường đại lên. Cái này khiến chúng huynh đệ trong lòng đều tốt sinh không vui. Dưới mắt, Lan Kiếm nhất tự nhiên là không thể để cho Lan Đình Ngọc suốt tẫn danh tiếng. Lan Kiếm nhất ngay sau đó liền nói ra, Lan Đình Ngọc, trưởng ấu có thứ tự. Bất kể như thế nào, hôm nay ta, Tam Ca tứ ca đều ở nơi này. Người bây giờ cho tam ca, tứ ca dập đầu nhận cái sai, chuyện này liền thì như vậy tính toán. Lan Đình Ngọc trong mắt lập tức hiện lên hàn quang, nói, dập đầu nhận lầm. La Quân ở một bên cũng không nói lời nào, đây là Lan Kiếm nhất ra sự, hắn tự nhiên không tiện nhúng tay. Bất quá, La Quân vô cùng rõ ràng, xem ra Lan Kiếm nhất hôm nay đúng là muốn mượn cơ hội giáo huấn Lan Đình Ngọc, giết giết Lan Đình Ngọc uy phong. Không phải vậy lời nói, Hắn đều có thể tìm bậc thang có thể trở xuống. Để Lan Đình Ngọc dập đầu nhận lầm, đó căn bản không có khả năng mà. La Quân cũng nhìn ra, Lan Đình Ngọc người này xác thực không đơn giản. Hắn làm bất cứ chuyện gì, tuy nhiên bá đạo một chút, nhưng đều để cho mình chiếm tại đạo lý phía trên. Mà Lan Kiếm nhất bọn người còn kém rất nhiều. Lúc này, Lan Đình Ngọc trong mắt lóe lên hàn ý, bất quá cái này hàn ý lóe lên liền biến mất. Hắn cũng không có lập tức mở miệng. Thế nào người không nguyện ý lan kiếm nhất ép hỏi lan đình ngọc lan đình ngọc nhìn về phía lan kiếm nhất hắn trong mắt lóe lên vô cùng thần sắc phức tạp là quần đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt hắn nghĩ có lẽ lan đình ngọc là nhớ tới trước kia rất nhiều chuyện lan đình ngọc bây giờ cường đại những huynh đệ này vẫn là nghĩ hết biện pháp muốn nhục nhã với hắn cái kia lúc trước lan đình ngọc yếu khi còn bé đám người này hẳn là a không kiêng nể gì cả khi dễ lan đình ngọc liền xem như hiện tại Lan Đình Ngọc bị thánh thượng thân phong trấn viễn thiếu tướng quân, nhưng những huynh đệ này còn không phải mở miệng một tiếng tiểu tiện trùng. Từ la quân nội tâm lên nói, hắn thì nguyện ý cùng Lan Đình Ngọc dạng này người làm bằng hữu. Đáng tiếc, Lan Đình Ngọc là không dung tại vũ hầu phủ. La quân muốn chui vào triều đình, đạt được thiên lâm đại đế tín nhiệm. Như vậy theo Lan Đình Ngọc một đám là tuyệt đối không được. Lan kiếm nhất tiếp tục nói, đi ra ngoài bên ngoài, huynh trưởng như cha. Người cái này làm đệ đệ quá không ra gì, chúng ta làm ca ca để ngươi quỳ xuống nhận lầm, cái này cũng có bội thánh hiền dạy bảo sao. Lan kiếm nhất cũng không phải bao cỏ, hắn cũng tìm đạo lý đi ra. Lan đình ngọc trầm mặc xuống dưới, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên cười lớn một tiếng. Hắn trong tiếng cười mang theo một tia thê lương chi ý. Sau đó, hắn nói ra, mạnh tử đã từng nói, quân đã quốc sĩ đối đãi ta, ta lúc này lấy quốc sĩ báo chi quân lấy người qua đường đối đãi ta ta lấy người qua đường báo chi quân lấy cỏ rác đối đãi ta ta lúc này lấy cửu khấu báo chi mấy vị ca ca ta còn gọi các ngươi một tiếng ca ca nhưng ta tại trong miệng các ngươi lại là mở miệng một tiếng tiểu tiện trùng ta nói lục ca người cảm thấy ta nên lấy quốc sĩ báo ngươi vẫn là lấy cửu khấu báo ngươi lan kiếm nhất nhìn chăm chú lan đình ngọc hắn có nửa ngày không nói gì nửa ngày về sau mỉm cười nói ra nói như vậy lan đình ngọc ngươi là không nguyện ý quỳ xuống nhận lầm rồi lan đình ngọc nói ra ta nguyện ý nhận lầm nhưng ta không biết mình có lỗi gì bất quá thánh nhân cũng nói nếu có người lấy cỏ rác đối đãi ta khi cửu khấu báo chi các ngươi đối đãi ta như cỏ rác như vậy hiện tại các ngươi chính là ta cửu nhân lan kiếm nhất lan xây huy lan trung một còn có các ngươi mang đến cái này một vị hảo hán ân các ngươi muốn thế nào cứ ra tay đi là một người một người lên vẫn là cùng tiến lên ta đều tiếp hắn nói xong liền đối với cái kia tiết như băng cô nương nói ra tiết cô nương xem ra hôm nay ta là không có cách nào qua ngươi nhà ở ngươi mời đi tiết nhược băng sắc mặt nhàn nhạt, nhạt nói ra ta xem bọn hắn mang đến vị này hảo hán chỉ sợ không phải nhân vật đơn giản chỉ sợ đình ngọc ngươi khinh thường lan đình ngọc cười nhạt một tiếng nói ra đây là chuyện của ta sau đó hắn chính diện nhìn về phía lan kiếm nhất bỗng nhiên trong mắt tuôn ra hung mãnh tinh quang cũng tiến lên trước một bước nói ra nơi này đánh nhau cũng không tiện đi thôi chúng ta tìm chống trải địa phương lan kiếm nhất cười lạnh một tiếng nói ra xem ra thất đệ ngươi bây giờ đến chút cơ duyên liền từ lấy là thiên hạ đệ nhất không đem bất luận kẻ nào đều để vào mắt vậy thì tốt làm ca ca liền có nghĩa vụ đến dạy dỗ ngươi cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên Lan Đình Ngọc nói ra, đi thôi. Hắn sau đó liền quay người đi ra ngoài. Lan kiếm nhất bọn người lập tức liền theo ở phía sau. Cả đám cấp tốc ra thiên nữ lâu. Vậy bên ngoài sắc trời đã tối, trăng sáng ở trên trời, gió mát nhẹ nhẹ. Lan Đình Ngọc thân hình như điện, hướng phía trước lao đi. Lan kiếm nhất sông sau lưng la quân đám người nói, mọi người cùng lên đến, đừng để hắn đào tẩu, hôm nay nói cái gì cũng được thật tốt giáo huấn một phen cái này tiểu tiện trùng. Hắn nói xong cũng liền đuổi theo. La Quân trong lòng hơi hơi cổ quái, trong lòng của hắn là thiên hướng về Lan Đình Ngọc, nhưng bây giờ, hắn cũng không thể không đi theo Lan kiếm nhất tới đối phó Lan Đình Ngọc. Đây là một cái vấn đề lập trường, giờ này khắc này, La Quân mới đến, hắn là quyết không thể lập trường không kiên định. Cả đám hướng phía trước đuổi theo. Lan Đình Ngọc tốc độ cũng không nhanh, bởi vì hắn cũng không phải là tại chạy trốn, mà là tại dẫn đường. Đại ước sau một tiếng, cả đám lại là đi vào hoàng thành ngoại thành, xa như vậy ngoại ô bốn phía hoang vu, mà lại phía đông còn có một mảnh bãi tha ma. Lúc này, Lan Đình Ngọc dừng bước lại, hắn trường thân Ngọc Lập, liền như vậy đứng tại chỗ. Cái kia màu xám bạc ánh trăng liền vẩy chiếu ở trên người hắn. Sắc mặt hắn hờ hững, ánh mắt kiên nghị. Sau đó, là quân một đoàn người cũng liền đuổi theo. Lan Đình Ngọc nhìn về phía Lan Kiếm người đi đường, hắn bỗng nhiên hô, lục ca. Lan kiếm nhất mấy người cũng tại Lan Đình Ngọc trước mặt 10 mét chỗ đứng nghiêm, Lan kiếm nhất hơi hơi ngoài ý muốn, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, nhiều năm như vậy, ta rất ít nghe người trịnh trọng như vậy gọi ta một tiếng lục ca. Lan Đình Ngọc nói ra, trong lòng ta rõ ràng, cái này hơn 20 năm gần đây, khi dễ ta ít nhất là đại ca, nhị ca, còn có lục ca ngươi. Thậm chí có đôi khi, lục ca ngươi cũng sẽ giáo huấn đám kia khi dễ ta nô tài. Lan kiếm nhất khẽ nhíu mày, nói ra, êm đẹp, nói chuyện này để làm gì. Ngươi yên tâm, ta không phải đang cầu xin tha, chỉ bất quá, chúng ta có mấy lời vẫn là nói rõ ràng cho thỏa đáng. Lan Đình Ngọc nói ra, ngươi đến muốn nói cái gì, Lan Kiếm Nhất nói. Lan Đình Ngọc nói ra, 5 năm, năm trước, ta trốn ở địa kho bên trong sách, ngày ấy, ta nhớ được ta lẩn tránh rất lợi hại bí ẩn. Nhưng là về sau, Tam Ca tới tìm ta phiền phức, hắn thiêu hủy ta sở hữu sách, còn có bút ký, cùng sử dụng cây roi đánh ta 108 roi. Cái kia cả một cái mùa đông, ta thương tổn một mực không có tốt hơn. Về sau nếu không phải đại ca cho ta một bình kim sang dược, ta chỉ sợ đã chết. Lan kiếm nhất nói ra, người không cần trong lời nói có hàm ý, không sai, là ta phát hiện ngươi trên mặt đất kho bên trong sách. Cũng là ta để tam ca tới tìm ngươi phiền phức. Vì cái gì? Lan Đình Ngọc hỏi. Lan Kiếm Nhất nói ra, phụ thân minh lệnh cấm chỉ ngươi sách tập võ, người thế mà sau lưng sách, ta không có đi hướng phụ thân bẩm báo việc này, cũng đã là đối ngươi nhân từ nhất từ. Lan Đình Ngọc thê lương cười một tiếng, nói ra, nhân từ nhất từ, ha ha ha. Ta cũng là con trai của phụ thân, các người cũng là con trai của phụ thân, nhưng các người từ nhỏ đều là cơm ngon áo đẹp, các người có tốt nhất tiên sinh đến dạy các người sách, có phụ thân tự mình dạy các người võ đạo. Mà ta, vẫn sống đến nỗi ngay cả cái nô tài cũng không bằng. Lan Kiếm Nhất nói ra, đây đều là phụ thân an bài, người có cái gì bất mãn, có thể đi cùng phụ thân trình bày chi tiết. Lan Đình Ngọc cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy thì có cái gì, các người có tốt nhất tiên sinh cùng phụ thân dạy bảo, thì tính sao? Bây giờ không phải là một dạng bị ta dẫm tại dưới chân. Lan Kiếm nhất trong mắt lóe lên hàn ý. Lan Đình Ngọc câu nói này thật sâu nhói nhói hắn. Lan Đình Ngọc càng ưu tú, Lan Kiếm nhất bọn người liền càng là như đứng ngồi không yên. Bởi vì bọn hắn mấy cái huynh đệ thật là nhận tốt nhất giáo dục cùng hưởng thụ tốt nhất điều kiện, mà Lan Đình Ngọc tại như thế gian khổ hoàn cảnh dưới, thế mà mọi thứ đều có thể mạnh hơn bọn họ. Lan Kiếm nhất hít sâu một hơi, hắn nói ra, "Lan Đình Ngọc, rất tốt, ta biết ngươi bây giờ rất là không tệ, cũng không đem chúng ta những này ca ca để vào mắt. Vậy thì tốt, ta hôm nay liền tới lĩnh giáo một chút ngươi thần công." Lan Đình Ngọc nói ra, "Lục ca giáo huấn, ta tự nhiên muốn cực kỳ thụ lấy." Lan Kiếm Nhất lại không lập tức xuất thủ, hắn đối sau lưng La Quân nói ra: "La huynh, cái này trận chiến đầu tiên, liền từ ngươi tới đi. Ta cái này thất đệ tuổi trẻ khí thịnh, ngươi ra tay thời điểm, phân tắc nên nắm chắc tốt." La Quân không khỏi ngốc ngẩn ngơ, sau đó, hắn lập tức liền tỉnh ngộ lại. Mặc kệ Lan Kiếm Nhất đợi chính mình như thế nào nhiệt tình, khách khí. Nhưng thực sự Lan Kiếm Nhất trong mắt, chính mình vẫn là dưới tay hắn, hoặc là nô tài. Mà lại lan kiếm nhất người này để la quân cảm giác rất lợi hại không chính thống hắn nói phân tắc hai chữ lời này là cái lời hứa tạm một khi chính mình thật đem lan đình ngọc làm ra cái gì tốt xấu tới lan kiếm nhất còn có thể đùn đẩy trách nhiệm nói là mình không có đem phân tắc nắm chắc tốt lan kiếm nhất bản ý khẳng định là muốn hung hăng giáo huấn lan đình ngọc nếu như chính mình tưới nước như vậy lan kiếm nhất cũng sẽ không hài lòng la quân hít sâu một hơi hắn cảm giác được bất đắc dĩ Người chỉ cần sống trên cõi đời này, liền sẽ bị trên đời này vô hình quy tắc đã để ra chế. Hắn hiện tại phải sâu vào triều đình, muốn dựng vào triều đình đầu này đại thuyền, vậy thì nhất định phải nịnh nọt lan kiếm nhất, lấy lan kiếm nhất vì cắt vào miệng. Lan đình ngọc người này, tuy nhiên dưới mắt coi như phong quang. Nhưng hắn thực lực quá đơn bạc, tùy thời tùy chỗ đều có thể bị phá hủy. Cho nên là quân dưới mắt chỉ có thể giúp đỡ lan kiếm nhất. Mà lan đình ngọc đâu? Lan Đình Ngọc một dạng thụ quy tắc ước thúc, hắn cũng không thể tùy tâm sở dục. Tin tưởng nếu là hắn có thể tùy tâm sở dục, hắn nhất định sẽ đem những huynh đệ này cho hung hăng đả kích. La Quân nói với Lan Kiếm nhất một chữ, nói tốt. Sau đó, hắn tách mọi người đi ra, đối mặt Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc cũng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía La Quân. Các hạ là Lan Đình Ngọc đầu tiên hỏi. La Quân ôm quyền, nói ra tại hạ La Quân. Lan Đình Ngọc từ tốn nói, ta lục ca thủ hạ, có rất ít là tiên sinh ngươi như vậy khí độ. Chỉ là ta không hiểu, chim khôn biết chọn cây mà đậu, chẳng lẽ tiên sinh nhìn không ra, ta lục ca cũng không phải là minh chủ sao? Lan kiếm nhất nhíu mày. La quân nhạt cười một tiếng, nói ra, Đình Ngọc thiếu ra, chúng ta động thủ đi. Lan Đình Ngọc nao nao, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, thống khoái. Tiếp theo, Lan Đình Ngọc liền xuất thủ la quân cẩn thận ứng đối lan đình ngọc đứng tại chỗ không nhúc nhích bất quá đúng lúc này trong mắt của hắn bỗng nhiên tuôn ra một sợi kỳ diệu quang mang la quân chính cẩn thận nhìn lấy hắn chính là cùng hắn ánh mắt tiếp xúc đột nhiên la quân liền cảm giác não tử oanh một cái chính là tại chính mình não hải trong bóng tối đột nhiên xuất hiện nhất tôn hắc ám giả dạ xoa vương cái này hắc ám giả dạ xoa vương dáng dấp cao lớn vô cùng trên thân tràn đầy vảy màu đen trong tay hắn còn sách giả dạ xoa, giả dạ xoa này vương đột nhiên thì sách giả dạ xoa, hướng phía là Quân hung hăng đâm tới. Là Quân không khỏi hãi nhiên thất sắc, thứ này lại có thể là tâm ma công kích thủ đoạn. Nếu là ở bên ngoài quyết chiến, hắn có thể có thật nhiều thủ đoạn. Nhưng đối phương đem cái này nhất tôn giả dạ xoa vương trong nháy mắt thi triển đến trong đầu của chính mình, cái này sẽ phải mệnh. Cốt, ngay vào lúc này, La Quân trợt quát một tiếng, hắn nổi giận phừng phừng đi ra trong một chớp mắt la quân trong đầu liền như nước biển trùng kích đi qua một dạng kia giả xoa vương trong nháy mắt liền bị xông ra não hải hắc ám giả xoa vương chính là tâm ma một loại tâm ma vật này nếu như ngươi sợ hãi như vậy hắn liền sẽ cường đại la quân lấy dương cương chi khí phẫn nộ chi khí đối lại giả xoa vương lập tức liền bị khu trừ đi ra nhưng là lúc này la quân kinh ngạc trông thấy kia giả xoa vương thế mà xuất hiện ở trước mặt hắn Dạ xoa vương cao lớn vô cùng, tay hắn vung dạ xoa, lại lần nữa hướng la quân đầu đâm giết tới. La quân đột nhiên nhấn một ngón tay, địa sát chi tinh trong nháy mắt đem dạ xoa này vương bao trùm. Trong nháy mắt, dạ xoa vương liền bị đông thành băng côn, sau đó ẩm vang nổ tung. Lan đình ngọc tay bắt pháp quyết, cách khác tướng trang nghiêm, lại lần nữa trong mắt tuôn ra hàn quang tới. Trong một chớp mắt, 12 vị hắc ám giả dạ xoa vương từ Lan Đình Ngọc trong não vực dần hiện ra đến, sau đó đem la quân hạng cái chật như nêm cối. 12 vị hắc ám giả dạ xoa vương vung vẩy giả dạ xoa, chính là hung mãnh công giết tới. La quân chưa bao giờ thấy qua như vậy công phu cổ quái, nguyên thần cũng không phải là nguyên thần, cái này đến là cái quỷ gì. Cái kia 12 vị hắc ám giả dạ xoa vương lực lượng vô cùng lớn, giả dạ xoa vung vẩy, hung mãnh bạo sát, phong thanh vù vù, không khí đều muốn vỡ ra tới. La quân thân ở trung tâm phong bạo, cảm giác tùy thời đều muốn bị xé rách thành phấn vụn. Lực lượng kia, tựa như là 12 vị hóa thần cảnh cao thủ, thi triển ra thân thể lực lượng mạnh nhất quét giết tới. Là quân xuất thủ liền cũng càng nhanh, hắn hướng phía trước vào tới, nhất quyền đem trước mặt hắc ám dạ xoa vương trực tiếp bạo thành phấn vụn. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, liền đã đi tới Lan Đình Ngọc trước mặt. Là quân cũng không muốn giết chết Lan Đình Ngọc, cho nên hắn trực tiếp thi triển ra cầm nã thủ chụp vào Lan Đình Ngọc thủ đoạn. Lan Đình Ngọc trong mắt tinh quang lóe lên, hắn hư lui một bước, toàn thân gân cốt bạo khởi, tiếp lấy phản tay vồ một cái, liền cũng là một chiêu tinh diệu vô cùng cầm nã thủ. La Quân trong một chớp mắt, cùng Lan Đình Ngọc lẫn nhau phá giải ba chiêu. Hai người chảo lực chạm vào nhau, lại là bất phân cao thấp. Tiếp theo, La Quân lật tay thi triển ra một chiêu thái cực ba tắc kinh tới. Cái này vỗ tới một trường, thái cực trận khác ở lòng bàn tay ẩn ẩn hiển hiện lan đình ngọc liền cũng là nhất quyền đánh giết tới la quân ba cố kình lực lập tức kéo dài không dứt đánh giết tới một làn sóng che lại một làn sóng nhưng lan đình ngọc quyền lực cũng là xảo diệu thế mà trực tiếp đem la quân tam trọng kình lực đè xuống đồng thời cỗ này quyền lực hình thành một cỗ lực xoắn chính là trực tiếp oanh sát đến la quân mặt la quân thân hình hướng trái lóe lên liền đem một quyền này tránh đi lúc này la quân cùng lan đình ngọc đứng đối mặt nhau hai người đình chỉ công kích Lan kiếm nhất bọn người ở tại một bên hết sức chăm chú nhìn lấy. Vừa rồi La Quân cùng Lan Đình Ngọc chiến đấu, có thể nói chỉ là lẫn nhau ở giữa thăm dò. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, La Quân không có thăm dò ra Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc cũng không có sử xuất La Quân tới. Lan Đình Ngọc nhịn không được tán thưởng một tiếng, nói ra, là tiên sinh quả nhiên là cao thủ, bất quá đáng tiếc, người tài giỏi không được trọng dụng. La Quân nhạt cười một tiếng, nói ra, nếu là Minh Châu, Sớm muộn đều sẽ phun tỏa hào quang. Lan Đình Ngọc cười ha ha một tiếng, tiếp lấy sắc mặt ngưng tụ, nói ra, "Là tiên sinh, tiếp chiêu." Sau đó, Lan Đình Ngọc cổ tay khẽ đảo, hắn tiếp lấy một chỉ điểm ra. Trong một chớp mắt, tại Lan Đình Ngọc trước mặt từ trường phun trào, sau cùng thế mà dâng lên một đoàn lam sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu xanh lam này hình thành một ngụm Cửu Viêm Thần Hỏa Kiếm. Cái này Cửu Viêm Thần Hỏa Kiếm chính là lấy hỏa ngưng tụ mà thành. La Quân thấy thế, bất chấp tất cả, hắn trước vận ra địa sát kiếm đến, trong nháy mắt, tạo hóa kiếm quyết thi triển đi ra. Trong một chớp mắt, Thiên đạo địa sát kiếm quang hướng phía Lan Đình ngọc đen nhiệt tích lũy bắn xuyên qua. Lan Đình ngọc cũng không né tránh, hắn tâm niệm nhất động, cái kia cửu viêm thần hỏa kiếm đột nhiên oanh một tiếng, tuôn ra vô cùng quang hoa tới. Sau đó, long ngâm gào thét mà lên, trong nháy mắt, chín đầu hỏa long trùng sát đi ra chín đầu cửu viêm thần long lẫn nhau xoay quanh quấn quanh, trong nháy mắt liền đem la quân địa sát kiếm quang toàn bộ phiêu. Địa sát chi tinh lập tức phiêu tán, la quân vẫy tay một cái, cấp tốc đem địa sát chi tinh thu tới tay bên trong. Giờ phút này, nếu không phải la quân địa sát chi tinh có thể tụ tán vô thường, như vậy mặc kệ la quân trong tay là cái gì bảo kiếm, như vậy giờ phút này, bảo kiếm này đều xem như bị hủy. Cái kia chín đầu cửu diễm thần long tạo thành chân hỏa, thiêu lực lượng khủng bố tới cực điểm sau đó lan đình ngọc càng không khách khí lan đình ngọc đối với giết la quân dạng này một cái khách khanh vậy là không có nửa điểm tâm lý bao phục cái kia cử viêm thần long ầm ầm lấy hướng la quân đánh giết tới trong nháy mắt bốn phương tám hướng từ trên xuống dưới vây công mà đến la quân tựa như đưa thân vào địa ngục rong lô bên trong cái kia cử diễm thần long nhiệt độ khủng bố tới cực điểm có thể trong nháy mắt đem sắt thép hòa tan thành dịch thể la quân nguy cấp ở giữa cấp tốc lấy địa sát chi tinh đem tự thân thượng hạ bao trùm. Sau đó, La Quân bạo giống một tiếng, oanh một chút, phá tan một đầu cửu viêm thần long, chính là như vậy lao ra khỏi vòng vây. Nếu không phải La Quân có địa sát chi tinh cái này các thứ, cái này một cái chớp mắt, La Quân liền đáng chết. Cái này chín đầu cửu viêm thần long, thật sự là lợi hại tới cực điểm. May mắn địa sát chi tinh chính là cực hàn chi vật, như thế mới chống lại cái kia cửu viêm thần long siêu cường nhiệt độ cao bất quá lúc này lan đình ngọc một tay cầm ra nhất thời chín đầu cử viêm thần long hợp thành một đoàn siêu cường hỏa diễm lan đình ngọc một chút cầm ra cái kia cử viêm thần hỏa hóa thành một đạo đại thủ ấn chính là từ trên xuống dưới hướng cái này la quân trấn áp tới chính là muốn đem la quân như vậy nắm bắt lấy một khi nắm bắt lấy la quân lập tức sẽ bị đốt hóa thành cho tàn thái cực huyền thiên trảm la quân không chút do so dự hướng cử viêm thần hỏa ấn thi triển đi ra thái cực trận ấn cấp tốc hình thành, 36 tầng địa sát kinh, hỏa sát kinh hiện ra vòng xoáy khổng lồ, mãnh liệt đụng giết đi qua. Âm ầm, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, nhất thời kích thích vô cùng tia lửa. Nhưng là cái kia cửu viêm thần hỏa ấn quả nhiên là đến, thế mà đem 36 tầng địa sát kinh hoàn toàn phá hư, hóa giải, sau cùng đem la quân thái cực trận ấn cũng cho hoàn toàn hủy diệt. Bất quá cửu viêm thần hỏa ấn cũng tổn thương không nhỏ. Cái kia Lan Đình Ngọc thu hồi cửu viêm thần hỏa, tiếp theo, hắn liên tục thi triển pháp lực. Trong nháy mắt, cửu viêm thần hỏa lại cường đại lên. Sức khôi phục kinh người A. Lan Đình Ngọc lại một bắt pháp quyết, cái kia cửu viêm thần hỏa trong nháy mắt hóa thành chín thanh thần hỏa kiếm. Chín thanh thần hỏa kiếm hung diễm bừng bừng, tiếp lấy thiểm điện vô giết về phía La Quân. Thái cực sinh tử luân, La Quân không kịp nghĩ kỹ, lập tức lại lần nữa thi triển ra tuyệt học chín thanh thần hỏa kiếm liền xông vào đến thái cực sinh tử luân bên trong. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Chín thanh thần hỏa kiếm xông vào trong trận, đột nhiên hóa thành một đoàn siêu cường hỏa diễm, trực tiếp đem thái cực trận ấn phần sát oanh diệt. La quân trải qua thi triển, thế mà hoàn toàn không chấn áp được cái này cố cường đại cửu viêm thần hỏa. Tiếp theo, cái kia cửu viêm thần hỏa tại Lan Đình Ngọc thi triển dưới, đột nhiên hóa thành quyền đầu, hướng phía La Quân đánh giết tới quyền đầu còn như vại nước cỡ như vậy, đánh giết tới thời điểm, không khí thiêu, mặt đất trở thành đất khô cằn, bên trong thiên địa, một mảnh nóng rực. Là quân địa sát chi tinh cùng hỏa sát chi tinh liên tục thi triển, đã tổn thương không nhỏ. Trong lúc cấp thiết, là quân liền thái cực sinh tử luân cũng không thi triển ra được. Mà lại coi như thi triển đi ra, cũng là tới không cái này cường đại cửu viêm thần quyền. Cái này Lan Đình Ngọc Tu Vi, thế mà lợi hại đến tình trạng như thế hắn hoàn toàn không dựa vào pháp khí, chỉ dựa vào cái này mấy chiêu biến hóa, ta liền không cách nào tới. La quân không khỏi hãi nhiên thất sắc. Cái kia một bên lan kiếm nhất mấy người cũng không khỏi vì la quân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Bọn họ không nghĩ tới cái này lan đình ngọc thế mà lợi hại đến trình độ như vậy. La quân tại gấp trong lúc cấp bách, đã vô kế khả thi. Mắt thấy thế mà chỉ có thể bó tay thì chết, ngay vào lúc này, La Quân chợt nhớ tới một cái đồ trọng yếu, thượng cổ lôi phù A. À. La quân không khỏi đại hỉ, hắn đột nhiên hai mắt tuôn ra tinh quang, sau đó, con mắt thứ ba dần hiện ra tới. Oanh, La quân phát ra một đạo siêu cường sóng điện đi ra. Một đạo sóng điện liền từ con mắt thứ ba kia bên trong tích lũy bắn ra. Cỗ này điện lực sóng lóa mắt tới cực điểm, trực tiếp cùng quyền kia ấn oanh sát cùng một chỗ. Ừm, Lan Đình Ngọc hơi hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới La Quân còn có ngón này. Lan Đình Ngọc sau đó nhíu mày, tiếp lấy mạnh mẽ thi triển pháp lực. Lan Đình Ngọc tay bắt pháp quyết, tiếp lấy hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, hắn râu tóc đều dựng, quần áo không gió từ trống. Cái kia cửu viêm thần hỏa quyền ấn liền càng phát ra hừng hực đứng lên. Quyền ấn oanh một tiếng, phá vỡ điện lực sóng, hướng La Quân chém giết tới. La Quân lùi ra phía sau một bước, cũng là hai mắt trợn trừng, hắc. La Quân cũng hét lớn một tiếng hắn điều động vô cùng lôi trì lực lượng. Cái kia cỗ điện lực sóng lập tức liền liền càng thêm lóa mắt, hung mãnh. Tại là la quân điện lực trùm sáng liền oanh một tiếng, đem cái kia cửu viêm thần hỏa quyền ấn phá vỡ. Lan đình ngọc thân thể nhất chuyển, bàn tay lớn vồ một cái, cái kia cửu viêm thần hỏa cấp tốc co rút lại thành một ngụm thần hỏa kiếm, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. La quân cũng biết có chừng có mực, hắn lập tức thu điện lực trùm sáng, bạch 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 lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bạch, trên thực tế la quân căn bản không có việc gì bởi vì thượng cổ lôi phù lôi chỉ lực lượng quá cường đại nhưng là la quân cũng không phải mới ra giang hồ tiểu thái điểu hắn hiện tại không thể giết lan đình ngọc như vậy hắn nhất định phải làm ra giết không tư thái tới cũng không có thể bại cũng không thể thật giết đây chính là la quân nắm giữ phân tắc lan đình ngọc cổ quái nhìn la quân liếc một chút hắn nói ra xem ra la tiên sinh người có một kiện rất không tệ pháp bảo không phải vậy lời nói, ngươi không phải đối thủ của ta. La Quân nói ra, mỗi người đều có bí mật, Lan Tiểu thiếu ra, ngươi một hồi nói lục thiếu ra không phải minh chủ, một hồi nói ta có rất không tệ pháp bảo. Khắp nơi ngôn ngữ ép buộc, đơn giản là muốn để lục thiếu ra cùng ta sinh lòng hiềm khích, người cái này bất động thanh sắc ở giữa thủ đoạn, thật là khiến người bội phục a. À. Lan Đình Ngọc hơi hơi kinh ngạc, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, trận chiến ngày hôm nay, thống khoái bất quá là tiên sinh, ta hội đi tìm một kiện pháp khí đến cùng ngươi chống lại. Tin tưởng chúng ta lần tiếp theo thời gian chiến đấu, đã sẽ không quá xa. Hắn nói xong quay người liền đi. Lan kiếm nhất lập tức nói ra, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Lan đình ngọc quay người nói ra, chẳng lẽ lục ca muốn đánh với ta. Hắn đón đến, một cười nói, ta hiện tại đã công lực đại tổn, lục ca ngươi lúc này xuất thủ, xác thực là có chút nắm chắc. Vậy thì tốt, ta bồi lục ca ngươi đánh. Lan kiếm nhất lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi không phải tự phụ đến muốn chúng ta cùng tiến lên à, vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí. Lan huynh không thể, La quân lập tức nói. Lan kiếm nhất lạnh giọng nói ra, có gì không thể. La quân liền lập tức đi vào Lan kiếm nhất bên tai nhỏ giọng nói ra, Lan huynh, nếu thật cùng tiến lên, sự tình thì làm lớn. Lan đình ngọc tu làm căn bản chưa từng bị hao tổn, hắn cử viêm thần hỏa mười phần cổ quái, trong nháy mắt liền có thể phục hồi như cũ. Nếu là cùng tiến lên, chỉ sợ trong chúng ta, có người sẽ chết. Nghiêm trọng hơn một chút, Lan Đình Ngọc cũng sẽ chết. Một khi người chết, cái kia Lan huynh ngươi như thế nào hướng hầu ra bàn giao. Lan kiếm nhất không khỏi ngẩn ngơ. Lan Đình Ngọc lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, ta thật muốn đi, các ngươi lại có ai có thể ngăn cản ta. Hắn sau khi nói xong, cái kia cửu viêm thần hỏa bỗng nhiên hóa thành một đầu cự long. Lan Đình Ngọc liền liền lên cự long chi cóng, tiếp lấy cự long liền bay ra ngoài. Trong bầu trời đêm, cái này cự long toàn thân hỏa diễm, thật sự là lóa mắt tới cực điểm. La Quân không khỏi âm thầm kinh ngạc, cái này Lan Đình Ngọc tu vi cũng không đến cử trọng thiên, vì cái gì đã có thể lăng không phi hành. Cái này cửu viêm thần hỏa so nguyên thần khôi phục còn nhanh hơn, phảng phất vĩnh viễn đánh không chết. Cái này đến là cái gì cổ quái công pháp? La Quân tại cái này một cái chớp mắt, Đột nhiên cảm thấy được một việc. Cái kia chính là công pháp vẫn hữu dụng, tỷ như Lan Đình Ngọc cửu viêm thần hỏa, cái này quá lợi hại. Lan Đình Ngọc khống chế hỏa long rời đi, hắn cũng không phải là về hầu phủ. Hắn sớm đã không ở tại hầu phủ, khi hắn khảo thủ công danh về sau, cũng đã có tư cách ở bên ngoài mở cửa lập hộ. Cho nên, Lan Đình Ngọc có chính mình trạch viện, cái kia trạch viện là thiếu tướng quân phủ. Lan Đình Ngọc trở lại thiếu tướng quân phủ cái kia trong phủ nha hoàn gặp Lan Đình Ngọc quay lại, chính là nhiệt tình mà hoan hỉ. Nhìn ra được, Lan Đình Ngọc trong nhà cũng không có quá lớn kiêu ngạo. Lan Đình Ngọc tới trước trong thính đường, một bên một cái tiểu cô nương tiến lên đón, hô, Đình Ngọc ca ca. Tiểu cô nương này đương nhiên đó là trước đó theo cái kia ngô lão tiên sinh cùng một chỗ ngô tiểu hoa. Lan Đình Ngọc xông ngô tiểu hoa mỉm cười. Ngô tiểu hoa lập tức liền điểm hương, sau đó đưa đến Lan Đình Ngọc trên tay lan đình ngọc cầm hương lập tức hướng đường tiền linh vị quỳ đi xuống linh vị tự nhiên là lan đình ngọc mẫu thân diệp loan phượng mẫu thân ngài yên tâm hải nhi liền xem như thịt nát xương tan cũng nhất định sẽ tra ra năm đó ngài nguyên nhân cái chết đến là cái gì nếu thật là cái kia lâm phu nhân cách làm hải nhi nhất định sẽ không bỏ qua lâm phu nhân nhược lan thiên cơ cũng tham dự việc này hải nhi định để cho nàng đến ngài trước mộ phần dập đầu tạ tội lan đình ngọc bái ba bái sau đó tự mình đem hương cắm vào bên trong lư hương. Sau đó, Lan Đình Ngọc đứng dậy. Ngô Tiểu Hoa nói ra, Đình Ngọc ca ca, người có đói bụng hay không a? À, ta để nhà bếp qua cho người nấu điểm ăn khuya. Không cần, Lan Đình Ngọc nói ra. Hắn đối Ngô Tiểu Hoa nói ra, thời gian cũng không còn sớm, người mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi thôi. Ngô Tiểu Hoa nói ra, ra ra để ta chờ ngươi trở lại đâu, còn nói mặc kệ ngươi quay lại rất trễ, đều muốn đi gặp hắn một chút há thật sao lan đình ngọc nói ra vậy thì tốt ta hiện tại phải đi gặp lão tiên sinh người nhanh đi nghỉ ngươi đi ngô tiểu hoa nói ra tốt ha. À? lan đình ngọc trực tiếp thẳng hướng lấy ngô lão tiên sinh gian phòng đi đến hắn chả không có gõ cửa ngô lão tiên sinh liền nói ra vào đi lan đình ngọc đẩy cửa vào hắn sau khi vào cửa liền gặp lão tiên sinh đang trước bàn quất lấy thuốc lá sợi trong phòng tràn đầy khói bụi như cưỡi mây đạp gió Lão tiên sinh, Lan Đình Ngọc tôn kính hô một tiếng. Đình Ngọc, ngồi, Ngô lão tiên sinh nói ra. Lan Đình Ngọc liền tại lão tiên sinh đối diện ngồi xuống. Ngô lão tiên sinh nói ra, Đình Ngọc, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi sự kiện kia sao? Lan Đình Ngọc nói ra, một cái khác thiên mệnh chi vương sắp cũng đến hoàng thành. Ngô lão tiên sinh nói ra, không sai. Lan Đình Ngọc nói ra, lão tiên sinh, ngươi cảm thấy hắn đến hoàng thành đến sẽ đối với ta sinh ra ảnh hưởng sao ngô lão tiên sinh nói ra đương nhiên lan đình ngọc trầm giọng nói nói thế nào ngô lão tiên sinh nói ra cái này giống như là một trận đánh cược người vận khí tốt nhất tự nhiên ngươi là người thắng lớn nhưng nếu lại xuất hiện một cái vận khí phi thường tốt người vậy ngươi vẫn là vững vàng người thắng lớn sao các ngươi hội lẫn nhau đoạt thẻ đánh bạc lấy lớn mạnh chính mình khí vận liền sẽ phân mỏng lan đình ngọc nói ra nên đến tự nhiên muốn tới. Ta cũng không chỗ sợ. Ngô lão tiên sinh nói ra, cái kia thiên mệnh chi vương, là đến từ thế giới bao la. Toàn bộ không gian vũ trụ, liền hết thảy chỉ có hai cái thiên mệnh chi vương, thế giới bao la một cái, thiên châu một cái. Còn lại, còn có thiên mệnh giả, đây là một cái kín đáo tuần hoàn, nếu như thiên mệnh chi vương vẫn lạc một cái, ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng duy nhất chi vương. Nếu ngươi cũng vẫn lạc, như vậy thiên mệnh giả bên trong, lại sẽ có người tấn thăng làm thiên mệnh chi vương. Lan Đình Ngọc nói ra, thiên đạo, này thiên đạo đến là muốn làm gì? Ngô Lão Tiên Sinh nói ra, thiên đạo lại là một cái đại tuần hoàn, nó thủy trung tại chế ước lấy thế gian hết thảy sinh linh cùng quy tắc. Người bình thường thì là không thể phi hành, mà bây giờ, viễn cổ thần ma lớn mạnh, thiên châu muốn thay thế thế giới bao la, phá hư thiên đạo chủ chốt. Như vậy, các ngươi những cái này thiên mệnh người cũng đã sớm theo thời thế mà sinh bao quát đường kim thánh thượng, bọn họ cũng là rất trọng yếu một vòng. Lan Đình Ngọc nói ra, ta nhìn thánh thượng trên thân, tựa hồ có thật nhiều bí mật. Hắn không giống như là cái thế giới này người. Ngô Lão Tiên Sinh nói ra, người cái nhìn không sai, đường kim thánh thượng đoán chừng là bị người đoạt xá. Đây cũng là thiên đạo an bài. Lan Đình Ngọc trầm ngâm xuống dưới. Ngô Lão Tiên Sinh còn nói thêm, đúng, hôm nay ta gặp được cái kia thiên mệnh chi vương. Nhắc tới cũng xảo, Hắn vừa vặn qua ta kể chuyện trà quán, ta liếc một chút liền đem hắn cho nhận ra. Lan Đình Ngọc hơi kinh hãi, nói ra: "Ồ. Hắn gọi là La Quân, tới nơi này lại là muốn đầu nhập vào Lan kiếm nhất." Ngô lão tiên sinh nói ra: "Cái kia còn có càng xảo ở phía sau, ta hôm nay còn giao thủ với hắn." Lan Đình Ngọc bị kinh ngạc, nói ra: "Ngô lão tiên sinh cũng là cả kinh, nói ra: "Chuyện gì xảy ra?" Lan Đình Ngọc nói ra: hôm nay cái kia tiết nhược băng có chuyện tìm ta ta liền đi thiên nữ lâu một chuyến thế nào biết vừa vặn gặp lan xây huy cùng lan chung một hai người này hai người này lúc trước khi dễ ta vô cùng tàn nhẫn nhất hôm nay gặp ta lại mở lời kiêu ngạo ta liền giáo huấn bọn họ một phen nào biết về sau cái kia lan kiếm nhất cùng la quân cũng tới lan kiếm nhất tuy nhiên xưa nay coi như khắc kỷ hữu lễ nhưng trong lòng của hắn thực nhất là ngạo khí cũng nhất là xem thường ta Bây giờ ta vượt qua hắn, hắn tìm đúng cơ hội, đương nhiên muốn đối phó ta. Về sau, ta dứt khoát cùng Lan kiếm nhất ước chiến. Lan kiếm nhất liền để cái này là quân cùng ta chiến một trận. Thắng bại như thế nào? Ngô lão tiên sinh hỏi. Lan Đình Ngọc nói ra, lúc đầu hắn không phải đối thủ của ta. Bất quá, về sau hắn sử xuất một kiện thần kỳ pháp bảo. Cái kia pháp bảo lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, nói đến, lão tiên sinh ngươi không nghĩ tới ta cảm giác được hắn lưu thủ. Hắn như không nương tay, chỉ sợ ta sẽ chết ngay tại chỗ. Ngô lão tiên sinh nói ra, thì ra là thế. Hắn đón đến, cười một tiếng, nói ra, cái kia la quân cũng không phải là kẻ ngu dốt hắn không phải là muốn lưu thủ, mà chính là không thể không lưu thủ. Lan Đình Ngọc nói ra, cái này ta cũng biết, bởi vì ta dù sao cũng là Lan con trai của thiên cơ. Hắn như giết ta, như vậy, hắn phiền phức chạy không thoát, hắn không có ngu như vậy mô lão tiên sinh khe khẽ thở dài nói ra ta hôm nay cùng hắn bắt chuyện rất nhiều ta vốn cho rằng có thể cho hắn chuyển mà xin vào đình ngọc ngươi không nghĩ tới hắn vẫn là lựa chọn lan kiếm nhất đại khái đây chính là thiên mệnh không thể trái đi lan đình ngọc nói ra ta chỉ là có chút không rõ cái kia dạng người làm sao lại nhìn chúng lan kiếm nhất loài cỏ này bao mô lão tiên sinh nói ra chỉ sợ là hắn có hắn mục đích đi lan đình ngọc nói ra cho dù hắn đến ta cũng quản chẳng phải nhiều. Ta muốn làm sự tình, không ai có thể ngăn cản. Hắn đón đến, còn nói thêm, hiện tại ta cử viêm thần hỏa còn kém một vật. Thứ gì, ngô lão tiên sinh hỏi. Lan Đình Ngọc nói ra, Long Văn Cương chi tinh hồn, cử viêm thần hỏa bên trong nếu là dung nhập Long Văn Cương tinh hồn, như vậy cái này cử viêm thần hỏa liền có thể hóa thành cử viêm thần khải, cũng có thể như kim cương thạch chi cứng rắn. Ngô lão tiên sinh nói ra, Long Văn Cương tinh hồn, Long Văn Cương bản thân đã rất là khó tìm. Mà đồng dạng Long Văn Cương bên trong cũng sẽ không có tinh hồn tồn tại. Đình Ngọc ngươi muốn tìm Long Văn Cương tinh hồn cũng không dễ dàng như vậy. Lan Đình Ngọc nói ra, tự nhiên không dễ dàng. Bất quá ta đã tìm hiểu đi ra, ngay tại bắc trong biển, có một hòn đảo. Cái kia trên hòn đảo liền có Long Văn Cương tinh hồn. Ta lúc này dứt khoát không có việc gì, liền dự định ngày mai lên đường tiến về Bắc Hải mô lão tiên sinh nói ra đình ngọc ngươi là thánh thượng hôn phong tướng quân tự tiện rời kinh đây chính là đại tội a à. lan đình ngọc cười một tiếng nói ra đương kim thánh thượng chính là minh quân ta đã tại hôm qua liền đã hướng thánh thượng báo cáo việc này ta nói thẳng cũng là qua tìm long văn cương tinh hồn làm bản thân lớn mạnh thánh thượng không chỉ có đáp ứng ta còn khen ngợi ta đồng thời sẽ để cho hàng hải ti bên kia phái thuyền đến giúp đỡ ta Ngô lão tiên sinh nao nao sau đó hắn thở dài một tiếng, nói ra, thánh thượng tâm tư, còn thật là khiến người ta phỏng đoán không thấu a. À. Lan Đình Ngọc nói ra, thánh thượng chưa hẳn thì thật không biết ta cùng Lan Thiên Cơ mâu thuẫn ân oán, nhưng hắn lại khăng khăng đến đỡ tại ta. Chẳng lẽ là thánh thượng đã tại kiêng kỵ Lan Thiên Cơ? Ngô Lão Tiên Sinh nói ra, Đình Ngọc, người sai. Ừm, sai ở nơi nào? Lan Đình Ngọc hỏi. Ngô Lão Tiên Sinh nói ra, thánh thượng lòng dạ là thiên hạ, thánh thượng liền vân thiên tông cũng dám qua diệt, hắn làm sao lại đến kiêng kỵ lan hầu ra. Huống chi, lan hầu ra đối thánh thượng trung thành nhất bất quá. Lan Đình Ngọc nói ra, chẳng lẽ thánh thượng đến đỡ ta, vẻn vẹn cảm thấy ta là khả tạo chi tài. Ngô lão tiên sinh nói ra, chỉ sợ thánh thượng cũng đã nhìn ra ngươi là thiên mệnh chi vương, hắn có ý muốn để ngươi thành đại khí, sau đó tới trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Lan Đình Ngọc nói ra, nếu thật có ngày đó, ta cũng chưa chắc thì lại trợ giúp với hắn. Ngô lão tiên sinh nói ra, thánh thượng trong lòng, hết thảy tự có chủ trương. Hắn làm một chuyện, thì nhất định có hắn đạo lý. Lan Đình Ngọc nói ra, tính toán, nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Ngày mai ta lên đường rời đi hoàng thành, ta cái này Đình Ngọc phủ hết thảy làm phiền lão tiên sinh quản lý. Ngô lão tiên sinh nói ra, người yên tâm, ta hội chiếu cố tốt. Lan Đình Ngọc gật gật đầu. Sau đó, Lan Đình Ngọc về phòng của mình. Hắn trên giường ngồi xếp bằng, chỉ gặp hắn đột nhiên há miệng ra, lập tức liền phun ra một ngụm Cửu Viêm Thần Hỏa kiếm. Hắn một thân tu vi, liền đều là tại cái này một ngụm Cửu Viêm Thần Hỏa phía trên. Môn thần công này, liền gọi là Cửu Viêm Thần Hỏa chân kinh. Lan Đình Ngọc từ nhỏ chịu nhiều đau khổ, nhìn quen thói đời nóng lạnh. Hắn không có bị vận mệnh khuất phục, từ nhỏ đã bắt đầu vụng trộm đọc sách, đồng thời tại mấy cái người ca ca học võ thời điểm, hắn thì ở một bên học trộm. Cho nên Lan Đình Ngọc vẫn luôn có chút cơ sở. Về phần hắn vì sao lại đột nhiên biến đến kịch liệt, nhắc tới cũng xảo. Thực cẩn thận nói đến, vậy liền xem như Lan Đình Ngọc cơ duyên. Cửu viêm thần hỏa chân kinh chính là đại diệt tự một môn thần công, nhưng là cho tới nay không người luyện thành. Thời gian lâu dài, đại diệt tự bên trong các hòa thượng đều nhanh không biết có môn thần công này. Đại diệt tự bị diệt về sau, vô số điển tịch bị đốt nhưng cũng có một chút quý giá điển tịch bị lan thiên cơ cầm về nghiên mà lan đình ngọc trong lúc vô tình đạt được một bản điển tịch cái kia bản điển tịch gọi là pháp hoa kinh chính là lan tú tâm cấp cho lan đình ngọc lan tú tâm chính là lan thiên cơ duy nhất nữ nhi cũng là ngũ tỷ lan tú tâm ngược lại là xưa nay không khi dễ lan đình ngọc có đôi khi còn tiếp tế một phen lan đình ngọc cho nên lan tú tâm có thể là trong hầu phủ lan đình ngọc duy nhất không đáng giận Lan Tú Tâm thực biết Lan Đình Ngọc thích xem sách, cho nên nàng thì lặng lẽ mượn Pháp Hoa kinh cho Lan Đình Ngọc. Pháp Hoa kinh cũng không phải là võ học, cũng không phải thi thư. Chẳng qua là đại diệt tự bên trong một bản phổ thông thiền kinh, trước kia, loại này thiền kinh khắp nơi đều có. Về sau theo đại diệt tự bị diệt, rất nhiều thiền kinh đều bị thiêu hủy. Thiên Lâm đại đế căm hận Phật học, liền để cho toàn bộ Đại Khang Vương triều chùa miếu không còn, hòa thượng hết thảy hoàn tục thiên lâm đại đế ý tứ thì rất rõ ràng, các người đừng có những này loạn thất bát tao tín ngưỡng. Các người có khả năng tín ngưỡng, cái kia chính là triều đình. Chỉ có triều đình mới có thể cho các người lớn nhất cảm giác an toàn. Lan Đình Ngọc thích xem sách, hắn ưa thích thánh hiền kinh nghĩa, người khác sách thánh hiền, có lẽ chỉ để ý. Nhưng là Lan Đình Ngọc lại có thể qua cẩn thận phỏng đoán thánh hiền tầng sâu ý tứ. Dạng này một phỏng đoán, liền phảng phất chính mình cũng là thánh hiền cho nên cho dù là pháp hoa kinh lan đình ngọc cũng có thể ra một chút rất lợi hại không giống nhau thú vị tới mà ngày đó đúng lúc là mùa đông khí trời rất lạnh lan đình ngọc lửa than cũng không nhiều hắn tại lửa than trước sách không muốn khi đó lan trung đến một lần tìm phiền toái lan đình ngọc bị kinh ngạc hắn coi là lan trung một là nghe được phong thanh đến cha chính mình sách sự tình hắn cũng biết nếu là sách bị lan trung vừa phát hiện thiếu không lại phải chịu nhiều đau khổ dưới tình thế cấp bách, Lan Đình Ngọc liền đem pháp hoa kinh ném vào lửa than bên trong. Hắn muốn hủy thi diệt tích, sau đó chính mình ra ngoài theo Lan Trung một tuần xoáy. Bất quá ngày đó, Lan Trung một nhưng không có tiến đến, chỉ là tại cửa ra vào quát lớn Lan Đình Ngọc vài câu, đạp mấy cước, sau đó liền rời đi. Đối với Lan Trung một bọn họ tới nói, Lan Đình Ngọc có thể không phải liền là cho bọn hắn phát tiết một cái bia ngắm A. À. Tâm lý có không thoải mái liền đến tìm Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc chờ Lan Trung vừa đi, liền muốn lấy lập tức trở về đem Pháp Hoa Kinh cứu ra. Nhưng này hỏa thiêu thật nhanh a, à, Lan Đình Ngọc trở về thời điểm, phát hiện Pháp Hoa Kinh đã đốt không sai biệt lắm. Cũng là lúc này, Lan Đình Ngọc phát hiện trong chậu than nhiều một vật. Đó là dùng tấm da dê bao trùm, hiển nhiên, cái này tấm da dê chính là Pháp Hoa Kinh bên trong tường kép. Như không phải là bởi vì sự tình gia trùng hợp, để Lan Đình Ngọc đem cái này Pháp Hoa Kinh đốt như vậy cái này pháp hoa kinh bí mật liền sẽ vĩnh viễn sâu chôn xuống. Lan Đình Ngọc đem cái kia tấm da dê mở ra, liền phát hiện bên trong cửu viêm thần hỏa chân kinh, ngoài ra bên trong còn có cửu viêm thần hỏa đan, đây là cải tạo nhân thể kinh mạch đại thần thông. Nếu không có cái này cửu viêm thần hỏa đan chất chứa cửu viêm thần hỏa tinh hồn, như vậy mặc kệ người này thiên tư cỡ nào tuyệt đỉnh, cũng là khó mà tu luyện môn thần thông này. Lan Đình Ngọc ăn cửu viêm thần hỏa đan về sau, huyệt khiếu mở rộng. Cái kia cửu viêm thần hỏa tinh hồn chính là cường đại pháp lực tồn tại, trực tiếp đem Lan Đình Ngọc trùng kích đến thần thông cảnh chín tầng phía trên. Mà lại, cùng cửu viêm thần hỏa chân kinh cùng một chỗ còn có một cái khác phần kinh văn. Kinh văn kia chính là vô thượng vãng sinh kinh, kinh này văn là chữa trị thần hồn, pháp lực đại thần thông. Lan Đình Ngọc liền đồng thời tu luyện vô thượng vãng sinh kinh còn có cửu viêm thần hỏa chân kinh. Hắn đi qua mấy năm tu vi, công lực đột nhiên tăng mạnh, riêng là cái kia vô thưởng vãng sinh kinh, có thể để hắn pháp lực trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, vô luận cửu viêm thần hỏa bị hao tổn nghiêm trọng như thế nào. Hắn chỉ cần vận chuyển vô thưởng vãng sinh kinh, liền sẽ rất mau đem khôi phục. Mấy năm này bên trong, Lan Đình Ngọc lại lặng lẽ lịch luyện, đến không ít cơ duyên. Cho nên bây giờ, Lan Đình Ngọc Tu Vi đã đến bát trọng thiên trung kỳ. Riêng là hắn cửu viêm thần hỏa, đã đến bất khả tư nghị cấp độ. Đây cũng là La Quân vì cái gì không phải Lan Đình Ngọc đối thủ nguyên nhân. Lúc này, tại võ trong hầu phủ, La Quân đi theo Lan Kiếm Nhất đến Lan Kiếm Nhất cái kia tòa nhà độc lập trong trạch tử. Tuy nhiên Lan Kiếm Nhất cũng có thể qua tự lập môn hộ, nhưng là Lan Kiếm Nhất lại là sẽ không dễ dàng rời đi hầu phủ. Tại Lan Kiếm Nhất trong trạch tử, Lan Kiếm Nhất đối La Quân rất là khách khí, hắn cười một tiếng, nói ra, "La huynh, đêm nay nhờ có có ngươi." Không phải vậy lời nói, tiểu tiện trùng kia không biết còn nhiều hơn phách lối. Trong lúc nói chuyện, Lan Kiếm nhất để La Quân nhập tỏa, lại để cho nha hoàn dâng trà. La Quân nói ra, hổ thẹn hổ thẹn, hôm nay không thể cầm xuống Lan Đình Ngọc, đã là cho Lan Huynh mất mặt. Lan Kiếm nhất nói ra, La Huynh, người quá mức khiêm tốn. La Quân liền không nói thêm lời, Lan Kiếm nhất theo rồi nói ra, đúng, La Huynh, người tạm thời trước hết tại ta trong ngôi nhà này ở lại. Ta qua chút thời gian, liền cho ngươi ở bên ngoài mưu một tòa tân trạch tử. Ngươi đã xin vào dựa vào ta, vậy liền yên tâm, ta quyết định là bạc đãi không ngươi." La quân liền cung kính nói ra, "Thuộc hạ hết thảy, tương lai liền toàn bằng công tử." Lúc này, La quân bày tốt chính mình tư thái, hắn biết, tại chính mình không có chính thức trước khi đến, có thể gọi là lan huynh. Nhưng nếu chính thức đầu nhập vào lan kiếm nhất, như vậy chính mình liền muốn có làm thuộc hạ giác ngộ la quân trong lòng theo cái tựa như gương sáng bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng hơn lan kiếm nhất tuyệt không phải minh chủ chính mình dưới mắt bất quá là lấy hắn vì một bậc thang tìm đúng cơ hội vẫn là muốn mình tại trong triều đình mưu chút quan chức mới được bất quá đây cũng là cái khó giải quyết sự tình bởi vì lan hầu ra tại trong triều đình căn cơ sâu nặng chính mình làm sao cũng là quấn không ra bọn họ tính toán nghĩ những thứ này cũng là vô dụng chính mình nếu đem tâm tư toàn đặt ở quyền lực này luồn cúi bên trên, đó chính là lẫn lộn đầu đuôi. Chỉ cần mình tu vi để bà tới trình độ nhất định, không sợ cái kia thiên lâm đại đế không trọng dụng chính mình. Đúng, là quân nghĩ đến cái gì, nói ra, công tử, cái kia khoảng không hòa thượng hiện tại như thế nào. Lan kiếm nhất nghe vậy, thần sắc lập tức vui vẻ. Nói ra, nói đến đây sự kiện, ta còn được thật tốt cảm ơn người đây. Phụ thân cùng thánh thượng cực kỳ khích lệ ta một phen mà lại thánh thượng nói có thời gian còn muốn triệu kiến ngươi đây la quân cười một tiếng hắn là tin vào lan kiếm nhất nửa câu đầu nhưng đằng sau câu kia thánh thượng muốn thấy mình hắn nhưng là đánh chết đều không tin dù sao hắn lan kiếm nhất ăn nói lung tung chính mình cũng không thể đến hỏi thánh thượng làm sao còn không triệu kiến ta à lan kiếm nhất cũng đều có thể nói có lẽ thánh thượng đã đem ngươi quên hôm đó bất quá là thuận miệng nói một chút loại này tham công cực khổ sự tình lan kiếm nhất làm sao có thể tặng cho la quân a lan kiếm nhất nói tiếp cái kia chiêu minh thiện sư thi thể bị thánh thượng lấy đi cũng không biết thánh thượng có tác dụng gì còn khoảng không hòa thượng thánh thượng đã hạ chỉ thì vào ngày mai liền muốn xử trảm là chợ bán thức ăn miệng trước mặt mọi người trảm thủ răn đe la quân hơi kinh hãi hắn hỏi khoảng không hòa thượng hiện tại nhốt ở đâu lan kiếm nhất nói ra tự nhiên là tại trong thiên lao la quân nói ra Công tử, nếu ta muốn đi xem cái này khoảng không hòa thượng, ngài có thể khó khăn sao? Lan Kiếm Nhất không khỏi kỳ quái, nói ra, một kẻ hấp hối sắp chết, có cái gì tốt nhìn. Ngươi muốn đi nhìn? La Quân nói ra, ta thật là muốn đi xem. Lan Kiếm Nhất trầm ngâm một cái trước mắt, hắn cũng không phải loại kia đặc biệt sẽ không tới sự tình người. Cho nên cũng không có truy vấn La Quân vì cái gì nhất định phải đi nhìn khoảng không hòa thượng. Mau mau đến xem, vấn đề không lớn lan kiếm nhất nói ra người dù thế nào cũng sẽ không phải muốn cứu hắn a à. audio điện tử võ tấn bền la quân nào nào, trong nháy mắt hắn cũng không biết làm sao tiếp lan kiếm nhất lời nói lan kiếm nhất lời này cũng hỏi thật không có mức độ bất quá lập tức lan kiếm nhất cười cười nói ra ta nói đùa la quân cũng liền cười cười nói ra công tử thật sự là hài hước sau đó Lan kiếm nhất nói ra, như vậy đi, ta cho ngươi lệnh bài, còn an bài xe ngựa. Ngươi muốn đi nhìn khoảng không, phải đi xem đi. Đa tả công tử, La Quân nói ra. Sau đó, La Quân lĩnh lệnh bài, lại tại một tên sai vặt chỉ huy dưới ra hầu phủ. Hầu phủ bên ngoài, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, La Quân cùng cái kia gã sai vặt lên xe ngựa. Cái kia gã sai vặt cũng không tiến trong xe ngựa, mà chính là cùng mã phu kia ngồi cùng một chỗ. La Quân ngồi ở bên trong, hắn nhắm mắt dưỡng thần tại thế giới bao la thời điểm la quân nhiều khi đều là ngông cuồng chỉ cần hắn gặp được không phải thật sự thần hoặc là ma đế những người kia hắn bất kể thế nào làm luôn có sức tự vệ nhưng là đến ngày này châu thiên châu hiện thực nói cho la quân muốn sống nhất định phải điệu thấp nhất định phải tuân thủ quy củ thiên châu mới thật sự là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên cho nên la quân hiện tại có thể thản nhiên tự xưng thuộc hạ gọi lan kiếm âm thanh công tử. Là quân tâm lý càng rõ ràng hơn, lan kiếm nhất tuyệt không phải thật tâm muốn lôi kéo chính mình. Hắn bất quá là cảm thấy mình coi như cái không tệ tay chân, thế là liền muốn đem chính mình thả ở bên cạnh hắn. Chỉ sợ thật có chính mình tăng lên cơ hội, hắn phản ứng đầu tiên là trấn áp chính mình. Là quân thông qua cái này từng ly từng tí, lại là đem lan kiếm nhất nhìn không sai biệt lắm. Trong bóng đêm, xe ngựa một đường tiến lên, là quân tuy nhiên nhắm mắt, nhưng bốn phía hết thảy đều ở trong đầu hắn hiện ra hắn đang quen thuộc hoàng thành lấy não thần thức phóng đại mau chóng đem chọn cái hoàng thành quen thuộc có lẽ về sau còn hữu dụng lấy địa phương nửa giờ sau thận hình ti đến cái kia thận hình ti phụ cận có một ít căn phòng cũ bất quá cũng không có người nào ở lại còn chưa tiến thận hình ti liền đã trước cảm giác được một loại giày đặc khí tức nơi này là để người bình thường không rét mà run cái kia thận hình ti ba chữ to tại phía trên đại môn thiết bút ngân câu mang theo một loại nói không nên lời sắc bén thận hình ti ba chữ này lại là có chút coi trọng ý tứ cũng là thận trọng mà đi nơi này là thiên lao cũng là thẩm vấn chỗ cho nên nơi đây là quyết định người sinh tử nếu là định người sinh tử liền phải thận trọng cân nhắc mức hình phạt bởi vậy nơi này chính là thận hình ti thận hình ti đại môn đóng chặt cái kia gã sai và tiến đến gõ cửa bên trong quát hỏi, người nào, nửa đêm, dám đến quấy nhiễu thận hình ti. Cái kia gã sai vặt liền khách khí nói ra, quân gia thứ tội, trong bàn tay nhỏ có hầu phủ thông hành lệnh bài, chúng ta la ra muốn gặp một vị phạm nhân, còn mời giàn xếp. Thế là, đại môn kia liền mở ra. Đại môn vốn cũng không phải là thận hình ti bình chướng, mở ra liền cũng không sao. Cái này thận hình ti bên trong, thật có cao thủ thủ hộ. Nhưng muốn nói những cao thủ kia có bao nhiêu lợi hại, nhưng cũng là chưa chắc. Bất quá hoàng thành thận hình thi, không phải dân liều mạng, tuyệt đối không dám tới động bất luận cái gì tâm tư. Mà lại, từ khi thiên lâm đại đế đăng cơ về sau, cái này thận hình thi liền bắt đầu trở nên cổ quái. Cái kia chính là, mặc dù có người có thể từ thận hình thi bên trong đem người cướp đi, nhưng là không ra 2 giờ, liền sẽ lập tức bị chóc nã quy án, một khi chóc nã quy án. Trừng phạt nếu như người dùng mình. Thận hình thi 20 năm qua, hết thảy phát sinh qua ba khởi kiếp ngục sự kiện, nhưng không một sau cùng không bị thiên lâm đại đế hung hăng trừng phạt. Cho nên cho tới bây giờ, cơ bản không ai dám đến đánh thận hình ti chủ ý. Môn kia mở về sau, là quân đưa lên lệnh bài. Trông coi thận hình ti hai tên quan binh kiểm tra một phen, sau đó cho đi. Cái kia gã sai vặt liền cùng la quân cùng một chỗ tiến quân thần tốc, sau cùng còn tại quân ra chỉ huy dưới, trực tiếp nhìn thấy khoảng không. La công tử, ngài chỉ có 30 phút thời gian. Cái kia quân ra nói ra. La quân gật gật đầu. Mà cái kia gã sai vặt thì ở một bên, lại không rời đi, cũng không cản trở. La quân tâm lý rõ ràng, gã sai vật này đến cũng là có nhiệm vụ. Là lan kiếm nhất để hắn đến xem chính mình, nhìn xem mình tới muốn làm gì. Kể từ đó, La quân trong lòng lại đối lan kiếm nhất nhiều một phần chán ghét. Cái này lan kiếm nhất khí lượng cũng là quá nhỏ, hoàn toàn không hiểu được lung lạc cùng tôn trọng chi đạo. Dạng này người, tại sao có thể có người đối với hắn khăng khăng một mực đâu? La Quân cũng nghĩ thoáng, hắn quyết định không cố kỵ nữa nhiều như vậy. Dù sao mặc kệ chính mình làm cho dù tốt, cái kia Lan kiếm nhất cũng sẽ không cho mình cơ hội. Còn là mình trước nhìn lấy xử lý đi, chính mình suy nghĩ, một khi có cơ hội, chính mình thì bỏ qua một bên Lan kiếm nhất, trực tiếp diện thánh. Cái này trong Hoàng Thành Phong Vân Dũng Động tất nhiên sẽ có chính mình kỳ ngộ cái kia quân ra lại là lui ra ngoài không hòa thượng là đơn độc nhà giam giờ phút này không hòa thượng quần áo tả tơi đổi phế mà chật vật la quân đi tới hắn thì như vậy nhìn lấy không hòa thượng không hòa thượng hơi hơi mở mắt yếu ớt dưới ánh đèn hắn thấy rõ ràng la quân liền tại cái này một cái trước mắt không hòa thượng trong mắt bỗng nhiên tách ra lệ quang chó săn chó săn ta giết ngươi không hòa thượng trên người có nặng nề gông xiềng, hắn một thanh vọt lên, hung ác hướng phía la quân đánh tới. La quân một chân đá ra qua, không hòa thượng lập tức ngã lại qua. Sau đó, la quân đột nhiên đối cái kia gã sai vật thi triển ra tinh thần ngưng hoa thuật. Trong nháy mắt, cái kia gã sai vật lục thức liền bị che đậy ở. Mà lại, tinh thần ngưng hoa thuật có thể thay đổi não vực thời gian quy tắc. La quân để 30 phút thời gian, tại gã sai vật trong đầu phảng phất chỉ là qua một giây không hòa thượng động nháy mắt, là quân chân đá, thi triển tinh thần ngưng hoa thuật, hết thảy đều là trong nháy mắt. Cái kia gã sai vật lại là tuyệt đối nghĩ không ra là la quân động thủ với hắn chân. Hắn đại khái về sau là mình hoảng hốt phía dưới hoảng hốt, dù sao chỉ mới qua một giây nha. Giải quyết gã sai vật, là quân mới lãnh đạm nói với không hòa thượng, ta tới, là muốn hàn huyên với người nói chuyện phiếm, nhưng cũng không phải là bởi vì ta muốn đến sám hối. Nếu như ngươi là loại thái độ này, vậy chúng ta đã không còn gì để nói ai muốn cùng ngươi cái này chó săn chó săn nói chuyện phiếm không hòa thượng hung dữ nói ra Là quân nói ra ta đối đại diệt tự cũng không giải các ngươi cùng triều đình ân oán ta chỉ nghe được quan phương lời nói của một bên ta tới là muốn giải đến đại diệt tự trong này ở giữa đóng vai là cái gì nhân vật nếu như ngươi không muốn thế người biết chân tướng cái kia không nói cũng được nếu như ngươi nói với ta có lẽ đại diệt tự chân tướng sau cùng còn có thể xuống dưới. Không đến mức thế nhân đều là như vậy căm hận đại diệt tự. Không hòa thượng không khỏi ngẩn ngơ, sau đó, hắn nói ra, người đến chính là vì nghe đại diệt tự. La quân nói ra, không phải vậy đâu, ngươi ngày mai sẽ phải bị đương chúng trảm thủ, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Đại diệt tự đối triều đình tới nói, đã mất bí mật. Ta có cái gì muốn từ ngươi nơi này bộ lấy sao? Không hòa thượng giọng căm hận nói ra, nếu không phải ngươi hoa ngôn xảo ngữ, sư thúc ta làm sao lại chết. La quân nói ra, triều minh thiện sư chính là đắc đạo cao tăng, ngươi thật sự cho rằng, vẻn vẹn ta trải qua ngôn ngữ liền để hắn tỏa hóa. Hắn nhược tâm bên trong không phải nản lòng thoái chí, sao chọn con đường này. Không hòa thượng ngốc ngẩn ngơ. La quân nói ra, đại diệt tự đã bị tiêu diệt, ta tin tưởng còn có người khác cũng chạy đi. Bất quá bọn hắn trong lòng buông xuống đại diệt tự, cho nên triều đình sẽ không đi truy cứu. Mà các ngươi một nhóm người này bên trong, lớn nhất không bỏ xuống được hẳn là ngươi đi. Là ngươi nghịch thiên mà đi hại chiêu minh thiện sư. Nói bậy nói bạ, không hòa thượng cả giận nói. Là quân nói ra, ta có thể khi thấy ngươi ở giữa không nhiều, nói cùng không nói, đều ở chỗ ngươi. Không hòa thượng nói ra, đại diệt tự còn có người khác còn sống, bọn họ tự nhiên có thể đi cùng hậu nhân bình luận. Ta nói cho ngươi cùng không nói, lại có cái gì liên quan? La Quân nói ra, không sai, xác thực như thế. Bất quá, của ngươi thế năng tiếp xúc đến đồ, vật chẳng phải là càng nhiều sao. Không hòa thượng nói ra, người rõ ràng cũng là triều đình ưng khuyển chó săn, người lại đến lôi kéo ta nói chuyện, an đến là cái gì tâm? La Quân nói ra, người muốn nghĩ như vậy, vậy liền không lời nào để nói. Đại diệt tự đã thành hiện tại cái dạng này, còn có cái gì là không thể nói. Ân, ngươi nói cho ta biết không hòa thượng không khỏi ngẩn ngơ la quân nói ra tính toán coi ta không chờ một chút không hòa thượng bỗng nhiên nói ra la quân liền nhìn về phía không hòa thượng không hòa thượng trầm giọng nói ra cho tới bây giờ đều là cầu hoàng đế xin lỗi đại diệt tự đại diệt tự chưa từng phụ qua cầu hoàng đế ngươi tin hay không la quân nói ra tin hay không tại ta nói hay không tại ngươi không hòa thượng nói ra đại diệt tự từ 300 năm trước khai sơn lập chùa, từ đại diệt tổ sư bắt đầu cứu tế giảng đạo. Đại diệt tự vô số thế hệ nỗ lực, đi qua cái này 300 năm, liền tại 20 năm trước, đến tối đỉnh phong. Chúng ta chùa miếu miếu thờ có 3.600 ở giữa, kinh thư 38,000 sách, tăng lữ 107,000 tên. Đây là đại diệt tự huy hoàng, cũng là năm đó trong mây phương trường lựa chọn cầu hoàng đế hợp tác mang đến chỗ tốt. Đại diệt tự vì cầu Hoàng đế Nam Trinh Bắc Thảo, đem vô số tiên môn diệt sát, sau khi chuyện thành công, cầu Hoàng đế hứa chúng ta chỗ tốt. Đại diệt tự cùng cầu Hoàng đế từ đó bình an vô sự. Là quân nghiêm túc nghe. Không hòa thượng nói ra, ba năm trước đây, cầu Hoàng đế đột nhiên đối ta đại diệt tự xuất thủ. Trong vòng một đêm, đại diệt tự chùa cổ miếu thờ toàn bộ bị hủy, 38 không sách chân tàng điển tịch, hủy hoại chỉ trong chốc lát cầu hoàng đế chính là thiên đại tội nhân A. À. Đại hỏa thiêu đại diệt tự ba ngày ba đêm, từ đó, đại diệt tự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong mây phương trưởng vốn nên là có thể rời đi, nhưng hắn lại nói mình chính là tội nhân. liền tại đại hỏa bên trong, tự thiêu mà chết. Không hòa thượng trong mắt tràn đầy thống khổ cùng thống hận, hắn nói ra, ta từ nhỏ sinh ra liền tại đại diệt tự, ta chứng kiến đại diệt tự huy hoàng cùng vẫn lạc. Trong lòng ta, đại diệt tự vĩnh viễn bất diệt, ta sống một ngày, liền muốn một lần nữa đem đại diệt tự tạo dựng lên. Cho nên, Triều Minh Thiện sư sau cùng lựa chọn để ngươi chết. Là Quân trầm giọng nói ra, bởi vì thiền sư biết, diệt đi đồ vật, rốt cuộc xây không nổi. Chỉ ít, chỉ cần đương kim thánh thượng còn sống, đại diệt tự liền không có lại cháy lên cơ hội. Ngươi nếu không chết, nhiều ít đại diệt tự còn sót lại đệ tử, chung quy bị ngươi hại chết. Ngươi chấp niệm mới là đáng sợ nhất, người không phải sẽ không có chấp niệm nhưng người không thể nghịch thiên mà đi chúng ta tu đạo tuy nhiên cũng nói nghịch thiên mà đi nhưng đều ở nơm nớp lo sợ tận khả năng thuận ứng thiên ý không hòa thượng thân thể run rẩy kịch liệt hắn nhìn về phía la quân nói ra ta sai sao la quân nói ra chuyện này vốn là nói không nên lời đúng sai tới thực đại diệt tự coi như không cùng thánh thượng hợp tác cũng là trốn không thoát bị tiêu diệt vận mệnh la quân nói ra vì cái gì không hòa thượng không hiểu la quân nói ra thánh thượng có thể cho các ngươi tiền tài thế lực nhưng là có một vật tuyệt đối không thể cho các ngươi thứ gì không hòa thượng lập tức hỏi la quân nói ra tín ngưỡng dân chúng tín ngưỡng khi các ngươi đại diệt tự càng phát ra cường đại thậm chí thiên hạ dân chúng đều là tin phật đà thời điểm đây là bất luận cái gì người đương quyền đều không thể chịu đựng Huống chi đương kim thánh thượng chính là thiên cổ nhất đế, hắn làm sao có thể cho phép các người đại diệt tự còn sống. Đây cũng là vì cái gì, hắn không chỉ là muốn thiêu hủy đại diệt tự, còn muốn đem bọn ngươi điển tịch toàn bộ hủy đi nguyên nhân. Thánh thượng là có đại khát vọng người. Không hòa thượng bừng tỉnh đại ngộ, hắn nam nam nói ra, thì ra là thế, thì ra là thế. Về sau, là quân cùng cái kia gã sai vặt rời đi thận hình ti. Là quân sở dĩ đến một chuyến, chính là muốn đối đại diệt tự vẫn lạc tìm một chút nguyên nhân căn bản. Kể từ đó, hắn cũng có thể minh bạch đương kim thánh thượng thái độ. Rất lợi hại hiển nhiên, vị này thánh thượng thật là cái không nhân vật đơn giản. Hắn khát vọng là cực rộng lớn, một người như vậy, khí phách cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Là quân tin tưởng, có bản lĩnh người, vậy liền nhất định có thể tại vị này thánh thượng thủ hạ trở nên nổi bật. Đương nhiên, là quân cũng không phải là muốn thăng quan phát tài mà chính là hắn muốn mượn thế, mượn đương kim thánh thượng tới kiến tạo chính mình thế, từ đó đạt được kỳ ngộ, mặt khác cũng có thể chống lại Vân Thiên Tông. Đồng thời để Vân Thiên Tông vì lúc trước ngu xuẩn mà hối hận không kịp. La Quân trở lại hầu phủ về sau, trực tiếp trở lại Lan Kiếm Nhất tòa nhà. Lúc này, Lan Kiếm Nhất lại là đã rời đi tòa nhà, bất quá gọi là như ý nha hoàn đối La Quân rất là cung kính, cũng mang La Quân trở về phòng nghỉ ngơi như ý còn hỏi la quân phải chăng cần ăn khuya các loại la quân từ chối lan kiếm nhất cho la quân an bài gian phòng rất lớn cũng rất xa hoa rộng rãi la quân đối những vật này không lắm để ý hắn trước đem ba đồ phóng xuất sau đó cho ăn ba đồ ba viên thuốc ba đồ ăn về sau rất vui bất quá ba đồ vẫn cảm thấy luôn tại giới tu di bên trong không quá sảng khoái muốn muốn ra ngoài chơi chơi la quân không khỏi cười khổ nói ra nơi này là không thể tùy tiện ra ngoài ta hiện tại đợi tại trong hầu phủ rất nhiều chuyện ta đều không làm chủ một khi đừng để người đem ngươi bắt lúc đó rất lợi hại phiền phức biết không ba đồ cũng là hiểu chuyện nghe vậy cũng liền đành phải cúi phía dưới nói ra vậy được rồi la quân nói ra bất quá ba đồ người yên tâm ngày mai ta tìm một chỗ qua để ngươi canh chừng có được hay không ba đồ lập tức hoan hỉ vô cùng nói ra tốt Lúc này, là quần bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cái kia chính là đáp ứng cho cái kia đông lai ở trên đảo, âm dương tử điện song xà bảo đan sự tình. Bây giờ trên tay mình ngược lại là có đan dược, bất quá làm sao đưa qua là cái vấn đề. Ở chỗ này, chính mình theo thiên chỉ các đáp lên quan hệ. Muốn chút quy nguyên đan những vật này, vấn đề không lớn. Như vậy tìm một cơ hội, trước tiên đem bên kia sự tình giải quyết. Cái này lời hứa, là nhất định muốn thực hiện. Đáng tiếc, đến như thế nào mới có thể về thế giới Bao La một chuyến, cái này khiến La Quân có chút vô kế khả thi. Chuyện này tạm thời trước để một bên, La Quân sau đó trong đầu lại hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là lại ăn một cái thần đan, bây giờ hắn là bát trọng thiên sơ kỳ, tạm thời còn không cần đột phá quá lớn. Nhưng là thần đan dược hiệu có thể giúp tự mình khai phát ra rất nhiều tế bào não tới. Cái này là tuyệt đối hữu hiệu. Bất quá là quân lập tức liền bỏ ý niệm này đi cái này mai thần đan người nào cũng không thể động chính mình nhất định phải cho đại ca giữ lại đại ca còn tại thất trọng thiên đỉnh phong có lẽ liền dựa vào cái này một cái thần đan liền có thể đột phá chỉ là như thế nào đem thần đan đưa đến đại ca trên tay đây cũng là cái hao tổn tâm trí sự tình đại ca hiện tại khả năng đã trở lại vân thiên tông cái kia vân thiên tông chính mình là như thế nào đều không thể quay về mẹ chứng là quân trong lúc nhất thời phiền não rất lợi hại, hắn cảm thấy nói đến, còn là thực lực mình không đủ. Chỉ có thể chờ đợi có một ngày, thực lực mình đầy đủ rồi nói sau. Là quân hiện tại chỉ có thể bị động chờ lấy đại ca bọn họ chạy tới tìm chính mình. Có thể chính mình cũng không biết nên như thế nào cho bọn hắn để lại đầu mối tìm đến. Là quân trong đầu linh quang bỗng nhiên lóe lên, thầm nghĩ, đúng, thiên trì các A. Mình có thể qua tìm thiên trì các A để thiên trì các người đem tin tức đưa đến đại ca nơi đó, sau đó để đại ca tới một chuyến. Cái này thần đan trọng yếu như vậy, là quân cũng không dám ủy thác người khác đưa qua. Cái này trong hoàng thành liền có thiên trì các tổng bộ, ngày mai chính mình liền đi thiên trì các một chuyến. Là quân nghĩ như thế. Sau đó, là quân lại nghĩ tới Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc cái kia cửu viêm thần long đột nhiên đem chính mình vây lại, một chiêu kia rất là xảo diệu. Chín đầu thần long vận chuyển, chính là xuyên toa phần tử, hình thành hư không xuyên toa. Như thế mới có thể trong nháy mắt đem chính mình chung quanh vây lại. Ở cự ly gần, từ trường phần tử cuồng bạo, rất khó xuyên toa hư không. Cái kia chín đầu thần long vì cái gì có thể? La quân trầm tư suy nghĩ. Không thể không nói, La quân là cái thiện về suy nghĩ người. Hắn tại mỗi một lần chiến đấu thất bại về sau, đều sẽ suy nghĩ. Suy nghĩ tại sao mình lại thất bại? hơn nữa còn hội hấp thu địch nhân ưu điểm, của ta sát chi tinh cũng có thể như ý biến hóa, hóa thành long, không phải là không thể được, nhưng chiến đấu lực không có quá lớn để bạt. Muốn trong nháy mắt hóa ra chín đầu thần long đến, căn bản không được. Địa sát chi tinh cần hấp thu bốn phía hàn khí, như thế mới có thể lớn mạnh. Cái này hấp thu quá trình là cần thời gian, cái kia cửu diễm thần long là bởi vì cửu viêm thần hỏa bản thân đã lớn mạnh vô cùng, có thể trong nháy mắt hóa ra chín đầu thần long Tại thi pháp quá trình bên trong, cửu viêm thần hỏa còn có thể tiếp tục hấp thu thái dương chân hỏa, lôi điện phần tử các loại. Là quân thầm nghĩ, như vậy của ta sát chi tinh cùng hỏa sát chi tinh bởi vì số lượng quá ít, liền khó có thể đạt tới cái này uy lực. Mà lại, cửu viêm thần hỏa chính là cùng Lan Đình Ngọc tính mệnh giao tu, hắn dùng phá lệ như ý. Nhưng đất này sát cùng hỏa sát đối ta mà nói, chính là ngoại vật. Ta thi triển ra, tốc độ không đủ nhanh. Đúng, ta còn có thượng cổ lôi phù, là quần bỗng nhiên nghĩ đến đây, cái kia thượng cổ lôi phù bên trong lôi điện phần tử lại là vô cùng vô tận, ta tuy nhiên không thể trong nháy mắt toàn bộ thi triển đi ra, nhưng cũng có thể vận chuyển ra một bộ phận lớn. So hiện nay thiên chỗ thi triển lôi điện thần trảm, chính là uy lực vô hạn. Nhưng là, lôi điện thần trảm quá mức đơn điệu, ta phải làm nhiều chút bài văn. Cái này thượng cổ lôi phù thần diệu như thế, ta nếu là vận dụng tốt, chính là gặp được cái kia cửu trọng thiên cao thủ, nói không chừng cũng có sức đánh một trận la quân âm thầm nghĩ hắn bắt đầu trầm tư suy nghĩ hắn là cái thông minh người liền muốn lấy như thế nào đem lên cổ lôi phù vận dụng đến cực hạn cửu viêm thần hỏa như thế nóng rực tồn tại có thể tu thành lan đình ngọc một hơi la thiên nhai có thể cùng lôi điện hóa làm một thể như vậy ta có thể hay không cũng cùng cái này thượng cổ lôi phù hóa làm một thể đâu la quân thầm nghĩ đó là cái vô cùng khó khăn sự tình là quân hiện tại thân thể một khi thực sự tiếp xúc đến thượng cổ lôi phù lôi điện lập tức sẽ bị chém thành than cốc đến phải làm gì là thiên nhai cùng lôi điện là nguyên lý gì là quân khổ sở suy nghĩ nhưng trong lúc nhất thời bên trong hắn lại không có nửa điểm diện mạo tính toán là quân tại sau một tiếng từ bỏ suy tư hắn thầm nghĩ mặc kệ cửu viêm thần hỏa cùng thái ất huyền kim chân kinh trong này đều có đại pháp môn ta cho dù hiểu một ít quy tắc nhưng muốn đem chuyện này biết rõ ràng, nhưng cũng không phải lập tức liền có thể nghĩ rõ ràng. Ta hiện tại vẫn là trước hết nghĩ chút lợi ích thực tế tương đối tốt. Nơi này lại là không tốt thi triển, ta đi ra ngoài trước. Là quân nghĩ đến đây, đột nhiên xuống giường, sau đó thì ra khỏi phòng. Vậy bên ngoài còn có trực ban nha hoàn. Ta có việc ra ngoài, là quân vứt xuống một câu như vậy, bọn nha hoàn từ cũng không dám ngăn cản. Là quân tại chuồng ngựa dắt hỏa long câu, Liền như vậy ra hầu phủ Trong tay hắn có ra vào hầu phủ thủ lệch Lần sau tiến đến cũng sẽ không không tiện Là quân ra hầu phủ về sau Triển khai cước lực Nhanh như điện chớp ra ngoài Đại ước sau một tiếng Là quân đi vào ngoại thành Nơi này lại là bốn phía yên lặng Còn có không ít rừng cây cùng bãi tha ma Ngược lại là theo trước đó Cùng Lan Đình Ngọc Quyết chiến địa phương Không phải cùng một nơi Là quân ở chỗ này cảm thấy bốn phía Còn có nồng vụ lúc này xác thực đã là 3 giờ sáng, hàn khí chính là sâu nặng thời điểm. La Quân lập tức khu động thượng cổ lôi phù, tiếp theo, hắn hai mắt mạnh mẽ trợn. Tiếp lấy con mắt thứ ba liền lộ ra. Lôi điện thần chém. Một tia chớp chùm laser lập tức xuất hiện, oanh một tiếng, cái này lôi điện chùm laser nhanh như lôi đình, trong nháy mắt đem hơn trăm mét nơi khác mặt oanh tạc thành đất khô cằn. Mà lại, La Quân cũng không buông lỏng, y nguyên dù cho thi triển pháp lực, vận chuyển càng nhiều lôi điện. Cái kia trong lôi chỉ lôi điện vô cùng vô tận, mà lại mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tự động hấp thu trong không khí lôi điện chi lực. Oanh! Mặt đất kia bị oanh nổ ra hơn trăm mét sâu hố lớn. Như vậy uy lực, có thể so với thiên tai. Cái kia chùm laser không kém phản tăng, ngược lại càng thêm lớn mạnh, tráng kiện đứng lên. Thượng cổ lôi phù có tự động hấp thu lôi điện từ trường bản sự, bản sự này, là quân là không có. Là quân chỉ có thể vận dụng lôi điện chi lực, Tại La Quân thi triển lôi điện thần chảm thời điểm, lôi chỉ phát động lực lượng, tự động hấp thu trong không khí lôi điện từ trường lực lượng. Chẳng khác nào La Quân tại hướng mặt ngoài tưới nước, nhưng trong ao còn tại tự động nước vào. Đương nhiên, cái này tưới nước tốc độ là muốn vượt qua nước vào tốc độ. Liên tại cái kia lôi điện trùm sáng tráng kiện như vải nước lúc, La Quân trong mắt lệ quang lóe lên. Sở hữu lôi điện trùm sáng bỗng nhiên phát ra phẫn nộ gào thét, thế mà thì như vậy hình thành một đầu lôi điện cự long lôi long long lân, long chảo, long đầu còn có long ngâm đều sinh động như thật. Tại lôi long hình thành về sau, là quân hơi hơi thở phào. Cái kia lôi long cũng không tiêu tán, bởi vì lôi long trong thân thể có la quân pháp lực tồn tại. La quân trong lòng mạch suy nghĩ dần dần có một cái hình dáng. Ta pháp lực, còn chưa đủ lấy chế tạo nguyên thần đi ra. Nhưng là, ta có thể dùng chút ít pháp lực đến mượn nhờ lôi điện chi lực, trở thành lôi long nguyên thần là quân nghĩ đến đây không khỏi hưng phấn lên xưa nay ta pháp lực ngưng tụ từ trường chi lực như thế tựa hồ cũng có thể ngưng tụ ra một con rồng nguyên thần tới nhưng là pháp lực rời đi não vực về sau liền sẽ dần dần yếu bớt thẳng đến biến mất một khi pháp lực biến mất như vậy ngưng tụ từ trường cũng sẽ tiêu tán cho nên ta tuy nhiên cũng có thể ngưng tụ hư không nguyên thần nhưng cái này hư không nguyên thần lại là không có uy lực ngược lại hao phí không ít pháp lực tránh thức muốn ngưng tụ ra nhất tôn lực lượng mạnh đại hư không nguyên thần đi ra không nói đến như thần đế ma đế như vậy nguyên thần chính là như lăng vân phong bọn người nguyên thần cái kia cũng phải cần cực lớn tâm thần còn muốn hao phí vô số tế bào não chế tạo thành nguyên thần là dựa vào tinh thần lực ngưng tụ tinh thần lực vật này một khi rời đi não vực liền theo sổ ghi chép không có nguồn điện một dạng có là lập tức liền cắt điện có thể có chuẩn bị dùng pin dùng một đoạn thời gian mà Lăng Vân Phong bọn họ cũng là để sổ ghi chép có được năng lượng mặt trời ngọn nguồn, có thể tự hành nạp điện. Đây chính là hư không nguyên thần hình thành nguyên lý. Muốn đạt đến một bước này, cần hao phí vô số tế bảo não. La Diệt Hàn đã từng có nhất tôn hư không nguyên thần, bất quá đó là tại La Thiên Nhai chợ giúp dưới, hơn nữa còn không có uy lực gì. Chỉ có thể chân chạy, về sau, La Diệt Hàn dứt khoát liền đem cái kia hư không nguyên thần đưa về đến trong não vực, không có chơi chỗ này. Vậy liền theo một người không có tiền, lại chạy tới vay tiền mua chiếc xe, mặt mũi chưa chắc có, nhưng tâm lý khẳng định là bảo bảo khổ. Không chỉ có là phải trả tiền, còn muốn suốt tiền dưỡng xe. Sau cùng dứt khoát liền trực tiếp đem xe bán, 100. La diệt Hàn chính là cái này tình huống. Như vậy La Quân lúc này đâu? La Quân nghĩ là Lôi Long Nguyên Thần có thể vẫn ở lôi trong ao đợi, kể từ đó, chính mình chỉ cần nhất định pháp lực liền có thể đem ổn định lại đây đối với La Quân tới nói, là cái thiên nhiên ưu thế. La Quân lập tức bắt đầu đem pháp lực rót vào đầu này lôi long bên trong. Những pháp lực này, dần dần hình thành nguyên thần, liền cũng chính là cái này lôi long linh hồn vị trí. La Quân ngồi xếp bằng, cái kia lôi long liền bắt đầu thu liếm thân hình, sau cùng dần dần thu nhỏ, liền giống như là một con mãng xà cỡ như vậy, liền như vậy phủ phục tại La Quân dưới chân. Bất quá mặt đất kia vẫn còn phải thừa nhận lôi long lôi điện chi lực, chính là khói đen cuồn cuộn, bụi đất đùng đùng sao không dứt biến thành đất khô cằn. La quân không ngừng đưa vào cú pháp lực đến lôi long bên trong, cái kia lôi long nguyên thần liền cần liên tục không ngừng hấp thu lực lượng, như thế mới có thể dần dần bắt đầu sinh ra tự mình ý tứ. Pháp lực cùng nguyên thần khác nhau ngay tại ở, pháp lực không có có ý thức, chỉ nghe từ tại não vực. Nhưng nguyên thần có thể độc lập ra ngoài, chính mình hấp thu từ trường phần tử. Đương nhiên, nguyên thần cũng vẫn là cần não vực không ngừng cho cố lên. Tựa như là Lăng Vân Phong loại cao thủ này, một khi bọn họ người chết, như vậy nguyên thần còn sống chừng một tháng, liền cũng sẽ dần dần tiêu tán. Chỉ có giống La Lăng, thần đế, mà đế cao như vậy tay, bọn họ nguyên thần đã hoàn toàn độc lập, chính mình thì có thể hấp thu dinh dưỡng, bổ sung từ trường chi lực. Cho dù là thân thể tử vong, bọn họ nguyên thần cũng sẽ không diệt. Thân thể có hạn, nguyên thần vô hạn, nói chính là cái đạo lý này. Một giờ sau, là quân trọn vẹn tiêu hao 300 vạn não tế bảo lực lược, như thế mới đưa nguyên thần vững chắc. Mà lại, là quân cảm giác được cái này nguyên thần cho dù hình thành, có được tự mình một chút ý thức. Nhưng là một ngày sau đó, cái này ý thức liền sẽ dần dần yếu kém, sau cùng nguyên thần cũng sẽ dần dần tiêu tán. Cái này khiến là quân cảm thấy đau đầu. Lúc này, La Quân mới thật sự rõ ràng ý thức được muốn hình thành nhất tôn hư không nguyên thần là khó khăn dường nào. Có thể hay không dạng này, La Quân bỗng nhiên linh cơ nhất động. Tế bào não một khi rời đi não vực, thì sẽ chết. Nhưng là nếu như ta đem những này tế bào não phóng tới còn thừa huyền hoàng dịch bên trong ngâm đâu. Đi qua trong khoảng thời gian này, La Quân huyền hoàng dịch đã khôi phục không ít. Và lại cho lúc trước ba đồ trị liệu, cũng không có đem huyền hoàng dịch sử dụng hết la quân âm thầm nghĩ nếu như tế bào não tại huyền hoàng dịch bên trong ngâm từ đó đạt tới rời đi não vực mà không chết như vậy ta có phải hay không liền không có như thế cố hết sức la quân cảm thấy đây là một cái cực kỳ to gan giả thiết nhưng là giờ phút này hắn muốn thử một lần sau đó la quân liền bắt đầu triển khai vô cùng nguy hiểm một cái kế hoạch chính là vận dùng pháp lực đem một bộ phận đã khai phát tế bào não chuyển chuyên trở ra ngoài La quân hết thảy khai phát 800 mai tế bào não, những này tế bào não đã cùng hắn chưa khai phát tế bào não khác biệt. Chúng nó rời đi, cũng sẽ không ảnh hưởng la quân não hạch. La quân trước đem 10 cái tế bào não vận chuyển đến cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Cái này huyền hoàng thần cốc hạt giống đã cùng la quân não vực tương liên, lúc này tế bào não ngược lại cũng không tính là hoàn toàn rời đi não vực. Cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong, huyền hoàng dịch đã chuẩn bị kỹ càng. La Quân đem tế bào não bỏ vào, bỏ vào trong nháy mắt, cái kia tế bào não ở bên trong lập tức quay cuồng lên. Những này tế bào não dùng mắt thường căn bản là nhìn không thấy. Nhưng là tại La Quân trong óc, hắn có thể cảm nhận được những này tế bào não tựa như vi trùng hoặc là nòng nọc nhỏ một dạng. Đương nhiên, chúng nó so nòng nọc nhỏ tiểu thiên lần. Dùng kính hiển vi đều chưa chắc có thể soi sáng ra chúng nó tới. Nhưng chúng nó lại có thể tách ra không giống nhau tinh thần từ trường đến đây chính là tế bào não huyền diệu. Những này tế bào não tại huyền hoàng dịch bên trong yên tĩnh lại, nhưng chỉ chốc lát về sau, chúng nó liền vui sướng du hí động. Chẳng lẽ có tác dụng, là quân ám đảo, lúc này, hắn đã mất đi cùng những này tế bào não liên hệ. Bởi vì hắn cùng tế bào não ở giữa tin tức phần tử, từ trường chờ một chút, đều đã bị huyền hoàng dịch gột rửa sạch sẽ. Là quân pháp lực là không dám vào nhập huyền vàng dịch bên trong, một khi đi vào, pháp lực cũng sẽ bị gột rửa. Gột rửa đến không về chính mình sử dụng, biến thành một cỗ tinh khiết lực lượng. Đây là rất lợi hại nhất cả trứng. Là quân suy tư, sau một hồi khá lâu, trong mắt của hắn xuất hiện kiên nghị thần sắc. Sau đó, là quân một hơi đem 200 vạn tế bào não vận chuyển đến huyền hoàng dịch bên trong. 200 vạn số lượng, nghe giống như rất là khủng bố. Nhưng trên thực tế, 200 vạn tế bảo não chung vào một chỗ, cái kia cũng chỉ là một hột cơm cơm lớn nhỏ. Bất quá cái này một hột cơm cơm chỗ tỏa ra tinh thần lực, tinh thần từ trường lại là khủng bố. Loại tinh thần lực này là có thể so với thất trọng thiên đỉnh phong cao thủ lực lượng. Tần lâm là thất trọng thiên trung kỳ, bất quá là 150 vạn mai tế bào não khai phát lượng. Nhưng mà này còn là tần lâm thiên phú dị bẩm, bình thường người thất trọng thiên trung kỳ bất quá là triệu viên. Là quân đến thất trọng thiên đỉnh phong lúc lại là có chút ngoài ý muốn, hắn tế bào khai phát đến 300 vạn mai. Đương nhiên, những này số lượng đều là tại một cái bình thường giá trị bên trong. Bây giờ, là quần tế bào não khai phát lượng là 800 vạn mai. Dù cho xuất ra 200 vạn mai, đó cũng là còn có 6 triệu viên. Giờ phút này, huyền hoàng dịch bên trong, cái kia 200 vạn mai tế bào não có rút lại thành một hột cơm cơm lớn nhỏ. Là quân sau đó vận pháp lực đem huyền hoàng dịch tán đi, những huyền hoàng đó dịch, vứt bỏ liền bay ra huyền hoàng thần cốc hạt giống. Còn có một số còn thừa, liền đến cái kia thần cốc mặt vách bên trên, theo giọt xương một dạng bám vào. Lúc này, viên kia cơm thì rơi vào thần cốc hạt giống bên trong. Là quân vận pháp lực đem cái kia cơm bao lấy, sau đó nhất pháp lực qua cảm giác hạt gạo. Lập tức, là quân liền cảm giác cái kia hạt gạo bên trong chính là một mảnh không rõ, đó là dị thường tinh khiết. Mà lại, là quân kinh ngạc phát hiện, hạt gạo lực lượng chính là hỗn độn chi khí ngươi là ai nửa ngày về sau cái kia hạt gạo bên trong bỗng nhiên truyền đến một loại tin tức la quân bị kinh ngạc hắn hỏi ngược lại ngươi là ai a thanh âm kia nhất thời mê mang ta là ai ta là ai ta không biết ta là ai a à? la quân lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra hắn cũng là độc lập nguyên thần a tại huyền hoàng dịch gột rửa dưới cái này tế bào não rốt cục trở thành nguyên thần. Chỉ là không biết, hắn sau cùng sẽ như thế nào, bất quá hắn cái này một thân hỗn độn lực lượng cũng không tệ. Là quân tuy nhiên tổn thất 200 vạn tế bào não, nhưng giờ phút này hắn lại là hoan hỉ, hưng phấn. Ta biết ngươi là ai? Là quân nói ra. Ta là ai? Thanh âm kia lập tức hỏi. Là quân nói ra, ngươi vốn là ta tế bào não, ta sử dụng huyền hoàng dịch đưa ngươi gột rửa, bây giờ ngươi hình thành độc lập nguyên thần, Ta không quá hiểu ý ngươi." Thanh âm kia nói ra. "Tốt, ta thông tục một điểm nói, ngươi chính là ta sáng tạo." La Quân nói ra. "Cái kia, ngươi là cha ta." Hắn nói ra. "Ngươi thế mà cũng hiểu ba ba hai chữ này?" La Quân hiếu kỳ. "Thanh âm kia nói ra, ta cũng không biết, nhưng chính là giống như cảm thấy hẳn là dạng này." "Ta hiện tại đem một chút tin tức, tri thức đánh vào đến ngươi nguyên thần bên trong." La Quân nói ra, "Ngươi không nên chống cự." mặc kệ phát sinh cái gì, yên ổn tiếp nhận, biết không? Thanh âm kia do dự một cái chớp mắt về sau, nói ra, tốt, ba ba. Là quần ngay sau đó lợi dụng nguyên thần chuyển ý phương pháp, đem trong đầu một chút tin tức làm chỉnh lý, sau đó trực tiếp đánh vào đến cái kia tinh khiết nguyên thần trong não vực. Là quần đầu tiên đem cái này tinh khiết nguyên thần là như thế nào sinh ra quá trình trở lại như cũ một lần cho cái này tiểu gia hộ nhìn. Người nha, cũng nên là biết mình căn. Sau đó, là quân lại đem đơn giản lễ nghi, đạo lý truyền vào cho tinh khiết nguyên thần. Liền xem như ngần ấy đồ, vật, là quân cũng đầy đủ truyền thụ đến hừng đông. Cũng may cái này tinh khiết nguyên thần học đồ, vật cũng thật nhanh, hắn dĩ nhiên minh bạch rất nhiều thứ, đồng thời rất là ngây thơ không ngừng kêu la quân ba ba. La quân không khỏi cười khổ, chính mình làm sao lại thành cha của hắn. Cuộc sống khác hài tử, là trên thân thịt, mà người tiểu gia hỏa này lại là ta tế bảo não, nói ta là cha ngươi, cái kia cũng đã nói qua. Ba ba, ta tên gọi là gì vậy? Tiểu gia hỏa ngửa đầu hỏi. La quân suy tư một cái trước mắt, theo rồi nói ra, tự tiểu long tốt. Về sau ta thì gọi ngươi nhất nặc. Tốt, tiểu long lập tức vui mừng mau dậy đi, hắn nói ra, quá tốt ha, à, ta có danh tự. Tiểu gia hỏa này đồng tính chưa mẫn, thật giống là một đứa bé. Này cũng cũng không kỳ quái, lại là bởi vì hắn vốn là đã không có bất cứ trí như gì, chính là tinh khiết nhất tồn tại. Tựa như là một tờ giấy trắng, sau đó bị la quân bắt đầu cho hắn nhan sắc. Hắn sở hữu cảm giác cùng tri thức, đều là bắt nguồn từ la quân. Trời sáng choang, tia nắng ban mai vẩy chiếu vào cái này trong rừng cây. La quân nói với tiểu long, tiểu long, ta an bài cho ngươi một cái thân thể, ngươi đi nhìn thử một chút, thế nào? Cái gì là thân thể? Tại sao muốn an bài thân thể? Tiểu Long không hiểu hỏi. La Quân nói ra, bởi vì ngươi còn không có thân thể nha, ngươi không thể vĩnh viễn cứ đợi ở chỗ này. Tựa như ta cũng là có thân thể, cho nên ngươi cũng cần, biết không? Hả, vậy được rồi, ba ba, Tiểu Long nói ra. La Quân mỉm cười, tiện tay liền vận pháp lực, trực tiếp đem Tiểu Long đưa vào đến đầu kia lôi long bên trong. La Quân cũng không lo lắng Tiểu Long hội bị lôi điện gây thương tích, bởi vì chính mình pháp lực đều không sợ cái này lôi chỉ lôi điện huống chi tiểu long đã là hoàn toàn tinh khiết hỗn độn chi khí. Thế là cái này một cái chớp mắt, cái kia vốn là ngơ ngác lôi long liền có thần thái. Sau đó, lôi long thân thể bắt đầu lớn mạnh, cái kia tiểu long rất vui, trực tiếp oanh một chút, bay lên cửu tiêu bên ngoài. Là quân bị kinh ngạc, hắn là sợ tiểu long làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tới. Nhưng là hắn muốn hô tiểu long xuống tới cũng là không được, bởi vì hắn theo tiểu long ở giữa hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào. Tiểu rồng đi qua huyền hoàng dịch gột rửa, đã hoàn toàn độc lập. Cũng may là, tiểu long rất nhanh liền bay trở về. Hắn vừa về đến, liền đem mặt đất kia, rừng cây toàn bộ đốt thành than cốc, hơn nữa còn vọt thẳng lấy la quân bay tới, tựa hồ là muốn ôm ấp la quân. La quân hãi nhiên, hắn cái này phàm thai thân thể, thế nhưng là qua tay không được tiểu long ôm ấp A. À. Dừng lại, la quân đột nhiên lệ quát một tiếng. Tiểu Long nhất thời ngẩn ngơ, chính là như vậy đứng thẳng bất động trên không trung. Nhưng là hiển nhiên, hắn cũng không biết chính hắn phạm cái gì sai, cho nên tại để La Quân như vậy nghiêm khắc. Tiểu gia hỏa này đại khái còn cảm thấy ủy khuất, thế là miệng rồng nhất biển, liền rớt xuống nước mắt tới. Lệ kia nước nhưng chính là lôi điện A, giọt giọt lôi điện hạ xuống tới, đập xuống đất, nhất thời bốc lên tư tư khói xanh. La Quân liền nói ra, Tiểu Long, người tiên tiến nhập ta hạt giống này bên trong tới. Tiểu Long không hiểu, bất quá lúc này, hắn cũng hoàn toàn nghe theo La Quân. Thế là đầu này hung mãnh Lôi Long liền trực tiếp xông vào La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Sau đó, La Quân lại dẫn tới Lôi Long tiến vào thượng cổ Lôi phù bên trong. Tiểu Long cả thân thể chui vào lôi điện trong ao về sau, lập tức phát ra hưng phấn tiếng kêu to. Cái kia lôi điện ao có thể thỏa mãn hắn quá nhiều dinh dưỡng cần thiết, cả thân thể đều thư sướng vô cùng. Tiểu Long tại lôi trì bên trong tùy tiện xoay chuyển, thống khoái bơi lội, tốt không vui. Tiểu Long, là quân ý thức cũng tiến vào lôi trì bên trong. Lúc này, là quân là có thể tùy ý cùng Tiểu Long giao lưu, bởi vì lôi trì theo là quân pháp lực là tương dung. Ba ba, người cũng xuống bơi chung lặn A, Tiểu Long lập tức sung sướng hô, là quân cười một tiếng, nói ra, thật là một cái ngốc hài tử. Hắn đón đến, tiếp tục nói, Tiểu Long, ta muốn cho ngươi thêm quán thâu một chút tri thức. Tiểu Long nói ra, tốt lắm, tốt lắm. La Quân ngay sau đó liền đem thân thể của hắn đặc thù tính, còn có cùng thân thể con người khác biệt nói một lần. Tiếp lấy lại giảng hắn đi ra thời điểm phải chú ý một chút tình huống các loại. Còn tốt, Tiểu Long lý giải năng lực phi thường cường hãn. La Quân nói chuyện, hắn cũng liền hiểu. Bất quá La Quân vẫn còn có chút đau đầu, bởi vì dưới mắt Tiểu Long tinh khiết không tì vết trong lòng không có cái gì tranh cường hiếu thắng chi tâm chính mình còn trông cậy vào hắn đến thành vì chính mình giúp đỡ đây nếu như theo đứa bé giống như vậy mình cần phải khóc nhưng chuyện này cũng là không vội vàng được la quân giờ này khắc này cũng không biết tiểu long sinh ra đến là tốt hay xấu tương lai lại lại biến thành cái dạng gì đây hết thảy đều là ẩn số la quân hít sâu một hơi liền cũng không nghĩ nữa hắn mà lại lúc này thời gian cũng không còn sớm hắn muốn trước về hầu phủ một chuyến ánh nắng tươi sáng là quân cưỡi lên hỏa long câu liền phóng ngựa về chạy trở lại hầu phủ về sau là quân dựa vào thủ lệnh thuận lợi tiến vào hầu phủ cái này hầu phủ cũng không phải lan kiếm người hầu phủ cho nên vẫn là có thật nhiều đại nhân vật là quân tiến vào hầu phủ chính là chú ý cẩn thận hắn đem hỏa long câu đưa đến chuồng ngựa giao cho mã phu trông giữ sau đó là quân liền sẽ lan kiếm nhất vào nhà Lan kiếm nhất cũng không tại, là quân nghe như ý nói ra, công tử ra cùng lão ra đều cùng đi vào chiều sớm. Nếu không có đặc thù sự tình, bình thường 10 điểm thì có thể trở về. Là quân A một tiếng. Như ý còn nói thêm, là công tử, ta chuẩn bị cho ngài bữa sáng đi. Là quân quả thực có chút đói, liền nói ra, được. Hắn đón đến, lại nói, bữa sáng đưa đến phòng ta. Vâng, là công tử, như ý nói ra, la quân sau đó thì trở về phòng hắn cảm giác tại cái này trong hầu phủ ở cực không quen ngẫm lại dứt khoát chính mình đợi chút nữa đi mua tòa nhà nhà tính toán lão ở chỗ này tính toán cái gì kình a tính toán lan kiếm nhất ra nô sao lan kiếm nhất ngược lại là chịu nhưng hắn la quân cũng không chịu a la quân ăn sáng xong về sau tiếp theo hắn lại đem ba đồ kêu đi ra trước cho ba đồ ăn đan dược đan dược này tuy nhiên còn có mấy trăm mai bất quá mỗi ngày ba đồ ăn thì không ít ta phải tìm thiên chỉ các lại muốn một điểm đến lúc đó qua cho cái kia âm dương tử điện xong xà thời điểm thuận tiện đem mấy năm lượng đều cho la quân thầm nghĩ ba đồ ăn xong đan dược về sau cũng liền thống khoái hắn lập tức lại hỏi la quân lúc nào ra ngoài canh chừng la quân cười một tiếng nói ra nhanh đầu tiên chờ chút đã ba đồ liền đáp ứng la quân cảm thấy mình hiện tại thì giống như vú em lại phải chiếu cố ba đồ, còn muốn chiếu cố tiểu long. Cái này ngẫm lại cũng có chút buồn cười. Để ba đồ tiến giới tu di về sau, là quân lại bắt đầu theo tiểu long câu thông. Tiểu long lại là tại lôi trì bên trong trực tiếp ngủ, là quân tỉnh lại tiểu long. Tiểu long tại lôi trì bên trong ngẩng đầu lên, còn buồn ngủ hỏi, ba ba, có chuyện gì nha? Là quân nói ra, tiểu long, người biết ta tại sao muốn đem người sáng tạo ra tới sao? Tiểu long không hiểu, nói ra vì cái gì la quân nói ra bởi vì ba ba hiện tại tình cảnh khó khăn có thật nhiều địch nhân muốn hại ba ba cho nên ba ba sáng tạo ngươi đến cho ba ba hỗ trợ tiểu long lập tức nói nếu ai dám khi dễ ba ba ta liền đánh người đó la quân cười một tiếng nói ra có thể là địch nhân rất lợi hại ngươi muốn làm sao đánh tiểu long ngốc ngẩn ngơ la quân nói ra ta dạy cho ngươi bản sự có được hay không tiểu long mã bên trên hoan hỉ nói ra, tốt tốt. Là quân liền thủ bắt đầu trước dạy tiểu long tu luyện tự thân, hắn đem đồng dạng tính tỏa pháp môn tu luyện nói cho tiểu long, để tiểu long vận hành pháp lực chu thiên. Điểm này, tiểu long vừa học liền biết. Tiếp theo, là quân lại dạy tiểu long văn hóa tri thức. Văn hóa khóa, số học, phương trình các loại, những này là quân đều chậm rãi dạy tiểu long, phải hiểu pháp thuật chi tinh thâm bao la, liền muốn trước theo văn hóa vào tay. La Quân là trực tiếp đem trong đầu đại đoạn đại đoạn ký ức trực tiếp truyền cho Tiểu Long, sau đó Tiểu Long chậm rãi qua lĩnh ngộ. Tiểu Long đầu óc tựa hồ phá lệ thông minh, mặc kệ lại khó đồ, vật, hắn đều có thể rất nhanh lĩnh ngộ. La Quân đại khái dậy 2 giờ, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. "La công tử, công tử ra quay lại, cần gặp ngài." Như ý ở bên ngoài nói ra. La Quân gật gật đầu, nói ra, "Tốt, ta lập tức đi ra." Thế là là quân liền nói với Tiểu Long, tốt a, à, chính người chậm rãi lĩnh mộ. Muốn là lại có không hiểu đồ, vật, liền hỏi lại ta. Tiểu Long nói ra, được rồi, ba ba. Là quân thu hồi thần thức, hắn cảm thấy hơi mệt chút. Cái này liên tục một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, hơn nữa còn hao phí 200 vạn tế bảo não. Chuyện này với hắn thực lực thương tổn là rất lớn. Dưới mắt, là quân thật đúng là không muốn đi xã giao lan kiếm nhất. Nhưng là không có cách chính mình đã nhận lời thiên trì khác đã muốn lẫn vào triều đình mượn nhờ triều đình lực lượng như vậy chính mình thì không thể đắc tội lan kiếm nhất la quân ra khỏi phòng liền gặp như ý bên ngoài chờ đợi như ý đem la quân hướng trong sảnh dẫn qua tại cái kia trong sảnh la quân nhìn thấy lan kiếm nhất lan kiếm nhất đưa lưng về phía đại môn mà đứng hắn cũng không hề ngồi xuống la quân sau khi đi vào liền cung kính nói công tử Lan kiếm nhất quay người trở lại, hắn lúc đầu mặt sắc mặt ngưng trọng, lúc này lại là cười một tiếng, nói ra, là quân, đến, nhanh ngồi xuống. Là quân liền cùng lan kiếm nhất ngồi xuống, cái kia như ý lập tức phao trà nóng tới. Về sau, như ý liền lui ra. Lan kiếm nhất uống một ngụm trà, sau đó nói, ta nghe như ý nói, người tối hôm qua cũng không tại trong phủ đệ, là buổi sáng mới trở về. Là quân nào nào, theo rồi nói ra, vâng, công tử. Lan kiếm nhất cười cười, nói ra, người ở bên này còn có người quen sao? Không có người quen, La Quân nói ra, bất quá ta cùng thiên chỉ các có chút ngọn nguồn, nếu thật nói có người quen, cũng chỉ có thể coi là thiên chỉ các. Lan kiếm nhất nghiêm túc nói ra, La Quân, đương kim thánh thượng đối thiên chỉ các thái độ là lập lờ nước đôi, người vẫn là cùng bọn hắn phải gìn giữ chút khoảng cách. La Quân lập tức nói, đa tạ công tử nhắc nhở, ta nhớ được lan kiếm nhất rất là hài lòng la quân thái độ này hắn nói tiếp tối hôm qua ngươi muốn đi tìm thiên trì các người la quân rất lợi hại phản cảm lan kiếm nhất truy vấn nhưng hắn cũng không thể không đáp liền nói ra ta đợi chút nữa ngược lại là có chuyện muốn xin nhờ thiên trì các nhưng tối hôm qua lại là ra ngoài luyện công về phần luyện cái gì không mong rằng công tử không nên hỏi dù sao mỗi người đều có bí mật lan kiếm nhất trong mắt lóe lên không vui bất quá hắn cũng không dễ nói thêm cái gì la quân tiếp lấy còn nói thêm đúng công tử ta cảm thấy ở tại nơi này hầu phủ không hào phóng liền ta muốn đợi sẽ tự mình đi mua chỗ bất động sản ngày sau công tử nếu có triệu hoán ta tùy thời đến đây vì công tử hiệu mệnh là được lan kiếm nhất nghe vậy sắc mặt chính là càng thêm khó coi hắn nói ra là quân ngươi phải biết ta tòa nhà này luôn luôn thiếu có người có thể tiến đến ở ta để ngươi tiến đến ở chính là là bởi vì ta cùng ngươi giao tình không ít Người ở tại ta chỗ này, cùng ở ở bên ngoài, khác nhau vẫn sẽ có. Hắn đây là đang âm thầm uy La Quân. La Quân nghe vậy, ở sâu trong nội tâm đối Lan Kiếm Nhất phản cảm càng tăng thêm một tầng. Cái này Lan Kiếm Nhất, thật sự là muốn đem chính mình khống chế thành nhà hắn nô. Hừ, La là Quân làm thế nào có thể tự hạ thân phận. La Quân cũng coi là đem Lan Kiếm Nhất thấy rõ ràng, ngay sau đó hắn liền không kiêu ngạo không tự ti nói ra, ông tử, con người của ta thói quen lười nhác cùng tự do. Nếu là nhất định muốn trói buộc tại một chỗ, còn không bằng vừa đi chi, đi xa chân trời đến được tốt đây. Lời này ý tứ rất rõ ràng, mẹ chứng, ngươi còn như vậy, lão tử thì cùng ngươi bái bai. Lan Kiếm nhất hơi kinh hãi, hắn tiếp lấy liền cười lớn một tiếng, nói ra, La huynh, ta cùng ngươi bất quá là chỉ đùa một chút đây. Yên tâm đi, ta lúc đầu cũng liền định ở bên ngoài mua cho ngươi tòa nhà cái kia thì đa tạ công tử la quân cũng không cự hắn ở ngoài ngàn dặm lan kiếm nhất theo rồi nói ra bất quá dưới mắt ta lại là có chuyện muốn la huynh ngươi hỗ trợ đi làm la quân liền nói ra công tử nhưng có phân phó thuộc hạ nhất định kiệt lực hoàn thành lan kiếm nhất hơi hơi thở phào hắn cũng liền phát hiện ra cái này la quân nhìn ấm dịu dàng ngoan ngoãn thuận thực cũng là có gai ra hỏa tâm hắn nghĩ có chút bản sự người có chút ngạo khí cũng là tự nhiên ta phải dùng tốt hắn, lại là muốn tiếp theo phen công phu. Sau đó, Lan Kiếm Nhất nói ra, sự tình là như thế này, hôm nay ta biết một tin tức, là liên quan tới Lan Đình Ngọc tên tiểu tiện chủng kia. Lan Đình Ngọc làm sao? La là Quân lập tức hỏi. Lan Kiếm Nhất nói ra, Lan Đình Ngọc muốn xuất Bắc Hải, tìm kiếm Long Văn Cương tinh hồn. Hắn cử viêm thần hỏa đã là vô cùng lợi hại, như lại để cho hắn dung nhập Long Văn Cương tinh hồn, như vậy tương lai chúng ta càng khó đang áp chế với hắn. Là quân khẽ nhíu mày, nói ra, cho nên công tử ý là. Lan kiếm nhất nói ra, ta hy vọng La Huynh người cũng đi theo ra biển, tìm kiếm Long Văn Cương tinh hồn. Bất kể như thế nào, người cũng không thể để hắn đạt được cái kia Long Văn Cương tinh hồn. Là quân trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, vậy ta lúc nào xuất phát. Lan kiếm nhất nói ra, càng nhanh càng tốt. Là quân nói ra, công tử ngươi không tiến qua sao? Lan kiếm nhất nói ra, ngươi nói ta không muốn đi sao? Lại là bởi vì ta cùng Lan Đình Ngọc đều là có quan chức tại thân, không được thánh dụ, há có thể tự tiện rời đi hoàng thành. La quân nói ra, cái kia Lan Đình Ngọc vì cái gì có thể tùy tiện rời đi? Lan kiếm nhất nói ra, hắn hướng thánh thượng xin chỉ thị, thánh thượng rất lợi hại duy trì hắn hành động. La quân nói ra, nếu là thánh thượng duy trì, công tử ngài phái ta qua ngăn cản, đây chẳng phải là tại làm trái thánh thượng. Lan kiếm nhất nao nao, sau đó hắn nói ra, việc khác tình không cần ngươi quan tâm, cứ yên tâm vì ta làm việc là đủ. La quân nói ra, vâng, công tử. Sau đó, Lan kiếm nhất nói ra, vậy ngươi lúc nào thì có thể lên đường chuyển động thân thể. La quân nói ra, ta đợi chút nữa muốn đi một chuyến thiên trì khác việc này mười phần trọng yếu. Ba giờ chiều, ta lại đến gặp công tử ngài. Lan kiếm nhất nói ra, vậy thì thật là tốt, ta bên này lại vì ngươi tinh tế an bài một phen. Ba giờ chiều, liền liền lên đường. La quân nói ra, được. Về sau, La quân liền hướng lan kiếm nhất cáo từ. Hắn ra lan kiếm nhất tòa nhà, sau đó lại qua rắt hỏa long câu. Tại trong hầu phủ, tự nhiên là không thể cưỡi ngựa. Đó là đối hầu ra bất kính. Chỉ bất quá La quân không nghĩ tới là, tại rắt lập tức chuẩn bị ra hầu phủ thời điểm, La Quân vừa vặn đụng phải vũ hầu Lan Thiên Cơ từ bên ngoài quay lại. Lan Thiên Cơ là đang ngồi kiệu lớn tám người khiêng quay lại. Tuy nhiên Lan Thiên Cơ là vũ hầu, nhưng hắn đồng thời cũng là văn quan, hắn là khoa thi trạng nguyên đây. La Quân xa xa nhìn thấy cái kia kiệu lớn tám người khiêng, lập tức liền dắt hỏa long câu nhường qua một bên. Nhưng việc này lại luôn không có dễ qua như vậy. Cái kia kiệu lớn tám người khiêng phía trước có một ống nhà, quản gia kia khoảng 40 tuổi, ăn mặc một thân trường sam xa màu xanh lam. Quản gia gọi là Hóp, hoặc quản gia chính là Lan Thiên cơ thiếp thân tâm phúc, Tu Vi đã là bát trọng thiên đỉnh phong. Lúc này, Họp hướng là quân nhìn bên này đến, hắn ánh mắt sắc bén xuống dưới. Bỗng nhiên nhất chỉ là quân bên này, nói, một tiểu tử kia, là cái kia ra công tử khách khanh nô bộc, thế mà gặp hầu ra ngồi xe mà không quỳ. Kiệu lớn tám người khiêng tự nhiên mà vậy thì dừng lại. Trong kiệu truyền ra một cái thanh âm trầm thấp, Hop, chuyện gì? Hop lập tức cung kính nói ra, lão ra, bên kia không biết là cái kia ra công tử khách khanh nô bộc, lại không nửa điểm lễ nghĩa, gặp ngài ngồi xe mà không quỳ. Thật sao, cái kia trong kiệu, Lan Thiên Cơ Tử Tốn nói, sợ là người trong giang hồ mới vừa vào trong phủ, không hiểu quy củ đi. Đem hắn gọi tới xem một chút. Vâng, lão ra, Hop nói ra. Sau đó, Hop liền đối với bên người gã sai vặt nói ra, qua đem người kia kêu đến đến giờ này khắc này, là Quân cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên đây. Là Quân dắt hỏa long câu, đi vào cái kia cố kiệu phía trước. Sau đó, hắn một gối quỳ xuống, nói, thuộc hạ tham kiến hầu ra. Hop đem rèm xốc lên, lan thiên cơ liền cũng liền xuống kiệu tử. Lúc này, là quần cúi đầu lại là không cách nào thấy rõ ràng lan thiên cơ. Nhìn thẳng lan thiên cơ, liền cũng là đại bất kính. Ngẩng đầu lên, lan thiên cơ từ tốn nói. La Quân hít sâu một hơi, ngẩng đầu, sau đó nhìn về phía Lan Thiên Cơ. Cái này Lan Thiên Cơ thoạt nhìn như là một cái trung niên văn sĩ, hắn lạnh nhạt ở giữa lại có loại không giận tự uy uy nghiêm. Giờ phút này, trên người hắn vẫn là một thân quan bào. Lan Thiên Cơ nhãn thần thâm trầm vô cùng, hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía La Quân. La Quân không tự chủ được cúi đầu xuống, hắn bây giờ không có cái này tu vi có thể cùng Lan Thiên Cơ đối mặt. La Quân cảm nhận được Lan Thiên Cơ loại kia nói không nên lời khí chàng cùng Quan Uy, cái này cá nhân tu vi, chỉ sợ đã là cửu trọng thiên đỉnh phong. Vũ Hầu tên, hoàn toàn xứng đáng a. À. Ngươi là người phương nào, là sao ta trước đó chưa bao giờ gặp ngươi? Lan Thiên Cơ nhàn nhạt hỏi. Hắn giọng nói nhàn nhạt, lại làm cho người cảm thấy có loại vô hình cảm giác áp bách. La Quân đối mặt dạng này cự kiêu, hắn không có cái gì không phục. Thành thành thật thật nói ra. Thuộc hạ hôm qua mới vừa vào lục công tử trong phủ. A, à, Lan Thiên Cơ nói ra, vậy liền hảo hảo vì lão lục làm việc đi. Vâng, hầu ra, La Quân nói ra. Lan Thiên Cơ sau đó liền quay người tiến trong kiệu. Tiếp theo, cố kiệu khởi động mà La Quân liền y nguyên nửa quỳ ngay tại chỗ, một cử động cũng không dám. Đợi cái kia Lan Thiên Cơ bọn người cố kiệu rời đi về sau, La Quân mới hơi hơi thở phào, sau đó đứng lên. Hắn lúc lắc đầu cũng không nghĩ nhiều, tiếp lấy thì ra hầu phủ. Thân ở quy tắc bên trong, khi thực lực không đủ lúc, thì ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc đi. Cái này không có gì để nói nhiều và thật nhiều nghĩ. Ra hầu phủ, là quần phóng ngựa tiến về thiên trì các. Cái kia thiên trì các ở nơi nào, là quần đã xác minh. Ngay tại Hoàng Thành phía Đông Nam, khúc trì trên đường. Đó là Hoàng Thành phồn hoa khu vực, tại dạng này phồn hoa chỗ, một tòa tầng ba lầu các kiến trúc hết sức trói sáng cái kia kiến trúc phía trên chính là thiên trì các ba chữ to. Thiên trì các cũng không mở cửa làm ăn, cho nên rất nhiều hoàng thành bản địa cư dân sinh hoạt cả một đời, thế mà còn không biết thiên trì các là làm chơi. Là quân rủi ngựa đi vào thiên trì các phía trước, sau đó, hắn tiến lên đem tay mình khiến lấy ra. Cái kia người giữ cửa lập tức biến sắc, lập tức sắp xếp người đến an trí La quân hỏa long câu. Mặt khác, người giữ cửa đem La quân dẫn tới ba tầng lầu một cái độc lập trong phòng, trong phòng kia cổ kính, vắng vẻ vô cùng. Rất nhanh lại có nha hoàn lên trà bánh, bên trên xong trà bánh về sau, liền lui ra ngoài. La Quân ngược lại là không có đợi bao lâu, rất nhanh liền có tiếng bước chân truyền đến. La Quân một khối bánh ngọt còn không ăn xong, cái kia cửa phòng đã bị đẩy ra. Cửa phòng xuất hiện người để La Quân ngoài ý muốn tới cực điểm, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là xinh đẹp vô song Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên một thân làm quần trắng, tuy nhiên như thế, lại có loại da nước bùn mà không nhiễm cao khiết. Nàng giống như là thiên sơn tuyết liên hoa một dạng, khiến người ta nhịn không được ái mộ, nhưng lại không đành lòng khinh nhơn. Bất quá la quân cũng không có nhiều như vậy phức tạp cảm giác, chủ yếu là theo tôi yên nhiên quá quen thuộc. Người tại sao lại ở chỗ này? La quân ngoài ý muốn vô cùng, hắn theo rồi nói ra, nên không phải người bị điều đến tổng bộ, chuyên môn đến phụ trách ta đi. Tô yên nhiên nhịn không được cười lên, nàng nói ra, cái kia làm sao có thể, người cũng quá đem người kế hoạch này coi trọng. Chẳng lẽ không có trọng yếu không? La Quân Kỳ quái hỏi. Tô Yên Nhiên nói ra, kế hoạch này thật có chút trọng yếu, nhưng cũng bất quá là thiên chỉ các hơn ngàn cái kế hoạch bên trong bên trong một cái, hiểu chưa? Ta đến Hoàng Thành, là tìm Vũ Hầu cùng Lan Kiếm nhất muốn chỗ tốt. Lần này vì giúp bọn hắn bắt đại diệt tự dư nghiệt, ta tổn thất không nhỏ. Đây là bọn họ hẳn là nỗ lực la quân bừng tỉnh đại ngộ hắn nói tiếp người để cho ta tiếp cận lan kiếm nhất cũng không phải cái gì hảo kế hoạch nói thế nào tô yên nhiên nói la quân nói ra lan kiếm nhất người này nhìn tướng mạo đường đường là một nhân tài nhưng hung hoài quá nhỏ mà lại cũng rất tự tư chỉ muốn ta tới làm nhà hắn nô vì hắn làm việc hắn là tuyệt sẽ không cho ta cơ hội đi đăng đường nhập thất tô yên nhiên nói ra này cũng không ngoài ý muốn Chúng ta điều tra qua Lan kiếm nhất nhân phẩm. Vậy ngươi còn để cho ta tới đầu nhập vào Lan kiếm nhất?" La Quân nói ra. "Tô Yên Nhiên nói ra, bất quá là một cơ hội a. À. Ngươi tổng có thể đợi được phù hợp cơ hội." La Quân nói ra, "Xế chiều hôm nay ba điểm, ta liền muốn rời khỏi hoàng thành." Tô Yên Nhiên bị kinh ngạc nói ra, "Vì cái gì?" La Quân nói ra, "Lan kiếm nhất phái ta ra biển, qua ngăn cản Lan Đình Ngọc đạt được Long Văn Cương tinh hồn." Ngươi nói ta có thể không đi a. À. Tô Yên Nhiên cũng không khỏi có chút nổi nóng, nói, cái này Lan kiếm nhất, thật không phải là một món đồ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, lời này của ngươi thật nghe được. Hắn đón đến, nói ra, ngươi quen thuộc Lan Đình Ngọc sao? Tô Yên Nhiên nói ra, ta biết hắn, nhưng cũng không phải là rất quen thuộc. Làm sao? La là Quân nói ra, không có gì. Tô Yên Nhiên cũng thì không hỏi thêm nữa, nàng lại kỳ quái nói ra Lan Đình Ngọc là hoàng đế hôn phong tướng quân, hắn sao có thể tự tiện rời đi hoàng thành đi tìm bảo bối đâu. La Quân nói ra, căn cứ Lan Kiếm nhất thuyết pháp, Lan Đình Ngọc là hướng thánh thượng mời chỉ tiến đến. Tô Yên Nhiên bị kinh ngạc, nói ra, cái kia Lan Đình Ngọc đây cũng là phụng chỉ tiến đến, Lan Kiếm nhất nhưng lại muốn người đi ngăn cản, đây không phải trong bóng tối kháng chỉ sao. Theo ta được biết, cái kia Lan Đình Ngọc cũng không phải đèn cạn dầu, người cẩn thận hắn tại thánh thượng trước mặt đến lúc đó cáo ngươi hình. La Quân nói ra, đến lúc đó, Lan Đình Ngọc cáo trạng không nói, chỉ sợ Lan Kiếm Nhất sẽ còn đem việc này đẩy đến không còn một mảnh. Nói là ta tự ý tự làm chủ đây. Tô Yên Nhiên nói ra, vậy ngươi còn đi. La Quân nói ra, ta nếu là cực tuyệt Lan Kiếm Nhất, ngươi cảm thấy Lan Kiếm Nhất sẽ còn để cho ta đợi tại Hoàng Thành sao? Tô Yên Nhiên nhíu mày, nói ra, điều này cũng đúng. Nhưng ngươi đây chính là cái nan đề, ngươi định làm như thế nào? Có thể làm sao, đi một bước nhìn một bước đi cuối cùng sẽ có biện pháp cái kia Long Văn Cương tinh hồn có thể là đồ tốt ta cũng là có chút hứng thú chiếm làm của riêng đây La Quân nói như vậy Tô Yên Nhiên nói ra tốt ha à, ta là tin tưởng ngươi năng lực nàng đón đến lại nói đúng ngươi tới đây một bên nhất định là có chuyện a à. La Quân nói ra không sai có việc tướng nắm vốn đang không quá yên tâm hiện tại ngươi ở chỗ này vậy liền quá tốt Tô Yên Nhiên cười một tiếng, nói ra, nói đi, chuyện gì? La Quân nói ra, ta tại Vân Thiên Tông bên trong, còn có một cái đại ca, một cái nhị ca. Ta đại ca đã là thất trọng thiên đỉnh phong thực lực, chỉ kém một cái cơ duyên liền có thể đến bát trọng thiên. Ta muốn cho ngươi sai người qua nói cho ta biết đại ca, ta tại Hoàng Thành bên này chờ hắn. Để hắn cần phải đến một chuyến. Tô Yên Nhiên bị kinh ngạc, nàng có chút không thể tin nói ra, ngươi nên không phải muốn đem thần đan tặng cho ngươi đại ca a." À. La Quân nói ra, không sai, làm sao? Tô Yên Nhiên không khỏi cười khổ, nói ra, một cái thần đan, nhưng để cha con tương tàn, huynh đệ bất hòa. Ngươi lại chủ động đem một cái thần đan đưa ra, ngươi nói ta có thể nói cái gì đó." La Quân lại không nghĩ nhiều như vậy, trên thực tế, hắn hiện tại là rất lợi hại cần thần đan. Bởi vì ăn một cái thần đan, có lẽ liền có thể đem hắn tổn thất những này tế bào não bù lại bất quá hắn cảm thấy đại ca khẳng định so với hắn càng cần hơn cái viên kia thần đan, cho nên hắn tuyệt sẽ không chính mình đến phục dụng. Tại la quân tâm lý, huynh đệ ở giữa tình nghĩa so bất kỳ vật gì đều trọng yếu hơn. Tô yên nhiên thấy thế cũng thì không nói thêm gì nữa, nàng nói ra, người yên tâm, lời này, ta nhất định mang cho người đến. Đa tả, la quân như chút được gánh nặng. Sau đó, la quân lại nghĩ tới một việc, hắn nói ra, đúng, ta còn cần một chút quy nguyên đan. Còn muốn, Tô Yên Nhiên không khỏi kỳ quái. Là quân nói ra, không sai. Tô Yên Nhiên nói ra, người muốn bao nhiêu. Là quân nói ra, lại cho ta một ngàn mai đi. Đại ca, đó cũng không phải là đậu nành a à. Tô Yên Nhiên nói ra. Là quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta đương nhiên biết không phải là đậu nành, bất quá ta biết người nhất định có biện pháp. Ta giúp người sửa chữa tốt xá tác thần đao, đây coi là một cái nhân tình đi ngươi liền đem một ngàn mai quy nguyên đan cho ta, chính là còn nhân tình này, ngươi thấy thế nào? Tô Yên Nhiên sướng sờ một chút, sau đó nàng vừa trầm ngâm một cái trước mắt, nói tiếp, được. Là quần nói ra, vậy ngươi xem lúc nào có thể đem quy nguyên đan cho ta? Tô Yên Nhiên nói ra, chờ ngươi ra biển trở về, ta sẽ phái người đưa đến trong tay ngươi. Cái kia liền đa tạ, là quần nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, chuyện này, nên ta đa tạ ngươi là ta chiếm quá đại tiện nghi. Là quân tiếp lấy còn nói thêm, đúng, về sau ta còn muốn về một chuyến thế giới bao la. Người có biện pháp nào không tiến ta về qua một lần. Tô yên nhiên nao nao, nói ra, người muốn trở về. Là quân nói ra, không phải trở về, mà là tại bên kia còn có một cái hứa hẹn muốn làm. Ta muốn quy nguyên đan cũng là bởi vì việc này. Tô yên nhiên nói ra, người muốn đi bao lâu. Sẽ không vượt qua một tháng thời gian. La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, "Chuyện này, ta hiện tại không có cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn. Chờ ngươi ra biển trở về về sau, lại nói, tốt kha." À? "Tốt," La Quân nói ra. Sau đó, La Quân liền rời đi thiên trì các. Về sau, La Quân liền đi gặp Lan Kiếm Nhất. Lan Kiếm Nhất lần này lại không phải tại trong hầu phủ tiếp kiến La Quân, hắn tại trong một nhà tử lâu. Tại quán rượu kia trong gian phòng trang nhã, Lan Kiếm Nhất điểm một bàn thịnh yến. Bồi tiếp lan kiếm nhất có cổ trường lâm, cổ lớn lên quân. Ngoài ra còn có một nữ tử. Nữ tử kia nhìn 25-26 tuổi, thành thục mà diễm lệ. Nàng mặc áo đỏ, ánh mắt yêu mị, một ánh mắt liền có thể đem nhân hồn phách câu dẫn. La quân phát hiện nữ nhân này là cùng loại tô tình như thế ngự tỷ loại hình, cũng là la quân sở ưa thích. Bất quá tô tình là rất lợi hại nghiêm túc nữ nhân. Mà nữ nhân trước mắt này lại là thời khắc đang phát tán ra một loại câu người phong tình. Giữa hai bên vẫn là có rất lớn khác biệt. Công tử, La Quân rất lợi hại cung kính ôm quyền chắp tay. Lan Kiếm nhất mỉm cười, nói ra, "La huynh, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Tin tưởng lớn lên quân thúc cùng Trường Lâm thúc là không cần nhiều giới thiệu. Mà vị này là Niếp Mị nương, lần này ra biển, ta sợ ngươi lộ trình tịch mịch, liền an bài Mị nương cùng ngươi cùng một chỗ. Mị nương đối hàng hải có rất lợi hại phong phú kinh nghiệm, tin tưởng nàng có thể đến giúp ngươi bận bịu. Đương nhiên lần này ra biển hết thảy đều là lấy ngươi làm chủ đạo la quân nhìn niếp mị nương liếc một chút hắn cười cười nói ra đa tạ công tử lan kiếm nhất gặp la quân không kháng cự liền thở phào hắn nói tiếp ngồi một chút ngồi la quân liền cũng liền ngồi xuống hắn lòng tựa như gương sáng lan kiếm nhất là không tín nhiệm mình cho nên mới phái niếp mị nương đến giám thị chính mình này cũng không kỳ quái lấy lan kiếm nhất đa nghi tính cách làm sao có thể yên tâm chính mình phái một người tới là bình thường, nếu là không phái người đó mới gọi một cái kỳ quái đây. Là công tử, nô gia kính ngươi, nhiếp mị nương cầm chén rượu, nũng nịu nói ra. Là quân liền cũng liền nâng chén. Nhiếp mị nương nhất tiếu bách mị sinh, nàng nói tiếp, là công tử, đoạn đường này tiến đến, nô ra tiêm chất yếu ớt, sẽ phải nhiều dựa vào ngươi chiếu cố. Là quân cười ha ha một tiếng, nói ra, mị nương yên tâm, ta cuộc đời thích nhất chiếu cố nữ nhân. Tuy nhiên hắn tại lan kiếm nhất trước mặt biểu thị qua ưa thích tô yên nhiên, nhưng là ở thời đại này, nam nhân ưa thích mấy cái nữ nhân, cái kia lại là không thể bình thường hơn được. Và lại, là quân hiện tại cũng không quá quan tâm lan kiếm nhất nghĩ như thế nào. Dù sao mặc kệ chính mình ở trước mặt hắn làm cho dù tốt, hoàn mỹ đến đâu, lan kiếm nhất cũng sẽ không cho chính mình cơ hội leo đi lên. Bữa cơm này, ăn cũng là tính toán vui sướng. Về sau, là quân liền cùng nhiếp mị nương thừa ngồi xe ngựa lên đường. Về phần ra biển cần thiết một ít gì đó, Lan Kiếm Nhất đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ đến Bắc Hải cầu tàu, liền có thể xuất phát. Lan Kiếm Nhất chỗ an bài xe ngựa là xe ngựa sang trọng, là quân cùng nhiếp mị nương ngồi ở bên trong. Bên ngoài tự có mã phu đánh xe. Về phần la quân hỏa long câu, dứt khoát thì trả lại thiên trì các. Mặt trời chiều ngã về Tây, xe ngựa một đường ra hoàng thành. Giờ phút này, xe ngựa chạy tại một đầu trên quan đảo. Niếp mị nương ở một bên một mực cười mỉm nhìn lấy La Quân. La Quân cười một tiếng, nói ra, Niếp cô nương là sao nhìn chầm chầm vào ta nhìn, chẳng lẽ trên mặt ta có hoa sao? Niếp mị nương nói ra, hoa ngược lại là không, chẳng qua là cảm thấy là công tử thật là dáng vẻ đường đường, khiến cho người hâm mộ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, nói như vậy, Niếp cô nương là hâm mộ ta. Nhiếp mị nương nói ra, đó là đương nhiên. La quân nói ra, cái kia mị nương còn chờ cái gì. Hắn nói sau một phát bắt được nhiếp mị nương tay, sau đó liền đem nhiếp mị nương kéo đến trên đùi hắn. Nhiếp mị nương bị kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó liền ưng một tiếng, thuận thế nằm nhập la quân trong ngực, cũng ôm lấy la quân cổ, nũng nịu nói ra, là công tử, người thật đáng ghét. La quân mỉm cười, hắn nói ra, ta làm sao chán ghét. Đáng ghét hơn còn ở phía sau đây hắn nói chuyện tay liền tại nhiếp mị nương trên đùi vuốt ve. nhiếp mị nương lập tức kiều thở hổn hển la quân hôn lên nhiếp mị nương môi hai người thế mà vừa mới nhận biết cái này một hồi liền có thể thiên lôi dẫn ra địa hỏa trên thực tế la quân là không có điều kiêng kỵ gì hắn dù sao cấm dục thật lâu cái này nhiếp mị nương dáng người là hắn ưa thích loại hình hắn không có chút nào để ý đến bên trên như thế một chỗ trận đấu giao hữu cho nên lúc này la quân tay liền càng thêm làm càn xâm nhập phúc địa nhưng ngay tại la quân tay muốn chạm đến mẫn cảm khu vực lúc niếp mị nương bỗng nhiên thì đẩy ra la quân niếp mị nương khuôn mặt hồng hồng nàng rất nhanh liền trở lại vị trí của mình ta còn tưởng rằng la công tử chính là người khiêm tốn đây la quân cười một tiếng nói ra yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu mà ta nếu là đối mặt nhất cô nương dạng này nhân gian tuyệt sắc đều thờ ơ chẳng phải là quá không tính nam nhân Niếp mị nương nhìn về phía la quân la quân cười mỉm nói trở lại la quân trong lòng cũng buồn cười để ngươi nha ngay từ đầu một mực đùa dỡn tiểu gia ta nhưng lại không biết tiểu gia ta mới là đùa dỡn nữ nhân tổ sư gia cùng ta chơi chiêu này ngươi còn quá non Niếp mị nương lúc đầu coi là la quân coi như tu vi cao thâm nhưng ở trên tình cảm là cái tiểu chư ca liền muốn nhờ vào đó bắt được la quân lại không nghĩ rằng cái này la quân lại là cái phong nguyệt lão thủ trận đầu này giao phong, liền coi như là niếp mị nương thua trận. Mị nương, ngươi nhìn cái này đường xá xa xôi, không lắm tịch mịch. Chúng ta còn tiếp tục làm vừa rồi không làm xong sự tình A. À. La Là quân chủ động mời. Niếp mị nương nói ra, là công tử, mời ngươi tự trọng. Nô gia tuy nhiên không tính là cái gì lương gia nữ tử, nhưng làm thế nào có thể cùng ngươi tại xe ngựa này phía trên tầng tiệu với nhau. Là quân cười ha ha một tiếng, hắn một chút lấn đến niếp mị nương trước mặt, Đến cái tuyệt đối vách tường đông Nói ra, mỹ nương, người nói như vậy Ý tứ thì là buổi tối chúng ta ngủ lại khách sạn thời điểm Liền có thể xuân tiêu giá trị thiên kim rồi Niếp mỹ nương mặt đỏ Nàng cảm nhận được la quân mạnh liệt dương cương khí hơi thở La công tử, người tự trọng La quân cười, tay hắn tại niếp mỹ nương trên đùi vuốt ve Miệng lại tại niếp mỹ nương bên tai nhẹ nhàng nói ra Muốn làm sao tự trọng, vẫn phải mời mỹ nương người dạy ta nha Ngươi, nhiếp mị nương cảm thấy mang tai đều dã rời. Là quân tâm lý hắc hắc buồn cười, nhìn ngươi này nương môn còn ở đó hay không trước mặt ta bán tao. Ồ, là quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn thầm nghĩ, cái này nhiếp mị nương bị lan kiếm nhất phái tới giám thì ta, chắc hẳn vẫn là lan kiếm nhất tâm phúc. Ta không ngại từ nàng ra tay, hoàn toàn đưa nàng trái tim bắt được, kể từ đó ta liền nhiều rất nhiều quyền chủ động. Mà lại, về sau có lẽ còn có thể có để nhiếp nghị nương trợ giúp địa phương. Dù sao nàng ở chỗ này muốn so với chính mình quen thuộc. Là quân nghĩ như vậy, bỗng nhiên thì nhiều ý nghĩ này. Dù sao đã là đi ra bán, hắn trả giảng nhiều như vậy nhân nghĩa đạo đức làm cái gì. Là công tử, ngươi, nhiếp mị nương cắn răng một cái, một tay lấy là quân đẩy ra. Là quân cười ha ha, cũng liền không lại tiếp tục khi dễ nhiếp mị nương. Là quân chính là tình trường cao thủ, lại là biết lúc nào là nên có chừng có mực. Là công tử, chúng ta vẫn là nói nói chính sự đi. Niếp mị nương sửa sang lại quần áo cùng sợi tóc, nói ra. Là quân nói ra, tốt, người nói trước đi đi. Niếp mị nương nói ra, là công tử, người cũng đã biết, lần này Lan Đình Ngọc bên người còn mang người nào sao. Không biết, là quân rất lợi hại thẳng thắn nói ra. Niếp mị nương nói ra, chẳng lẽ người đều không nhắc trước làm một chút bài tập sao. La Quân nói ra, chúng ta có thể ban đêm cùng một chỗ làm bài tập nha. Gấp cái gì? La Công Tử, ngươi không muốn đem Nô gia xem như hay thay đổi người. Nô gia cũng không phải có thể mặc cho ngươi tùy ý như vậy khinh bạc. Niếp Mị Nương tức giận nói ra. La Quân lập tức nói, ta nói là chúng ta ban đêm trắng đêm tâm tình thương lượng làm sao đối phó Lan Đình Ngọc A. Này làm sao thì khinh bạc Mị Nương ngươi. Hắn đón đến, còn nói thêm, ai nha, Mị Nương sẽ không phải là chính ngươi hiểu sai a? À. Niếp Mị Nương cũng coi là Phong Nguyệt lão thủ, nhưng nàng tại La Quân trước mặt lại là một điểm chống đỡ chi lực đều không có. La Quân lúc này cũng liền nghiêm mặt nói ra, Lan Đình Ngọc bên người còn có hắn cao thủ sao? Niếp Mị Nương hít sâu một hơi, nói ra, Lan Đình Ngọc lần này ước hai tên cao thủ cùng một chỗ tiến đến Tầm Bảo, cái kia hai tên cao thủ chính là tứ đại yêu tiên bên trong khổng tước Vương Dương Hiên, còn có Hương Hồ Vương Du Phi Hồng. La Quân nhất thời sắc mặt thay đổi, người nói đùa sao? Lan Đình Ngọc nếu như ước hai đại yêu tiên cùng đi, vậy chúng ta lần này qua, há không phải liền là pháo hôi. Đối phó một cái Lan Đình Ngọc đều khó tới cực điểm, cái kia yêu tiên nhóm đều là cửu trọng thiên cao thủ. La Quân tâm lý còn có cái lộc bộp, đó chính là hắn trên thân thượng cổ lôi phù là bên trong một vị yêu tiên A. Bất kể như thế nào, hắn trong lòng vẫn là có chút tâm hỏng. Niếp mị nương nghiêm mặt nói ra, là công tử, việc này xác thực rất là khó làm. nhưng Lan Đình Ngọc cùng cái kia hai đại yêu tiên cũng không phải bền chắc như thép, chúng ta công tử ý là để người ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. La Quân nói ra, Lan Đình Ngọc có thể tìm đến hai đại yêu tiên, vậy chúng ta công tử đâu? làm sao cũng nên cho chúng ta còn phái chút chân chính cao thủ a. Nhiếp Mị Nương nói ra, công tử ra đây không phải tin tưởng là công tử người bản sự sao? La Quân quả thực là im lặng, bất quá hắn cũng chưa chắc cũng là thành thật người lần này đi theo cũng chính là nhìn xem tình huống nếu là không được đại không liền đi hắn có thể không sẽ đem mình đánh mạng cầm đem làm trò đùa dù sao cũng là đi cái quá trình có thể qua loa theo lan kiếm nhất đem kém giao là được cũng nên để lan kiếm nhất không có lời nào dễ nói mới là la quân tâm lý liền quyết định cái chủ ý này sau đó la quân lại nhịn không được hỏi nhiếp mị nương nói ra tứ đại ưu tiên là cái kia tứ đại yêu tiên người giới thiệu cho ta giới thiệu chứ sao? Niếp Mị Nương không khỏi kinh ngạc nói ra, người liền tứ đại yêu tiên cũng không biết, không thể không biết sao? La Quân phiền muộn hỏi lại, Niếp Mị Nương nói ra, đó cũng không phải, chỉ là người cũng là một tên cao thủ, làm sao lại liền trong giang hồ nổi tiếng lâu đời tứ đại yêu tiên cũng không biết? người cùng ta hảo hảo giới thiệu một chút đi, La Quân nói ra. Niếp Mị Nương nói ra không có vấn đề, nàng đón đến nói tiếp tứ đại yêu tiên lấy Thiên Long Vương vi thủ. Nghe nói Thiên Long Vương đã đến tầng người tu vi, hắn rất ít xuất hiện, cũng cực ít cùng hắn yêu tiên cùng một chỗ. Đến nay có rất ít người chỉ cần Thiên Long Vương hạ lạc. La Quân liền lập tức xác định thượng cổ Lôi phù không phải Thiên Long Vương. Ngươi nói tiếp, La Quân nói Niếp Mị Nương nói ra xếp hạng thứ hai cũng là khổng thước Vương Dương Hiên khổng tước vương ngũ hành kiếm sát vô cùng lợi hại cái này xếp hạng là căn cứ thực lực đến hàng đúng không la quân hỏi nhiếp mị nương gật đầu nói ra đúng la quân nói ra dương hiên là nam đúng nhiếp mị nương nói ra la quân nói xếp hạng thứ ba là ai nhiếp mị nương nói ra chính là hương hồ vương du phi hồng a a à, la quân nhất thời nhưng tại tâm đồng thời thở phào chỉ cần cái kia mấu chốt nhất một cái ưu tiên không tại, liền là trời sáng A. Là quân nhịn không được hỏi, xếp hạng thứ tư là ai? Nhếp mị nương nói ra, chính là Ngân Sa Vương Kiều Ngưng. Là quân nói ra, Ngân Sa Vương hội công pháp gì? Nhếp mị nương nói ra, thiên tiêu lôi pháp. Quả nhiên là nàng, là quân ám đạo, thượng cổ lôi phù cùng trời tiêu lôi pháp, vậy thật đúng là tuyệt phối A. Người đang suy nghĩ gì? Nhếp mị nương hỏi. La Quân lắc đầu, nói ra, không có gì. Nhiếp Mị Nương nói ra, lần này chúng ta chủ yếu mục đích cũng là không cho Lan Đình Ngọc đạt được Long Văn Cương tinh hồn. Nếu là chúng ta có thể trước một bước tìm tới Long Văn Cương tinh hồn, vậy liền không hề có một chút vấn đề. La Quân nói ra, người nói không sai, bất quá người biết cái kia hòn đảo ở nơi nào sao. Nhếp Mị Nương diêu đầu. La Quân không khỏi im lặng, nói ra, vậy chúng ta làm sao trước một bước tìm tới. Nhiếp mị nương nói ra, cho nên cái này cần là công tử ngươi đến động đầu óc. Lần này hành động, ngươi chính là chủ đạo. La quân nói ra, ta hết sức nỗ lực. Sau đó, La quân liền không nói thêm lời. Hắn dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Nhiếp mị nương lúc này cũng cũng không dám chủ động tới trêu chọc La quân. Đến tối, xe ngựa tại một nhà dịch trạm bên trong ở lại. Nhiếp mị nương trong tay có thủ lệnh, cho nên có thể trực tiếp vào ở dịch quán, còn không cần trả tiền la quân tiến dịch quán về sau liền cùng nhiếp mị nương tiến riêng phần mình gian phòng la quân tuy nhiên cảm thấy nhiếp mị nương vóc dáng rất khá nhưng hắn còn chưa tới loại kia thật nghĩ thì cùng hắn qua trên giường phát thập điểm cái tình trạng gì dưới mắt la quân muốn làm sự tình quá nhiều sau khi trở lại phòng la quân trước đem ba đồ phóng suất ba đồ ăn quy nguyên đan về sau vẫn cảm thấy nhàm chán la quân nhìn cái này dịch quán bốn phía cũng không có bao nhiêu người ở liền nói ra vậy được rồi, ta thả ngươi ra ngoài canh chừng. Bất quá không cho phép bay quá xa, không phải vậy lời nói, ngươi gặp được ngoài ý muốn, ta chiếu ứng không ngươi. Ba đồ lập tức hoan hỉ tới cực điểm, trực tiếp từ cửa sổ chạy vội ra ngoài. Là quân tại ba đồ trên thân kịp thời lưu lại một mai tinh thần ý niệm, như thế liền nhưng biết ba đồ chỗ. Như thế về sau, là quân lại đến lôi trì bên trong cùng tiểu long câu thông. Cái kia tiểu long đang lôi trong ao ngủ ngon, là quân tiến đến tỉnh lại tiểu long tiểu long mã bên trên vui vẻ hô ba ba là quân nói ra tiểu long người tu luyện thế nào tiểu long ngửa đầu nói ra tu luyện rất tốt a à? hắn vừa nói chuyện một bên tại lôi trì bên trong bơi qua bơi lại là quân nghiêm mặt nói ra tiểu long mấy ngày gần đây nhất ba ba gặp được địch nhân đến lúc đó liền muốn ngươi đến giúp đỡ ta muốn dạy ngươi một chút đối phó địch nhân pháp thuật tốt lắm tốt lắm Tiểu Long thích nhất giúp ba ba, Tiểu Long nói ra. La Quân cười một tiếng. Sau đó, La Quân liền đem Già Lam Thái Cực Kính ảo diệu nói cho Tiểu Long. Tiểu Long tâm tư tinh khiết, không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Cho nên cái này Già Lam Thái Cực kính thế mà bị Tiểu Long rất nhanh liền học hội. Bao quát Thái Cực Huyền Thiên Trảm, Thái Cực Sinh Tử Luân, Thái Cực Ba tắc Kình các loại. Tiếp theo, La Quân lại dạy Tiểu Long cầm Long Thủ, còn có tạo hóa kiếm quyết các loại. Vẹn vẹn dùng một buổi tối, Tiểu Long liền đem những này chiêu số toàn bộ học hội. La Quân không khỏi sợ hãi thán phục Tiểu Long cái này nghịch thiên lĩnh ngộ lực. Muốn là Tiểu Long lại tiếp tục như thế, chỉ sợ có một ngày chính mình cũng sẽ bị Tiểu Long siêu việt A. À. Tiểu Long hình thành là có đặc biệt tính cùng đặc thù tính. Là bởi vì bản thân hắn chính là tinh khiết hỗn độn chi khí, cho nên mới có thể cùng lôi điện như thế phù hợp, cũng lại trở thành một thể đây là hắn nguyên thần vô pháp làm đến sự tình. Là quân lớn nhất rồi nói ra, tốt, tiểu long, hôm nay liền dạy ngươi đến nơi này. Chính ngươi tại lôi trì bên trong hảo hảo lĩnh ngộ. Tiểu long nói ra, tốt, ba ba. Nếu như tiểu long thân thể không phải lôi điện chi thân, là quân hiện tại là có thể lấy tiểu long, bay lượn thiên địa. Thậm chí có thể cho tiểu long hóa thành lôi thần khải giáp. Nhưng là để la quân nhất cả chứng chính là, tiểu long thân thể chính là lôi điện, hắn căn bản tới gần không được. Cho nên cũng liền càng đừng đề cập lấy hắn phi hành. Lúc này, sắc trời đã sáng rõ. Ba đồ chơi thống khoái, về đến phòng bên trong, là quân liền để ba đồ trở lại dưới tu di bên trong. Sớm hơn 7 giờ, là quân cùng nhiếp mị nương một lần nữa thừa ngồi xe ngựa lên đường. Bữa sáng cũng là ăn chút lương khô, chính là trong xe ngựa ăn. Còn bao lâu đến Bắc Hải cầu tàu, là quân hỏi nhiếp mị nương. Nhiếp Mị Nương nói ra, đại khái còn muốn ba ngày. Ba ngày, La Quân nói ra, Lan Đình Ngọc là thế nào đi? Ta nhớ được hắn cửu viêm thần hỏa giống như làm cho hắn bay thẳng đi. Mà lại hắn yêu tiên bằng hữu cũng có phi hành bản sự. Nhiếp Mị Nương nói ra, Lan Đình Ngọc nhất định phải đi trước Bắc Hải cầu tàu lĩnh thánh thượng cho hắn hàng hải thuyền. Bắc Hải minh mông, bọn họ không có khả năng không tìm cái đặt chân địa phương cũng không có khả năng một mực đang bắc hải bên trên khoảng không phi hành. Muốn tìm tới cái kia hòn đảo, cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình. Là Quân nói ra, chỉ sợ hiện tại, bọn họ đã lĩnh thuyền ra biển đi. Chúng ta tốc độ này, quá chậm. Nhiếp Mị Nương nói ra, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Chúng ta cũng không có khả năng thần khí phi hành. Là Quân dù sao cũng liền nghĩ thoáng, vì tiện đi. Dù sao cũng không ôm cái gì trông cậy vào cũng không biết lan kiếm nhất đến là thế nào nghĩ, loại tình huống này còn phái lão tử xuất mã, đây là đang cho mình một ngạt a. À. Lan đình ngọc bên kia đã là mỹ thức trang bị, phía bên mình vẫn là tiểu mễ thêm súng trường, căn bản không so được a. À. Chúng ta nếu như đến Bắc Hải cầu tàu, nhưng là Lan Đình Ngọc bọn họ đã trước chúng ta mấy ngày xuất phát, chúng ta làm sao đi theo tìm hòn đảo? La Quân hỏi Niếp Mị Nương. Niếp Mị Nương nói ra, cái kia hòn đảo đại khái phương hướng, Chúng ta bên này cũng có. Công tử ra ý là, Lan Đình Ngọc là người thông minh. Hắn tại sao muốn tìm hai đại yêu tiên cùng đi tìm kiếm Long Văn Cương tinh hồn đâu? Là quân hơi kinh hãi, nói ra, người ý là, cái kia hòn đảo bên trong có hung hiểm sự tình. Cho nên Lan Đình Ngọc mới cần tìm bực này trợ thủ. Nhiếp mị nương trên mặt lộ ra vẻ tán thành, nói ra, thông minh. Là quân nói ra, người có thể dẹp đi đi, cái này cũng gọi thông minh hắn cảm thấy đều có chút hổ thẹn chính mình sớm nên nghĩ đến điểm này cũng là bởi vì bị lan kiếm nhất như thế qua loa an bài cho khí hỏng mẹ chứng để cho mình cùng niếp mị nương hai người tới đối phó lan đình ngọc như thế ba cái cao thủ cũng thua thiệt lan kiếm nhất nghĩ ra được hợp lấy cũng không phải muốn hắn đến mạo hiểm niếp mị nương tiếp tục nói công tử ra chính là muốn chúng ta âm thầm tìm đến thừa dịp cơ hội nếu như vạn nhất gặp gỡ lan đình ngọc bị thương nặng công tử ra liền để chúng ta nàng nói làm cái sát thủ thế giết là quân bị kinh ngạc nhiếp nghị nương nói ra đúng làm sao người nào giết ta giết vẫn là ngươi giết nếu quả thật có cơ hội này lời nói là quân hỏi nhiếp nghị nương nói ra ngươi là nam nhân giết người sự tình tự nhiên là ngươi tới là quân sờ mũi một cái nói ra ta nhìn rất ngu ngốc sao nhiếp nghị nương nói lời này nói thế nào là quân nói ra, Lan Đình Ngọc là xin chỉ thị thánh thượng xuất hành. Chúng ta đi làm nhiễu hắn, vốn chính là có chút kháng chỉ ý vị. Một khi ta đem Lan Đình Ngọc giết, người cảm thấy ta còn có thể sống sao? Người cảm thấy đến lúc đó, công tử gia hội liều chết đến che chở ta sao? Chỉ muốn sự tình làm bí ẩn, sẽ không bị phát hiện. Niếp Mị Nương nói ra, là quân nói ra. Vậy được, đến lúc đó, thì đánh như thế cái so sánh đi. Giả dụ Lan Đình Ngọc trọng thương chúng ta có giết hắn cơ hội. Cơ hội này, ta tặng cho ngươi, được hay không? Cái này giết người huyết tinh sự tình, ta một cái nữ nhân ra sao có thể đến được? Lại nói, người một đại nam nhân cũng không cảm thấy ngại. nhiếp mị nương nói ra. Là quần nói ra, nhiếp mị nương, trên tay ngươi giết người cũng không thiếu đi. Dù sao làm bí ẩn, cũng sẽ không bị phát hiện. Ngươi làm gì giả bộ như nhược nữ tử đâu. nhiếp mị nương hơi hơi ngẩn ngơ, nàng thế mà không nói gì phản bác. Mị nương, ta có thể cùng ngươi trò chuyện chút thể chính mình lời nói sao? La quân bỗng nhiên nói ra. Ừm, nhiếp mị nương hơi hơi ngoài ý muốn. Ngươi muốn trò chuyện cái gì? Nhiếp mị nương hỏi. La quân nói ra, ai, vẫn là tính toán. Nhiếp mị nương nói ra, ngươi đã muốn nói, vì cái gì đột nhiên lại không nói. La quân nói ra, ngươi là công tử gia người, đối về công tử gia tới nói ta vẫn là cái ngoại nhân tính toán ta nói ra người chuyển tay thì nói cho công tử ra vậy ta chẳng lẽ không phải trong ngoài không phải người Nhiếp Mị Nương nói ra người đến muốn nói cái gì là quần nói ra làm lòng người rét lạnh hắn đón đến nói ta ngoài ý muốn nghĩ cũng là đơn giản như vậy công tử ra lần này an bài toàn vì chính hắn cân nhắc Mảy may không có suy nghĩ qua chúng ta làm thuộc hạ tình cảnh cho nên ta cảm thấy trái tim băng giá ta không biết người sẽ có hay không có loại cảm giác này giả dụ chúng ta có cơ hội giết lan đình ngọc chính là ta giết ngươi cho rằng chuyện xảy ra về sau ngươi liền có thể đào thoát liên quan sao công tử gia hết thảy đều từ có sắp xếp nhiếp mị nương nói ra ngươi cần gì phải nghĩ như vậy la quân nói ra tốt a à, coi ta không nói gì xem ra là công tử ngươi bây giờ là đối công tử gia có bất mãn nhiếp mị nương nói ra la quân nói ra ta biết ngươi là công tử gia phái tới giám thị ta Ngươi muốn trở về theo công tử ra nói thế nào, vậy dĩ nhiên đều tùy ngươi. Nhiếp mị nương nói ra, ngươi không sợ. Là quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ta có cái gì tốt sợ. Dù sao đại không, ta thì lại đi đầu quân minh chủ. Nhiếp mị nương sắc mặt lạnh xuống, nói ra, đắc tội công tử ra, ngươi cho rằng ngươi còn có thể lại đầu nhập vào người khác. Có ai dám thu ngươi? Là quân nói ra, dám theo hầu ra đối nghịch đều có khối người, huống chi chỉ là công tử ra hắn cười cười, nói ra, Niếp Mị Nương, người thì thật như vậy khăng khăng một mực đi theo công tử ra. Người có ý tứ gì? Niếp Mị Nương nói ra. La quân nói ra, ta ý là, người thì từ trước tới giờ không vì chính ngươi suy nghĩ một chút. Niếp Mị Nương trầm mặc xuống dưới. La quân liền cũng thì không nói thêm lời, hôm nay lời nói này, nhưng nói là mười phần lỗ mãng. Nhưng La Quân lại có chính mình tính kế bởi vì Lan Kiếm nhất thế mà hạ lệnh muốn thừa cơ giết Lan Đình Ngọc, chuyện này hậu quả là nghiêm trọng, là quân liền thừa cơ tại Niếp Mị Nương tâm lý loại dưới một trái. Niếp Mị Nương tuy nhiên đối Lan Kiếm nhất trung thành tuyệt đối, nhưng Niếp Mị Nương cũng là nhân tâm thịt lớn lên, cũng không phải người ngu. Nàng cũng có chính mình tư tưởng, cho nên, nàng sẽ từ từ suy nghĩ, theo Lan Kiếm nhất đến có đáng giá hay không. Đương nhiên, là quân cũng là bốc lên một chút hiểm. Vạn nhất Niếp Mị Nương cũng là loại kia tử trung, hiển nhiên. Là quân nói ra lời nói này về sau, hắn lần nữa về hoàng thành, cái kia tại lan kiếm nhất trước mặt, liền liền sẽ rất lợi hại bị động. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, là quân cũng không quá quan tâm lan kiếm nhất nghĩ như thế nào. Lan kiếm nhất muốn dùng chính mình, vậy sẽ phải mở một mắt, nhắm một mắt, không phải vậy lời nói, chính mình liền rời đi chứ sao. Hắn muốn muốn giết mình, cũng không có đơn giản như vậy. Mà chính mình đối lan kiếm nhất, mặc kệ có bao nhiêu trung tâm. Lan kiếm nhất cũng sẽ không cảm động, chỉ bằng hắn lần này an bài, là quân liền có thể nhìn ra lan kiếm nhất tính tình là cỡ nào lương bạc. Khuya ngày hôm trước, để cho mình nắm giữ phân tắc đối phó lan đình ngọc. Đó chính là tại đem chính mình hướng trong hố lửa đầy. Hôm nay lại tới đây một chỗ. Tóm lại, chính mình đến còn không đến ba ngày, cái này lan kiếm nhất liền đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy hai lần. Một người như vậy, là quân làm sao lại đối với hắn ôm hy vọng. Chỉ bất quá, nếu như nhiếp mị nương hoàn toàn ngược lại hướng phía bên mình. Như vậy đối với tương lai mưu đồ, vẫn là có không ít chỗ tốt. Cho nên La quân càng nghĩ, đều nguyện ý mạo hiểm như vậy. Xe ngựa một đường tiến lên. Nhiếp mị nương cũng liền một đường trầm mặc La quân liền cũng thì không nói thêm gì nữa. Sau một tiếng, nhiếp mị nương nói ra, nếu như ngươi thật bị công tử ra trục xuất hầu phủ, ngươi có tính toán gì? La quân nói ra, có lẽ sẽ đầu nhập vào văn đợi đi. Niếp mị nương sắc mặt thay đổi, nói ra, người ý nghĩ này nếu là bị công tử ra biết, vậy người tuyệt đối không có thể còn sống rời đi hầu phủ. La quân nói ra, công tử ra thủ hạ, không ai có thể giết đến ta. Mà hầu ra cũng không đến mức lại bởi vì chuyện như vậy, từ đó trước tới giết ta. Ta gặp qua hầu ra một mặt, hầu ra không sẽ như thế không có lòng dạ. Nhiếp mị nương nói ra, cho nên người bây giờ là yên tâm có chỗ dựa chắc la quân nói ra ta không biết ngươi đến là thế nào nghĩ nhưng ta còn trẻ ta đến hoàng thành đến là có rộng lớn khát vọng ta hy vọng có một ngày ta cũng có thể vào chiều làm quan liền xem như tương lai cùng văn đợi vũ hầu dạng này người cũng liệt chiều dã phần này dã tâm ta chưa hẳn chính là không có ta cùng lan đình ngọc giao thủ qua lan đình ngọc cũng không thể thắng ta lan đình ngọc có trí khí ta chưa hẳn liền không có công tử ra nếu không có minh chủ Ta tại sao muốn một mực đan dưới tay hắn làm việc? Ngươi cho rằng ta thiếu tiền vẫn là thiếu khuyết vinh hoa phú quý. Bằng vào ta bản sự, những vật kia ta nếu muốn, chẳng lẽ muốn không đến sao? Ngươi phải biết, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. nhiếp mị nương ngơ ngẩn, nàng thật sâu nhìn một chút La Quân. Nàng đại khái là phát hiện chính nàng càng ngày càng xem không hiểu La Quân. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy La Quân, nhiếp mị nương coi là người trẻ tuổi trước mắt này là cái ngại ngùng thanh niên. Mình có thể hoàn toàn nắm giữ hắn. Về sau, nàng coi là La Quân là cái phong lưu nhân vật, mà lại vô cùng ngả ngớn. Nhưng bây giờ, Nhiếp Mị Nương mới phát giác được, nguyên lai trước mắt người thanh niên này, hoàn toàn không kém công tử gia a. À. La Quân nói ra, ta đem nên nói, đều nói cho ngươi. Như vậy ngươi thì sao? Mị nương, người đi theo công tử gia, là vì cái gì? Vinh hoa phú quý, vẫn là chỗ dựa. Nhiếp Mị Nương hơi hơi ngẩn ngơ, Nàng nói ra, chuyện của ta không có gì để nói nhiều. Hiển nhiên, Niếp Mị Nương không nguyện ý cùng La Quân thổ lộ tâm tình. La Quân cũng không miễn cưỡng, chuyện này vốn cũng không có đơn giản như vậy mà. Sau đó trong ba ngày, La Quân cùng Niếp Mị Nương nói chuyện phiếm cũng không nhiều. La Quân càng không nói thêm cái gì, mỗi lúc trời tối, La Quân đều sẽ dạy Tiểu Long thuật pháp. Tiểu Long đã đem Già Lam Thái cực kính luyện đến xuất thần nhập hóa. Mà lại La Quân còn phát hiện một kiện có chút kỳ quái sự tình. Đó chính là Tiểu Long Nguyên Thần đã khai phát đến 300 vạn tế bào não. Cái này khiến La Quân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi vì Tiểu Long cái này nhất tôn Nguyên Thần bản thân là có rất lớn tính hạn chế. Nguyên Thần không phải não vực, không có khả năng lại mở phát ra tế bào não. Nhưng Tiểu Long nhưng bởi vì bản thân hắn đi qua huyền hoàng dịch gột rửa, như thế liền thành thì hỗn độn chi khí. Cái này hỗn độn nguyên thần bắt đầu chậm rãi đem lôi điện thu nạp, những lôi điện đó biến thành mới tế bảo não. Tiểu Long tốc độ tiến hóa là kinh người, lúc này mới hai ngày, hắn liền nhiều một trăm vạn tế bảo não. La quân không khỏi âm thầm líu lưỡi, nếu để cho Tiểu Long tu luyện cái một năm hai năm, hắn chẳng phải là muốn siêu việt thần đế những nhân vật kia. Thế nhưng là, thần đế những nhân vật kia thật tốt như vậy siêu việt sao? Hoặc nói, Tiểu Long có thể hay không tiến hóa tới trình độ nhất định, liền lại khó tiến hóa. Tương lai tại tiểu trên thân rồng đến sẽ phát sinh cái gì, là quân tuyệt không rõ ràng, cũng suy đoán không thấu. Nhưng hiển nhiên, đây là một cái rất thú vị quá trình. Ba ngày sau đó, Bắc Hải cầu tàu rốt cuộc đến. Đến thời điểm, là 10 giờ tối. do bắc quét mà đến, khiến người ta cảm thấy từng tia từng tia hàn ý. Phía trước là minh mông mặt biển, cái kia trong biển, gợn sóng lăn lộn, không hề đứt đoạn truyền đến giao động vỗ bờ thanh âm. Mà cái kia bác hải cầu tàu lại là ồn ào vô cùng, rất nhiều vận chuyển hành khách tàu thuyền lít nha lít nhít rừng sát ở bờ biển. Còn thật nhiều công nhân khêu đèn châm lửa, hướng trên thuyền vận chuyển hàng hóa. Cái này là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Cầu tàu rất lớn, từ phía đông đến mặt phía nam, chừng hai cây số dài. Nhếp nghị nương mang theo la quân rất nhanh liền liên hệ với bắc hải cầu tàu một cái người phụ trách đó là một tên lão quản gia lão quản gia kia một thân trường sam màu đen hắn phần lưng khom người nhưng lại tinh thần rất tốt nhiếp mị nương đưa ra thủ lệnh về sau lão quản gia kia lập tức liền trở nên vô cùng nhiệt tình cùng khách khí vũ hầu phủ người tới người nào lại dám lãnh đạm đâu lão quản gia cho Niếp mị nương bên này an bài một chiếc đại khách thuyền đương nhiên nơi này đại khách thuyền là không thể theo thế giới bao la bên trong thuyền so sánh thế giới bao la bên trong, đại du thuyền có thể có gian phòng mấy chục cái, có thể có phòng yến hội, vũ trường chờ một chút hết thảy. Nhưng nơi này khách thuyền, cũng chính là có thể chứa lại khoảng trăm người. Mà lại mới sáu cái gian phòng, cái này đã coi như là rất không tệ quy cách. Dù sao, nơi này còn không có hiện đại động cơ động cơ các loại. Thuyền quá lớn, như vậy thuyền này sẽ rất khó khởi động, tốc độ càng không tốt đứng lên. Là quân cùng niếp mị nương thượng khách thuyền, cái kia khách thuyền lên thuyền viên đều đã phân phối tốt. Cũng mà còn có thuyền trưởng nghe theo điều phối. Sau đó, Niếp Nghị Nương liền để thuyền trưởng lên đường. Chiếc này khách thuyền trong đêm lái rời Bắc Hải cầu tàu. Sau 10 phút, khách thuyền đã cách Bắc Hải cầu tàu ba cây số khoảng chừng. Hạo Nguyệt ở trên trời, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Đây là phi thường Mỹ lệ ban đêm cảnh biển, cũng vô cùng yên tĩnh. Tựa hồ bên trong thiên địa, chỉ có cái này một chiếc khách thuyền. đáng giá nói chuyện là chiếc này khách thuyền cũng có danh tự gọi là Viễn Dương Hào. Viễn Dương Hào thuyền trưởng gọi là Lão Đinh. Niếp Mị Nương thương lượng với Lão Đinh lấy thuyền đường đi. La Quân liền trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn để ba đồ ăn bữa tối. Về sau ba đồ liền trên mặt biển tùy ý bay lượt, Đó là sung sướng nhất bất quá. Đêm nay đi qua hết thảy đều rất bình tĩnh. Niếp Mị Nương cũng không tìm đến La Quân là quân đương nhiên sẽ không qua tìm Niếp Mị Nương, còn Niếp Mị Nương đến là thế nào nghĩ, là quân cũng hoàn toàn không đoán ra được. Bắc Hải Minh Mông, là quân cùng Niếp Mị Nương trên thuyền một đường đi thuyền 10 ngày. Trong 10 ngày, Viễn Dương Hào đã cách trên bờ 8.000 hải lý. Tại này 10 ngày hành trình bên trong, từ buổi sáng đến tối, bốn phía vĩnh viễn đều là giống nhau cảnh sắc. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, hải thiên nhất sắc. Dạng này thời gian, có đôi khi sẽ cho người hoài nghi thời gian phảng phất là cấm đoán. Này 10 ngày bên trong, La Quân cùng Niếp Mị Nương không có bao nhiêu nói chuyện với nhau. La Quân mỗi ngày chính là mình tu luyện, sau đó dạy Tiểu Long pháp thuật. Tiểu Long bây giờ lên trời xuống đất, đã là một viên dũng mãnh hãn tướng. Bất quá hắn còn không có đi qua thực chiến, cũng không biết thật gặp ngay phải địch nhân hội là như thế nào. Chúng ta đại khái còn bao lâu nữa mới có thể đến Đạt Lan Đình Ngọc chỗ tìm kiếm hòn đảo. Một ngày này 8 giờ tối, là quân nhịn không được hỏi nhiếp mị nương. Nhiếp mị nương mắt nhìn địa đồ, nàng trầm giọng nói ra, cái kia hòn đảo vị trí cụ thể ở phương nào, không ai biết được. Chúng ta đều chỉ có đại khái phương hướng. Là quân nào nào, sau đó thầm nghĩ, cái này chẳng phải là cùng ta lúc đầu tìm kiếm cái kia đông lai đảo một cái tính tình. Nhiếp mị nương còn nói thêm, nếu như tìm tới cái kia hòn đảo, người có tính toán gì? Là quân nói ra, ta có thể có tính toán gì? lan đình ngọc bên kia đều là tuyệt thế cường giả chúng ta chỉ có thể trước ẩn tàng yên lặng nhìn biến nhiếp mị nương nói ra ta cũng nghĩ như vậy đêm lạnh như nước trăng sáng lên cao trên mặt biển sóng nước lấp loáng la quân cùng nhiếp mị nương thì như vậy ngồi tại bong tàu lúc này nhiếp mị nương nhìn về phương xa nàng không nói một lời cũng không biết trong nội tâm nàng đến đang suy nghĩ gì la quân có chút đoán không ra nhiếp mị nương lúc trước hắn tại niếp mị nương tâm lý gieo xuống làm phản lan kiếm nhất hạt giống nhưng hạt giống này tựa hồ cũng không có mọc dễ nảy mầm la quân cũng liền đoán ra niếp mị nương cùng lan kiếm nhất quan hệ đại khái là bị chính mình muốn đơn giản một chút lan kiếm nhất có thể phái niếp mị nương đi ra đó nhất định là có niềm tin rất lớn kể từ đó niếp mị nương thì rất có thể đem chính mình trước đó nói những lời kia thuật lại cho lan kiếm nhất một khi thật sự là như thế lời nói chính mình liền phải cẩn thận một chút, nghĩ kỹ đường lui. La Quân cũng không có quá lớn lo lắng, hắn tin tưởng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hiện tại hắn đã lội nhập hoàng thành đầm lầy, liền không có khả năng lại lui ra ngoài. Thiên chỉ các nỗ lực thần đan dạng này đại giới, cái kia cũng sẽ không cho phép La Quân lui ra ngoài. Đúng lúc này, người thuyền trưởng kia lão đinh đi tới. La Quân cười một tiếng, hắn cũng đi theo, nói ra, con trai sư phụ, người lúc này cũng có để chống ngắm chăng a à. Lão Đinh không khỏi cười khổ, nói ra, là công tử thực biết mở Lão Đinh ta trò đùa, ta là đại thô kịch, nơi đó hội ngắm trăng. Mà lại, ta trên thuyền phiêu bạt hơn nửa đời người, dạng này cảnh sắc thực sự đã chán ghét. Nhếp mị nương quay người, nàng nhàn nhạt hỏi, con trai sư phụ, người cảm giác cho chúng ta có thể tìm tới cái kia vô danh đảo sao? Vô danh đảo cái tên này là nhiếp mị nương lấy, Lão đình khóe miệng xuất hiện một tia đắng chát, hắn nói ra, nhiếp cô nương, cái này ta còn thực sự khó trả lời ngươi. Ngài trên bản đồ, cũng là có chút mơ hồ, mà lại cái kia hòn đảo, ta cũng chưa từng thấy. Ta thậm chí cũng hoài nghi, hòn đảo này đến có phải hay không tồn tại. Nhiếp mị nương trầm mặc xuống dưới. La quân mỉm cười, nói ra, thực mọi người cũng không tìm tới mới là càng tốt hơn, dạng này chúng ta cũng tốt cùng công tử ra giao nộp không phải cũng không cần lo lắng Lan Đình Ngọc sẽ nhận được Long Văn Cương tinh hồn. Niếp Mị Nương nhìn một chút La Quân, nàng sau đó từ tốn nói, công tử gia hiển nhiên cũng không hy vọng chúng ta như thế tiêu cực biếng nhác, còn có, công tử gia cấp độ càng sâu ý tứ, người cũng hẳn phải biết. La Quân nói ra, ta là biết, nhưng sự kiện kia cho dù có cơ hội ta cũng sẽ không làm. Muốn làm ngươi làm. Chuyện này dĩ nhiên là chỉ giết Lan Đình Ngọc. Niếp Mị Nương nói ra, đến lúc đó rồi nói sau. Nàng cũng không nguyện ý cùng La Quân tranh luận vấn đề này. Này nương môn thật ngu, La Quân thầm nghĩ, cũng không biết là thế nào nghĩ, nàng nếu là thật đem Lan Đình Ngọc giết, như vậy nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, Lan Kiếm nhất rất có thể sẽ tự mình động thủ đến sát nhân diệt khẩu. Đơn giản như vậy đạo lý, này nương môn vì cái gì cũng là nghĩ mãi mà không rõ đâu. Con trai sư phụ, mặt trước cái kia là cái gì? Ngay vào lúc này, Nhiếp Mị nương sắc mặt biến hóa, nàng chỉ chỉ phía trước. Là Quân cùng Lão Đinh hơi kinh hãi, hai người lập tức hướng nhiếp Mị Nương chỉ phương hướng nhìn lại. Tại phía trước ngoài ngàn mét, gợn sóng mãnh liệt, thế mà nhấc lên cao khoảng 10 trượng. Chẳng lẽ là phong bạo đến, Niếp Mị Nương thất sắc. Lão Đinh nhìn bốn phía liếc một chút, hắn chăm bề không được giải thích, điều đó không có khả năng a. À. Khí trời tốt như vậy, bốn phía cũng là phong khinh vân đảm. Làm sao lại đột nhiên có phong bạo đến, mà lại bên kia gợn sóng diện tích rất nhỏ. Nhiếp mị nương nói ra, có thể cái kia gợn sóng lại là chuyện gì xảy ra. Nàng đón đến, giật mình nói ra, nên không phải có trong nước quái vật đang độ kiếp A. Độ cái gì cướp, La Quân kỳ quái hỏi. Nhiếp mị nương cổ quái nhìn một chút La Quân, ánh mắt này bên trong ý tứ rất đơn giản. Cái kia chính là, đơn giản như vậy đồ, vật ngươi cũng không biết A. Bất quá Niếp Mị Nương vẫn là nói, trong nước có thật nhiều sinh linh, có chút sinh linh tại trong biển đến cơ duyên, bắt đầu tu luyện. Có chút trở thành tinh quái, tại bọn họ muốn muốn biến thành người hoặc là biến long biến giao thời điểm, thì phải đi qua tia chấp, dùng cái này thông qua lôi điện đến rèn luyện tự thân, cải biến thân thể tế bảo gen, từ đó biến thành chân chính nhân loại hoặc là long, giao. Nhưng là quá trình này rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên, đây chính là độ kiếp. Thì ra là thế, là quân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ cái này không hãy cùng một người động sự giải phẫu một dạng, tỉ như cấy ghép quả thận, cấy ghép thành công. Liền có thể sống lâu rất nhiều năm, nhưng sợ ý một chút đại suất huyết, hoặc là xuất hiện bài xích, vậy cũng là lập tức ngỏm củ tỏi. Chúng ta tránh đi những gợn sóng đó, nhiếp mị nương nói với lão đinh. Là quân vội ho một tiếng, nói ra, ta lại cảm thấy rất có thú, chúng ta muốn không nhìn tới nhìn. Hắn chưa từng thấy qua yêu tinh độ kiếp đâu, cũng chưa từng thấy qua tránh thức yêu tinh cho nên là quân lòng hiếu kỳ bị khu xuất ra. Niếp mị nương lạnh giọng nói ra, người nói đùa cái gì, cái kia tinh quái độc kiếp, lôi đình điện giật, thống khổ vạn phần. Chúng ta tàu thuyền một khi tới gần, còn không bị nó hủy. Cái này biển rộng mênh mông bên trong, nếu là thuyền hủy, coi như ta và ngươi có thể sống. Lão đình bọn họ làm sao bây giờ? Là quân không khỏi xấu hổ, xác thực, là mình đem sự tình muốn quá đơn giản. Chuyện này, niếp mị nương phê bình đúng. La Quân cười ha hả, nói ra, thật có lỗi, thật là ta muốn không không chu toàn. Nhếp mị nương hơi hơi ngoài ý muốn, ngược lại là không nghĩ tới La Quân hội thật nhận lầm. Nàng sau đó cũng không để ý nữa La Quân, tiếp lấy nói với Lão Đinh, trước bánh lái, cách chỗ kia xa một chút. Được, Lão Đinh lập tức trở về trong khoang thuyền qua. Cái này, giống như không đúng. La Quân đột nhiên trông thấy cái kia mãnh liệt gợn sóng lại là hướng bên này càng ngày càng gần niếp mị nương thấy thế không khỏi thất sắc nàng nghiêm nghị nói với la quân nhanh đi để lão đinh bọn họ tăng thêm tốc độ la quân nói ra tăng tốc cái giám a thuyền tốc độ xa hoàn toàn không phải cái kia gợn sóng tốc độ nhanh niếp mị nương trong mắt lóe lên một vẻ bối rối nói ra chúng ta chúng ta xử lý chẳng lẽ cái này gợn sóng bên trong tinh quái là sông chúng ta đến lộ ra lại chính là sông chúng ta tới la quân trầm giọng nói ra tuyệt đối không thể để cho nó hủy chúng ta thuyền, Niếp Mị Nương nói ra. La Quân nói ra, người có thể ngăn cản. Niếp Mị Nương không khỏi nổi nóng, nói ra, cái gì đều hỏi ta có thể hay không, người đến có thể làm chút gì. La Quân trong lòng tự nhủ, ta mẹ nó sẽ còn làm ngươi đây. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. La Quân cũng không có nhàm chán thô tục đến nước này. Cái kia gợn sóng tốc độ quá nhanh, ngàn mét xa, lại là chớp mắt tức đến. Là quân ngưng thần, tại hắn trong thần thức, hắn cấp tốc cũng cảm giác được cái kia sóng lớn phía dưới đến là cái cái gì đồ chơi. Đó là, mẹ nó một đầu giống cự long rắn. Là hắc thủy vương xà, nhiếp mị nương thất sắc nói ra. Nguyên lai là hắc thủy vương xà, là quân nói ra, nó tại sao muốn xông chúng ta tới. Nhiếp mị nương nổi nóng nói ra, ta làm sao biết, người mau ngăn cản nó cũng chính là vào lúc này, Hắc thủy vương xà đã cách Viễn Dương Hào chỉ có 10 mét khoảng cách. Cái kia Hắc thủy vương xà đột nhiên thò đầu ra, cái kia đầu rắn to lớn khoảng chừng một cái bàn tròn cỡ như vậy. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, đồng thời cái đuôi lớn tại mặt nước vỗ. Ầm ầm. Sóng to gió lớn trùng kích tới. Trời ạ, à, là Quân đều không còn gì để nói. Cái này một đợt sóng to gió lớn đủ để đem Viễn Dương Hào lật tung a. À. Viễn dương hào kịch liệt chấn động đứng lên, đó là mặt biển giao động duyên cớ. Nhưng phía trên kia sóng biển đang muốn xông đụng tới, là Quân trong nháy mắt thi triển ra địa sát chi tinh. Hắc, là Quân chợt quát một tiếng. Cái kia một cái chớp mắt, va chạm lên hải đào toàn bộ bị đóng băng đứng lên. Qua, là Quân đem cái kia hàn băng sóng biển trong nháy mắt phò thành đỉnh phong. Cái kia đóng băng đỉnh phong liền hung hăng hướng Hắc thủy vương Xà huyết bồn đại khẩu va đập tới cái kia hắc thủy vương xà đột nhiên khẽ cắn. Răng rác, ngọn núi nhọn kia trong nháy mắt bị hắc thủy vương xà cắn thành phấn vụn. Là quần trong mắt lóe lên hàn quang, hắn đem cái kia địa sát chi tinh trong nháy mắt hướng hắc thủy vương xà miệng bên trong bắn ra qua. Chính là muốn từ nội bộ đem hắc thủy vương xà đóng băng thành cặn bã. Cái kia hắc thủy vương xà nhưng cũng không đơn giản, thế mà mạnh mẽ giống, liền đem cái kia địa sát chi tinh phun phun ra. Là quần chuyển tay thu địa sát chi tinh, tiếp theo, hắn con mắt thứ ba lộ ra. Lôi điện thần chém, một tia chớp chùm laser lóa mắt tới cực điểm, chính là bay thẳng đến cái kia hắc thủy vương xà huyết bồn đại khẩu bên trong đã bắn giết qua qua. Lúc này, nhiếp mị nương cũng mới nhìn rõ ràng hắc thủy vương xà. Lại gặp cái này hắc thủy vương xà trắng kiện cùng cực, trọn vẹn muốn 10 người tài năng đem ôm hết. Nó hai con mắt liền có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Mà cái kia trên thân một cái vải màu đen liền như to bằng vải nước lôi điện thần chảm đánh giết tới hắc thủy vương xà đầu đột nhiên hướng xuống vọt tới thân thể nó liền đem đầu bao lại cái kia hắc thủy vương xà trên thân lân phiến đột nhiên mở ra lôi điện đánh giết tại hắc thủy vương xà trên lân phiến thế mà chém giết không ra nhiệt xúc la quân tiếp tục vận chuyển thượng cổ lôi phù lôi điện chính là không tin đem chém giết không ra không thể không nói cái này hắc thủy vương xà trên thân lân phiến thật là cứng rắn thế mà liền lôi điện đều chém giết không ra. Liền cũng tại lúc này, cái kia hắc thủy vương xả phần đuôi mãnh liệt hoành quét tới. Oanh một tiếng, trong một chớp mắt, to như vậy viễn dương hào bị nện thành phấn vụn. Cái kia một cái chớp mắt lực lượng đạt tới trăm vạn cân, tương đương với đạn đạo oanh sát. Trên thuyền, lão đinh những người kia tự nhiên trong nháy mắt liền bị chém giết thành phấn vụn. Thuyền cũng thành phấn vụn. Tại thời khắc nguy cấp này, là quân cùng niếp mị nương tốc độ càng nhanh, La Quân ôm Niếp Mị Nương mềm mại vòng eo, mãnh liệt nhảy một cái. Hắn cái này bắn ra nhảy lực lượng cũng là hung ác cùng cực, trực tiếp nhảy cao 15 mét. Vừa vặn thì né tránh đuôi rắn kiêu anh sát. Nhưng La Quân lôi điện thần chẳng cũng liền bị ép gián đoạn. La Quân cùng Niếp Mị Nương người trên không chung, cái kia hắc thủy vương xà nhìn rõ ràng, lại là trực tiếp luồn lên, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn hướng La Quân cùng Niếp Mị Nương. La Quân lạnh hừ một tiếng hắn cái này là động thật giận. Tạo hóa kiếm quyết, vạn kiếm quy nhất, là quân phát chiêu cực nhanh. Nhất thời, vạn thiên kiếm quang bị buộc thành một đạo cự kiếm, cự kiếm như thiểm điện chém giết đi vào. Cái kia hắc thủy vương xà đột nhiên cắn xuống dưới, chính là muốn đem cự kiếm cắn đứt. Liền ngươi cái này nhiệt xúc tiểu ra hiện tại cũng đối phó không sao. Là quân trong lòng quyết tâm. Hắc thủy vương xà đột nhiên cắn cự kiếm, nó lực cắn cường đại đến kinh người. Nhưng la quân càng nhanh, hắn đem địa sát kiếm trong nháy mắt tán đi. Tiếp theo, địa sát chi tinh chui vào đến hắc thủy vương xà trong não vực. Oanh, địa sát chi tinh đột nhiên phát lực. Trong nháy mắt, địa sát chi tinh liền đem cái kia hắc thủy vương xà đầu đóng băng đến dưới không 100 độ C. Hắc thủy vương xà não bộ tại chỗ tử vong, đây là không có bất kỳ cái gì may mắn sự tình. Cái này hắc thủy vương xà vật lý lực lượng là kinh người, nhưng ở la quân cái này các cao thủ trước mặt, nhưng vẫn là non một chút. Nếu là trên đất bằng, La Quân càng thêm không cần kiêng kỵ Hắc Thủy Vương xà. Chỉ tiếc, tại bên trong đại dương này chính là Hắc Thủy Vương xà thiên hạ. Bây giờ Hắc Thủy Vương xà tuy nhiên chết, nhưng La Quân cùng Niếp Nghị Nương cũng cấp tốc bịch một tiếng, rơi vào băng lãnh biển trong nước. Tuy nhiên bây giờ chính là bảy tám nguyệt thiên khí, nhưng ở bắc trong biển, nhiệt độ cũng không cao. Lúc này vẫn là ban đêm, cái kia nước biển càng là rét lạnh cái kia hắc thủy vương xà não bộ tuy nhiên tử vong nhưng thân thể vẫn còn bản năng ở trong nước biển kịch liệt bốc lên ta không biết bơi nhiếp mị nương bỗng nhiên hoảng sợ hô nàng hô một tiếng về sau liền lại kịch liệt ho khan nàng ở trong nước lung tung bay nhảy rất nhanh lại uống vào mấy ngụm nước biển la quân lại là hoàn toàn không nghĩ tới nhiếp mị nương loại cao thủ này thế mà liền đơn giản bơi lội cũng không biết lúc này la quân cũng không có khả năng thấy chết không cứu đương nhiên, thực thấy chết không cứu, ngược lại đối La Quân có lợi. Để Niếp Mị Nương chết tại vùng biển này bên trong, như vậy La Quân thì không cần lo lắng Niếp Mị Nương qua lan kiếm nhất trước mặt nói cái gì lời nói. Càng không cần lo lắng bị Niếp Mị Nương giám thị. Nhưng La Quân như thế nào bực này bị ổi người, hắn một trào tay, liền đem Niếp Mị Nương bắt lấy, sau đó đem Niếp Mị Nương ném vào giới tu di bên trong. Cái kia giới tu di bên trong tại tao ngộ biển nước sau, liền tự nhiên phong bế không gian. Nhưng bên trong y nguyên còn có còn sót lại không khí có thể cung cấp niếp mị nương hô hấp. Niếp mị nương đột nhiên tiến vào giới tu di bên trong, nàng cả người đều là mộng. Không khỏi nhanh, nàng liền đem kịp phản ứng, đồng thời đem hô hút đi vào nước biển bức phun ra. Tiếp theo, niếp mị nương miệng lớn hô hấp, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Là quần hướng phía trước nhìn một chút, liền gặp cái kia hắc thủy vương xà thân thể còn đang lăn lộn. Cái này lãnh huyết loại động vật đã là như thế, cho dù não vực tử vong, thân thể vẫn có thể tồn sống đã lâu. Ừm, là quân lập tức lại cảm thấy đến không đúng, cái kia chính là hắc thủy vương xà não bộ bên trong còn có một vật là sống lấy. Hắn còn không thu hồi địa sát chi tinh đây. Cho nên là quân cảm giác phá lệ rõ ràng, não vực tử vong, nhưng ở trong óc van xin có một cái não hạch còn có tế bào đang nhảy vọt. Là cái gì, là quân cảm thấy kỳ quái, hắn liền trực tiếp đem địa sát chi tinh hóa thành mấy đạo lợi kiếm. Giang rắc một tiếng, cái kia hắc thủy vương xà đầu bị tứ phân ngũ liệt. Là quân lại lăng không khẽ vươn tay, liền đem cái kia nóng hổi não hạch bắt vào tay. Giống như không phải não hạch, là quân gặp tay này bên trong đồ vật bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại hắc đến tỏa sáng, mà lại bên trong quẩn dục rất cường hãn năng lượng ba động. Trước mặc kệ nó, bỏ vào giới tu di lại nói. Là quân đem cái này hắc đồ, Vật phóng tới chữ vật giới tu di bên trong Đây là theo ba đồ cùng nhiếp mị nương chỗ giới tu di khác biệt La quân cảm thấy vẫn là muốn trước giải quyết khốn cảnh trước mắt Sau đó, la quân hướng về sau phương bay nhảy bơi đi Đồng thời lấy pháp lực bắt đầu bốn phía thăm dò Bên trong đại dương này, vĩnh viễn không thiếu khuyết sinh vật biển La quân rất nhanh liền tìm được một đầu cá mập trắng Hắn liền khống chế lại cá mập trắng não vực cái kia cá mập trắng ngoan ngoãn nổi lên mặt nước. La Quân liền cưỡi đến cá mập trắng phía trên, hắn hơi khẽ thở vào một cái, cuối cùng không cần bơi lội. Sau đó, La Quân đem nhiếp mị nương cũng phóng xuất. Cái này cá mập trắng nặng đến 5.000 cây di, phần lưng bên trên có thể đồng thời dung nạp 5 người. Cho nên nhiếp mị nương ngồi lên đến, cũng không có cái gì co quắp cùng gấp gáp cảm giác. Cảm ơn ngươi, nhiếp mị nương toàn thân ướt đấm, tóc cũng là ướt súng nàng hơi có chút chật vật riêng là nàng mặc là quần trắng lúc này bởi vì ướt đẫm duyên cớ trong cơ thể nàng đường cong lả lướt chính là lộ ra không bỏ sót hiện ra ở la quân trước mặt niếp mị nương nhìn thấy la quân trực câu câu ánh mắt nàng nhất thời nổi giận nói ra người hướng chỗ đó nhìn la quân liền thì tránh đi ánh mắt niếp mị nương nói ra người đừng cho là ta cũng là hay thay đổi nữ tử bất quá là ta luyện chút mỹ thuật mà thôi nhưng ta còn chưa bao giờ cùng nam tử từng có cầu thả sự tình." La Quân vội ho một tiếng, nói ra, cho dù cùng nam tử được sung sướng sự tình, đó cũng là thân thể bản năng, có thể tính không được cầu thả a. "Ngươi, Nhiếp mị Nương hiển nhiên là không muốn cùng La Quân thảo luận nhàm chán như vậy đồ, vật." Nàng nói ra, hiện tại thuyền cũng không, chúng ta nên làm cái gì? Nàng cũng không quá sẽ đi đồng tình lão đinh những người kia. La Quân trong lòng cũng chỉ là mặc niệm một hồi, liền không có nghĩ nhiều nữa. Nếu là có thể cứu lão đinh bọn họ, hắn tự nhiên sẽ cứu, thế nhưng là cứu không, vậy cũng không cần đến trách tự trách mình. La Quân nói ra, ta trong giới chỉ còn có không ít nước và thức ăn. Cái này còn có thể chống đỡ một chút thời gian, coi như không có nước và thức ăn, cũng có thể bắt được trên biển sinh vật, uống chúng nó máu, ăn chúng nó thịt. Chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể dạng này qua tìm cái kia hòn đảo thuận tiện lại nhìn có hay không thuyền con qua lại, phát sinh loại ý này bên ngoài, người ta đều không muốn. Nếu là nhiệm vụ không làm được, sau khi trở về, người nhưng phải theo công tử ra nói rõ. Đây cũng không phải là ta tiêu cực biếng nhác. Niếp nghị nương nói ra, tốt, theo ý người nói xử lý. Sau đó, là quân lại từ giới tu di bên trong tìm một kiện trường Sam đi ra, nói ra, người hất lên đi. Niếp nghị nương thần sắc phức tạp nhìn một chút la quân, sau đó tiếp nhận trường sam phủ thêm, cũng nói ra, cảm ơn. La Quân cười một tiếng, hắn ngược lại là thoải mái cực kỳ. Tiếp theo, La Quân để ba đồ đi ra tự do bay lượt, cái này trong vùng biển, ba đồ vẫn là tương đối an toàn. Chỉ là đáng tiếc, ba đồ vóc dáng thủy chung còn không sao cả tăng. La Quân muốn cưới ba đồ, đây là cần một điểm kiên nhẫn. Ba đồ ăn đan dược về sau, vui sướng trên hải vực khoảng không phi hành nó không chút nào biết la quân trước mắt khốn cảnh cá mập trắng tiếp tục xuôi theo lấy địa đồ chỉ dẫn phương đi về phía trước la quân nhớ tới cái gì liền đem cái kia từ hắc thủy vương xà não bộ móc ra hắc đan lấy ra nhiếp mị nương người giúp ta xem một chút đây là vật gì Nhếp mị nương tiếp nhận cái kia hắc đan nàng thấy rõ ràng về sau bị kinh ngạc nói ra đây là từ cái kia hắc thúc vương xà trong đầu lấy a đúng a à, la quân nói ra làm sao Nhiếp mị nương nói ra, người thật sự là gặp may mắn, cái này hắc thủy vương xà đã ngưng kết nội đan tinh hạch, xem ra nó mới vừa rồi là tại độ kiếp, bất quá giống như độ kiếp thất bại. Thế là nó tẩu hỏa nhập ma, lúc này mới xông tới. Cái này đan tinh hạch có chỗ lợi gì? Là quân bắt lấy trọng điểm hỏi. Nhiếp mị nương nói ra, trong này là tinh khiết sinh dưỡng cùng năng lượng, người như ăn, đối người tu vi có trợ giúp rất lớn. Là quân sắc mặt cổ quái, nói ra, sẽ không phải ăn sẽ để cho ta tổ hỏa nhập ma a à. niếp mị nương hơi hơi ngẩn ngơ sau đó lạnh hừ một tiếng nói ra người thật sự là không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt la quân cười hắc hắc nói ra đùa ngươi chơi đâu ngươi nói ngươi người này làm sao không có chút nào trải qua đùa đây hắn theo rồi nói ra ha ha người nói cái đồ chơi này ta làm sao phục ăn a à. lớn như vậy một cái ta cũng nuốt không đi vào a à. Cũng không thể theo ăn thịt viên một dạng, từng miếng từng miếng cắn đi. Ta không biết, nhiếp mị nương lạnh lùng nói ra. La quân nói ra, người người này thật nhỏ mọn. Nhiếp mị nương cũng chỉ là nói nói nhảm, trên thực tế, trong nội tâm nàng là cảm kích la quân. Nàng cũng không phải là ngu ngốc, đương nhiên biết la quân nếu như mặc kệ nàng, nàng chỉ sợ liền đã chết đuối cái này trong nước. Mà lại, nàng cũng biết, nàng như thân tử, đối la quân tới nói là có rất nhiều chỗ tốt có thể la quân vẫn không có làm như thế cái này khiến niếp mị nương không thể không động dung hút liền có thể người đưa nó phóng tới bên miệng chỉ cần dùng lực hút năng lượng cùng dinh dưỡng liền có thể hút đi vào niếp mị nương nói ra la quân nói ra cảm ơn hắn lập tức liền trung thực không khách khí hút quả nhiên tựa như niếp mị nương nói trong lúc này đan tinh hạch rất nhanh liền hóa thành năng lượng toàn bộ chui vào đến la quân trong thân thể vô cùng vô tận dinh dưỡng trước tiên ở la quân trong thân thể lăn lộn sau đó phát hiện la quân thân thể không cần dinh dưỡng tiếp lấy liền hướng trong não vực sông tới giết la quân lập tức ngồi xếp bằng ngưng thần tu luyện dinh dưỡng thì như sóng biển tràn vào đến la quân trong não vực la quân ngưng thần vận chuyển tế bảo não hắn tế bảo não bị không tách ra phát nửa giờ sau la quân đem cái này dinh dưỡng năng lượng toàn bộ tiêu hóa Hắn tế bào não lại trọn vẹn khai phát ra 200 vạn mai. Nói cách khác, là quân lực lượng lại khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. La Quân không khỏi cười ha ha, hắn hưng phấn tới cực điểm. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn a, à. hắn cao hứng phía dưới, đột nhiên thì ôm lấy Nhiếp mị nương, tại nàng xinh đẹp gương mặt bên trên hôn một cái, nói: "Cảm ơn ngươi a, à, mị nương." Nhiếp mị nương bị La Quân như vậy khinh bạc, không khỏi tức giận nhưng là nàng nhìn La Quân như vậy hưng phấn, liền cũng liền không tiện phát tác. La Quân đột nhiên đứng lên, hắn hướng phía cái kia trời và biển liên kết địa phương ngao ngao giống to. Gia hỏa này hiện tại toàn thân đều là kinh lực, cho nên cái này hưng phấn kình không dễ chịu qua. Lại nói, nơi này là đại hải minh mông địa phương, làm sao nổi điên cũng không ai quản. Cũng không ai sẽ nói hắn là bệnh thần kinh hoặc là người điên không phải. Nhếp mị nương, ta cho người hát một bài thế nào? La Quân bỗng nhiên đối Niếp Mị Nương vừa cười vừa nói. Hắn đột nhiên ca hưng đại phát. Niếp Mị Nương nhất thời cũng liền đến hứng thú, nàng nói ra, người hát đi. La Quân liền hắng giọng, bắt đầu hát lên. Thừa phong hành thiên hạ nhiệm ta tiêu giao. Cầm kiếm nhiễm hồng trần huyên náo. Biết hiệp giả chi đạo cùng tình nghĩa cởi mở. Chu kẻ xấu khi đó chính tuổi nhỏ. Trường phong giao động trong mộng ngựa kiếm chảm yêu. Một tay áo phi hoa mộng quấn, luyến tiên gia như có như không thán hồng trần đường giả dích. Kiếm xuất vỏ kiếm, đao hứa thiên nhai trung lão. Thiên địa mịt mù trần thế một lần. Lời thề vị lão ai có thể giang hồ tiếu ngạo. Nổi lên mộng chuyện cũng nhiều ít. Nhưng nhìn đất này rộng rãi trời cao. Tử đầy thương cười nửa đời cuồng nhiệt. Một thân hiệp cốt nhu ruột. Trung xương giấu một tiếng nghĩa tự khó cản. Áo tơ trắng thường quay người vẩy hoa rơi hương hiệp danh dương túng nửa đời khinh cuồng. Là quân ca hát cũng không khó nghe, cái này thủ mộng tưởng minh nguyệt khúc bị hắn hát đến phóng khoáng không thôi, mà hậu bán bộ phân lại mang một chút bi thương. Nhếp mị nương lại là nghe ngây người. Chỉ vì nàng chưa từng nghe qua dạng này ca, ngày này châu bên trong, nhạc luật vẫn là khổng mạnh chi đạo, vẫn là lễ nghi chi đạo. Phần lớn đều là ca nữ nhu ruột các loại. Là quần cái này một bài đến từ thế giới bao la ca lập tức liền đem nhiếp mị nương trái tim chinh phục. Nhếp mị nương nhìn lấy La Quân, nàng đối La Quân lại có mới cảm giác. Trước đó, nàng cảm thấy La Quân cũng bất quá là một tên cao thủ bình thường, nhất tâm luồn cúi. Nhưng hiện tại xem ra, La Quân lại cùng những tục nhân đó đại khác nhiều. Audio điện tử võ tấn bền La Quân tuy nhiên kinh lịch thương hải tang điền biến hóa, nhưng ở hắn ở sâu trong nội tâm, một lời xích tử chi tâm lại là chưa bao giờ thay đổi qua. Cầm kiếm đi giang hồ, Tuổi nhỏ không sợ ác ôn, hành nghiệp trưởng nghĩa các loại, ít như vậy năm mộc, giống nhau là có. Cá mập trắng thể lực rất không tệ, mà lại tốc độ so với viễn dương hào chỉ nhanh không chậm. Mà lại La Quân sẽ còn tùy thời tìm kiếm sinh vật biển, ngẫu nhiên thì càng đổi tỏa kỳ. Hai ngày sau đó, La Quân cùng Niếp Mị Nương đi vào địa đồ Sở Tiêu Hải vực phạm vi bên trong. Nhưng là hai người cũng không nhìn thấy phụ cận có cái gì hải đảo. Giữa trưa thời điểm, Mặt trời gay gắt cao chiếu. La Quân cùng Niếp Mị Nương lấy là một đầu đại hải báo. Cái kia đại hải báo ngoan ngoãn bơi lên, La Quân nhìn xem bốn phía, có chút miệng đắng lưỡi khô nói ra, xem ra chúng ta vận khí tốt cũng phải dùng hết, cái gì cũng tìm không thấy. Liền xem như lại tìm đến độ kiếp tinh quái, đó cũng là tốt. Niếp Mị Nương hữu khí vô lực nói ra, người ngược lại là muốn đẹp vô cùng. Cái kia một cái nội đan tinh hạch cầm tới trên lục địa qua bán, thế nhưng là giá trên trời. Nếu quả thật tốt như vậy gặp được, cái kia nhiều ít người đều đến cái này trên biển đến phát tài. Chúng ta gặp được cái này Hắc thủy vương xà, vốn là ngàn năm khó gặp cơ hội. Bình thường tinh quái độ kiếp, đều sẽ trước điều tra tốt địa hình lại bắt đầu. Cũng không biết cái này Hắc thủy vương xà là chuyện gì xảy ra, liền công tác chuẩn bị đều không làm tốt liền bắt đầu. Nó như cẩn thận điều tra một phen, liền không có kết quả này. Đối với Hắc thủy vương xà đến là thế nào đụng vào La quân cái này họng súng vấn đề này lộ ra nhưng đã không thể nào truy cứu. Là quân tự nhiên cũng sẽ không qua tinh tế truy cứu. Dù sao trong sinh hoạt chính là như vậy, luôn có người đại nạn đến, lại đột nhiên chạy đến bánh xe phía dưới, sau đó chết. Cái này đều không cách nào giải thích. Người nhìn phía trước, vậy có phải hay không có cái chấm đen nhỏ? Nhếp mị nương bỗng nhiên vô cùng ngạc nhiên nói ra. Là quân nhìn sang, xa như vậy chỗ thật là có cái chấm đen nhỏ. Có lẽ là qua đường tàu thuyền, Chúng ta đi xem một chút." Là Quân hưng phấn vô cùng. Tuy nhiên mấy ngày nay đều có tòa kỳ tại, nhưng là cái này dù sao cũng so không trên thuyền đến dễ chịu. Sau đó, là Quân thúc đẩy hải báo cấp tốc đuổi theo. Truy ước chừng chừng 10 phút đồng hồ, liền dần dần thấy rõ ràng. Trước đó phương thật là một con thuyền chở hàng, con hàng này thuyền tuy nhiên không bằng Viễn Dương Hào đến quý giá, nhưng quy mô cũng không so Viễn Dương Hào tiểu. Cái kia tàu chở hàng bên trên có ba chữ to Lôi Đình Hào. La Quân để hải báo đuổi kịp Lôi Đình Hào, tiếp theo, hắn cùng Niếp Mị Nương cùng một chỗ hướng lên trên nhảy lên, liền trực tiếp đến cái kia Lôi Đình Hào bong tàu. Lôi Đình Hào thật là qua đường tàu chở hàng, thuyền trưởng gọi là Lôi Báo. Lôi Báo tiếp nhận La Quân cùng Niếp Mị Nương, đồng thời an bài ăn ở. La là Quân làm báo đáp, cũng xuất ra trăm lượng hoàng kim ngỏ ý cảm ơn. Kể từ đó, Lôi Báo tự nhiên càng đem La Quân xem như khách quý lôi đình hào phòng trên ở giữa cũng không nhiều, bởi vì cái này lôi đình hào dù sao cũng là tàu chở hàng, cho nên lôi báo chỉ có thể đưa ra một gian phòng. Niếp Mị Nương có chút nhăn nhó là quân trở lôi báo sau khi đi liền nói với Niếp Mị Nương chúng ta đều là giang hồ nhi nữ đi ra ngoài bên ngoài nơi nào có chú ý nhiều như vậy a? À. Nhiều nhất người ngủ giường ta đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Niếp Mị Nương gặp La Quân nói như thế nàng cũng liền không tốt nói thêm gì nữa đúng, chúng ta còn muốn tìm cái kia vô danh đảo. Nhiếp mị nương nói ra, người xem chúng ta có thể hay không theo lôi thuyền trưởng thương lượng một phen, để hắn trước giúp chúng ta tìm kiếm hòn đảo. Chúng ta cho thêm hắn một chút tiền tài. La quân nói ra, ta không có tiền. Nhiếp mị nương không khỏi im lặng, nàng nói ra, ta có tiền. La quân nói ra, vậy thì tốt, vậy ngươi đi nói. Nhiếp mị nương đứng dậy thì muốn đi tìm lôi báo. La quân nói ra, ta ngược lại thật ra có chút không hiểu rõ, Lan Kiếm nhất đến cho ngươi chỗ tốt gì, làm sao lại để ngươi đối với hắn như vậy khăng khăng một mực đâu. Theo Niếp Mị Nương ở chung mấy ngày qua, La Quân đã cùng Niếp Mị Nương quan hệ có rất lớn cải thiện. Cho nên giờ phút này, La Quân liên công tử ra đều không hô, trực tiếp hô Lan Kiếm nhất. Ta cũng không hiểu, người đã như thế phản cảm công tử ra, vì cái gì còn muốn theo đuổi theo công tử gia? Niếp Mị Nương nói ra. La Quân nói ra, Niếp mị nương nói ra, trong mắt của ta, tránh thức hảo nam nhi, đã lựa chọn đi theo, vậy sẽ phải một lời trung tâm nhiệt huyết báo quân phụ. Nếu là bất mãn, rời đi chính là, làm gì lại phải đầy bụng bực tức, nhưng lại không chịu rời đi đâu. Là quân cười ha ha một tiếng, nói ra, lời này của ngươi nói rất hợp lý, thế nhưng là người sống một đời, cái kia có như vậy thuần túy. Ta xem thường lan kiếm nhất làm người, cho nên, ta không có khả năng trung tâm đi theo ta sở dĩ không đi, là bởi vì ta có thể thông qua hắn đến giải hoàng thành. Cũng có thể tiếp xúc đến ta tiếp xúc không đến tầng diện. Lan kiếm nhất cũng không tránh thức đem ta xem như đa nghi bụng, hắn mấy lần hành động, đều là hãm ta vào bất nghĩa chi địa. Hắn làm như thế, ta như còn trung thành tuyệt đối, như vậy phần này trung tâm đến là trung tâm vẫn là ngu xuẩn đâu. Chờ sau khi trở về, ta sẽ không theo công tử ra nói ngươi những ý nghĩ này. Nhưng ngươi vẫn là mau rời khỏi công tử ra đi. Niếp Mị Nương nói ra, là quân nào nào. Sau đó liền nói ra tốt. Hắn ở sâu trong nội tâm cảm thấy đau đầu. Cái này Niếp Mị Nương thái trung tâm, mình muốn đưa nàng lôi kéo tới, không phải dễ dàng như vậy a. À. Nếu không phải có chủ tâm muốn đem Niếp Mị Nương lôi kéo, là quân làm sao có thể ngây thơ như vậy tại Niếp Mị Nương trước mặt thản lộ nhiều đồ như vậy. Sau đó, Niếp Mị Nương còn nói thêm, người đối quyền lợi thật sự như vậy coi trọng sao? Là quần hơi hơi ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, người có người hiệu chung lan kiếm nhất phía sau ẩn tình. Ta đi vào hoàng thành, tự nhiên cũng có ta ẩn tình. Có một số việc, ta không thể không đi làm. Niếp mị nương khe khẽ thở dài, nói ra, có lẽ đi, người trong giang hồ, mỗi người đều là thân bất do kỳ. Không chỉ là ngươi, ta, liền xem như công tử gia, cũng có hắn rất nhiều thân bất do kỳ phương. Là quân không hỏi lan kiếm nhất có cái gì ẩn tình, Hắn đoán chừng hỏi nhiếp mị nương cũng sẽ không nói. Mà lại, hắn cảm thấy dù cho Lan Kiếm nhất có cái gì ẩn tình. Cái kia cũng không phải hắn đối xử mọi người như thế lương bạc lý do. Đây là vấn đề nhân phẩm. Sau đó, nhiếp mị nương qua tìm lôi báo thương lượng. Nhiếp mị nương cấp nổi tiền, lôi báo cũng liền một lời đáp ứng. Dù sao đưa hàng cũng không phải là một kiện rất nóng lòng sự tình. Bởi vì ở trên biển, có đôi khi gặp được không thời tiết tốt cũng là hội trì hoãn rất nhiều ngày. Đêm đó, Niếp Mị Nương ngủ giường, La Quân ngủ đất trải, mới đầu Niếp Mị Nương còn có chút bận tâm La Quân, nhưng về sau gặp La Quân không có động tĩnh gì, cũng liền thoảng qua yên tâm. Sáng ngày thứ hai, Niếp Mị Nương rời giường thời điểm, gặp La Quân vẫn còn ngủ say. Nàng trông thấy hắn ngủ say khía cạnh hai gò má lại là mang theo dương quang xuất khí, nàng đột nhiên cảm giác được La Quân như cái chàng trai giống như, đặc biệt thuần túy muốn tìm tìm cái kia vô danh đảo tự, tựa hồ phá lệ gian nan. Thuyền nhỏ lại tìm ba ngày, vẫn không có bóng dáng. Cái này liền Niếp Mị nương đều có chút ủ rũ, La Quân ngược lại là nhìn rất thoáng, nói ra cũng không tìm tới chính là vừa vặn, như thế Lan Kiếm nhất cũng liền không sợ Lan Đình Ngọc sẽ nhận được Long Văn Cương tinh hồn. Niếp Mị nương nói ra, thế nhưng là vạn nhất, chỉ là chúng ta tìm không được, mà Lan Đình Ngọc lại tìm đến đâu? La Quân nói ra đó chính là lan đình ngọc tốt số chúng ta có thể có biện pháp nào đâu nhiếp mị nương mắt nhìn la quân nàng ngậm miệng lại lúc này là ban đêm 8 giờ vẫn là trăng sáng lên cao ngươi nhìn phía trước nhiếp mị nương bỗng nhiên nói ra ta dựa vào ngươi lại trông thấy chơi la quân cũng liền nhìn sang trước đó phương cách đó không xa một bóng người đứng tại sóng biển phía trên đang theo lôi đình hào tới gần nhìn kỹ bóng người kia chính là một tên cô gái áo bạc nữ tử kia từ cũng không phải đứng tại sóng biển bên trên mà chính là đứng tại một đầu bạc cá mập phía trên cái kia bạc cá mập chính hướng phía nơi đây tới gần tình huống như thế nào la quân không khỏi nói ra nhìn không giống như là tinh quái tại độ kiếp a bạc cá mập nhiếp mị nương quá sợ hãi nói ra chẳng lẽ là ngân sa vương kiều ngưng ta qua la quân càng là biến sắc Hắn hiện tại có thể nói duy nhất sợ sẽ là Ngân Sa Vương Kiều Ngưng A. À. Không có đừng, có thật giật mình A. À. Đây là mênh mông biển sâu, nữ tử này hướng về phía lôi đình hào đến đây, chỉ sợ thật đúng là Ngân Sa Vương. Là quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, vâng, Ngân Sa Vương Kiều Ngưng nhất định đuổi theo cổ lôi phù có liên hệ nào đó, nàng là lần theo lôi phù đuổi theo. Không tốt, là quân trong lòng đập mạnh, nói, cho dù ta có lôi phù nơi tay cũng quả quyết không phải cái này ngân xa vương đối thủ. Cái này trong biển rộng, càng là nàng thiên hạ, ta không thể cùng với nàng động thủ. Nếu như động thủ, chỉ có một con đường chết. Lại nói lúc này, cái kia ngân xa vương kiều ngưng thân hình lóe lên, liền tới đến bong tàu. Là quân cùng niếp mị nương cũng liền thấy rõ ràng kiều ngưng. Cái này kiều ngưng một đầu ô tóc đen dài, khuôn mặt nàng tuyệt mỹ, lại thanh lệ thoát tục. Kiều ngưng trong con ngươi như có một dòng thu thủy, khiến người ta nhìn một chút chính là không thể chuyển rời ánh mắt người đến thế nhưng là ngân sa vương kiều ngưng nhiếp mị nương trước hết hỏi kiều ngưng nhìn một chút nhiếp mị nương lại là không để ý đến nàng ánh mắt đến la quân trên thân sau đó nàng khẽ mở miệng thơm nói ta lôi phù chính là ở trên thân thể ngươi a la quân thản nhiên nói ra không sai Sao ra đi kiều ngưng gọn gàng mà linh hoạt nói ra la quân nói ra tốt hắn liền đem cái kia thượng cổ lôi phù lấy ra, bất quá hắn cũng không ngốc, như thế nào thật sự như vậy giao ra, nếu như ta giao ra lôi phù, người sẽ không đem ta giết a à. Kiều ngưng từ tốn nói, không biết. La quân nói ra, cũng sẽ không phế ta đi. Kiều ngưng nhìn nhiều la quân, nàng nhạt lạnh nói ra, người yên tâm đi, sự tình đúng sai ta tự biết hiểu. Trăng sáng cũng không phải là bị ngươi giết chết, người bất quá là nhặt cái để lọt. Chỉ cần ngươi đem lôi phù giao ra, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. La Quân nói ra, nhưng là kiều cô nương, ta trước đó tại lôi phủ bên trong thối luyện nhất tôn lôi long nguyên thần, cái này lôi long nguyên thần, ngươi cũng không thể cho ta lấy đi a. À. Kiều Ngưng hơi hơi kinh ngạc nói ra, ngươi có thể luyện ra nguyên thần. La Quân bị trần trụi khinh bỉ, hắn vội ho một tiếng nói ra, không cẩn thận thì luyện ra. Kiều Ngưng nói ra, tốt, lôi long nguyên thần ta không muốn. La Quân liền thống khoái đem lên cổ lôi phù giao cho Kiều Ngưng. Đồng thời, Tiểu Long cũng từ lôi phù bên trong sông tới. Lôi Long liền quanh quẩn trên không trung, điện quang lấp lóe, vừa đi vừa về lăn lộn gào thét, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Sau đó, Tiểu Long còn muốn hướng La Quân bên này tới. La Quân giật mình, nói ra, dừng lại. Tiểu Long lập tức ở không trung nghi hoặc không thôi nhìn lấy La Quân, cũng nói, ba ba, làm sao, la quân nói ra người cũng không thể đụng phải chiếc thuyền này không phải vậy lời nói thuyền liền bị ngươi hủy cái kia tiểu long làm sao bây giờ nha tiểu long hỏi tiểu long cũng không thể một mực đang không chung bay nha la quân nhất thời mắt trợn tròn trời à hắn vừa mới bắt đầu chỉ muốn để tiểu long đi theo chính mình nhưng lúc này tỉ mỉ nghĩ lại mẹ chứng tiểu long để vào đâu a à? không thể để cho hắn một mực bay trên trời a à? chính mình cũng không thể đi đâu đằng sau đều theo một cái siêu cấp hủy diệt khí A. Tiểu Long có thể không phải liền là siêu cấp hủy diệt khí, hắn cái này một thân lôi điện, đi đâu, đều muốn ra sự cố A. Hướng giới tu di bên trong cũng là không thể nào, cho dù tốt giới tu di, chỉ cần Tiểu Long đi vào, khẳng định đều sẽ bị Tiểu Long phá hư hầu như không còn. Lúc này, này Kiều Ngưng ngược lại là cảm thấy rất hứng thú nhìn lấy Tiểu Long. Đầu này lôi Long Nguyên Thần để Kiều Ngưng cảm thấy ngoài ý muốn, nàng xông Tiểu Long vẫy tay, nói ra, người gọi Tiểu Long đúng không? Tới, Tiểu Long nghi hoặc nhìn về phía Kiều Ngưng, nói ra, ta không thể tới, ta tới liền sẽ làm bị thương ngươi. Bên này động tính cũng rốt cuộc kinh động lôi báo cùng thuyền viên, bọn họ ở một bên cẩn thận nhìn lấy, nhưng cũng không dám tiến lên. Bọn họ những người này đều là vào Nam ra Bắc, cho nên nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lôi báo mấy người cũng biết, không nên hiếu kỳ nhất định đừng có cho nên lôi báo lập tức liền để thuyền viên đoàn đi làm việc của mình hắn cũng lặng yên lui ra tiểu long không chịu đến kiều ngưng tới trước mặt kiều ngưng lại là cười một tiếng nói ra yên tâm đi người thương không ta vậy cũng không thể tới tiểu long nói ra ba ba không có cho phép đây kiều ngưng càng xem tiểu long càng là ngạc nhiên nàng nói với la quân nguyên thần ta cũng có cho dù là ta nguyên thần Ý thức trình độ cũng không có tiểu long như vậy rõ ràng. Nó đã giống như là một cái độc lập nhân cách, người bất quá là bát trọng thiên sơ kỳ tu vi, như thế nào làm đến. La là quân cười một tiếng, nói ra, trên người nó ngạc nhiên phương càng nhiều, lúc đầu ta chỉ cấp nó 200 vạn tế bào chế tạo cái này nhất tôn nguyên thần. Nhưng bây giờ nó có thể tự chủ dung hợp lôi điện chi lực, để lôi điện trở thành hắn mới tế bào. Người chẳng lẽ đang nói đùa chứ? Kiều ngưng thân thể mềm mại chấn động. La Quân nói ra, có phải hay không nói đùa, người xem một chút liền biết. Hắn sở dĩ theo kiều ngưng như thế móc tim móc phổi, cũng không phải La Quân không hiểu giang hồ hiểm ác, mà là La Quân cảm thấy tiểu long an trí là cái nan đề. Chính mình nhất định phải để kiều ngưng cảm thấy hứng thú, sau đó nhìn xem có thể hay không tại nàng nơi này giúp tiểu long tìm tới chỗ an thân. Sau đó, La Quân lại nói với tiểu long, tiểu long, vị này kiều cô nương sau này sẽ là người mẹ nuôi. Nhanh hô mẹ nuôi tiểu long ngược lại là nghe lời lập tức liền đối kiều ngưng hô mẹ nuôi kiều ngưng nhìn nhiều la quân liếc một chút nàng thân là tứ đại ưu tiên một trong như thế nào lại không rõ ràng la quân điểm ấy tiểu tâm tư bất quá cái này tiểu long quả thực đáng yêu nàng cũng không đành lòng cự tuyệt thế là kiều ngưng mỉm cười nói ra tiểu long tới nàng rỗi ra um tùm ngọc thủ tiểu long lập tức bay tới nó thân thể trên không trung đầu lại đi vào kiều ngưng trong tay ý tứ này cũng là muốn cùng kiều ngưng thân mật kiều ngưng đưa tay chạm đến tiểu long đầu tiểu long toàn thân đều là lôi điện điện quang kia tư tư khiến người ta nhìn chính là sợ hãi nhưng kiều ngưng giấu tay ở tiểu long đầu lại là một chút sự tình đều không có niếp mị nương lúc này cũng không nhịn được nhìn nhiều la quân nàng không nghĩ tới la quân còn có như thế nhất tôn lôi long nguyên thần bất quá nàng lập tức nhỏ giọng nói ra Ngươi sao đem sở hữu bài toàn bộ đều tiết lộ cho cái này Ngân Sa Vương?" La Quân cười một tiếng, nói ra, đối xử mọi người liền nên thẳng thắn, ta đối với ngươi chẳng phải cũng là cái gì đều không giấu giếm. Nhiếp Mị nương ngốc ngẩn ngơ, lại là không phản bác được. Bởi vì nàng suy nghĩ kỹ một chút, La Quân con hàng này ở trước mặt nàng thật sự theo cái không có có tâm cơ tiểu hài từ một dạng. Quả thực là lời gì đều nói, chẳng lẽ hắn không biết mình là công tử gia Tâm Phúc, là đến giám thị hắn sao? hết lần này tới lần khác nhiếp mị nương còn đối với hắn tràn ngập hảo cảm, đồng thời nghĩ đến sau khi trở về, cũng phải vì hắn tại công tử ra trước mặt giấu giếm. Kiều ngưng tay chạm đến tiểu long đầu, nàng rất nhanh cũng cảm giác được tiểu long chỗ kỳ diệu. Như thế nào làm đến? Kiều ngưng lập tức hỏi La Quân. La Quân nói ra, Kiều cô nương, có thể nói ta đều nói. Nhưng bí mật này, ta lại không thể nói, còn xin ngươi tha thứ cho. Dù sao, mỗi người đều là có bí mật. Kiều Ngưng nghe vậy cũng là không tức giận, nàng nói ra, tốt, không nói cũng được. Bất quá cái này tiểu long ta thật thích, nếu không ngươi đưa nó đưa cho ta đi. Ta tất có hậu báo. Là quần vùng tay lên, nói ra, Kiều cô nương, ngươi nói cái gì đưa hay không đưa, cái kia chính là khách khí. Tiểu long ta khi con trai của hắn là, thiên hạ cái kia có đem nhi tử đưa ra ngoài đạo lý. Bất quá Kiều cô nương ngươi hiển nhiên so ta càng thích hợp mang tiểu long, ngươi cũng là hắn mẹ nuôi, liền để hắn đi theo ngươi, dạng này ta cũng yên tâm. Tiểu Long nghe vậy, lập tức liền rời đi kiều ngưng. Hắn trên không trung xoay nhanh, nước mắt ảo ảo rơi. Một giọt nước mắt cũng là một giọt lôi điện, cái kia lôi điện giọt trên thuyền, lập tức liền là một cái hố, đồng thời khói xanh tư tư. Ba ba, người muốn đưa đi ta, ta không muốn, tiểu long ủy khuất vạn phần. Là quần cấp tốc lấy địa sát chi tình đem tiểu long lôi điện ngưng tụ ở, không phải vậy lời nói, thuyền này khẳng định là muốn cháy. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là cảm động, tiểu long, không phải ba ba muốn đưa ngươi đi. Thật sự là hiện tại ba ba không có lôi phù, không có cách nào lại đem ngươi mang theo trên người. Tiểu long hiển nhiên không quá hội lý giải la quân nỗi khổ tâm. Hắn quay người liền trực tiếp bay đi, vừa bay ở giữa, sông lên chân trời. La quân ngơ ngẩn. Kiều ngưng liền nói với La quân, ta biết người khổ tâm, cũng có thể lý giải nhưng nói thật, trừ lôi phù có thể cho tiểu long ở lại bên ngoài. Hắn pháp khí đều dung không được tiểu long, trừ phi chờ ngày nào đó, tiểu long có thể đem lôi long chân thân tu luyện tới lôi long thật khải cấp độ, đến lúc đó, trong sấm xét liếm, lôi thần giáp bên ngoài, dạng này liền sẽ không đả thương cùng vô tội. Là quần nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, lôi long thật khải muốn tu luyện như thế nào. Kiều Ngưng nói ra, ta có biện pháp quyết, nhưng cũng cần lôi phù phụ trợ muốn tu luyện thành lôi long thật khải cũng không dễ dàng như vậy cần rất nhiều thời gian điểm này ta có thể giúp ngươi chờ tiểu long tu luyện thành lôi long thật khải đến lúc đó hắn nguyện ý trở lại bên cạnh ngươi ta sẽ không ngăn cản la quân lập tức nói đa tạ kiều cô nương kiều ngưng nói không dám la quân theo rồi nói ra vậy thì mời kiều cô nương đi vào trước ngồi xuống ta muốn thuyết phục thuyết phục tiểu long kiều ngưng nói ra tốt sau đó nhất mị nương liền dẫn kiều ngưng đi vào tiểu long cũng không có đi quá lâu nó rất nhanh liền quay lại la quân liền cùng tiểu long xem thường thì thầm giải thích đồng thời nói cho tiểu long chính mình khó xử cùng tiểu long chỉ cần tu luyện thành lôi long thật khải liền có thể trở lại bên cạnh hắn tiểu long là cái hiểu chuyện hài tử nó khổ sở một trận liền cũng liền tiếp nhận về sau la quân đi mời kiều ngưng đi ra kiều ngưng liền đem tiểu long thu vào lôi phù bên trong Kiều cô nương, tiếp xuống người muốn rời khỏi sao? La quân hỏi. Kiều ngưng gật gật đầu, nói ra, tự nhiên là muốn rời khỏi. La quân nói ra, ta về sau muốn thế nào đi tìm kiều cô nương ngươi? Kiều ngưng nao nao, nàng theo rồi nói ra, lôi phù bên trong đã có người ấn ký, ngày sau ta y nguyên có thể thông qua lôi phù tới tìm đến ngươi. Và lại, tiểu long cũng có thể chính mình bay qua tìm ngươi. La quân trong lòng có chút không yên lòng, nhưng hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Hắn đồng thời còn có chút khổ sở, chính mình nỗ lực lâu như vậy đồ, vật, hiện tại vẫn là trả lại tất cả cho Kiều Ngưng. Nhưng cái này cũng đã coi như là tương đối tốt kết cục. Nếu là Kiều Ngưng không giảng đạo lý một chút, có lẽ là quân mệnh đều không. Là quân, người nhìn bên kia, có phải hay không hòn đảo? Ngay vào lúc này, nhất mị nương bỗng nhiên vô cùng ngạc nhiên nói ra. Là quân lập tức nhìn sang, hắn nhìn về phía bên kia, quả nhiên là một hòn đảo nhất định chính là vô danh đảo niếp mị nương nói ra vô danh đảo kiều ngưng khẽ nhíu mày la quân lập tức nói lan đình ngọc cùng hương hồ vương còn có khổng tước vương cũng đã đến cái này bắc hải chi thượng bọn họ cũng là muốn tìm kiếm vô danh đảo nghe nói là vì long văn cương tinh hồn kiều ngưng hơi biến sắc nàng nói ra long văn cương tinh hồn cái kia nhưng là chân chính thiên tài địa bảo ta lôi phù bên trong nếu là vật này chính là làm ít công to. Niếp mị nương không khỏi nhíu mày, tâm đạo, gia hỏa này muốn hay không như thế ngây thơ a, à, làm sao cái gì đều nói với người nói thật. Mới ra đời làm càn làm bậy cũng không có như thế thành thật a. À. Các ngươi cũng là vì Long văn cương tinh hồn mà đến. Kiều Ngưng nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, có thể nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là. Bởi vì chúng ta tới là vì ngăn cản Lan Đình Ngọc đạt được Long văn cương tinh hồn lan đình ngọc là ai kiều ngưng hỏi la quân nói ra chuyện này thì rất lợi hại phức tạp ta đơn giản cùng ngươi miêu tả một chút lan đình ngọc là đương kim con trai của vũ hầu bất quá là con thứ rất lợi hại không được hoan nghênh mấy năm trước đó đột nhiên thì biến lợi hại sau đó ca ca hắn nhóm thì khó chịu nha kiều cô nương ngươi nói có đúng hay không cái này để ý con trai trưởng nhóm đều là trên trời chấm nhỏ đem lan đình ngọc làm bùn nhão hiện tại cái này bùn nhão biến so chấm nhỏ còn trói mắt hơn, những con trai trưởng đó nhóm có phải hay không hận chết Lan Đình Ngọc. Kiều Ngưng nói ra, cái này có cái gì tốt hận, muốn trách liền quái chính bọn hắn không còn dùng được. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, có thể thiên hạ này, không phải mỗi người đều có thể giống kiều cô nương ngươi dạng này rõ lý lẽ a. À. Chúng ta lần này tới, chính là bị Lan Đình Ngọc Lục ca Lan kiếm nhất phó thác. Đến mục đích cũng là khi trộn cướp côn. Thật là tức cười. Kiều Ngưng cười lạnh một tiếng, nàng nói ra, chính mình không còn dùng được, liền cản trở người khác, cái này tính là gì hành vi quân tử. Đúng rồi, La Quân nói ra. Kiều Ngưng còn nói thêm, đã cái này Lan Kiếm nhất không chịu được như thế, người tại sao phải cho hắn làm việc. La là Quân nói ra, việc này nói đến lại lời nói dài. Ta vốn là Vân Thiên Tông đệ tử, nhưng là tại Vân Thiên Tông bị mấy cái lão tặc vu hãm, bất đắc dĩ trốn chạy đến ta nghĩ đến muốn dựa vào đương kim thánh thượng, như thế tìm chỗ dựa. Có lẽ có một ngày, ta còn có thể trở về tìm mấy cái kia lão tặc tính sổ sách. Mà ta đến hoàng thành đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, vừa vặn lại cùng Lan Kiếm Nhất nhận biết. Cho nên, liền có ta hôm nay chi hành, ta chỉ là không nghĩ tới, Lan Kiếm Nhất người này hoàn toàn không có hung hoài, căn bản không phải có thể phó thác người. Nếu là ta lại tìm đến phù hợp cơ hội, tự nhiên là muốn rời xa Lan Kiếm Nhất ngươi ngược lại là cái gì đều chịu nói kiều ngưng có chút ngoài ý muốn la quân nói ra bởi vì đối mặt kiều cô nương ta chưa hề nói lời nói dối tất yếu kiều ngưng nói ra cho nên ngươi là hy vọng ta và ngươi cùng tiến lên cái này vô danh đảo la quân thẳng thắn nói ra không sai kiều ngưng gật gật đầu nói ra tốt dù sao dứt khoát trái phải vô sự đi xem một chút cũng tốt nàng cũng không sợ La Quân làm cái quỷ gì, bởi vì nàng có thực lực tuyệt đối. Sau đó, cái kia lôi đình hào liền hướng hòn đảo xuất phát. Còn cái kia hòn đảo đến có phải hay không vô danh đảo, tạm thời lại vẫn là không có một cái cụ thể thuyết pháp. Lôi đình hào rất nhanh liền tới gần hòn đảo. A, à, bên kia còn có một chiếc thuyền. La Quân nhìn ngay lập tức đến một bên khác cũng bỏ neo một chiếc thuyền. Niếp Mị Nương thất sắc nói ra, hỏng bét. Lan Đình Ngọc bọn họ đã trước một bước lên đảo. La Quân nói ra, có cái gì hỏng bét, thuyền còn tại liền đại biểu bọn họ còn không có rời đi. Nhiếp Mị Nương nao nao, sau đó liền cũng đã cảm thấy La Quân nói không phải không có lý. Kiều Ngưng, La Quân, Nhiếp Mị Nương ba người lần lượt lên đảo. Còn Lôi Báo, La Quân lại cho Lôi Báo một khoản tiền, để hắn nhất định không muốn lái thuyền đi. Lôi Báo gật đầu đáp ứng. Cái này Lôi Báo cũng là cái rất có nghĩa khí hắn tử cũng không lo lắng hắn trong hội đồ rời đi tiến vào cái kia hòn đảo về sau la quân trông thấy trên bờ cắt còn có dấu chân nhìn dấu chân này còn không có bị nước biển cọ rửa bởi vậy có thể thấy được lan đình ngọc bọn họ còn chưa tới bao lâu dấu chân này là ba người dấu chân hẳn là lan đình ngọc bọn họ hòn đảo này liền cũng hẳn là chúng ta muốn tìm vô danh đảo la quân nói ra kiều ngưng nói ra ta đã cảm giác được hòn đảo trung tâm có năng lượng thật lớn đang chấn động đi. Là quân bọn người liền không trần chờ nữa. Kiều ngưng càng là trực tiếp tế ra nàng nhất tôn nguyên thần. Tôn này nguyên thần hóa thành đại bằng, mọi người đứng ở đại bằng trên thân, đại bằng trong nháy mắt dương cánh, liền hướng hòn đảo trung tâm bay đi. Lúc này chính là lúc đêm khuya, trăng sáng lên cao. Là quân thân thể trên không trung, liền gặp phía dưới cái kia hòn đảo chính giữa có một ngọn núi. Mà chỗ có sóng chấn động năng lượng liền là đến từ Yamanaka la quân suy đoán ngọn núi kia bên trong hẳn là một cái sơn động thật lớn lúc này kiều ngưng thúc đẩy đại bằng bay xuống qua chỗ rơi chỗ liền chính là ngọn núi kia trước mặt la quân hướng bên trong nhìn lại quả nhiên là một cái sơn động mà lại vẫn chỉ là tại bên ngoài sơn động cũng đã cảm nhận được bên trong nóng rực sóng lửa bởi vậy cũng có thể gặp trong sơn động nhiệt độ nên là như thế nào đáng sợ mọi người chính muốn đi vào môn kiếm miệng cấp tốc lóe ra hai đạo nhân ảnh la quân thấy rõ liền gặp người tới là một nam một nữ nam tử là cái trung niên nam tử hắn một thân huyền y uy nghiêm cùng cực người này không giận tự uy khiến cho người sợ hãi khổng tước phương dương hiên la quân ám đạo mà một tên khác nữ tử lớn lên quả thực là tuyệt mỹ nàng một thân áo đỏ thân thể bên trên tán phát ra dễ ngửi mùi thơm không cần nhiều lời khẳng định cũng là hương hồ vương du phi hồng. Hương hồ vương trên thân cũng không có yêu mị khí tức, lại là thanh lệ thoát tục, băng thanh ngọc khiết chi khí. Ngân Sa vương, nghĩ không ra người cũng tới lội vũng nước đục này. Khổng tước vương dương hiên thấy rõ ràng kiều ngưng về sau, ngoài ý muốn nói ra. Kiều ngưng nói ra, ta càng không nghĩ tới. Hai vị thế mà lại cho một cái mới ra đời tiểu tử làm lên canh cổng sự tình tới. Dương Hiên nói ra, ta cùng hương hồ vương lần này đến đây, chính là là bởi vì thiếu Lan Đình Ngọc nhân tình. Lần này là trả lại một nhân tình, Ngân Sa Vương, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn dùng tới não cân. Trong này, ngươi tuyệt đối không thể đi vào. La Quân không khỏi ngẩn ngơ, xem ra, tình báo lại là hoàn toàn sai lầm. Cái kia Lan Kiếm nhất còn muốn ba người này hội tự giết lẫn nhau, cái này nhưng căn bản là không thể nào. Lan Đình Ngọc tìm hai người này đến, liền đem Lan Kiếm nhất tính toán tiến đến hắn chính là vì không cho lan kiếm nhất quấy rối, cho nên mới mời hai người này tới. như thế xem ra, lan đình ngọc lại là cao minh nhiều, đem hết thảy đều tính toán giọt nước không lọt. lúc này, la quân cũng không trông cậy vào kiều ngưng xuất thủ. dù cho kiều ngưng xuất thủ cũng không thể nào là cái này hai đại yêu tiên đối thủ. như thế còn sẽ chỉ làm hại kiều ngưng xảy ra chuyện, tại là la quân liền nói ra, kiều cô nương, chúng ta đi thôi. kiều ngưng nhìn la quân liếc một chút. Nàng nói ra, trong này năng lượng ba động to lớn, hiển nhiên Long Văn Cương tinh hồn liền tại bên trong. Nhập Bảo Sơn, há có thể tay không mà quay về. Dương Hiên sắc mặt biến, nói ra, Ngân Sa Vương, ngươi chẳng lẽ còn muốn lấy lực lượng một người tới khiêu chiến ta cùng Hương Hồ Vương, ngươi đừng quên, tại Tứ Đại Yêu Tiên bên trong, ngươi thế nhưng là bài vị tại mặt. Ta không muốn cùng ngươi động thủ, lại không phải sợ ngươi. Bất quá là thương tiếc chúng ta Tứ Đại Yêu Tiên tu hành không dễ mà thôi kiều ngưng nhạt lạnh cười một tiếng nói ra dương hiên các ngươi cùng lan đình ngọc có hiệp nghị có ân tình đó là các ngươi sự tình nhưng cái này long văn cương tinh hồn ta là nhất định phải được các ngươi có thể ngăn được ta ta không lời nào để nói nàng sau khi nói xong nhân tiện nói động thủ đi nàng ngược lại là cái gọn gàng tính tình cuồng vọng dương hiên trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ la quân ở một bên cũng có chút mộng bức cái này kiều ngưng tâm làm sao lớn như vậy a à? tứ đại yêu tiên người mới hàng cuối cùng a à, một cái đối hai người cũng tự tin như vậy đối với loại này cửu trọng thiên cao thủ là quân cùng nhiếp mị nương chiến đấu lực cơ hồ là có thể bỏ qua không tính a à. liền cũng tại lúc này là quân nghe được kiều ngưng truyền âm nhập mật thanh âm ta đến kiểm chế bọn họ các người thừa cơ đi vào loại này truyền lời là kiều ngưng trực tiếp đem ý thức đánh vào đến la quân trong não vực cho nên dương hiên bọn họ cũng nghe không được la quân tâm lý liền nắm chắc hắn đối long văn cương tinh hồn còn không có khái niệm gì thầm nghĩ đã kiều ngưng bọn người coi trọng như thế nhất định là đồ tốt bất quá dưới mắt tình huống ta là tuyệt đối không thể nuốt mất trước mặt kệ hắn thừa cơ vào xem lại nói trách không được ngân xa vương ngươi dám cùng chúng ta khiêu chiến nguyên lai là được cổ lôi phù bên kia dương hiên thanh âm truyền đến dương hiên trong nháy mắt thi triển ra ngũ hành kiếm sát lập tức năm thanh trường kiếm màu đen song song mà ra sau đó thượng hạ tung bay thiểm điện chém tới kiều ngưng cái kia ngũ hành kiếm sát đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ lẫn nhau ở giữa bố trận nghiêm mật đồng thời mang theo cường đại kiếm sát sát ý kiều ngưng liền bị cái kia ngũ hành kiếm sát vây quanh nàng thân ở bên trong lại là không chút hoang mang chỉ gặp kiều ngưng một chỉ điểm ra chính là một ngụm lôi điện thần kiếm đi ra cái kia lôi điện thần kiếm trong nháy mắt làm chừng trăm miệng lôi điện kiếm. Lôi điện kiếm liền cùng ngũ hành kiếm sát chém giết điên cuồng cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, gió dục mây vần, điện quang lấp lóe. Tốt, Dương Hiên cười lớn một tiếng, nói, thống khoái. Hắn đem cái kia năm thanh kiếm lăng không một chảo, liền đem ngũ hành kiếm sát toàn bộ bắt về đến tay. Kiều ngưng ánh mắt ngưng trọng, nàng lại nhất chỉ, cái kia trăm miệng lôi điện chi kiếm lại hợp thành một ngụm lôi điện thần kiếm kiều ngưng hướng lên trời nhất chỉ cái kia lôi điện thần kiếm trong nháy mắt xông vào mây trời tiếp theo một đạo thiên lôi hướng dương hiên bổ xuống lôi điện cút cút dương hiên tay bắt pháp quyết cái kia ngũ hành kiếm sát làm thành một cái trận pháp đạo thiên lôi này chạm tại ngũ hành kiếm sát phía trên sau đó ngũ hành kiếm sát quang mang đại thịnh đột nhiên ngũ hành kiếm sát hóa thành năm đạo kiếm quang hướng kiều ngưng đánh giết tới năm đạo kiếm quang một đạo mạnh hơn một đạo bất luận cái gì một đạo kiếm quang đều là la quân không thể tiếp nhận. Kiều ngưng sắc mặt hơi đổi một chút, nàng thân hình động liên tục, thiểm điện ở giữa tránh đi bốn đạo kiếm quang. Đối mặt sau cùng một đạo kiếm quang, kiều ngưng trong tay lần nữa điểm ra lôi điện thần kiếm. Nàng cầm kiếm một bổ, liền đem kia kiếm quang đánh bay. Cái kia ngũ hành kiếm sát một lần nữa trở lại khổng tước phương Dương Hiên trong tay. Dương Hiên hét lớn một tiếng, nói, ngũ kiếm hợp nhất. Nhất thời, cái kia ngũ hành kiếm sát liền hợp thành một ngụm cự kiếm. Cự kiếm kéo theo vô cùng kiếm sát chi ý, hung mãnh đụng thẳng hướng Kiều Ngưng. Ngũ hành này kiếm sát ngũ kiếm hợp nhất bên trong, ẩn chứa vô cùng cảm động cùng tinh thần, ẩn chứa thiên đạo chi ý, khiến người ta căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Mà lại, một kiếm này ảo nghĩa có thể phá vỡ hết thảy phòng ngự. Dương Hiên tại tứ đại yêu tiên bên trong xếp hạng thứ hai, cái danh này tuyệt đối không phải hư tới. Kiều Ngưng nếu như không phải là bởi vì có thượng cổ lôi phù, nàng là quả quyết không dám tới khiêu chiến Dương Hiên. Mà dưới mắt, Kiều Ngưng y nguyên không dám khinh thường. Áo nàng không gió từ trống, đồng thời hét lớn một tiếng, thiên lôi luyện chân ý. Nhất thời, theo Kiều Ngưng pháp quyết khu động, cái kia thượng cổ lôi phù bên trong lôi điện cuồn cuộn mà ra, hình thành một đạo bát quái lôi điện lò luyện. Ngũ hành cự kiếm chém giết tiến bát quái dung trong lò, bát quái lò luyện chấn động kịch liệt rút lui, kiều ngưng chợt quát một tiếng, cái kia ngũ hành cự kiếm oanh một tiếng, bắn ngược đến Dương Hiên trong tay. Cái kia một cái chớp mắt, bát quái lò luyện âm dương lôi điện chi lực vặn vẹo tới cực điểm, rốt cuộc đem ngũ hành kiếm kiếm ý phá giải. Thượng cổ lôi phù, quả nhiên đến, Dương Hiên nói thầm, vừa rồi một kiếm kia, hắn rõ ràng là có thể phá vỡ kiều ngưng thiên tiêu lôi pháp. Nhưng là thượng cổ lôi phù bên trong lôi chỉ lực lượng liên tục không ngừng, thực sự để hắn không thể nào phản kháng. Kiều Ngưng sắc mặt có chút trắng bệch. Cái kia Hương Hồ Vương Du Phi Hồng lúc này cũng xuất thủ, nhưng là nàng lại không phải tới đối phó Kiều Ngưng, mà chính là hướng La Quân cùng Niếp Mị Nương xuất thủ. Xem ra các người hai cái con nít muốn nhân cơ hội đi vào quấy rối. Du Phi Hồng cười nhạt một tiếng, nói ra, ta dứt khoát trước đem bọn ngươi bắt lại. La Quân lập tức cảnh giác, hắn thiểm điện bạo lui ra ngoài. Niếp Mị Nương lại là phản ứng không có nhanh như vậy nàng tu vi bất quá là lục trọng thiên mà thôi thế là du phi hồng trực tiếp một cái đại cầm nã thủ hư không chộp tới lập tức liền muốn đem niếp mị nương bắt lấy cái này ngu xuẩn đàn bà la quân thấy thế không khỏi ủ rũ hắn cấp tốc lại hiện lên đến đưa tay chính là thi triển ra thái cực huyền thiên trảm du phi hồng hơi kinh hãi nàng tay áo huy động liên tục lập tức cái kia trong tay áo liền cuốn ra hai cỗ sức mạnh mạnh mẽ cái này hai cỗ lực lượng cùng thái cực huyền thiên chảm đụng giết cùng một chỗ, phanh phanh, thái cực huyền thiên chảm trực tiếp bị đụng nát. Cái kia địa sát chi tinh tản ra một chỗ, là quân biến chiêu càng nhanh, liền đem cái kia địa sát chi tinh hóa thành địa sát kiếm. Tạo hóa kiếm quyết, ngàn đạo kiếm quang đen nghiệt chém tới Du Phi Hồng. Du Phi Hồng khẽ nhíu mày, nàng lại là tay áo huy động liên tục, lập tức liền đem sở hữu kiếm quang đánh tan. Địa sát chi tinh lần nữa tản ra, là quần ôm niếp mị nương vòng eo, mang theo nàng nhanh lùi lại ra 30 mét bên ngoài. Trốn xa một chút, khác vướng bận, là quần đối niếp mị nương quát một tiếng. Niếp mị nương không khỏi ngẩn ngơ, nàng vừa rồi tại đối mặt hương hồ vương cầm nã thủ lúc, cả người đều ngây người. Đó là một loại muốn mạng ngạt thở cảm giác, mà lại cảm giác đến không đường có thể trốn. Nàng là lần đầu tiên đứng trước dạng này cao thủ. Còn tốt, lớn nhất thời khắc nguy cơ, là quân lần nữa cứu nàng nhiếp mị nương không phải ý chí sắt đá, nàng tâm tư lần nữa phức tạp tới cực điểm. Mà lúc này, dù phi hồng thân hình lóe lên, lại hướng la quân tới gần. Đông lạnh, la quân cấp tốc thi pháp, địa sát chi tinh liền ở trước mặt hắn hình thành một đạo băng tường. La quân bây giờ phương pháp lực đại tăng, cho nên băng tường ngưng tụ đến phá lệ nhanh. Trong nháy mắt, băng tường liền dày đến 3 mét. Dù phi hồng bách trước người đến, nàng tay áo tiếp tục vung đánh. Chỉ là một chút, La quân băng tường cũng hoàn toàn vỡ vụn. La quân không khỏi thất sắc. Mỗi lần đối mặt loại này cửu trọng thiên cao thủ, hắn đều cảm thấy phá lệ bất lực. Lại nhiều thủ đoạn cùng kỹ xảo đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cũng là tại lúc này, tại thượng cổ lôi phù bên trong tiểu long cảm ứng được la quân nguy cơ. Tiểu long trực tiếp từ lôi trì bên trong chui ra. Ngao ô, một tiếng long ngâm gào thét lên. Sau đó, tiểu long đột nhiên xuất hiện, hắn cái đuôi kịch liệt hất lên tựa như điện cao thế roi giận quất mà đến. Tiểu Long tốc độ rất nhanh, Du Phi Hồng hơi kinh hãi. Tiểu Long tu vi chưa chắc cao bao nhiêu, nhưng hắn trời sinh lôi điện chi thân vẫn là để Du Phi Hồng có chút kiêng kỵ. Không nói cái khác, vạn nhất y phục trên người bị lôi điện thiêu hủy, cái kia nàng cũng là không mặt mũi gặp người. Du Phi Hồng thân thể nhất chuyển, nghĩ sai tung bay, lập tức liền tránh đi Tiểu Long cái này co lại. Tiểu đuôi rồng quất vào mặt đất kia bên trên, nhất thời ném ra một đạo phả ra khói xanh hố lớn, cái kia trong hầm đã là một mảnh than cốc. Tiếp theo, Tiểu Long lại hướng Du Phi Hồng tiếp tục đánh tới. Du Phi Hồng thân hình chấp liên tục, Tiểu Long đột nhiên ngăn lại Du Phi Hồng, hắn cái đuôi lớn lập tức quấn đi vòng qua. Du Phi Hồng đem cái kia tay áo hất lên, phanh một tiếng, lập tức liền đem Tiểu Long quất bay ra ngoài. Tiểu Long trên không trung chuyển một vòng tròn, lập tức lại hướng Du Phi Hồng công giết tới. Muốn chết, Du Hồng không khỏi tức giận, nàng đột nhiên cúi đầu, tiếp theo, phía sau toát ra một đầu cự đại cái đuôi hồ ly đi ra. Cái này cái đuôi hồ ly lông xù, một mảnh thuần trắng. Nhưng là bỗng nhiên ở giữa, cái kia màu trắng lông hồ ly đột nhiên thì biến thành áo giáp màu trắng, liền đem cái kia cái đuôi bao trùm. Đầu này cái đuôi lớn đột nhiên mở rộng, sau đó thế mà thì thoát ly Du Hồng thân thể. Cái đuôi hồ ly trên không trung biến hóa vô cùng, đột nhiên thì hóa thành một ngụm lạnh lóng lánh cự kiếm. Cự kiếm kia hướng phía tiểu long chặn ngang một chém. Tiểu long hét thảm một tiếng, thân thể của hắn bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Tiểu long, là quân nhất thời muốn rách cả mí mắt. Bất quá lập tức, là quân thì lại có chút mắt trợn tròn. Bởi vì tiểu long thân thể rất nhanh liền lại dung hợp lại cùng nhau. Tiểu long mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía du phi hồng phun ra một tia chấp thần chém tới lôi điện trùng sáng hướng phía Du Phi Hồng từng đánh chết tới. Du Phi Hồng lập tức triệu hoán cái đuôi hồ ly, cái kia cái đuôi hồ ly tại Du Phi Hồng trước mặt hóa thành màu trắng hộ thuẫn. Cái kia lôi điện trùng sáng đánh giết tại màu trắng hộ thuẫn bên trên, lại là nửa điểm cũng thương tổn không Du Phi Hồng. Tiểu Long liên tục phun ra lôi điện trùng sáng, dần dần, Tiểu Long liền mệt mỏi không chịu nổi. Cái này lôi điện trùng sáng hoàn toàn là dựa vào hắn thân thể lực lượng phát ra. Lấy, Du Phi Hồng đem cái kia màu trắng hộ thuẫn trong nháy mắt hóa thành trọng cung. Trọng cung mãnh liệt bắn, một tia chớp liền hướng phía Tiểu Long đánh giết tới. Đây cũng là đem Tiểu Long lực lượng thu nạp, sau đó hoàn thi bỉ thân. Oanh một tiếng, Tiểu Long bị lôi điện đánh trúng, cả thân thể lập tức hóa thành hư vô. Bầu trời chi kiếm, nhất thời lấm ta lấm tấm, khắp nơi đều là lôi điện mảnh vỡ. Những này lôi điện mảnh vỡ đập xuống đất, khói xanh từ từ mà lên mà tiểu long chính là cái xác không hồn. La quân trong lòng kịch chấn, hắn hai mắt huyết hồng, lệ hống nói, tiểu long, tiểu long. Su phi hồng mới mặc kệ la quân thương tâm, nàng hướng la quân cấp tốc bước giết tới. La quân thấy thế hãi nhiên, hắn liên tiếp lui về phía sau. Kiều ngưng lúc này rốt cục rút tay ra ngoài, nàng làm vung tay lên, tiếp lấy đem cái kia thượng cổ lôi phù bắn ra. Thượng cổ lôi phù trên không trung nhất chuyển, bỗng nhiên liền bay tới Du Phi Hồng đỉnh đầu. Thượng cổ lôi phù lập tức hạ xuống vô cùng lôi điện, những này lôi điện hóa thành ngàn vạn đạo ánh kiếm tích lũy giết xuống tới, trong lúc nhất thời liền hình thành lôi điện đại trận. Du Phi Hồng hãi nhiên, nàng lập tức lấy cái đuôi hồ ly vì hộ thuẫn, lấy pháp lực làm dẫn đau khổ tới thượng cổ lôi phù lực lượng. Đồng thời, Kiều Ngưng tay kia đánh ra lôi điện thần kiếm, cái kia lôi điện thần kiếm cùng ngũ hành kiếm sát đấu cùng một chỗ. Kiều Ngưng bằng vào thượng cổ lôi phù, Thế mà thì lấy lực lượng một người ngăn chặn khổng thước Vương Dương Hiên còn có Du Phi Hồng. Nhanh đi vào tìm Long Văn Cương tinh hồn, kiều ngưng sắc mặt nghiêm túc, nàng sông La Quân nói ra, ta kiên trì không không thời gian quá dài. La Quân nghe vậy, liền không trần chờ nữa, lập tức hướng trong sơn động chạy tới. Niếp mị nương ở một bên ngốc đứng đấy bất động, loại trang diện này, nàng căn bản cũng không biết tay để vào đâu. Không giúp đỡ vẫn là tốt, vừa giúp đỡ liền sẽ tăng thêm loạn cái kia dương hiên gặp kiều ngưng một người thế mà áp chế bọn hắn hai người không khỏi giận quá đáng tiếc lúc trước hắn cùng kiều ngưng đối chiến đã thương tổn nguyên khí dưới mắt mặc kệ hắn như thế nào tiến công kiều ngưng cũng đều có thể miễn cưỡng áp chế nay thượng cổ lôi phù đối du phi hồng áp chế tựa hồ càng trở nên không ổn dù sao thượng cổ lôi phù tuy nhiên lợi hại nhưng du phi hồng thế nhưng là đệ nhất yêu tiên a du phi hồng liên tục phát động tiến công mấy lần đều kém chút phá trận mà ra. Liền cũng tại lúc này, cái kia lôi điện đại trận bên trong, một đầu lôi long bỗng nhiên hình thành. Cái này lôi long không phải cái gì khác người, chính là Tiểu Long. Tiểu Long lại là căn bản không chết, chết bất quá là cái kia lôi long thân thể. Nhưng Tiểu Long nguyên thần là không có chuyện gì. Giờ phút này, Tiểu Long chính là trước chui vào đến trong lôi trì. Nó trực tiếp cho mình ngưng tụ một bộ lôi long chân thân, sau đó xông tới hướng phía cái kia du phi hồng phát động lôi điện thần trảm giờ phút này tiểu long một nửa người còn tại lôi trong ao hắn lôi điện chùm sáng liên tục không ngừng du phi hồng nhất thời ứng biến cố hết sức đứng lên mà kiều ngưng lại cảm giác được nhẹ nhõm rất nhiều nàng liền toàn lực cùng dương hiên chém giết bất quá đáng tiếc dù cho kiều ngưng một người toàn lực xuất thủ đối phó dương hiên đó cũng là có chút cố hết sức bởi vì nàng hiện tại không có cách nào dùng thượng cổ lôi phù tới đối phó dương hiên song phương chém giết kịch liệt. Nhiếp mị nương tại nguyên chỗ nhìn sau khi, nàng răng ngà thầm cắm, tiếp lấy cũng chạy vào trong hang mặt. Là quân vào sơn động, liền gặp trong này chính là có động thiên khác, trong này hết sức khoáng đạt, mái vòm rất cao. Là quân cảm thụ năng lượng ba động địa phương, hắn cấp tốc bò lên trên bên trái ngọn núi. Lên núi thể, liền gặp Lan Đình Ngọc thì tại phía trước. Lan Đình Ngọc ngồi xếp bằng, tại Lan Đình Ngọc phía trước lại là một tòa long văn cương ngọn núi. Núi này trong cơ thể, chất chứa vô cùng quý giá Long văn cương. Mà Lan Đình Ngọc chính là lấy cửu viêm thần hỏa tại thối luyện Long văn cương, cái kia Long văn cương đã hòa tan hơn phân nửa, cả ngọn núi đều đổ sụp, không ít Long văn cương dịch thể chảy ra, sau đó tiếp xúc đến băng lãnh nham thạch mặt vách, sau cùng lại ngưng đọng. La Quân liền gặp Lan Đình Ngọc mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hắn trên trán tràn đầy mồ hôi. Hơn nữa còn mang một tia tái nhợt. Rất lợi hại hiển nhiên Lan Đình Ngọc đã tu luyện tới chỗ mấu chốt La Quân còn có thể cảm nhận được Lan Đình Ngọc đại pháp lực đang Long Văn Cương bên trong bắt kéo cái kia du động Long Văn Cương tinh hồn Lúc này, Niếp Mị Nương cũng chạy tới Niếp Mị Nương gặp Lan Đình Ngọc không tỉ vết phân thân Nàng lập tức quất ra một thanh kiếm báu Liền muốn tiến đến chém giết Lan Đình Ngọc La Quân giật mình Hắn đem Niếp Mị Nương ngăn lại Nói ra, làm gì Đương nhiên là giết hắn Niếp Mị Nương nói ra la quân nói ra hắn chính là phụng thánh thượng chi mệnh đến đây ngươi nếu là giết hắn như vậy ngươi sau khi trở về cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ lan kiếm nhất thậm chí sẽ chủ động đưa ngươi trói đi hướng thánh thượng thỉnh tội ngươi ngốc a niếp mị nương nói ra sẽ không công tử gia tuyệt không phải loại người như vậy la quân lười nhác theo niếp mị nương cái này ngốc đàn bà dông dài hắn nhất trưởng liền đem niếp mị nương cắt ngất đi sau đó la quân đi vào lan đình ngọc trước mặt hắn cũng rất không tử tế nhất trưởng đem lan đình ngọc cho cắt ngất đi lần này lan đình ngọc tuyệt đối không dễ chịu một cái không tốt còn muốn tẩu hỏa nhập ma la quân sau đó liền thi triển đại pháp lực đi vào long văn cương tinh hồn cái này long văn cương có chút cứng rắn phổ thông pháp lực căn bản mặc không thấu long văn cương cũng may mắn lan đình ngọc lấy cửu viêm thần hỏa đem long văn cương luyện hóa mềm mại rất nhiều la quân như thế mới có thể lấy pháp lực xuyên thấu vào Thuần thục là Quân liền chộp tới không ít long văn cương tinh hồn, cái này long văn cương tinh hồn chính là du động, đồng thời còn là từng đạo từng đạo tinh khí màu trắng. La Quân lấy pháp lực ngưng tụ, sau đó liền đem bắt lấy đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Chỉ là đáng tiếc, cái kia long văn cương núi trong cơ thể, còn có thật nhiều long văn cương tinh hồn. Nhưng là La Quân không có cách nào đem long văn cương luyện hóa, cho nên cũng liền không có cách nào toàn lấy. Chỉ ít còn có một nửa long văn cương tinh hồn cái này là La Quân không có cách nào lấy ra. Mà Lan Đình Ngọc mới vừa rồi là muốn đem cả ngọn núi luyện hóa, sau đó đem sở hữu Long Văn Cương tinh hồn bắt lấy ra. Hắn vạn vạn không nghĩ đến là, hai đại yêu tiên thế mà đều không ngăn lại La Quân tiến đến. La Quân biết Kiều Ngưng nhanh sắp không kiên trì được nữa, thế là cũng không lưu lại, hắn một tay lấy nhiếp nghị nương bắt được giới tu di bên trong. Sau đó, La Quân nhìn về phía tối tăm ngủ mất Lan Đình Ngọc. Giết! khẳng định là không thể giết la quân đang còn muốn trong triều đình lăn lộn đó là tự nhiên không thể giết lan đình ngọc thế nhưng là lan đình ngọc cũng không đơn giản nếu là tùy ý hắn kiện kiện khang khang vậy mình tạm thời thời gian cũng không dễ chịu tốt nhất là để hắn thụ thương dạng này hắn liền không có khoảng không theo đuổi giết chính mình bởi vì hắn phải dưỡng thương dưỡng sau khi thương thế lành mới có thể cầm còn thừa long văn cương tinh hồn la quân hoàn toàn yên tâm sau đó liền nhất trưởng tại Lan Đình Ngọc ngực bụng bên trên ấn xuống. Cái này liền đem Lan Đình Ngọc ngũ tạng lục phủ trọng thương, Lan Đình Ngọc nhất thời phun ra ra một ngụm máu tươi tới. La Quân lúc này mới quay người chạy ra khỏi sơn động. Hắn cũng sẽ không nghĩ lấy dùng Lan Đình Ngọc đến uy Dương Hiên cùng Du Phi Hồng. Hiển nhiên, yêu tiên nhóm sẽ không thụ uy, có lẽ sẽ còn để La Quân trực tiếp đem Lan Đình Ngọc giết, như thế bọn họ lại cho Lan Đình Ngọc báo thù. La Quân rời núi động, liền gặp Tiểu Long tại đối phó Du Phi Hồng. Du Phi Hồng sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, Tiểu Long vẫn còn là sinh long hoạt hổ. Nói trở lại, thật đúng là không phải Tiểu Long thì có tư cách trở thành Du Phi Hồng đối thủ. Chủ yếu nhất là Du Phi Hồng bị Kiều Ngưng đột nhiên thi pháp vây ở lôi điện đại trận bên trong. Không phải vậy lời nói, Tiểu Long miệng phun lôi điện thần trảm, Du Phi Hồng tránh đi chẳng phải xong. Cái kia đến khổ cực như vậy sự tình. Xoẹt, ngay vào lúc này Kiều Ngưng rốt cục ngăn cản không nổi ngũ hành kiếm sát. Cái kia một đạo kiếm sát chém giết tại Kiều Ngưng trước ngực bên trên, nhất thời, máu tươi vẩy ra. Kiều Ngưng cũng đem một tia chớp chém giết tại Dương Hiên trên thân. Dương Hiên ngực trái thụ thương, máu tươi bưu tung tóe, khói xanh ứa ra. Lần này, Dương Hiên cùng Kiều Ngưng đều là thụ thương không nhẹ. Mà đồng thời, cái kia thượng cổ lôi phù chỗ thi triển lôi điện đại trận cũng uể oải xuống dưới đây là bởi vì kiều ngưng không thể nhắc lại cung cấp pháp lực trèo chống. du phi hồng mạnh mẽ tay áo vung ra phanh một tiếng tiểu long liền bị đánh vào đến trong lôi trì kiều ngưng một tay triệu hồi thượng cổ lôi phù mà du phi hồng cũng uể oải trên mặt đất nguyên khí tổn hao nhiều chúng ta đi kiều ngưng chào hỏi la quân la quân mắt nhìn du phi hồng cùng dương hiên hắn nhìn hai người này đều đã bị thương nhất thời sát tâm nổi lên đi cái gì đi a à? lúc này không vừa vặn xử lý bọn họ kiều ngưng phất tay nói ra không cho phép giết đi mau la quân sướng sờ hắn lập tức liền nhìn thấy dương hiên đứng lên lập tức la quân tâm lý một cái giật mình để tránh tái sinh biến hóa hắn cũng thì không nói thêm lời xoay người chạy la quân cùng kiều ngưng cấp tốc bên trên lôi đình hào sau đó lôi báo khởi động lôi đình hào đang lẩn trốn hướng lôi đình hào quá trình bên trong kiều ngưng hỏi la quân Lòng Văn Cương tinh hồn tới tay sao? Tới tay, bất quá không có toàn bộ tới tay, ta đi vào thời điểm, Lan Đình Ngọc mới luyện hóa một nửa. La Quân nói ra, Kiều Ngưng nói ra, một nửa cũng liền đầy đủ. Thuyền mở ra 10 hải lý về sau, La Quân mới không hiểu hỏi Kiều Ngưng, vì cái gì không thừa cơ đem bọn hắn giết đâu. Dù sao đã vạch mặt, Kiều Ngưng nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, thứ nhất, người giết không bọn họ. Mỗi cái yêu tiên trong tay đều có tuyệt sát chi chiêu, tuyệt sát chi chiêu là trước khi chết phản công. Người đi lên sẽ chỉ mất mạng, thứ hai, coi như người có thể giết, ta cũng sẽ không để người giết. Chúng ta tứ đại yêu tiên tuy nhiên xưa nay không quá hòa thuật, nhưng cũng sẽ không qua gây nên đối phương vào chỗ chết. Há, hiểu, vẫn là như thể chân tay A. À. La quân nói ra, hắn đón đến, lại hỏi, người thương thế nào? Kiều ngưng sắc mặt trắng bệch, nàng cắn răng, nói ra ta bị thương rất nặng, cái kia ngũ hành kiếm sát không thể so với tầm thường, đã đem ta kinh mạch thương tổn thấu. Trong thời gian ngắn, ta là tuyệt đối được không? Nàng sau đó vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, hiện tại ngươi có thể đem ta giết, sau đó cướp đi lôi phù. Như vậy, Long Văn Cương tinh hồn chờ chờ toàn bộ đều là ngươi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đến đi, kiều cô nương, ngươi cũng đừng thăm dò ta. Không nói trước ngươi cũng có tuyệt sát chi chiêu liền xem như không, vậy ta cũng sẽ không làm ra loại chuyện này tới." Kiều Ngưng nói ra, thật. La Quân nói ra, tính toán, lâu ngày mới rõ lòng người, ta lại cùng ngươi cam đoan, vậy cũng không có tác dụng gì. Kiều Ngưng sau đó kịch liệt ho khan. Tiếp theo, nàng phun ra một ngụm máu tươi màu đen tới. La Quân giật mình, nói, "Nghiêm trọng như vậy?" Kiều Ngưng run giọng nói ra, "Ngũ hành kiếm sát, kiếm sát chi độc, cư nhiên như thế mãnh liệt." Ta làm sao cũng áp chế không nổi loại độc này ý. Nếu bàn về thực lực, ta cuối cùng vẫn là không bằng Dương Hiên. Là quân nói ra, áp chế không nổi, cái kia sẽ như thế nào? Sẽ chết, Kiều Ngưng nói ra. Là quân nói ra, người cũng đừng mở cái này trò đùa đến sò xét ta. Người nói đi, đến ta muốn làm thế nào mới có thể giúp đến ngươi. Kiều Ngưng nói ra, không phải hoảng sợ ngươi. Nàng đắng chát cười một tiếng, nói ra nghĩ không ra ta kiều ngưng tung hoành giang hồ nhiều năm, lần này thế mà thì như vậy bị chết không khỏi rượu. Là quần nói ra, cái kia Dương Hiên trong tay nhất định có ngũ hành kiếm sát giải dược A. À? Kiều ngưng nói ra, hẳn là đi, nàng ngốc ngẩn ngơ, nói ra, thế nào, người muốn làm gì? Là quần nói ra, ta trở về tìm Dương Hiên muốn giải dược. Kiều ngưng giật mình, nói ra, người nói đùa cái gì, cái này sao có thể? Dương Hiên cho dù có giải dược, cũng sẽ không cho ta. La quân nói ra, đại không, ta đem long văn cương tinh hồn cho hắn chính là. sau đó, la quân đứng lên. ngươi, kiều ngưng nói ra, đứng lại. La quân ngạc nhiên quay đầu, hắn nói tiếp, ngươi yên tâm, ta không phải đào tẩu. kiều ngưng nói ra, ta ở đâu là sợ ngươi đào tẩu, chính ta đều không còn sống lâu nữa, còn lo lắng cái này thứ gì. chỉ là, ngươi thật muốn đi tìm dương hiên. La quân nói ra, người sở dĩ như vậy, toàn là bởi vì ta, ta sao có thể thấy chết không cứu. Kiều Ngưng nói ra, ngươi chỉ cần nhìn ta chết, sau đó tất cả mọi thứ đều là ngươi. Ngươi phí cái này kinh làm cái gì? Bởi vì ngươi vẫn là nhi tử ta mẹ nuôi, La Quân không cần nghĩ ngợi nói ra. Ngươi tên gì? Kiều Ngưng đột nhiên hỏi. La Quân không khỏi ngẩn ngơ, hóa ra làm nửa ngày, Kiều Ngưng đều không biết mình kêu cái gì. Ta gọi La Quân, La Quân nói ra, kiều ngưng hít sâu một hơi nàng nói ra dương hiên thụ thương cũng không nhẹ ngươi sau khi trở về tận lực đàm phán đừng động thủ trong tay hắn vẫn có giết chết lực lượng ngươi la quân nói ra tốt ta biết hắn đón đến nói ra ngươi ngay ở chỗ này cực kỳ nghỉ ngơi chờ ta trở lại kiều ngưng gật đầu la quân sau khi ra ngoài liền nói với lôi báo ta muốn về cái kia ở trên đảo một chuyến ngươi liền ở tại chỗ chờ ta tánh mạng du quan không thể có biến, lôi đại ca, xin nhờ. Lôi báo nghiêm mặt gật đầu, hắn nói ra, là huynh đệ yên tâm, ta lão lôi nhất định ở chỗ này chờ ngươi. La quân sau đó liền tìm một đầu cá mập trắng, sau đó, hắn lấy cá mập trắng hướng vô danh đảo chạy đi. Hỗn đản, ngay vào lúc này, cái kia niếp mị nương từ dưới tu di bên trong đi ra. Nàng vừa ra tới liền giận mắng la quân. Nàng lúc đi ra, người không có đứng vững, kém chút ngã vào hải lý là quân đưa tay đưa nàng bắt lấy, lại cười một tiếng, nói ra, nhìn, nhiếp mị nương, ta lại cứu ngươi nhất mệnh. Ngươi còn không cảm tạ ta. Nhiếp mị nương nghi hoặc nhìn bốn phía, nói, chuyện gì xảy ra. Là quân nói ra, kiều ngưng bị Dương Hiên ngũ hành kiếm sát thương tổn, ta muốn trở về tìm Dương Hiên muốn giải dược. a à, nhiếp mị nương nói ra, đến là chuyện gì xảy ra. Là quân liền đem chuyện đã xảy ra đơn giản tự thuật một lần. Niếp Mị Nương nghe xong không khỏi nói ra, là quân, người ngốc a, à. cái kia ngũ hành kiếm sát chi độc, cơ hồ là không có thuốc nào chữa được. Bởi như vậy Kiều Ngưng hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy ngươi liền có thể cầm lại lôi phù, còn có thể đạt được Long Văn Cương tinh hồn. Người làm gì còn qua cho nàng tìm thuốc giải? Là quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn nhìn nhiều Niếp Mị Nương, nói ra, người nói, ta không phải không biết. Vậy ngươi còn làm như thế? Niếp Mị Nương hỏi nếu là ngươi bị ngũ hành kiếm sát gây thương tích không còn sống lâu nữa ta tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý bị người thấy chết mà không cứu sao la quân nói ra niếp mị nương ngây người trong chấp nhoáng này nàng khuôn mặt giống như giống như lửa thiêu tại la quân trước mặt nàng cảm thấy mình lại là cái tiểu nhân hèn hạ la quân lại là không nghĩ nhiều trong nháy mắt cá mập trắng liền đến vô danh đảo bên trên la quân cùng niếp mị nương cùng nhau tiến lên trong bóng đêm La quân cùng nhiếp mị nương chuyển tới hang núi kia phía trước. Trước sơn động mặt, cái kia Du Phi Hồng đang khoanh chân liệu thương. Dương Hiên cũng đang khoanh chân liệu thương. Bao quát Lan Đình Ngọc, Lan Đình Ngọc thụ thương không nhẹ, cũng chính trong sơn động liệu thương. Đây cũng là La Quân dám đi mà quay lại nguyên nhân. La Quân cùng Niếp mị Nương vừa đến, Dương Hiên cùng Du Phi Hồng liền mở to mắt. Hai người trong mắt lóe lên cảnh giác chi ý. La Quân lập tức nói ra, khổng tước phương, hương hồ vương ta này đến cũng không có ác ý vậy ngươi đi mà quay lại là có ý gì dương hiên dương mắt nhạt lạnh hỏi la quân nghiêm nghị hắn ôm quyền nói ra khổng tước vương hương hồ vương trước đó như có chỗ đắc tội la quân ở đây bồi tội hắn nói xong sâu khom người bái thật sâu kể từ đó dương hiên cùng du phi hồng đều là ngạc nhiên la quân nói ra tứ đại yêu tiên như thể chân tay trước đó kiều ngưng nhiều có đắc tội nhưng nàng thủy trung không có giết người chi tâm sau khi đi ta còn hỏi hắn là sao không giết các ngươi hai vị hừ dương hiên cười lạnh một tiếng nói ra cái kia cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không la quần nói ra ta biết ta không có bản sự này kiều ngưng cũng nói các ngươi còn có tuyệt sát chi chiêu bất quá nàng càng nói cho dù là có thể giết cũng tuyệt không để cho ta giết bởi vì tứ đại yêu tiên tuy nhiên xưa nay không lớn hòa thuận nhưng cũng sẽ không đưa người vào chỗ chết, nhưng là dưới mắt, kiều ngưng thân chúng ngũ hành kiếm sát, không còn sống lâu nữa. cho nên ta đến thỉnh cầu khổng tước vương ban cho ta ngũ hành kiếm sát giải dược. dương hiên trầm mặc xuống dưới, la quân nói tiếp, chỉ cần khổng tước vương người đem giải dược cho ta, ta sở được đến long văn cương tinh hồn, nguyện ý đủ số hoàn trả. dương hiên thân thể chấn động, cái kia hương hồ vương du phi hồng nói ra. Người cái này thiếu niên lang đối kiểu Ngưng ngược lại là thật tâm chân ý, chẳng lẽ nàng là người đạo nữ hay sao?" La Quân nói ra, thực không dám giấu giếm, "Ta hôm nay mới cùng Kiều Ngưng cô nương nhận biết. Ta cùng nàng ở giữa, tuyệt không cái gì nhi nữ tư tình, nàng chính là yêu tiên, ta bất quá là người bình thường. Nàng làm sao có thể cùng ta kết thành đạo lữ?" "Vậy ngươi là sao?" Du Phi Hồng không hiểu. La Quân nói ra, rất đơn giản, "Chúng ta là đồng bạn." ác lang đều sẽ chiếu cố thổ thương đồng bạn, huống chi là người. Dương Hiên nói ra, người cái này thiếu niên lang, coi như không tệ. Hắn đón đến, nói ra, bất quá, ngũ hành kiếm sát cũng khó giải thuốc. Nếu là có, ta nhất định cho ngươi, nhưng giải dược đúng là không có. Là quân thân thể chấn động, hắn thất sắc nói ra, chẳng lẽ bên trong ngũ hành kiếm sát, liền chỉ có một con đường chết. Dương Hiên nói ra, đó cũng không phải, nếu có thần đan, liền có thể một cứu kiếm sát chi độc nhập thể, sẽ để cho kiều ngưng thân thể suy yếu. Nếu có thần đan, liền có thể làm cho nàng một lần nữa ngưng tụ lực lượng, tiếp mà giải độc. La quân không khỏi cảm thấy nhức cả trứng. Thần đan, La quân tự nhiên là có. Có thể cái kia thần đan là cho đại ca lâm phong chuẩn bị A. À. Như thế lấy ra cho kiều ngưng, La quân trong lòng thực rất lợi hại dễ dụa. Hắn chả không có hào phóng vô tư đến nước này. Đa tả, là quân sau đó cùng Niếp mị nương quay người rời đi. Chỉ một lúc sau, là quân cùng nhiếp mị nương lại trở lại lôi đình hào bên trên. Là quân cùng Niếp mị nương đi vào kiều ngưng gian phòng lúc, kiều ngưng sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, nàng tố thủ biến thành màu đen, toàn thân bất lực. Lúc này kiều ngưng liền thật sự là đến người bình thường cũng có thể đưa nàng giết. Kiều cô nương, là quân bị kinh ngạc, hắn liền tranh thủ kiều ngưng nâng đỡ, đồng thời cắn nát ngón tay đem tự thân máu tươi nhỏ vào đến kiều ngưng miệng bên trong. Là quân hy vọng huyết dịch của mình có thể giải kiều ngưng độc. Kiều ngưng đã có chút thần trí không rõ, nàng trong mơ mơ màng màng đem huyết dịch hút vào đi vào. Cái kia huyết dịch tựa như một vũng thanh tuyền, rất nhanh liền để kiều ngưng khôi phục một chút thần trí. Là quân gặp kiều ngưng sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, không khỏi đại hỷ. Mà kiều ngưng liền giống là tiểu hài tử ú sữa một dạng, vội ý thức hút là quân máu tươi. Ước chừng qua nửa giờ, Kiều Ngưng sắc mặt tốt hơn nhiều. Nàng mở to mắt. La Quân cùng Niếp Mị Nương chăm chú nhìn Kiều Ngưng, Kiều Cô Nương, người cảm giác thế nào? La Quân lo lắng hỏi. Kiều Ngưng nhìn một chút La Quân cùng Niếp Mị Nương, nàng đây là mới phát hiện, nàng lại là tại La Quân trong ngực. La Quân cũng ý thức được điểm này, vội ho một tiếng, nói ra: Ta không phải có ý mạo phạm. Sau đó, hắn đem Kiều Ngưng đỡ tốt, chờ Kiều Ngưng ngồi xuống về sau. La Quân mới buông tay ra. Kiều Ngưng hơi nghi hoặc một chút, nàng ngốc nửa ngày về sau, hỏi La Quân, Dương Hiên cho giải dược. La Quân diêu đầu, nói ra, Dương Hiên nói ngũ hành kiếm sát căn bản không có giải dược. Kiều Ngưng nói ra, vậy ta thương tổn làm sao? Nhếp mị nương nhịn không được nói ra, là La Quân đem hắn tự thân máu tươi đút cho ngươi. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, ta huyết mạch có chút kỳ lạ, có nhất định giải độc công hiệu. Ngươi xem một chút chính mình độc đến thế nào." Kiều Ngưng gật đầu, nàng khoanh chân ngưng thần, vận công điều tra. Kiều Ngưng phát hiện ngũ hành kiếm sát độc tố cũng không có bị hóa giải mất, chẳng qua là bị La Quân huyết dịch hóa ngăn chặn. La Quân huyết dịch tựa như là một dòng nước trong, nhưng cái này của Thanh Lưu đang bị độc tố thôn phệ. Chỉ cần độc tố đem Thanh Liêm hoàn toàn thôn phệ, như vậy Kiều Ngưng lại sẽ bị độc tố ăn mòn. "Thế nào?" La Quân lo lắng hỏi Kiều Ngưng. Kiều Ngưng lắc đầu, nói ra, vẫn chưa được. La Quân nghe vậy giật mình, hắn duỗi tay nắm lấy Kiều Ngưng mạch đập, vận pháp lực điều tra. Rất nhanh, Kiều Ngưng tình huống liền bị La Quân nhất thanh nhị sở. La Quân không khỏi phiền muộn, hắn phát hiện trước kia tại thế giới bao la lúc, huyết dịch của mình vẫn là giải độc tiểu tay thiện nghệ. Nhưng bây giờ là càng ngày càng vô dụng. Cái này cũng khó trách, La Quân trước đó huyết dịch cũng bất quá là phục dụng vô cực kim đan, cái kia vô cực kim đan cũng chính là một cái thiên đan hiệu quả đan dược. Mà sau đó, là quân trong máu sẽ cùng huyết tộc huyết mạch dung hợp, ngược lại là có chút kỳ quái công hiệu. Nhưng những này đều sao đỡ được ngũ hành này kiếm sát uy lực A. Là quân nhíu mày trầm tư, hắn sau đó nói với Kiều Ngưng, đại khái là ta máu cho ít, ngươi lại nhiều uống một chút. Hắn nói xong liền từ dưới tu di bên trong tìm một cái bát đi ra. Hắn dùng móng tay đưa tay mạch cắt, lập tức, huyết dịch chảy cuồn cuộn kiều ngưng phức tạp nhìn la quân liếc một chút nàng nói ra người tội gì phải làm như vậy la quân cười một tiếng nói ra máu là có thể tái sinh đối chúng ta mà nói không đáng nhắc đến chúng ta là đồng bạn đổi lại là ngươi ngươi cũng sẽ làm như vậy kiều ngưng nói ra đổi lại là ta ta sẽ không như thế làm ngươi sinh tử không liên quan gì đến ta la quân không khỏi sướng sờ sau đó liền có chút xấu hổ hắn cười ha ha một tiếng nói ra người cái này đần độn lúc này còn như thế thành thật kiều ngưng nói ra chẳng lẽ ta chết không tốt sao thượng cổ lôi phù cũng là ngươi la quân nói ra bởi vì chúng ta là đồng bạn nếu như ta lực lượng cao hơn ngươi có lẽ ta sẽ đoạt ngươi đồ vật ta có thể yên tâm thoải mái nhưng chúng ta nếu là đồng bạn đã cộng đồng ngăn địch vậy ta thì không thể làm ra vứt bỏ đồng bạn sự tình la quân vừa nói chuyện cái kia máu chính là một mực chảy rất nhanh, một bát huyết dịch thì chảy ra. Là quần hơi chút vận công, cái kia vết thương lập tức khép lại. Hắn đem huyết dịch bưng đến kiều ngưng trước mặt, nói ra, uống đi, xem có hiệu quả hay không. Hoặc, Dương Hiên nói qua, chỉ cần ngươi khôi phục đầy đủ công lực, liền có thể vận công đem độc tố khu trừ rơi. Kiều ngưng gật đầu, nàng tiếp nhận bát, bắt đầu uống máu, uống thời điểm, mi đầu liền nhăn, đại khái là huyết dịch cũng không quá dễ uống loại pháp lực này liệu thương khu độc, cũng không phải là La Quân có thể giúp một tay. La Quân pháp lực là không thể nào dung nhập kiều ngưng pháp lực. Mặt khác, La Quân pháp lực tại kiều ngưng tới nói, quá thấp, cũng căn bản khu bất động ngũ hành kiếm sát độc. Kiều ngưng lộc cộc lộc cộc đem huyết dịch uống xong, sau đó, nàng vận công liệu thương. La Quân cùng Niếp Mị Nương ở một bên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Nửa ngày về sau, Kiều Ngưng phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi tới sắc mặt nàng trắng bệch, cũng lắc đầu, nói ra, không được, dòng máu của ngươi chỉ có thể làm dịu, cũng không thể giải độc. Là quân nhíu mày, hắn nói ra, ta nghe Dương Hiên nói, nếu có thần đan liền có thể giải ngươi độc. Trên tay ngươi có hay không thần đan? Kiều ngưng diêu đầu, nói ra, không có. Là quân nói ra, cái kia nếu là dùng dòng máu của ta giúp ngươi làm dịu. Đến trên bờ, có thể hay không qua mượn đến thần đan đâu. Kiều ngưng không khỏi cười khổ, nói ra, đương nhiên mượn không được ta vốn cũng không có bằng hiếu nếu để cho người trông thấy ta cái này tình huống chính là cả đám đều ước gì ta chết đây nơi đó sẽ còn cho ta mượn thần đan a à, người nhân duyên như thế không tốt la quân nói ra kiều ngưng nói ra đây cũng không phải ta người duyên kém ta mấy năm nay có chút tích lũy nếu ta chết bọn họ liền có không ít chỗ tốt cho nên ai sẽ nguyện ý xuất thủ la quân nhíu mày trong lòng của hắn là thiên nhân giao chiến A. Hắn cũng là người, cũng có tự tư tâm lý, chính là vì kiều ngưng mà xuất ra thần đan, hắn thật là không có cam lòng. Nhưng để hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy kiều ngưng đi chết, hắn cũng làm không được. La quân vừa nhìn về phía Niếp Mị Nương. Niếp Mị Nương lập tức nói, ngươi nhìn ta cũng vô dụng, ta nếu có thần đan, sớm không phải cảnh giới này. La quân sờ mũi một cái. Niếp Mị Nương nói ra, dù cho có thần đan, ta cũng sẽ không lấy ra a." À. Kiều Ngưng nói ra, không sai, một cái thần đan chính là chứa đại tạo hóa, chính là giá trị liên thành chi vật, ai cũng có lý do không lấy ra. Lại không có lý do gì vì người khác lấy ra. La Quân cũng không nói chuyện. Kiều Ngưng hít sâu một hơi, nói ra, ta hơi mệt chút, muốn tĩnh dưỡng một phen, các ngươi ra ngoài đi." La Quân cùng Niếp Ngụy Nương cũng không biết nên nói cái gì. Sau đó là quần cùng nhiếp mị nương ra khỏi phòng. Đêm, vẫn còn tiếp tục. Mặt trăng về phía tây một bên rơi xuống, hải thiên trung một màu. Bong tàu, gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến. Nhiếp mị nương sợi tóc bị phong mê mắt, nàng nói ra, người có thể vì kiều ngưng làm đều đã làm, không cần lại hổ thẹn a. À. Là quần nói ra, không có. Nhiếp mị nương nói ra. Là quần từ giới tu di bên trong lấy ra cái viên kia thần đan, hắn nói với nhiếp mị nương, Ngươi nhìn, đây chính là một cái thần đan." Niếp Mị Nương bị kinh ngạc, nói ra, "Ngươi lại có thần đan?" La Quân gật đầu, nói ra, "Đúng. Ngươi, ngươi không nên lấy ra cho ta nhìn, bí mật này, ngươi hẳn là vĩnh viễn giấu ở trong lòng." Niếp Mị Nương nói ra, "Ngươi không lấy ra, ta sẽ không xem thường ngươi. Bởi vì cho dù là ta, ta cũng quả quyết sẽ không lấy ra." La Quân nói ra, "Cái này Mai thần đan là ta lưu cho ta đại ca." Ta đại ca đã đến thất trọng thiên đỉnh phong, cách bát trọng thiên chỉ có cách xa một bước. Ta đại ca đối đãi ta ân trọng như sơn, ta muốn vì hắn làm điểm cái gì. Nhưng ta nếu đem cái này mai thần đan lấy ra cứu kiểu ngưng, ta đại ca liền không có thần đan. Ngươi, nhiếp mị nương mới biết được, nguyên lai là quân cái này mai thần đan cũng căn bản không phải vì chính hắn chuẩn bị. Nàng cảm thấy mình tựa hồ vẫn là không quá giải la quân. Tựa hồ là cùng la quân càng tiếp xúc, liền có thể càng phát ra cảm thấy được la quân nhân cách vĩ đại chỗ cái này hẳn không phải là một cái rất khó nhiều lựa chọn Niếp mị nương nói ra kiều ngưng mà chết người có thể danh chính ngôn thuận cầm nàng lôi phù còn có hắn bảo bối người còn có thể vì người đại ca giữ lại thần đan la quân nói ra đúng vậy a à, xác thực rất lựa chọn tốt hắn trong giọng nói lại là phiền muộn vô hạn sau đó hắn đem thần đan thu hồi dưới tu di bên trong. Niếp Mị Nương thấy thế buông lỏng một hơi, nàng nói ra, cái thế giới này rất lợi hại hiện thực, rất lạnh lùng, rất lợi hại tàn khốc. Chúng ta đều muốn vì chính mình còn sống. La Quân nói ra, như vậy, ngươi là vì chính ngươi còn sống, vẫn là vì lan kiếm nhất sống đây này. Niếp Mị Nương mốc ngẩn ngơ, nàng theo rồi nói ra, mệnh ta là công tử ra cho, ngươi sẽ không hiểu ta tình cảnh. La Quân nói ra, ta xác thực không hiểu. Hắn cũng không muốn nói nhiều, giờ phút này hắn không có có tâm tư nói những thứ này. Về sau, nhiếp Mị Nương nhớ tới cái gì, nói ra, đúng, chúng ta việc phải làm giống như không có hoàn thành. Thì như vậy trở về, như thế nào hướng công tử ra bàn giao? Là Quân nói ra, hướng hắn bàn giao, có cái gì tốt bàn giao? Hắn tình báo xuất hiện sai lầm cực kỳ lớn lầm, chúng ta lần này nếu không phải có kiều ngưng tại, chỉ sợ đã chết tại Lan Đình Ngọc trên tay bọn họ. Dưới mắt có thể nhặt về một cái mạng đã là may mắn, khó nói chúng ta còn cần đi cùng hắn nhận lầm. Niếp Mị nương trầm mặc xuống dưới, nàng trầm mặc sau một lúc lâu nói ra: người tựa hồ đối với công tử gia thành kiến càng lúc càng lớn. La Quân nói ra, hắn nhiệm vụ này là để người ta trở thành con rơi, người để cho ta như thế nào tâm bình khí hòa. Lan Đình Ngọc ngày đó có mấy lời nói tốt, Quân lấy quốc sĩ đối đãi ta, ta lấy quốc sĩ báo chi. Quân lấy người qua đường đối đãi ta, ta lấy người qua đường báo chi quân lấy cỏ rác đối đãi ta ta lấy cửu khấu báo chi hôm nay nếu không phải ta ngăn cản ngươi ngươi nếu thật đem lan đình ngọc giết ngươi suy nghĩ một chút sau khi trở về đứng trước ngươi lại là cái gì ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi nhiếp mị nương lần nữa trầm mặc xuống dưới thiên dần dần tờ mờ sáng la quân đi vào kiều ngưng gian phòng hắn gõ vài cái lên cửa lại là không có gõ mở la quân bị kinh ngạc sau đó nhất trưởng đem cửa bổ ra cửa vừa mở ra, liền gặp kiều ngưng hôn mê địa phương. Nàng toàn thân màu da đều tại biến thành màu đen. Là quần hãi nhiên, hắn cấp tốc tiến lên, đưa tay mạch cắt, đút cho kiều ngưng máu tươi. nhiếp mị nương cũng theo tới, nàng thì như vậy nhìn lấy la quân cho kiều ngưng cho ăn máu. Ước chừng nửa giờ sau, kiều ngưng chậm rãi tỉnh lại tới. Sắc mặt nàng tốt hơn nhiều. La quân hơi hơi thở phào. Ta thế mà còn chưa có chết. Kiều Ngưng không khỏi cười khổ. La Quân tâm tình nặng nề vô cùng. Niếp Mị Nương nói ra, ta đi cấp các ngươi làm chút ăn. Nàng nói xong quay người thì ra ngoài. Người người này thật kỳ quái. Kiều Ngưng nhìn về phía La Quân, nàng nhìn thấy La Quân sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên, La Quân cũng không phải là thiết nhân. Hắn mất máu có chút quá nhiều. Làm sao kỳ quái, La Quân nao nao. Kiều Ngưng nói ra, ta cũng không phải thê tử ngươi cùng người yêu, ta chết đối ngươi chỉ có chỗ tốt. Hiện tại ta đã muốn chết, ngươi cũng tận lực, vì cái gì còn muốn rất khó chịu, ta chết, không vừa vặn sao. Là quân miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra, có lẽ ta là muốn tận lực đối ngươi đỡ một ít, dạng này ngươi thì sẽ đem tất cả đồ tốt đều cho ta đâu. Kiều ngưng nói ra, sẽ, ta đồ, vật đều tại ta giới tu di bên trong, sau khi ta chết, ngươi tất cả đều cầm đi đi. Nàng đón đến, nói ra, ta người đều không tại, còn có cái gì tốt không bỏ xuống được. La Quân nói ra, người không sợ chết sao? Sợ, sợ liền có thể không chết sao? Kiều Ngưng nói ra. La Quân trầm mặc xuống dưới. Người sẽ không nói cho ta, người yêu ta đi. Kiều Ngưng cười cười, nói ra. La Quân nói ra, cái này trò đùa, không tốt lắm cười. Kiều Ngưng nói ra, có đúng không, ta lại cảm thấy rất tốt cười. La Quân ngẫm lại, hắn nói ra, ha ha, Kiều cô nương, Ta hỏi ngươi một chuyện. Kiều Ngưng sắc mặt suy yếu, nàng hơi hơi nghi hoặc, nói ra, sự tình gì? La Quân nói ra, nếu như thân thể ngươi khỏi hẳn về sau, ngươi có thể hay không lấy tới thần đan? Kiều Ngưng nao nao, nói ra, hỏi cái này làm cái gì? La Quân nói ra, bởi vì ta nơi này có một cái thần đan. Hắn sau khi nói xong, liền đem cái kia thần đan lấy ra. Hắn tiếp tục nói, nhưng ta không thể đưa cho ngươi, ngươi khỏi hẳn về sau nhất định phải trả lại cho ta kiều ngưng trên mặt nhất thời thoáng hiện đỏ mặt chi sắc nàng xem thấy la quân trong tay cái viên kia thần đan hô hấp bắt đầu thô trọng la quân đem thần đan đưa cho kiều ngưng kiều ngưng nhưng không có lập tức đưa tay đón nàng chăm chú nhìn la quân đến xem la quân cười một tiếng nói ra thế nào trên mặt ta có hoa thực ta biết ngươi có thần đan kiều ngưng bỗng nhiên nói ra la quân bị kinh ngạc nói ra ngươi sao sẽ biết người cùng niếp mị nương ở bên ngoài nói chuyện ta cũng nghe được kiều ngưng nói ra nhưng là ta không nghĩ tới người thực biết đem thần đan lấy ra ta vốn cũng liền không có cái này trông cậy vào la quân nhìn nhiều kiều ngưng liếc một chút hắn nói ra nếu ta không lấy ra người liền chuẩn bị dạng này chờ chết sao kiều ngưng nói ra ta xưa nay sẽ không cầu người mà lại người không lấy ra rất bình thường tựa như niếp mị nương nói ta như thân tử Đối ngươi trăm lợi mà không có một hại. Ngươi không có đạo lý nếu như vậy làm. Chúng ta khác kéo những thứ vô dụng này. Là quân nói ra. Ngươi ăn ta thần đan về sau. Nhất định phải cho ta còn A. À. Kiều ngưng nói ra. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Ta nhất định dốc hết toàn lực trả lại ngươi thần đan. Là quân cười một tiếng. Nói ra. Vậy thì tốt. Chúng ta quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Kiều ngưng tiếp nhận thần đan. Sau đó ăn xuống. Về sau nàng bắt đầu khoanh chân vận công. La Quân thì ở một bên vì kiều ngưng hộ pháp. Lúc này, Nhiếp Mị Nương bưng đồ ăn tới, nàng liền nhìn thấy một màn này. Làm sao? Nhiếp Mị Nương nhẹ giọng hỏi. La Quân suyệt một tiếng, nói ra, đừng lên tiếng. Nhiếp Mị Nương biến sắc, nói ra, chẳng lẽ ngươi? La Quân gật gật đầu. Nhiếp Mị Nương sắc mặt nhất thời phức tạp tới cực điểm, nhưng nàng cuối cùng không nói gì. Nửa giờ sau, Kiều Ngưng sắc mặt khôi phục bình thường, nàng sở hữu công lực đều khôi phục, độc tố cũng toàn bộ khu trừ ra ngoài. Kiều Ngưng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, ngược lại là La Quân còn có chút suy yếu, dù sao mất máu không ít. Kiều Ngưng đứng dậy, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, "Thần đan ta sẽ mau chóng trả lại cho ngươi, bất quá La Quân, người phần ân tình này, ta Kiều Ngưng hội vĩnh viễn ghi khắc." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Thần đan đưa ta là được." Ân tình không ân tình, vậy liền không nói nhiều. Kiều Ngưng ý vị thâm trường nhìn La Quân liếc một chút, nói ra: Ngươi là ta gặp qua kỳ lạ nhất một người. La Quân nói ra: Đúng, cái này Long Văn Cương tinh hồn cho ngươi. Hắn sau khi nói xong, liền đem cái kia Long Văn Cương tinh hồn vận chuyển đi ra, chính là dùng địa sát chi tinh đem ngưng kết thành một cái tròn vo bộ dáng, có một trái bóng ra cỡ như vậy. Long Văn Cương tinh hồn khí tức bị đóng lại mà thành một khi tránh thức phát huy ra, lại là có không tưởng được công hiệu. Kiều Ngưng thấy thế thất sắc, nói ra, thế mà có nhiều như vậy. Cái này Long Văn Cương tinh hồn vô cùng chân quý, chỉ cần có lớn chừng bằng móng tay, liền có thể chế tạo ra một kiện Long Văn Khải Giáp. Lớn như vậy Long Văn Cương tinh hồn, thật sự là chưa từng nhìn thấy. Nàng đón đến, vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, người cũng đã biết, thì cái này Long Văn Cương tinh hồn, người cầm tới thiên chỉ các, đủ có thể đủ đổi 100 mai thần đan. Mà mẹ nó, là quân nhất thời mắt trợn tròn, hắn nói ra, vậy ta có thể không cho ngươi sao? Đương nhiên có thể, Kiều Ngưng nói ra, người đối xử mọi người nhân nghĩa, ta luôn có thể vừa khôi phục thực lực, chính là trở mặt không quen biết đi. Là quân vội ho một tiếng, nói ra, ngươi nói là thật. Thật, Kiều Ngưng nói ra, là quân nói ra, ách, vẫn là tính toán, nói xong là cho ngươi, ta cũng không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chủ yếu là là quân đối long văn cương tinh hồn không có nhiều khái niệm cũng không biết mình lấy ra có thể có làm được cái gì mà lại hắn cảm thấy mình cũng không thể mang ân đòi lấy cái này không phù hợp hắn làm người truyền tắc kiều ngưng mỉm cười nói ra ta thế nhưng là cho ngươi cơ hội nha là quân cười ha ha một bên niếp mị nương nói ra cái này long văn cương tinh hồn đã như vậy quý giá chúng ta nếu là lấy về hướng công tử gia giao nộp công tử gia nhất định hài lòng la quân trừng mắt nói ra người nghĩ hay lắm hắn đón đến nói ta đem long văn cương giao cho lan kiếm nhất hắn không tầm thường ban thưởng ta một chút tiền bạc sau đó hắn chả cảm thấy đây là ta hẳn là cho hắn ta tình nguyện cầm lấy đi bán cho thiên trì các hoặc là đưa cho kiều cô nương nhiếp mị nương nói ra ngươi kiều ngưng cười một tiếng nói ra cái này các thứ cho Lan Kiếm Nhất, chỉ sợ hắn cũng cảm giác không ra bên trong diệu dụng. Liền xem như đặt ở La Quân trên người ngươi, ngươi cũng dùng không ra bên trong chân nghĩa. La Quân nói ra, cho nên cho ngươi vẫn là lựa chọn tốt nhất. Kiều Ngưng nói ra, để báo đáp lại, ta sẽ cho ngươi tiểu long chế tạo một thân long văn thật khải đi ra. La Quân nghe vậy không khỏi đại hỉ, nói ra, vậy có phải hay không tiểu long liền có thể còn sống tại ta giới tu di bên trong đâu. Kiều Ngưng nói ra, ngược lại là có thể ta sẽ dạy tiểu long thu nhỏ nguyên thần chi thuật liền không có vấn đề gì vậy quá tốt la quân nói ra sau đó hắn lập tức lại nghĩ đến cái gì nói bất quá ta đến lưu một chút long văn cương tinh hồn kiều ngưng nói ra không có vấn đề người muốn bao nhiêu la quân nói ra người trước cam đoan người cùng tiểu long công dụng sau đó nhìn còn có thể cho ta đều đặn bao nhiêu kiều ngưng cong ngón búng ra Bắn ra một cái trái bóng bàn lớn nhỏ long văn cương tinh hồn đi ra, những này đủ sao? Đủ, bất quá ta muốn hỏi ngươi, ngươi cho tiểu long chế tạo long văn khải giáp cần bao nhiêu long văn cương tinh hồn? La Quân hỏi. Đại khái là cho ngươi nhiều như vậy đi, Kiều Ngưng nói ra. La Quân a à một tiếng, trong lòng của hắn liền có cái đại khái khái niệm. Về sau, Kiều Ngưng liền đem long văn cương tinh hồn thu đến thượng cổ lôi phù bên trong. Sau đó thời gian liền lại khôi phục lại bình thường quỹ đạo bên trong. Thuyền hướng Bắc Hải cầu tàu chuyến về, Lôi Đình Hào vốn là muốn về Bắc Hải cầu tàu. Chiếc thuyền này, lúc đầu bắt đầu từ Đại Thuận Vương Triều bên kia tới. Kiều Ngưng cũng không hề rời đi, nàng mỗi ngày đều trong phòng tu luyện. La Quân cũng không biết Kiều Ngưng tại tu luyện cái gì, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Mà La Quân cùng Kiều Ngưng ở giữa, cũng không có hắn cầu huyết sự tình phát sinh. Cũng không có vì vậy mà sinh ra dư thừa cảm tình kiều ngưng chính là cửu trọng thiên cao thủ chính là đại yêu tiên nàng cùng la quân vốn nên thì không cùng một đẳng cấp la quân tự nhiên cũng sẽ không nhiều nghĩ tối hôm đó bong tàu niếp mị nương nói ra người có phải hay không có chút thất vọng thất vọng cái gì la quân kỳ quái hỏi niếp mị nương nói ra người làm nhiều như vậy nhưng không có thắng được trái tim mỹ nhân cuộc làm ăn này hiển nhiên không quá có lời la quân nao nao sau đó hắn cười một tiếng dù sao hắn cũng sẽ không tức giận hắn nói ra người cảm thấy ta làm nhiều như vậy đều là vì đạt được kiều cô nương trái tim nhiếp mị nương nói ra chẳng lẽ không đúng sao ta không quá tin tưởng người chính là cái kia hiếm có thánh nhân người chẳng lẽ biết một chút ý đồ đều không có la quân nói ra ta có phải hay không thánh nhân ta không biết bất quá người muốn nói ta thật sự là vô tư phụng hiến thế thì cũng không trở thành người hỏi ta ý đồ đúng ta có ý đồ. Nhưng cái này ý đồ cũng không phải là thắng được kiều cô nương trái tim. Vậy người ý đồ là cái gì? Niếp mị nương hỏi. La quân nói ra, có lẽ là lâu dài hữu nghị đâu. Ta nguyện ý giao kiều cô nương dạng này bằng hữu Chỉ đơn giản như vậy, niếp mị nương hỏi. La quân nói ra, tâm tư phức tạp người, thường thường hội đem người khác cũng muốn rất lợi hại phức tạp. Hắn cười cười, nói ra, ta là quân cái gì nữ nhân chưa thấy qua, nếu thật là vì nữ sắc, lại đem nhiều như vậy vật chân quý dân tặng, ta là đến có bao nhiêu sắc dục hun tâm. Niếp mị nương, ngươi cho là ta thật sự là như thế không có có trí khí người. Niếp mị nương nói ra, tốt a, à, coi như ta tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi cho rằng, ngày khác kiều ngưng nhất định liền sẽ hồi báo ngươi sao. Là quân nói ra, có trở về hay không báo, ta không nghĩ nhiều. Ta nói ý đồ, chẳng qua là ta một cái làm người thói quen. Quảng giao thiên hạ bằng hiếu, có lẽ có một ngày, tại ta khó khăn nhất thời điểm, cái này lại là một cái chuyển cơ. Trọng yếu nhất là, ta không có đối đồng bạn thấy chết không cứu thói quen. Niếp mị nương hơi hơi thở dài, nói ra, có lẽ đi, ta cảnh giới không bằng ngươi. Nàng sau đó còn nói thêm, hồi hoàng thành về sau, người nghĩ tới muốn làm sao theo công tử ra bàn giao sao. Thật lòng bàn giao, là quân nói ra, trừ kiều cô nương thụ thương một chuyện không nói nghiêm trọng như vậy hắn nói tiếp, đương nhiên, cái này cũng phải nhìn ngươi chuẩn bị nói thế nào. Nếu như ta cùng ngươi nói không giống nhau, Lan Kiếm Nhất chắc chắn sẽ không tin tưởng ta. Niếp Mị Nương nói ra, ta hội theo lời ngươi nói xử lý. La Quân mỉm cười, nói ra, thế nào, ngươi muốn vì ta qua lửa gạt Lan Kiếm Nhất. Niếp Mị Nương nói ra, tóm lại, ngươi vẫn là mau rời khỏi công tử ra đi. Ta không muốn có một ngày cùng ngươi xung đột vũ trang. La Quân nói ra, Yên tâm đi, vừa có cơ hội, ta thì sẽ rời đi." Nhiếp mị Nương gật đầu. Sau 10 ngày, Bắc Hải cầu tàu rốt cục đến. La Quân, Nhiếp mị Nương còn có kiều ngưng lên bờ. Nhiếp mị Nương cho Lôi Báo một khoản hoàng kim, xem như thanh toán chứng. La Quân cùng Lôi Báo ôm quyền, nói ra, "Lôi đại ca, ngày khác có cơ hội, chúng ta hoàn thành gặp lại, đến lúc đó ta mời ngươi nâng ly một hồi, không say không về." Lôi Báo cười ha ha một tiếng, nói ra, là huynh đệ, ngươi là có đại bản sự ngươi. Khó được ngươi coi trọng ta lão lôi loại này người thô kịch, lần này, ta đi theo các ngươi cũng kiếm lời không ít tiền. Như vậy đi, hôm nay các ngươi đều chứa đi, ta mời các ngươi ngay tại cái này Bắc Hải trong thành nâng ly một phen. Làm gì chờ hắn ngày không say không về đâu, ngay tại hôm nay, thế nào? Là quần hơi sướng sờ, hắn vốn nên chỉ nói là lời khách sáo. Cái kia nghĩ đến cái này lôi báo như thế thành thật, ngay sau đó, hắn liền cũng liền nói tốt niếp mị nương lập tức có bất mãn nói ra chúng ta còn phải cấp tốc về hoàng thành hướng công tử gia phục mệnh đâu ngươi la quần nói ra cái này có cái gì tốt sốt ruột chúng ta ngồi xe ngựa trở về muốn chừng năm ngày tại cái này chỉ hoãn một ngày liền để kiều cô nương dùng nguyên thần đưa tiến chúng ta đây không phải là mấy giờ liền trở về sao hắn ngược lại nói với kiều ngưng kiều cô nương ngươi cứ nói đi kiều ngưng từ tốn nói ta nguyên thần luôn luôn không lại người khác. La quân nghe vậy không khỏi cười khổ, trời ạ, à, nữ nhân này quá không nể mặt chính mình. Bất quá lập tức, Kiều Ngưng còn nói thêm, nhưng có thể cho người phá lần lệ. La quân liền cười nói, Kiều cô nương, người nói chuyện có thể nói một hơi sao. Kiều Ngưng cười một tiếng, lại không nói thêm lời. La quân liền nói với Niếp Mị Nương, người nhìn, không có vấn đề đi. Niếp Mị Nương tuy nhiên có bất mãn, nhưng lúc này cũng liền không tốt nói thêm gì nữa lôi báo đối bắc hải thành là quen thuộc sau đó tự một chiếc xe ngựa tới mọi người lên xe ngựa lôi báo là cái vào nam ra bắc người cho nên cho dù là tại kiều ngưng cùng niếp nghị nương trước mặt hắn cũng sẽ không quá câu thúc hắn hướng la quân vừa cười vừa nói bắc hải thành bên này lại là chỗ tốt nha mặc dù nói là tốt xấu lẫn lộn nhưng cũng có thật nhiều mới mẻ đồ chơi nơi này là mạo hiểm giả thiên đường la quân nói ra là không phải là bởi vì Bắc Hải Thành khoảng cách Hoàng Thành quá xa, cho nên núi cao Hoàng Đế xa, nơi này mới như thế tiêu diêu tự tại. Lôi báo nói ra, không sai. Là Quân nói ra, nơi này không có hải phỉ loại hình sao. Hải phỉ, lôi báo nói ra, trước kia Bắc Hải Thành là thâm thụ hải phỉ sở khốn nhiễu, quan phủ liên tục phái người vây quét, nhưng là những hải phỉ đó chờ quan phủ người vừa đến, lập tức liền chạy đến trong biển, quan phủ người cũng không có khả năng hao phí đại lượng thời gian cùng vật lực tài lực, căn bản là theo hải phỉ hao không nổi. Những năm kia, hải phỉ tàn phá bừa bãi, còn có mấy cỗ rất biển rộng phỉ, quan phủ đều không chấn áp được qua. Vậy bây giờ đâu, là quân hỏi. Lôi báo nói ra, hiện tại coi như khác biệt, Bắc Hải Thành bên này trên cơ bản thì không có cái gì hải phỉ. Há, vì cái gì? La Quân cảm thấy hứng thú hỏi. Niếp nghị Nương lại trước khi nói ra, đó là bởi vì, từ khi thánh thượng nắm quyền về sau, đại lực diệt trừ hải phỉ duyên cớ. Lôi báo cũng nói, không sai, bất quá, nói đến đây, ta lão lôi cũng không thể không đối đương kim thánh thượng bội phục. Trước kia triều đình cũng không phải không coi trọng Bắc Hải thành phỉ hoạn vấn đề. Nhưng là mỗi năm tiêu diệt, mỗi năm không có hiệu quả. Có thể đương kim thánh thượng thì khác biệt, ba tháng liền đem sở hữu phỉ hoạn giải quyết. Giải quyết như thế nào? Là quân cảm thấy rất hứng thú hỏi. Phải nói, hắn càng cảm thấy hứng thú là đối đương kim thánh thượng hứng thú vị này thánh thượng tựa hồ hết thảy cũng có thể thấy rõ cơ trí vô cùng thánh thượng tâm làm cho không người nào có thể phỏng đoán hắn hùng tâm tráng trí khiến người ta không dám với tới liền xem như vân thiên tông tiên môn hắn cũng dám đi khiêu chiến dạng này thánh thượng thật sự là chưa từng nhìn thấy a à. kiều ngưng lúc này nói ra đương kim hoàng đế xác thực bất phàm trước kia triều đình mặc dù là triều đình nhưng lại ước thúc không thiên hạ người tu đạo riêng là một chút không có tự hạn chế tính người tu đạo nhưng nói là tùy ý giết người đánh cắp tài vật các loại đối với triều đình mệnh lệnh càng là xưa nay không nghe nhưng vị hoàng đế này sau khi lên ngôi cái thứ nhất ra tay chính là nhằm vào người tu đạo hắn đem thiên hạ lộn xộn tiên môn hết thảy chém giết mà đối với xúc phạm hình pháp người tu đạo cũng tuyệt không dễ tha tựa hồ là chỉ cần hoàng đế này muốn bắt người liền không có hắn bắt không được về sau người tu đạo còn tụ tập một nhóm cao thủ muốn đi hoàng cung đem hoàng đế này giết bên trong không thiếu có cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ nhưng là một đêm kia lại phát sinh chuyện quỷ dị cái gì chuyện quỷ dị la quân lập tức hỏi kiều ngưng nói ra cái này một nhóm cao thủ tiến hoàng cung đại viện về sau cũng không có đánh nhưng về sau cũng không gặp có bất kỳ người đi ra tựa như là châu đất xuống biển một dạng, nhưng là ngày thứ hai, hoàng đế lại là như cũ tảo chiều, thì theo chưa từng xảy ra chuyện này một dạng. Là quân không khỏi sâu hít sâu một hơi, nói ra, liền cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ đều đưa tại bên trong. Kiều Ngưng nói ra, cho nên bây giờ người tu đạo, không có mấy cái dám đối triều đình làm càn. Triều đình uy nghiêm đến giờ này ngày này, nhưng nói là cường thịnh nhất thời điểm. Đúng, Kiều Cô Nương, là quân nói ra, ta còn nghe nói, Đương Kim Thánh Thượng trước kia là nhu nhược kẻ ngu dốt, là 20 năm trước, trong vòng một đêm đột nhiên thì trở nên thông tuệ. Ngươi có thể nhìn ra thánh thượng lai lịch sao?" Kiều Ngưng nói ra, "Ta chưa thấy qua hoàng đế, cho nên cũng đoán không ra hắn lai lịch. Nhưng là, cơ hồ có thể khẳng định là, nhất định là có một vị nào đó đại thần thông giả đoạt xá đến hoàng đế này trên thân. Mà lại, vị này thần thông giả là không kém gì viễn cổ tứ đế cùng đương kim tứ đế tồn tại." La Quân nói ra, nếu thật sự là như thế, nhân vật như vậy, dù sao cũng nên là có danh tiếng. Chẳng lẽ đẩy coi không ra sao? Kiều Ngưng nói ra, hư giữa không chung, còn có vô số chân thần. Bên trong càng không ít cực cường đại thần thông người, có chút thần thông giả một mực điệu thấp, đây là chúng ta không thể đoán được. Bất quá, những vật này cũng không phải người ta nên phiền não. Quản hoàng đế này là người thế nào, dù sao hôm nay thiên hạ cũng là hắn, không ai có thể dao động. Tầng kia hoàng tử thân phận, bây giờ đối hoàng đế tới nói sớm đã không trọng yếu la quân thầm nghĩ trong lòng nếu là có một ngày gặp phải la lăng tiền bối hỏi một chút lão nhân ra ông ta có lẽ hắn sẽ biết sau đó hắn lại hỏi lôi báo nói ra lôi đại ca thánh thượng là thế nào dùng ba tháng tiêu diệt phỉ hoạn lôi báo vẫn luôn muốn nói lúc này rốt cục có cơ hội nói thế là hắn hắng giọng nói ra thánh thượng đầu tiên là thả ra tin tức chính là nhu nhiên nước hướng thánh thượng thỉnh cầu ban thưởng một chút mỹ nữ, cải thiện nhu nhiên nước chủng tộc thể yếu. Đây là bởi vì nhu nhiên người trong nước trời sinh thì vóc dáng thấp bé. Sau đó thánh thượng liền đáp ứng, thì ở trong nước tuyển 3.000 tên chưa nhân sự xử nữ thiếu nữ. Mà vận chuyển địa điểm, thì tuyển tại Bắc Hải Thành. Thuận tiện, thánh thượng còn đáp ứng ban thưởng cho nhu nhiên nước vàng kim bách vạn hai. Chuyện này truyền sau khi ra ngoài, liền kinh động sở hữu hải phỉ lôi báo nói ra kế sách này cũng không tính thật cao minh hải phỉ nhóm hơi tưởng tượng liền có thể biết bên trong cái vấn đề chỗ mà la quân nói ra niếp mị nương từ tốn nói kế sách tuy nhiên không cao minh nhưng là hải phỉ nhóm mấy chục năm qua đều là thuận thông thuận sướng cướp bóc đốt giết bọn họ quen thuộc triều đình biết triều đình phương pháp cho nên bọn họ cũng sẽ không sợ sệt triều đình mà lại trên biển thiếu nhất cũng là nữ nhân không sai Lôi báo nói ra, hải phỉ nhóm cũng xác thực rất xem trọng hành động lần này, cũng là sợ bên trong có lửa dối. Chính là bởi vì sợ bên trong có lửa dối, cho nên bọn họ mới toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, đồng thời mở hải tạc đại hội. Kết quả thế nào, là quân hỏi. Lôi báo nói ra, thánh thượng trước đó còn nói một sự kiện, hắn nói hải phỉ tàn phá bừa bãi, lần này, hắn sẽ an bài trọng binh hộ tống nhu nhiên quốc tướng những mỹ nữ này cùng kim ngân mang về. Hắn đón đến, nói tiếp, Thế là, thông minh hải phỉ nhóm quyết định chủ động công bên trên Bắc Hải Thành, bọn họ muốn sát thánh bên trên một trở tay không kịp. Mà lại loại sự tình này, bọn họ làm qua rất nhiều lần, đã xe nhẹ đường quen. Sau đó thì sao, La Quân liền vội hỏi. Lôi báo cười ha ha một tiếng, nói ra, những ngày hải phỉ nhóm, vĩnh còn lâu mới có được leo lên bờ biển. Bọn họ tại còn không có tới gần bờ biển thời điểm, ngày đó trên biển đột nhiên dậy một trận sương mù sương mù đem sở hữu hải phỉ bao phủ lại. Ngày thứ hai, sở hữu hải phỉ đều chết ở trên biển. La quân lập tức liền minh bạch thánh thượng kế sách này chi huyền diệu cùng tinh diệu. Sở dĩ để đám hải tặc chuẩn bị lên đảo, lại không để bọn hắn tránh thức lên đảo. Nguyên nhân là, thánh thượng muốn cố định.